Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 541 ca ở nhà ta nhi tử, ngươi chọn lựa một cái con rể đi. Tiểu bá vương Tô Nguyệt Hân, sinh ra ngày đầu tiên liền vừa khóc thành danh. Tướng phủ người đều đã biết, cái này tiểu nữ hoa sinh ra chính là cái bá đạo chủ nhân. Nhưng cái này tiểu nữ hoa cũng xác thật đáng yêu, nàng lớn lên bạch bạch nộn nộn, cùng mẫu thân triệu thị một cái bộ dáng, vui vẻ thời điểm nhất miệng cười, quả thực chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Tiểu nữ hoa sinh ra năm ngày sau, nàng ông ngoại triệu đại nho, nhịn không được từ nhi tử triệu văn bác mang theo tới tướng phủ, tự mình tới xem tự mình tiểu ngoại tôn nữ. Lão gia tử ngồi ở nữ nhi gian ngoài phòng, Tô Ngụy tự mình cấp tiểu khuê nữ ôm ra tới, bỏ vào đông cung đưa tới xe nôi. Triệu Đại Nho cùng Triệu Văn Bác đến gần rồi xe nôi, thấy xe nôi nằm tiểu nữ Hoa Nhi, bọn họ nháy mắt liền đều đỏ hốc mắt. Triệu Đại Nho run rẩy vương tay, không dám dùng hắn già nua ngón tay, đi chạm vào tiểu nữ Hoa Nhi khuôn mặt, chỉ là dùng lòng bàn tay sờ sờ nàng vương tới tay nhỏ Nhi. Cũng không biết tiểu nữ Hoa trong lúc ngủ mơ, là có ý thức vẫn là vô ý thức, nàng tay nhỏ Nhi bắt được lão gia tử ngón tay, còn trảo đến gắt gao nháy mắt một thế hệ đại nho triệu lão gia tử liền lão lệ tung hoành hắn môi run rẩy nói cùng ta mạng nhi khi còn nhỏ giống nhau nàng khi còn nhỏ chính là như vậy thích bắt lấy vi phụ ngón tay chơi các nàng lớn lên đều giống các ngươi mẫu thân đều là các ngươi mẫu thân bộ dáng ha hả thật là đẹp mắt già trẻ ba nam nhân liền nhìn tiểu nữ qua nhìn nàng bắt lấy lão gia tử ngón tay gắt gao nắm một lát sau nàng thật dài lông mi run rẩy một chút chậm rãi mở mắt xinh đẹp mắt to tràn đầy sao trời Tiểu nữ hoa đôi mắt mở về sau, thấy một cái lão gia gia, lại thấy hai cái nam nhân, trong đó một cái vẫn là tự mình cha. Trang 498 Tiểu nữ hoa cảm thấy bọn họ thấy tự mình đều là từ ái, trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm ái. Nàng liệt khai tự mình miệng nhỏ, ha 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 cười. Già trẻ ba nam nhân bị tiểu nữ hoa nhi cười, đều đi theo nhất miệng cười, bọn họ trong lòng đều đi theo ấm áp. Tiểu nữ hoa cười một hồi, đột nhiên liền cảm thấy hạ thân nóng lên, ai nha nàng đái trong quần, quá mất mặt. Tiểu nữ qua đảo mắt liền nhìn về phía tự mình lão cha, đại phôi đảng cha, ngươi khuê nữ đều nước tiểu, ngươi không biết sao. Tô Ngụy liền đi theo tiểu khuê nữ nhếch miệng nhi ngây ngô cười đâu, căn bản là không phát hiện khuê nữ nước tiểu. Tiểu bá vương Tô Nguyệt hân trở mặt, nàng tiểu bạo tính tình lên đây. Qua A. Qua A. Qua A. A A A. Và trẻ ba nam nhân nhìn tiểu nữ hoa nhi, thượng một giây còn cười thanh khách, dây tiếp theo liền trở mặt qua oa khóc lớn, liền đem bọn họ sợ tới mức sửng sốt sửng sốt. Triệu đại nho gia bọn nhỏ từ nhỏ đều là ngoan ngoãn, rất ít có như vậy nhảy cao khóc thét, lão gia tử cũng lúng cuốn, hắn ánh mắt bất thiện nhìn Tô Ngụy, lão phu cháu ngoại gái, như thế nào khóc. Tô Ngụy, ngươi có phải hay không sẽ không chăm sóc hài tử? Chạy nhanh đẩy mạnh đi làm mạng nhi nhìn xem hài tử làm sao vậy? Ai u, ngươi thật là cái không còn dùng được. Đều là hai đứa nhỏ cha, cũng sẽ không xem hài tử, ngươi nhìn xem cấp lão phu ngoại tôn nữ khóc đau lòng chết lão phu chạy nhanh đẩy mạnh đi nhanh lên Tôn ngụy thật đúng là khổ bức cực kỳ tâm nói ngài lão cũng là hai đứa nhỏ cha đâu chính là hắn không dám nói a à. Tôn ngụy đẩy tự mình ngao ngao khóc tiểu khuê nữ còn bị tự mình lão nhạc phụ quở trách cái đế hướng lên trời chạy nhanh liền cấp hài tử đẩy mạnh trong phòng triệu đại nho rốt cuộc tuổi tác lớn bị tiểu ngoại tôn nữ khóc tâm tình không tốt liền cơm trưa cũng chưa ở tướng phủ ăn liền về nhà đi buổi chiều tô diệu diệu đằng ra công phu tới kéo một xe đồ vật tới tướng phủ cùng ngụy lão phu nhân cùng đi tô ngụy trong viện tô diệu diệu nhìn thoáng qua sinh ra năm ngày tiểu chất nữ nhịn không được kinh ngạc thiên nột cái này tiểu cô nương như thế nào như vậy xinh đẹp đâu ca nhà ta tiểu nguyệt nhi thật là một chút đều không giống ngươi hoàn toàn giống ta đại tẩu không đúng nàng so với ta đại tẩu còn xinh đẹp thật mang thân ca ngươi ở nhà ta nhi tử ngươi chọn lựa một cái làm con rể đi Tô Ngụy vốn dĩ nghe muội muội khen tự mình khuê nữ lớn lên đẹp, so thê tử còn xinh đẹp, hắn liền tâm tình mỹ lệ đứng ở một bên, đi theo nhếch miệng ngây ngô cười. Đột nhiên nghe thấy muội muội nói, kêu hắn ở các nàng gia kia đôi tiểu tử, chọn một cái làm con rể, hắn lập tức liền không làm. Tô Ngụy keo kiệt tiếp nhận tự mình tiểu khuê nữ nói, ta khuê nữ mới như vậy tiểu, tìm cái gì con rể. Diệu Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói nữa nhà ta tiểu Nguyệt Nhi, không cần gã đi ra ngoài, chúng ta muốn chiêu một cái tới cửa con rể. Tô Diệu Diệu cùng tự mình lão mẫu thân liếc nhau, mẹ con hai cười ha ha, thấy tự mình đại ca cái kia keo kiệt bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười. Nằm ở trên giường triệu thị triệu ngọc mạng đỏ bừng mặt nói, mẫu thân, tiểu muội không cần nghe phu quân nói hô nói vượng, tương lai hài tử lớn, sẽ tự có chủ ý. Tiểu nữ hoa không muốn làm nàng cha ôm, nàng cha thân thể ngạnh ban ban ôm nàng không thoải mái, nàng vẫn là thích nằm ở thơm tho mềm mại mẫu thân trước mặt tiểu gia hỏa không vui, liền bắt đầu gân cổ lên kêu qua A. A A A. Chương 542 hôn lễ trước khoác lát đêm. Bởi vì tướng phủ sinh cái tiểu khuê nữ, nhật tử liền quá đến phá lệ mau, đảo mắt thời gian liền đến 8 tháng 25, ngày mai chính là 8 tháng 26, chính là gió lạnh cùng thẩm vạn tam thành thân ngày chính tử. Hôm nay vạn cửu hàng sớm đem sự tình đều an bài hảo, nói cho gió lạnh cùng thẩm vạn tam, buổi tối tới đông cung ăn cơm hôm nay thuần túy chính là vạn cửu hàng cùng tô diệu diệu tưởng thỉnh thủ hạ những người này ở bên nhau ăn một bữa cơm bởi vì ngày mai chính là gió lạnh cùng thẩm vạn tam hôn lễ cũng tưởng sấn hôm nay cấp hai cái thủ hạ một ít lễ vật rốt cuộc bọn họ kết hôn chính là có gia yêu cầu cho bọn hắn một chút sản nghiệp làm cho bọn họ hảo giao cho tức phụ sinh hoạt dùng tô diệu diệu cấp gió lạnh cùng thẩm vạn tam một người chuẩn bị một gian cửa hàng khế nhà cùng năm ngàn lượng ngân phiếu này có thể nói là danh tác cái này niên đại thủ hạ thành thân, chủ tử trên cơ bản chính là cấp cái mấy trăm lượng ngân phiếu, giống vạn cửu hàng cùng tô diệu diệu lớn như vậy bút tích, xác thật là rất ít. Cho nên đương tô diệu diệu đem cho bọn hắn hai tân hôn lễ vật, lấy ra tới lúc sau, hai người đều cảm động lệ nóng doanh trồng. Gió lạnh cùng thẩm vạn tam đều quỳ một gối xuống đất, tiếp nhận tô diệu diệu cấp hộp gỗ, các cao ông đều cảm động nói không nên lời lời nói. Tô diệu diệu điềm mỹ cười, gió lạnh, đây là nhà ngươi điện hạ, hẳn là tặng cho ngươi. Ngươi bồi nhà ngươi điện hạ nhiều năm như vậy, giải nắng dầm mưa, vào sinh ra tử. Ngươi chính là hắn huynh đệ, hắn là hẳn là lấy ra mấy thứ này, cho ngươi cửa hiệu đấy. Tiểu thẩm, cái này cửa hàng cùng tiền ngươi cầm, đây là ta một phần tâm ý. Bởi vì ngươi thành thực thực lòng đi theo ta làm, ta nói rồi là sẽ không bạc đãi ngươi. Còn có ngươi hiện tại muốn cưới ta biểu tỷ cùng Nguyệt Nhi về nhà, ngươi liền phải gánh vác khởi một cái trượng phu, cùng một cái phụ thân trách nhiệm ta xem trọng nhân phẩm của ngươi cùng năng lực, ngươi nhất định phải nỗ lực làm các nàng quá hạnh phúc. Gió lạnh hốc mắt rưng rưng mà nhìn vạn cửu hàng, lại nhìn tô dịu dịu, hắn môi có chút run rẩy nói là, thuộc hạ thực vinh hạnh có thể cùng thái tử điện hạ trở thành huynh đệ, cảm ơn điện hạ cùng thái tử phi đối thuộc hạ hảo. Thuộc hạ cả đời cảm kích điện hạ. Thái tử vạn chính hàng cũng có chút cảm động, hắn đứng lên vòng qua cái bàn, đi vào hai người trước mặt, đem gió lạnh kéo tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn tự nói, gió lạnh, ngày mai ngươi liền thành thân, về sau liền phải hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo đãi nhân gia tiểu phúc hỷ. Ở bên ngoài không thể hái hoa ngắt cỏ, không thể thực xin lỗi tự mình thê tử, tiêu tiền không thể ăn xài phung phí, đem tiền bạc đều giao cho thê tử trưởng quản, hai vợ chồng hảo hảo kinh doanh gia đình. Gió lạnh nhìn tự mình gia điện hạ, nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, hắn đã cảm động nói không ra lời, liền không được gật đầu. Trang 499 Vạn cửu hàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn trở về ngồi xuống. Vạn cửu hàng lại kéo quỳ trên mặt đất thẩm vạn tam, hắn ánh mắt trịnh trọng nhìn thẩm vạn tam. Tiểu thẩm, thái tử phi coi trọng ngươi, đem nàng biểu tỷ đính hôn cho ngươi, ngươi phải hảo hảo quý trọng các nàng mẹ con. Bất cứ lúc nào không thể cô phụ thái tử phi đối với ngươi kỳ vọng, đây cũng là cô đối với ngươi kỳ vọng. Thẩm vạn tam bị thái tử vạn cửu hàng tự mình nâng dậy tới, hắn phi thường cảm động, nhìn vạn cửu hàng ánh mắt trịnh trọng hứa hẹn thẩm vạn tam cảm kích thái tử phi đối ta kỳ vọng cảm tạ thái tử điện hạ hậu ái thẩm vạn tam nhất định sẽ gấp đôi quý trọng biểu tiểu thư mẹ con vạn cửu hàng vừa lòng vỗ vỗ thẩm vạn tam bả vai nói hảo tiểu thẩm ngươi ngồi vào vị trí đi hôm nay buổi tối chúng ta hảo hảo ăn một đốn ngày mai các ngươi liền sẽ trở thành một cái trượng phu một cái phụ thân về sau các ngươi chính là có trách nhiệm trên vai đại gia hỏa ăn đến phi thường vui vẻ đông cung không khí đặc biệt sung sướng bọn nhỏ vui vẻ ăn ăn uống uống, ăn xong rồi liền ở trong đại điện mặt chơi đùa. Tô Diệu Diệu biết các nam nhân muốn uống rượu, nàng ăn no liền dặn dò vạn cửu hàng, bồi các thủ hạ hảo hảo ăn uống, nhưng là không thể uống quá nhiều, đừng chậm trễ ngày mai hôn lễ. Ngụy Gia tuy rằng xa ở ngàn kinh thành, nhưng Ngụy Gia ở kinh thành cũng là có tòa nhà, vì phương tiện Ngụy Hạnh Nương ngày mai thành thân, ngày hôm qua Ngụy Gia cha mẹ huynh tẩu liền mang theo Ngụy Hạnh Nương mẹ con trụ vào kinh thành trong nhà bị gả cho, cho nên ngày mai thẩm vạn tam, cũng không cần nửa đêm liền khởi hành đi đón dâu, khiến cho bọn họ ở bên nhau ăn uống nháo trong chốc lát. Cô Diệu Diệu mang theo bọn nhỏ ly tịch lúc sau, toàn bộ triều dương điện trong đại điện, liền dư lại một đám các nam nhân. Gió lạnh thuộc hạ kính điện hạ một ly, cảm tạ điện hạ đối thuộc hạ tái tạo chi ân. Thẩm vạn tam thuộc hạ cũng kính điện hạ một ly, cảm tạ điện hạ đối thuộc hạ coi trọng. Vạn cửu hàng hảo. Cô lãnh các ngươi tình ý, chúng ta làm một ly. Trong đại điện các nam nhân làm một ly, hàng một nhịn không được nhắc nhở nói, thái tử phi chính là nói, không chuẩn uống quá nhiều rượu, chúng ta không sai biệt lắm liền ăn chút đồ ăn trò chuyện được. Đừng chậm trễ, hai người các ngươi ngày mai chính sự. Khác chuyện này, các huynh đệ có thể thế hai người các ngươi đỉnh, nhưng là thành thân việc, chúng ta thật đúng là thế không được a. À. Vạn cửu hàng hôm nay cao hứng, hắn thuận miệng liền nói, thái tử phi còn có thể quản cô sao? Không cần phải xen vào nàng, chúng ta tận tình ăn uống, ngày mai cô huynh đệ thành thân, nàng nói không tính. Gió lạnh lại buồn một chén rượu, hắn nghe răng nói, đối. Thuộc hạ liền phải cùng điện hạ học, không thể sợ tức phụ, phu cương không phấn chấn kia về sau nhật tử, nhưng như thế nào quá. Thẩm vạn tam, đối. Nam nhân ở trong nhà nhất định đến định đoạt. Nói cách khác chẳng phải là làm người ngoài chê cười, ta cảm thấy biểu tiểu thư là cái ôm nhu thiện lương người, về sau sự tình trong nhà, ta cần thiết đến hảo hảo chống chút. Vạn cửu hàng, đối. Lấy cô thành thân nhiều năm kinh nghiệm tới nói, nữ nhân sao, có đôi khi cần thiết muốn hống các nàng chút, nhưng là ở đại sự tình thường, vẫn là đến chúng ta đàn ông định đoạt. Tô Diệu Diệu đem bọn nhỏ đều đưa về trong phòng nghỉ ngơi, liền tính toán tới tìm Vạn Cửu hàng trở về ngủ, kết quả ở đại điện ngoài cửa, liền nghe thấy trong đại điện một đám các nam nhân ở nơi đó khoác lác. Tô Diệu Diệu cười cười, quay đầu lại nhìn đứng ở phía sau Phúc Thẩm nói, "Hảo, Phúc Thẩm chúng ta trở về nghỉ ngơi đi." Hôn lễ trước khoác lác đêm làm cho bọn họ quá quá miệng nghiện cũng hảo. Chương 543 Gió lạnh cao quang thời khắc Đại vạn biển cả nguyên niên 8 tháng 26, đại các ngày. Nghi gã cưới Sáng sớm thần, gió lạnh liền một thân hôn lễ các phục, từ một ít các huynh đệ vây quanh, cưỡi cao đầu đại mã, nâng kiệu tám người nâng đi tướng phủ đón dâu. Tiểu Phúc Hỷ là tướng phủ người hầu, tuy rằng Tiểu Phúc khỉ cha mẹ đều không còn nữa, nhưng là nàng từ nhỏ liền đi theo tô diệu diệu cùng nhau lớn lên, cho nên ngụy lão phu nhân phá lệ yêu thương tiểu phúc hỷ tô diệu diệu cho tiểu phúc hỷ trong cung nữ quan danh hiệu đặt ở tự mình nhà mẹ đẻ xuất giá có thể nói tiểu phúc hỷ chính là thái tử phi nhà mẹ đẻ cô nương ngụy lão phu nhân làm tiểu phúc hỷ toàn phúc ma ma cấp tiểu phúc hỷ chải đầu từ ái ôm ôm tiểu phúc hỷ nói hảo hài tử cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy tới chiếu cố diệu diệu hiện giờ ngươi cũng thành thân về sau hảo hảo cùng gió lạnh sinh hoạt 500 lượng ngân phiếu ngươi cầm làm tiền riêng nữ nhân gia đến có tự mình tiền riêng có cái gì yêu cầu liền hồi phủ nói ngươi cùng dịu dịu nhà mẹ để đều ở chỗ này biết không tiểu phúc khỉ cảm động lệ nóng doanh trồng cấp lão phu nhân dập đầu ba cái lại cấp tô dịu dịu dập đầu ba cái tô dịu dịu đem tiểu phúc khỉ kéo tới lau khô nàng nước mắt nói ngươi hôm nay là xinh đẹp nhất tân nương tử về sau cùng gió lạnh ở bên nhau mọi việc tự mình muốn đứng lên tới biết không hắn nếu biểu hiện không tốt ngươi liền phải cùng ta nói ta tới thu thập hắn ngươi nhất định phải nhớ kỹ, hai người các ngươi là phu thê, là bình đẳng, hơn nữa ngươi là nữ nhân, hắn đến nhường ngươi, một khi hắn đối với ngươi không hảo, ngươi liền phải học được phản kháng. Thật sự không được liền phải học được cáo trạng, nói cho ta cùng điện hạ. Về sau nhớ kỹ, không chuẩn hắn tam thê tứ thiếp. Trong nhà nữ nhân nhiều liền sẽ lộn xộn, hắn nếu tưởng tam thê tứ thiếp, ngươi liền nói cho ta, ta đánh gãy hắn chân. Liền tính các ngươi hôn sau không con, cũng không thể lập tức cho hắn nạp thiếp, qua tháng 5 năm 105 lúc sau, thật sự không có hài tử mới có thể suy xét cho hắn mua cái thiếp thất trở về, người nhéo nữ nhân kia bán mình khế, nàng liền phiên không ra lãng tới. Ta tin tưởng ngươi là cái khỏe mạnh nữ hài, tương lai sẽ nhi nữ song toàn. Tiểu Phúc hỉ cảm động rối tinh rối mù, nàng đều nói không ra lời, nàng cảm thấy tự mình thật sự quá may mắn. Cả đời này đi theo Tô Diệu Diệu, hưởng rất nhiều phúc, còn có thể gặp gió lạnh. Thái tử phi, Phúc Hỉ biết tự mình không phải thực thông minh ta sẽ hảo hảo cùng phong ca sinh hoạt. Hắn nếu là khi dễ ta, ta sẽ phản kháng, ta sẽ tìm ngài hỗ trợ. Phúc Hỷ cả đời cảm kích ngài ân đức. cô Diệu Diệu ôm ôm tiểu Phúc Hỷ nói, tốt, ta đều biết, ngươi đừng khóc, một hồi gió lạnh muốn tới đón dâu. Trang 500 Hôm nay, ta đưa ngươi thượng kiệu hoa, liền phải đi thẩm vạn tam nơi đó. Tiểu thẩm không có người nhà ở, cho nên hắn hôn lễ ta cùng tứ ca, muốn đi chủ trì đại cục thực mau gió lạnh đón dâu đội ngũ liền tới rồi, đại gia hỏa rộn ràng nhốn nháo khiến cho gió lạnh vào sân, gió lạnh ở trong sân cấp mọi người đã phát kẹo mừng, liền vào phòng tiếp tiểu phúc hỷ, đi phù dung uyển nhà chính chào từ biệt. Gió lạnh mang theo tiểu phúc hỷ song song cấp tô diệu diệu quỳ xuống, gió lạnh hôm nay một thân tân lan cắt phục, nhưng thật ra có vẻ anh Tuấn tiêu sái rất nhiều. Thuộc hạ gió lạnh, cảm tạ thái tử phi đem tiểu phúc hỷ, đính hôn cấp thuộc hạ. Thuộc hạ sau này nhất định cùng tiểu phúc hỷ hảo hảo sinh hoạt, thuộc hạ bảo đảm cả đời toàn tâm toàn ý chỉ ái tiểu phúc hỷ một người vĩnh viễn sẽ không tam thê tứ thiếp cô dịu dịu cười gật gật đầu hảo gió lạnh ta liền chờ ngươi này một câu phúc hỷ là cái hảo cô nương nàng là cùng ta cùng nhau lớn lên nàng thiện lương tốt đẹp ta là biết đến có thể đem nàng hứa cho ngươi một phương diện là bởi vì ngươi là thiệt tình thực lòng thích nhà ta tiểu phúc hỷ về phương diện khác cũng là xem ở điện hạ mặt mũi thượng cho nên gió lạnh nếu ngày sau ngươi phụ nhà ta tiểu phúc hỉ nói, ngươi tự mình trong lòng hiểu rõ. Gió lạnh hổ khu chấn động, ai sao? Có thể tưởng tượng, bạn nhất ngày nào đó hắn nếu là thực xin lỗi tiểu phúc hỉ, tự mình gia điện hạ liền có khả năng, trước đại nghĩa diệt thân. Gió lạnh lập tức chân chó nói, thuộc hạ đánh chết cũng không dám đối tiểu phúc hỉ không tốt, thỉnh thái tử phi yên tâm. Thuộc hạ thỉnh thái tử phi uống trà. Tô Diệu Diệu vừa lòng xinh đẹp cười, tiếp nhận gió lạnh để đi lên trà, nhìn tiểu phúc khỉ cùng gió lạnh một đôi tân nhân nàng vừa lòng gật gật đầu uống lên này một ly tân nhân trà hảo gió lạnh ta liền đem tiểu phúc khỉ giao cho ngươi đừng lầm giờ lành các ngươi mau trở về đi thôi bên kia ông ngoại cùng điện hà hẳn là chờ nóng nảy gió lạnh cùng tiểu phúc khỉ hai vợ chồng thật thật thành thành cấp tô dịu dịu dập đầu ba cái gió lạnh nâng dậy tự mình tiểu kiều thê liền ra phù dung quyển nhà chính bên ngoài theo tới đón dâu hàng phát lạnh nhị bọn họ đều đi theo ồn ào nói gió lạnh ngươi không phải là tối hôm qua uống rượu nhiều chân mềm ông bất động tức phụ đi gió lạnh đối đại gia hỏa cười có chút bực bội hắn cao quan thời khắc như thế nào có thể nghi ngờ chân mềm đâu cút đi ta là muốn ra cửa lại ông tức phụ nhi cũng không đợi tiểu phúc hỉ phản ứng hắn liền chặn ngang đem tự mình tân nương tử bế lên tới sải bước hướng tướng phủ bên ngoài đi cái này cao quan thời khắc gió lạnh đi tứ bình bác ổn ông tự mình tức phụ nhi lẩm bẩm tự nói, cảm ơn ngươi, tiểu phúc hỉ, về sau gió lạnh chính là có tức phụ nhi người, chính là cái có gia nam nhân. Chương 544 gió lạnh, chúc ngươi tân hôn vui sướng. Gió lạnh cưỡi cao đầu đại mã mang theo kiệu tám người nâng, một đường trở về hàng lão gia tử cho hắn đặt mua nhà mới. Cách thật xa đông cung người, thấy gió lạnh đội ngũ đã trở lại, liền bắt đầu ở viện môn khẩu phóng nổi lên pháo. Hàng ngũ sơn lão gia tử ở nhà chính, gấp đến độ đầy đất dạo bước, đột nhiên nghe thấy pháo thanh, vạn cửu hàng liền nhịn không được cười, ông ngoại, ngươi chạy nhanh ngồi xong đi. Trong chốc lát gió lạnh mang theo tức phụ nhi, liền vào được. Lão gia tử trù bị thời gian rất lâu, hôm nay gió lạnh hôn lễ làm thực thuận lợi, lão gia tử cười tủm tỉm, thật là cảm thấy mỹ mãn. Hắn ngồi ngay ngắn ở thủ vị, liền chờ gió lạnh mang theo tức phụ vào được. Nhà chính hai bên cùng trong viện đều là đông cung người, cùng một ít cùng đông cung quan hệ muốn tốt. Gió lạnh không bỏ được tiểu phúc hỉ, đi vượt cái kia chậu thang, nàng như vậy ngoan ngoãn nhát gan vạn nhất bị kinh hách làm sao bây giờ mở ra kiệu môn hai cái hỉ ma ma đỡ tiểu phúc hỉ ra kiệu hoa liền có người kêu tân nương tử vượt chậu thang lạp gió lạnh sải bước tiến lên nói phúc hỉ không sợ phong ca mang theo ngươi cùng nhau vượt chậu thang gió lạnh ông tiểu phúc hỉ một bước liền vượt qua chậu thang khăn vang đỏ hạ tiểu phúc hỉ trong lòng ngọt ngào nàng phong ca thật tốt thật tốt rốt cuộc có thể gả cho tự mình phong ca gió lạnh ôm hắn tân nương tử, sải bước liền vào trong viện, tất. Cả mọi người ồn ào tân nương tử tới gia. Tân nương tử tới gia. Hôm nay cùng gió lạnh cùng nhau thượng quá chiến trường các huynh đệ đều tới, trong viện trong ba tầng ngoài ba tầng người, đều đi theo ồn ào. Gió lạnh ngạo kiều giống một cái gà trống giống nhau, ông tự mình tân nương tử, chí cao khí ngẩn vào phòng, tất cả mọi người cười vang. Vào nhà chính, buông tự mình tân nương tử, bọn họ một người một đầu nắm đại hồng hoa, liền đứng ở nơi đó, gió lạnh nghe răng nhìn hàng ngũ sơn lão gia tử. Hôm nay tham dự gió lạnh hôn lễ, có thừa tướng gia mấy cái nhi tử, trong đó tô thần thân phận tối cao, là có hầu tước thân phận, hôm nay hôn lễ chủ trì liền từ hắn tới đảm nhiệm. Tô thần đứng ở nơi đó đọc lời chúc mừng, sau đó liền kêu gió lạnh hôn lễ bắt đầu rồi. Nhất bái thiên địa. Gió lạnh cùng tiểu phúc hỉ chuyển qua đi, đối với nam thiên môn thật sâu nhất bái. Nhị bái cao đường. Gió lạnh nắm tiểu phúc hỷ, hai vợ chồng thật sâu đối với thượng đầu hàng ngũ sơn lão gia tử nhất bái. Hàng ngũ sơn lão gia tử nháy mắt lệ nóng danh trồng, hắn là cười nói hảo hảo hảo. Gió lạnh, ngươi thành gia lập nghiệp, về sau hảo hảo đại tức phụ nhi a à. Phu thê đối bái. Gió lạnh cùng tiểu phúc hỷ cho nhau thật sâu nhất bái, tiểu phúc hỷ nước mắt tích ở trên mặt đất, gió lạnh rành mạch thấy, hắn hốc mắt cũng hơi hơi phím hồng. Hắn cùng tiểu phúc hỷ đều là không có người nhà. Nhưng là bọn họ đều có tốt chủ tử, cho nên có bọn họ hôm nay hạnh phúc mỹ mãn. Gió Lạnh nắm thê tử tay, đi vào vạn cửu hàng trước mặt quỳ xuống. Điện hạ, gió lạnh có hôm nay đều là bởi vì điện hạ. Gió Lạnh không có gì báo đáp, thỉnh điện hạ hà thụ hàng phong phu thê nhất bái. Vạn Cửu Hàng nhìn gió lạnh, hồi tưởng khởi tự mình cùng hắn cùng nhau lớn lên đủ loại, bọn họ không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Gió Lạnh chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô cũng cảm ơn ngươi chúng ta không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Trang 501 Hôm nay khởi, ngươi chính là một cái trượng phu, về sau phải hảo hảo cùng thê tử sinh hoạt, đừng làm cô thất vọng. Hảo, không cần lầm giờ lành. Mọi người đều biết, vạn cửu hàng cùng gió lạnh cảm tình không bình thường, đều tương đối cảm động. Tô thần cao giọng kêu kết thúc buổi lễ. Đưa vào động phòng. Nháy mắt hàng trạch liền bắt đầu náo nhiệt đi lên, gió lạnh bế lên đến từ đã tiểu thê tử, liền hướng hậu viện tân phòng đi rồi. Hàng ngũ sơn lão gia tử cùng vạn cửu hàng, liền bắt đầu thu xếp mọi người đều ngồi vào vị trí. Lão gia tử cấp gió lạnh đặt mua cái này tòa nhà, là cái tiếng tòa nhà, chính là phía trước là một cái đại viện tử, một cái nhà chính, mặt sau là một cái hậu viện, năm gian chính phòng đồ vật hai sườn có sương phòng, chính phòng sau còn có một cái loại nhỏ hoa viên, không phải rất lớn, nhưng là cái này tiểu tòa nhà, ở tất đất tất vàng trong kinh thành cũng là giá trị xa xỉ mọi người đều ngồi xuống về sau, hàng ngũ sơn lão gia tử làm đại gia trưởng lên tiếng, đại gia hỏa khai tịch. Hôm nay gió lạnh hôn lễ, vạn cửu hàng trong nhà bốn cái hài tử đều không có lại đây. Bọn họ đều bị tô diệu diệu mang đi thẩm vạn tam hôn lễ thượng, bởi vì thẩm vạn tam ở bên này không có nhiều ít thân nhân, cho nên tô diệu diệu mang theo bọn nhỏ cùng thập tam yêu khách sạn lớn mọi người, đều đi cấp thẩm vạn tam căn bãi đi. Hôm nay hàng trạch hỷ yến bày 35 bàn, trường hợp rất lớn, đem hàng ngũ sơn lão gia tử nhạt tươi cười rạng rỡ. Gió lạnh hôm nay đặc biệt vui vẻ, ở tân phòng cùng tân nương tử, đem lễ nghĩa đi sau khi xong, khiến cho tiểu thê tử ở trong phòng nghỉ ngơi. Hắn liền chạy nhanh ra tới thu xếp yến khách, gió lạnh đi tới chủ bàn, tự mình cấp hàng ngũ sơn lão gia tử kính rượu. Lão gia tử cười vẻ mặt nếp cấp, nhìn gió lạnh liền nói, phong tiểu tử, ngươi hôm nay về sau chính là cái đại nhân, không hề là cái hài tử, về sau phải hảo hảo, sớm một chút nhi cấp lão nhân sinh cái tàng tôn ra tới. Gió lạnh vui vẻ gật gật đầu là Lão tổ tông, ta nghe ngài. Gió lạnh lại cấp vạn cửu hàng kính một ly, điện hạ, thuộc hạ kính ngươi một ly. Vạn cửu hàng đứng lên vỗ vỗ gió lạnh bả vai, bưng lên chén rượu cùng gió lạnh chạm vào một chút. Gió lạnh, chúc ngươi tân hôn vui sướng. Làm. Chương 545 tiểu thẩm, ngươi muốn hạnh phúc Nga. Hoa khai hai đầu, các biểu một nhà, Bên này hàng trạch hoang thiên hỷ địa, bên kia thẩm trạch cũng là náo nhiệt vui mừng làm hôn lễ đâu. Tô Diệu Diệu vội vàng từ tướng phủ ra tới, liền đi không xa thẩm trạch, bên này Tô Diệu Diệu mới vừa vào cửa, cùng bọn nhỏ cùng phúc thẩm các nàng hội hợp. Tiền viện liền hô, tân lan tiếp tân nương tử đã trở lại. Tô Diệu Diệu công đạo kim bảo bạc bảo, nhất định phải mang hảo tự đã hai cái đệ đệ, làm cho bọn họ trước tiên ở hậu viện hoa viên nhỏ bên trong chơi, ngàn vạn không thể chạy loạn nàng chạy nhanh liền đi tiền viện chủ trì đại cục, hôm nay thập tam yêu khách sạn lớn ngừng kinh doanh một ngày, chính là phải cho thẩm vạn tam làm hôn lễ. Hôm nay, tứ ca tô cường cùng tô diệu diệu cùng nhau ở bên này, thu xếp thẩm vạn tam hôn lễ sự tình, cho nên tô cường liền đảm nhiệm thẩm vạn tam hôn lễ chủ trì. Hôm nay đưa gã chính là ngụy gia mấy cái anh em bà con, thẩm vạn tam một thân đỏ thẩm hôn lễ cắt phục, hắn một tay ôm tiểu nguyệt nhi, một tay nắm tự mình tân nương, khỉ khí dương dương liền vào nhà chính. Phúc Thẩm chạy nhanh qua đi tiếp Tiểu Nguyệt Nhi, Tô Diệu Diệu công đạo Phúc Thẩm mang theo Tiểu Nguyệt Nhi, đi hậu viện tìm Kim Bảo Bạc bảo bọn họ chơi, nơi đó có ám vệ nhìn sẽ không xảy ra chuyện. Giờ lành tới rồi Tô Cường bắt đầu niệm lời chúc mừng, ở đây tất cả mọi người hỉ khí dương dương. Tô Cường niệm xong lời chúc mừng liền kêu, hôn lễ chính thức bắt đầu. Nhất bái thiên địa. Thẩm vạn tam ôm nhu chậm rãi nắm thê tử, chuyển qua đi đối với nam thiên môn chính là thật sâu nhất bái. Tô Cường, nhị bái cao đường thẩm vạn tam nắm thê tử chuyển qua tới đối với cô diệu diệu thật sâu nhất bái tô diệu diệu hôm nay xuyên một thân màu rượu đỏ thái tử phi cung trang ngồi ở chỗ kia đoan trang đại khí nàng cười nói xinh đẹp tiếp nhận rồi thẩm vạn tam cùng biểu tỷ ngụy hạnh nương nhất bái ân tiểu thẩm ngươi phải hảo hảo đại biểu tỷ cùng nguyệt nhi ngày sau có bất luận cái gì khó khăn ngươi đều có thể tìm ta cùng điện hạ vô luận khi nào đều không thể ủy khuất biểu tỷ mẹ con biết không thẩm vạn tam trịnh trọng nói là thuộc hạ cẩn tuân thái tử phi ý chỉ tô cường phu thê đối bái đưa vào động phòng kết thúc buổi lễ thẩm vạn tam cùng ngụy hạnh nương hai vợ chồng thật sâu nhất bái thẩm vạn tam ôn nhu chậm rãi nói nương tử phu quân mang ngươi nhập động phòng nói xong thẩm vạn tam liền chặn ngang bế lên tự mình tân nương tử sải bước hướng hậu viện đi đến ngụy hạnh nương nước mắt làm ướt trước người đỏ thẩm hỷ phục nàng là thành quá thân người biết thẩm vạn tam cùng trước kia cái kia ôn đại cường là không giống nhau thẩm vạn tam đối với các nàng mẹ con hảo là nàng không có cảm thụ quá nàng đối tự mình cùng thẩm vạn tam hôn nhân tràn ngập chờ mong cô diệu diệu nhìn một đôi tân nhân đi hậu viện liền vui vẻ nhìn tự mình tứ ca nói ca tuyên bố khai tịch đi bọn nhỏ đều đói bụng cô cường cụ cụ liền kêu ta tuyên bố tiệc cưới chính thức bắt đầu rồi đại gia hỏa đều ngồi vào vị trí lập tức liền phải thượng đồ ăn hậu viện bọn nhỏ đều bị mang lại đây, ngồi ở trên bàn chuẩn bị ăn tịch, bọn nhỏ đều vui vẻ vui sướng cực kỳ. Hôm nay Tiểu Nguyệt Nhi là vui vẻ nhất một cái, Tô Diệu Diệu đau lòng Tiểu Nguyệt Nhi, liền đem nàng mang theo trên người ăn cơm. Tô Diệu Diệu cấp Tiểu Nguyệt Nhi gấp đồ ăn, hỏi nàng, Tiểu Nguyệt Nhi ngươi vui vẻ sao? Tiểu Nguyệt Nhi hôm nay một thân tiểu váy đỏ, còn chải xinh đẹp biếm tóc, nàng ăn miệng nhỏ phình phình, rõ ràng là có thể nhìn ra tới, gần nhất Tiểu Nguyệt Nhi trường thịt, đặc biệt đáng yêu. Vui vẻ. Nguyệt Nhi đặc biệt vui vẻ, Nguyệt Nhi hiện tại có cha, cái này cha là Nguyệt Nhi tự mình tuyển cha. Hắn đối Nguyệt Nhi nhưng hảo, hắn đưa cho Nguyệt Nhi như vậy thật tốt ăn, cùng như vậy nhiều xinh đẹp tiểu váy váy. Mẫu thân nói cái này cha sẽ không lại đánh Nguyệt Nhi, hắn thích Nguyệt Nhi, trong nhà hắn cũng không có người xấu tổ mẫu. Về sau Nguyệt Nhi không bao giờ là hư hài tử, Nguyệt Nhi là cha hảo hài tử. Trang 502. Cô dịu dịu đau lòng cái này tiểu cô nương nàng vì cái này tiểu cô nương có một cái tân phụ thân mà cảm thấy cao hứng thẩm vạn tam ra tới kính rượu hắn cái thứ nhất liền tới đến tô diệu diệu này một trương bàn nhi thẩm vạn tam đôi tay bưng chén rượu cung kính kính tô diệu diệu thuộc hạ kính thái tử phi một ly cảm tạ thái tử phi đối thẩm vạn tam tái tạo chi ân cảm ơn chủ tử ngài cấp thẩm vạn tam hết thảy tô diệu diệu cười hì hì ôm lấy tiểu nguyệt nhi nhìn thẩm vạn tam nàng bưng lên chén rượu tân tiểu thẩm ngươi muốn hạnh phúc Nga. Tô Diệu Diệu uống lên một ly rượu mừng, tiểu thẩm, đi yến khách đi. Thẩm vạn tam đi kính tự mình kia một bàn đại cửu ca cậu em vợ, bọn họ mỗi người đều phải cùng thẩm vạn tam uống một chén. Thập tam yêu khách sạn lớn những người đó, đều đi thế thẩm vạn tam chắn rượu, đều lo lắng thẩm vạn tam uống say, đêm nay vô pháp động phòng A. Tô Diệu Diệu ăn no, liền mang theo một chuỗi bọn nhỏ đi tân phòng, bởi vì Tô Diệu Diệu chẳng những là thẩm vạn tam chủ tử, vẫn là biểu tỷ ngụy hạnh nương biểu muội đâu tô diệu diệu vào tân phòng liền thấy biểu tỷ ngồi ở trên giường đoan đoan chính chính hỉ ma ma cười giới thiệu nói cái này kêu làm phúc bọn nhỏ đều vọt vào tới cho bọn hắn gì chúc mừng tiểu nguyệt nhi vui vẻ vọt vào tới thấy mẫu thân một thân mũ phượng hà khoác nàng liền vui vẻ đến không được ngụy hạnh nương thấy tô diệu diệu liền cảm thấy đặc biệt thân thiết còn có này đó bọn nhỏ nàng công đạo hỉ ma ma chạy nhanh lấy đường quả ra tới chiêu đãi bọn nhỏ làm cho bọn họ đều ngồi ở cái bàn kia thượng ăn ngon. Tô Diệu dịu đi vào trước giường, mơ thấy tự mình biểu tỷ Mỹ đến khuynh quốc khuynh thành, nàng nhìn không được tán thưởng nói, biểu tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Thật là tiện nghi nhà ta tiểu thẩm. Ngụy Tân Nương có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn Thái Tử Phi. Ta cùng Nguyệt Nhi có thể được đến phu quân thương tiếc, là chúng ta vinh hạnh, cũng cảm ơn Thái Tử Phi an bài. Tô Diệu dịu cười hì hì nói cân, biểu tỷ, tiểu thẩm là cái không tồi người, về sau ngươi muốn cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Hắn thân thế ta là nhất hiểu biết, hắn trước kia bị rất nhiều khổ, cùng ngươi giống nhau, cảm tình trải qua cũng thực nhấp nhô, cho nên ta hy vọng hai người các ngươi đều quý trọng lẫn nhau, hảo hảo sinh hoạt. Ngụy Hạnh Nương nỗ lực gật gật đầu, nàng hốc mắt phím hồng nói cảm ơn Thái Tử Phi, cảm ơn biểu muội, ta biết. Ta nhất định sẽ cùng phu quân, hảo hảo sinh hoạt. Ở thẩm trạch náo nhiệt nửa buổi chiều, vạn cửu hàng liền tự mình lại đây, trước cấp thẩm vạn tam chúc mừng, sau đó tiếp đi rồi tô dịu dịu mẫu tử mấy cái. Hồi cung trên đường, vạn cửa hàng cưỡi cử cao đầu đại mã, đi ở liễn xe trước mặt cửa sổ xe là mở ra. Tô dịu dịu cùng bọn nhỏ liền ngồi ở liễn trong xe, vừa nói vừa cười, vạn cửa hàng nhìn tự mình thê tử cùng mấy đứa con trai, không tự giác đi theo cười. Chương 546 Thác Bạc Văn gặp nạn. Một năm sau, xa ở vạn dặm xa Bắc man Quốc, Thác Bạc Văn mang theo vương đình quân đội, cùng Thác Bạc thọ phản quân đánh nửa nhiều năm, phản quân cùng vương đình quân đội lực lượng ngang nhau, thác bạc văn đi đại vạn, chậm trễ thời gian, trở về thời điểm, đã có một nửa ranh giới bị thác bạc thọ phản quân chiếm lĩnh. Thác bạc văn vương thúc thác bạc đúc cương, đã bị thác bạc thọ cấp giết chết, thác bạc văn cực kỳ bi thương. Thác bạc văn thủ hạ xuất hiện phản đồ, hôm nay bọn họ không đợi cùng phản quân giao thủ, mặt sau thác bạc võ áp tải lương thảo, cũng đã nổi lửa, thác bạc văn trong cơn giận dữ. Hắn mang theo thủ hạ đại tướng quân Kim Sơn, mang bộ hạ vọt vào phản quân trận doanh, Thác Bạc Văn sốt ruột, vũ lực toàn bộ khai hỏa, liều mạng chém giết. Hôm nay Thác Bạc Thỏ chính là cố ý làm tốt bẫy rập, muốn nhất cử toàn tim Thác Bạc Văn hai anh em. Đường Thác Bạc Văn cùng Kim Sơn cùng nhau vọt vào loạn quân phản quân trận doanh trung gian thời điểm, đột nhiên tứ phía đều xuất hiện phản quân cung tiễn thủ. Kim Sơn hô to một tiếng, đại vương không tốt. Chúng ta trúng bẫy rập, mau bỏ đi. Mau bỏ đi a. À. Thác Bạc Văn cũng là bị kích thích mất lý trí, này chung quanh có thể có mấy trăm cái cung tiễn thủ, hắn cùng Kim Chân núi vốn chính là vô sinh lộ nhưng chạy thoát. Thác Bạc Văn cắn chặt răng liền hướng về phía Kim Sơn hô to, Kim Sơn, từ nam diện phá vây đi ra ngoài. Kim Sơn cùng Thác Bạc Văn hai cái đều là vũ lực giá trị siêu quần nhân vật, hai người bọn họ cùng hướng phương nam sát đi, mấy chục cái cung tiễn thủ làm thành vòng, nháy mắt đã bị xé rách một cái khẩu tử. Nhưng là mưa tên bay loạn, Thác Bạc Văn vai phải trúng hai mũi tên phía sau lưng còn trọng hai mũi tên, Kim Sơn cũng không hảo đi nơi nào, nhưng hai người cuối cùng liều chết đều chạy ra khỏi vòng vây, vẫn luôn hướng nam chạy ra mấy chục dặm. Thác Bạc Văn không biết chạy rất xa, vai phải cùng phía sau lưng đau đớn khó nhịn, cuối cùng kiên trì không nổi nữa, hắn thoát lực ngã xuống mã. Kim Sơn xông tới tiếp chặt dây cương hô to, Đại Vương. Đại Vương. Thác Bạc Văn bị Kim Sơn mới vừa nâng dậy tới, đột nhiên liền nghe thấy đại địa chấn động, hình như là từ thiên quân vạn mã hướng về phía bên này thác bạc văn nhắm mắt hắn nghĩ tới tự mình thê tử cùng hai cái không thấy mặt nhi tử hốc mắt có nước mắt chảy ra vị này tướng quân tại hạ muốn hỏi một chút bắt mang quốc đại vương thác bạc văn quân đội ở địa phương nào kim sơn nắm chặt trong tay bội đao khẩn trương nói các ngươi là người nào từ đâu tới đây muốn tìm thác bạc văn đại vương là vì chuyện gì một cái có chút quen thuộc thanh âm cái kia có phải hay không thác bạc văn đại vương hàn nhị ngươi xem đó có phải hay không đại vương nhà ta điện hạ huynh trưởng thác bạc văn dãy dụ ngồi thẳng thân thể nhìn về phía người tới chỉ thấy từ đối diện lập tức nhảy xuống hai người còn xông tới thác bạc văn cảm thấy có chút quen mặt nhưng là nhất thời còn nghĩ không ra hai người kia là ai hàng phát lạnh thứ hai đến trước mặt xác định là thác bạc văn hai người đều quỳ một gối xuống đất hàng một đại vương thuộc hạ đại vạn thái tử vạn cửu hàng dưới trướng hàng phát lạnh nhị nhà ta điện hạ nghe nói bắt mang quốc nội loạn không ngừng Khủng ngài có nguy hiểm, liền phái ta hai người, dẫn dắt tam vạn hổ uy quân tiến đến Bắc Mang quốc, trợ giúp đại vương bình loạn. Hàng nhị, đại vương, ngài bị thương, nhà ta thái tử phi còn cho ngài, mang theo chút cứu mạng thuốc trị thương tới. Mau tới đây, đây là nhà ta điện hạ huynh trưởng, Bắc Mang quốc đại vương. Trang 503 Thác bạc văn kích động nước mắt, bá một chút liền xuống dưới. Không nghĩ tới mắt thấy liền phải bị mất mạng, là nghĩa đệ cùng đại tráng phái người tới trợ giúp thác bạc văn xem ra thiên không dứt thác bạc văn A. Kim Sơn kích động nói, cảm tạ thiên thần. Đại vương chúng ta có thể tuyệt địa phản kích. Có quân y xông tới cấp thác bạc văn cùng Kim Sơn xử lý thương thế, hàng một cùng hàng nhị nghe thấy kim trì núi lãi nhãi, bọn họ nhìn nhau cười. Bắc mang quốc người thực sự có ý tứ, bọn họ không nên cảm tạ thái tử điện hạ sao. Như thế nào còn có thể cảm tạ thiên thần đâu. Thác bạc văn bị xử lý tốt khắp nơi trúng tên, hắn mày đều không nhăn một chút, mặc xong rồi quần áo, liền cao hứng đi vào hàng một cùng hàng nhị trước mặt. Nghĩa đệ cùng đại tráng có khỏe không? Bổn vương hai cái nhi tử, hiện tại thế nào, cấp chưa cho trong nhà thêm phiền. Thác Bạc Văn nói còn chưa nói xong, nơi xa liền truyền đến tiếng vó ngựa cùng tiếng quát tháo. Là Thác Bạc Văn Văn thần Vũ Văn hiện mang theo một ít thủ hạ, còn có hắn đệ đệ Thác Bạc Võ tìm tới. Thác Bạc Võ thấy bên này có rất nhiều quân đội, hoảng sợ liền cho rằng tự mình đại ca tao ngộ bất trắc, hắn điên rồi giống nhau cưỡi ngựa xông tới, hô to tự mình đại ca. Thác bạc võ liếc mắt một cái liền thấy tự mình đại ca, đứng ở mấy cái xa lạ người trước mặt, hắn có chút kinh hoảng thất thố chạy tới. Vương Huynh Vương Huynh Ngươi không sao chứ? Vương Huynh là Bạch Sơn phản bội chúng ta. Vũ Văn Hiện cũng nghiêng ngã lão đảo chạy tới, hắn hiện tại phi đầu tán phát, áo choàng đều nát vài chỗ, thần sắc hoảng loạn, rõ ràng là lo lắng thác bạc văn xảy ra chuyện. Hàng một cùng hàng nhị là nhận thức Vũ Văn Hiện, hàng một hô một giọng nói, Vũ Văn tiên sinh, chúng ta là hàng một cùng hàng nhị A. Chúng ta là đại vạn thái tử gia dưới trướng hàng một cùng hàng nhị. Vũ Văn hiện lắp bắp kinh hải, cẩn thận nhìn nhìn hàng một cùng hàng nhị, cũng không phải là sao. Đây là đại vạn thái tử gia thủ hạ hàng phát lạnh nhị, phía sau bọn họ chỉnh chỉnh tề tề chính là đại vạn thiết kỵ. Vũ Văn hiện hỉ cực mà khóc thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn đảo mắt nhìn Thác Bạc Văn kích động nói không ra lời, Thác Bạc Văn cũng cao hứng gật gật đầu. Vũ Văn Tiên Sinh, võ đệ đây là đại vạn thái tử vạn cửu hàng, bổn vương nghĩa đệ phái tới hổ uy quân, bọn họ là tới trợ giúp chúng ta bắt mang quốc bình sằng bậy. Thác bạc võ mở to hai mắt, nhìn chỉnh chỉnh tề tề tam vạn thiết kỵ, hắn phản ứng lại đây liền xoay người, quỳ trên mặt đất, đôi tay giơ lên hô to cảm tạ thiên thần. Cảm tạ thiên thần phù hộ bắt mang quốc. Hàng phát lạnh nhị liếc nhau, lại đồng thời mắt trợn trắng nhi. Chương 547 Nhi tử gửi thư, Thác Bạc Văn mang theo hàng phát lạnh nhị cùng tam vạn hổ uy quân, đi bọn họ thiên thần dưới chân núi nơi dừng chân. Nơi này rõ ràng chính là trải qua một hồi chém giết, nơi nơi đều là lung tung rối loạn, trên mặt đất có rất nhiều thi thể. Thác Bạc Văn vẽ mặt bi thương, xem ra này trên mặt đất thi thể có rất nhiều là bọn họ người, hàng vừa đi qua đi, từ trong lòng ngực móc ra một con hổ phù, cùng một phong thơ giao cho Thác Bạc Văn. Đại vương, đây là thống lĩnh tam vạn hổ uy quân hổ phù, bắt mang quốc nội loạn không có bình ổn phía trước, chúng ta tam vạn hổ bi quân chịu đại vương điều khiển. Còn có này phong thư, là nhà ta thái tử vạn cửu hàng tự tay viết thư từ. Nghe nói phong thư còn nội phụ một phong, kim bảo bạc bảo công tử cho ngài viết tin. Thác bạc văn cảm động lệ nóng doanh trồng, hắn rung rẩy xuống tay tiếp nhận kia cái trọng có ngàn cân hổ phù, còn có kia một phong mang theo nhiệt độ cơ thể thư từ. Hảo! Sở hữu hổ uy quân nghe bổn vương hiệu lệnh, hiện tại quét tước chiến trường, đem bắt mang quốc dũng thổ đều hỏa tán ở thiên sơn dưới chân. Bắc Mang Quốc vĩnh viễn sẽ không quên này đó, vì Bắc Mang Quốc mà chiến dũng thổ nhóm. Thiết ưng thiết lê, thống kê một chút, nhìn xem chúng ta may mắn còn tồn tại còn có bao nhiêu người. Võ đệ, ngươi xem một chút còn có bao nhiêu lương thảo, an bài nấu cơm sự tình. Hàng nhị tiến lên một bước. Đại vương, lương thảo sự tình, ngài không cần lo lắng. Chúng ta này tam vạn người là kỵ binh, sau đó còn có chúng ta vận chuyển lương thảo đội ngũ ở phía sau. Điện hạ cảm thấy các ngươi khả năng bởi vì chiến loạn, lương thảo không phong, đại vạn bên kia sẽ hướng bên này cuồn cuộn không ngừng vận chuyển lương thảo, lấy bảo đảm đại vương thuận lợi bình loạn. Sở hữu Bắc Mang quốc đem thổ, nháy mắt đều hoang hô một tiếng. Cảm tạ thiên thần. Bọn họ đều bao lâu thời gian không có ăn no quá cơm. Nhà bọn họ đại vương thật là mệnh hảo, đi đại vạn nhất tranh, tuy rằng không tìm được mấy đứa con trai, nhưng là lại được đến một cái, thân đệ đệ giống nhau đại vạn thái tử dốc túi tương trợ. Thác Bạc Văn lại lần nữa cảm động đỏ hốc mắt, hắn biết vạn cửu hàng đối tự mình, thật là đào tim đào phổi hảo. Hảo! Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bổn vương trong lòng hiểu rõ, bổn vương nghĩa đệ cùng đại tráng, chính là muốn làm Thác Bạc Văn mau chóng bình ổn nội loạn. Hảo! Võ đệ ngươi dẫn dắt đại gia hỏa quét tước chiến trường đi. Hỏa tán chúng ta dũng thổ, đem vận tiến vào lương thảo an trí, liền khởi nồi tạo cơm. Đại gia hỏa hảo hảo ăn một bữa cơm, chúng ta lại kế hoạch một chút, bước tiếp theo như thế nào phản công thác bạc thọ. Mọi người sơn hô hải cứu giống nhau hồi là thuộc hạ lệnh. dàn xếp hảo bên ngoài sự tình, thác bạc văn liền sủy lá thư kia vào trong đại trướng, hắn gấp không chờ nổi mở ra lá thư kia. Quả nhiên, đại phong thư còn có một cái tiểu phong thư cùng một trương giấy viết thư. Mở ra giấy viết thư lọc vào trong tầm mắt là cứng các hữu lực tự thể, từ biệt mấy tháng, đệ lòng có bất an, nghe nói bắt mang quốc nội loạn không thôi, cũng huynh trưởng gặp nạn đệ cùng phụ hoàng thương nghị, phái tam vạn thiết kỷ gấp rút tiếp viện huynh trưởng, lương thảo vật tư phương diện, sẽ có hậu tục cung cấp, cùng cuộn vận chuyển cấp huynh trưởng. Phụ hoàng ngôn, huynh trưởng chính là hắn tôn nhi kim bảo bạc bảo chi cha ruột, cũng là hắn chi trưởng tử, tất yếu hộ này chu toàn. Bên này phụ hoàng đã an bài, đại nho danh sư dựa theo trữ quân việc học, giáo thụ bồi dưỡng kim bảo bạc bảo, thỉnh huynh trưởng yên tâm. Vừa vào cửa thác bạc võ cùng Vũ Văn Hiện, đều nghe thấy được thác bạc văn đọc tin nội dung, bọn họ đều đi theo cảm động tột đỉnh. Thác Bạc Văn buông thư từ, khẩn đi vài bước đi vào danh trướng cửa, đối với đại vạn quốc phương hướng hai đầu gối quỳ xuống đất. Trang 504 Mặt sau là Thác Bạc Võ cùng Vũ Văn hiện đám người. Nhi thần Thác Bạc Văn, cảm tạ phụ hoàng ân đức, cảm tạ phụ hoàng yêu thương, Thác Bạc Văn cho ngài dập đầu. Mọi người đi theo quỳ trên mặt đất, hô to cảm tạ đại vạn hoàng đế bệ hạ. Mọi người đều nghe minh bạch, đại vạn hoàng thất đem nhà hắn đại vương trở thành tự mình người nhà. Bởi vì đại vạn thái tử vạn cửu hàng nhận nuôi, đại vương nhi tử thác bạc thước kim cùng thác bạc thước bạc. Đại vạn hoàng đế bệ hạ, yêu ai yêu cả đường đi liền đem tự mình tôn tử cha ruột, chính là bọn họ đại vương thác bạc văn, trở thành tự mình nhi tử giống nhau chiếu cố. Xem ra nhà bọn họ hai cái vương tử đều là ưu tú vương tử, nói cách khác, đại vạn thái tử, như thế nào sẽ đem bọn họ thu làm nghĩa tử? Đại vạn hoàng đế sao có thể, đem bọn họ xem thành tự mình thân tôn tử giống nhau. Thác bạc võ vương huynh, có phải hay không còn có kim bảo cùng bạc bảo thư từ? Ngươi mau mở ra tới nhìn một cái, ta kia hai cái tiểu chất nhi hiện tại cái dạng gì? Thác bạc văn bị tự mình đệ đệ cùng vũ văn hiện cấp nâng dậy tới, thác bạc văn trên người có thương tích, hành động có chút không tiện, nhưng hắn gắt gao nắm lấy giấy viết thư, dán ở tự mình ngực. Thác bạc văn ngồi ở trong đại trướng, tay có chút run rẩy xé rách cái kia phong thư, hắn tim đập như nổi trống giống nhau, đây là tự mình mấy đứa con trai cấp tự mình viết tin thác bạc văn khẩn trương tay một cái kính rung, hắn đều lo lắng đem giấy viết thư xé nát võ đệ vương huynh có chút khẩn trương ngươi cũng nhận được đại vạn văn tự ngươi tới đọc đi thác bạc võ lý giải tự mình ca 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 vì tìm hai cái nhi tử ăn nhiều ít khổ hắn trong lòng là nhất rõ ràng hảo vương huynh ta tới đọc ta chất nhi tin ai u ta chất nhi tự viết không tồi a à phụ vương thân khải kim bảo bạc bảo giao bái phụ vương. Ta huynh đệ hai người đã biết tự mình thân thế, mấy đứa con trai hiện giờ bị nghĩa phụ nghĩa mẫu nhận nuôi, sinh hoạt phi thường hảo. Chúng ta tổ phụ, còn cho chúng ta an bài tốt nhất giáo dục, mấy đứa con trai mỗi ngày đều được lợi không ít. Chúc phụ vương sớm ngày bình ổn bắt mang quốc nội loạn, thỉnh phụ vương ổn định triều đình, lại suy xét tiếp mấy đứa con trai. Bằng không liền chờ đại bảo đệ đệ về nhà, mấy đứa con trai cũng đại chúc, liền tự mình về nhà tìm phụ vương đi. Nghĩa mẫu yêu thương mấy đứa con trai, nhi tử lo lắng chúng ta rời đi, nàng sẽ chịu không nổi. Nghĩa mẫu toàn tâm toàn ý yêu thương chúng ta mỗi một cái nhi tử, nàng là cái vĩ đại mẫu thân, nhi tử không đành lòng nàng khổ sở thương tâm. Thác bạc văn thiết quốc tranh tranh hán tử, nghe nhi tử tin, nước mắt khống chế không được xuống dưới. Ân, ừ. Không hổ là ta thác bạc văn nhi tử, bọn họ hai cái là hiểu được cảm ơn, hảo. Vậy lưu bọn họ ở đại vạn làm bạn đại tráng mấy năm, chờ bổn vương chất nhi đại bảo thân thể dưỡng hảo, bổn vương liền tự mình đi thiên sơn, tiếp đại bảo đưa hắn hồi đại vạn, lại tiếp hồi kim bảo cùng bạc bảo. Tin tưởng nghĩa phụ cùng nghĩa đệ sẽ hảo hảo bồi dưỡng, bổn vương hai cái nhi tử. Chương 548 đánh choáng ván thác bạc thọ. Thác bạc văn biết tự mình mấy đứa con trai tâm ý, mấy đứa con trai là biết cảm ơn. Đại tráng hiện tại bởi vì một đôi nhi nữ lưu tại thiên sơn thượng, bọn họ một đôi nhi huynh đệ lại rời đi đại tráng, nàng như vậy gầy yếu chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Thác Bạc Văn nhìn Phương Nam nói cân. Mấy đứa con trai là biết cảm ơn, khiến cho mấy đứa con trai bồi đại tráng mấy năm. Đại vạn kinh tế, văn hóa, giáo dục đều phải so chúng ta bắt mang hảo, bọn họ ở nơi đó còn có thể tiếp thu đến càng tốt giáo dục. Thác Bạc Võ vui vẻ nói, Vương Huynh, thật tốt quá, nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy một đôi tiểu chất nhi ở Đại Vạn sẽ tiếp thu Đại Vạn trữ quân giáo dục, về sau bọn họ tất sẽ là bắt mang quốc ưu tú nhất trữ quân. Vũ Văn Hiện, Võ Vương Gia, ta xem không bằng như vậy, đến lúc đó ngươi cùng hàng nhị ẩn vào đi, cầm nhà ta thái tử phi thần binh lợi khí, đi tìm thác bạc Vũ. Một khi tìm được thác bạc Vũ, liền phát tín hiệu cho ta, ta ở bên ngoài liền làm bộ phát động tổng tiến công. Thác bạc thọ sợ hãi chúng ta phát động tổng tiến công, dùng thuốc nổ anh tạc bọn họ, hắn khẳng định liền sẽ nóng lòng chạy trốn các ngươi liền lựa chọn một phương hướng cổng thác bạc vũ lao tới chúng ta hội hợp sau có cơ hội lại tạc thác bạc thọ cũng không muộn thác bạc văn huynh để liếc nhau không hẹn mà cùng gật gật đầu hảo hàng phát lạnh nhị tướng quân đến lúc đó các ngươi phối hợp tùy cơ ứng biến đi thác bạc văn hàng phát lạnh nhị tướng quân làm phiền các ngươi hai người võ đệ ngươi mang hảo lộ không thể ham chiến lần này chỉ vì cứu thác bạc vũ kim sơn tướng quân ngươi xuất lĩnh một vạn người ở hoàng đô ngoại bảo hộ để ngừa thác bạc thọ dương đông kích tây lại quay đầu lại cướp lấy vương đô. Mọi người đồng thời đứng thẳng là thuộc hạ tuân lệnh. Cứ như vậy, thác bạc văn đem cơ bản tác chiến kế hoạch đều an bài hảo, hắn trắng đêm chưa ngủ nhìn phương Bắc. Nhớ tới tự mình lão Hoàng Thúc, Hoàng Thúc cùng hai cái nghi tử thác bạc vũ cùng thác bạc vân, đều là vì hắn vương vị trả giá rất nhiều. Hiện giờ, vương thúc thác bạc đúc cương cùng thác bạc vân đều bất hạnh, bị thác bạc thọ hại chết, chỉ còn thác bạc vũ bị thác bạc thọ nắm ở trong tay nắm chặt. Hắn nơi nào có thể khoanh tay đứng nhìn, vô luận như thế nào hắn đều phải cứu ra thác bạc vũ. Ngày hôm sau canh bốn thời gian, vương đô cửa thành liền mở ra, thác bạc văn cưỡi ngựa ra khỏi thành, tiễn đưa thác bạc võ cùng hàng phát lạnh nhị. Thác bạc văn công đạo mọi người đem ngựa để dùng vải bông gói kỹ lưỡng, chiến mã chạy thời điểm phát ra thanh âm, liền sẽ không như vậy đại. Thác bạc văn nhìn chờ xuất phát mọi người, hắn biểu tình trịnh trọng nói, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tận lực bảo tồn thực lực cứu ra thác bạc vũ, phi tất yếu thời điểm không thể động thuốc nổ, tránh cho tạc tự mình người. Võ đệ, A Vũ là cùng ngươi ta cùng nhau lớn lên huynh đệ, hy vọng ngươi có thể tự mình dẫn hắn trở về. Thác bạc võ hốc mắt phím hồng, hắn biết tự mình vương huynh tâm tư, lão vương thúc chỉ còn này một cái nhi tử, lão vương thẩm hiện tại lung lay sắp đổ, nếu nhi tử đã chết, lão vương thẩm phỏng chừng cũng sẽ chết bọn họ đều là biết cảm ơn vương thúc vương thẩm ở bọn họ khi còn nhỏ cho bọn họ huynh đệ rất nhiều che chở a vũ a vân đều là bọn họ huynh đệ thác bạc võ phi thân lên ngựa nhìn hàng phát lạnh nhị gật gật đầu xuất phát một vạn thiết kỵ gào thét mà qua nhằm phía hắc sơn bộ lạc mà đi nhân mã chạy gần một canh giờ thác bạc võ liền nhấc tay kêu đình hai vị hàng tướng quân phía trước đại thái mười dặm chính là hắc sơn bộ lạc chúng ta có thể thấy kia tòa lại hắc lại cao sơn chính là đại hắc sơn hàng một chút đầu, hắn sau này làm cái thủ thế, mặt sau hổ uy quân lập tức đều xuống ngựa, tìm địa phương đem ngựa tập trung thoạt nhìn. Hàng nhị cùng thác bạc võ đều nhảy xuống ngựa, hai người vung tay lên, từng người chuẩn bị tốt 500 người liền tập hợp lên. Hàng một tay năng lượng mặt trời điện côn, giao cho thác bạc võ, lại giáo hội hắn như thế nào sử dụng. Thác bạc võ cầm nặng triệu điện côn, hưng phấn đầy mặt đỏ bừng, đây là ta đại tráng tẩu tử thần binh lợi khí. Thật tốt quá, Vương Huynh nói ta đại tráng tẩu tử tuy rằng là cái nữ nhi thân, nhưng là nàng là cái so nam nhân còn kiên cường dũng cảm nữ tử. Trang 507 Vương Huynh vẫn luôn đem đại tráng trở thành tự mình huynh đệ, ta liền đem nàng trở thành ta tẩu tử. Hàng một Hàng nhị Hảo kỳ quái cảm giác A à. Thác bạc võ cùng hàng nhị đều mang theo từng người thủ hạ, lặng lẽ liền ẩn vào hắc sơn bộ lạc phụ cận. Rất xa là có thể thấy ở bộ lạc bên ngoài, có rất nhiều người ở tuần tra, còn nhìn không ra tới bọn họ có cái gì bẫy rập. Hàng nhị cùng thác bạc võ cho nhau gật gật đầu, bọn họ từ hai sườn bọc đánh qua đi, hàng nhị mở ra năng lượng mặt trời điện côn chốt mở, chậm rãi đi qua đi, thành thạo liền đem tuần tra mấy cái lính gác đều điện hôn mê. Hàng xê cần hen hạ nhân, nhanh chóng liền đem 6-7 cá nhân kéo đi ra ngoài. Thực mau vài người liền thay phản quân quần áo. Bên kia thác bạc võ thấy liền học theo, lộng chết một đội tuần tra phản quân, thay bọn họ quần áo hàng nhị cùng thác bạc võ liền nghênh ngang dẫn người vào hắc sơn bộ lạc đột nhiên liền nghe thấy có người nói ha bắc hai ta cấp đại vương mã dắt đi trại nuôi ngựa liền đi ăn cơm đi thác bạc võ nhìn kia thất cao đầu đại mã bị hai cái tiểu lâu la nắm đi rồi thác bạc võ cắn cắn răng hàm sau mang theo bảy tám cá nhân liền cùng đi qua nhìn hai người đi rồi lúc sau hắn nắm thật chặt trong tay năng lượng mặt trời điện côn lặng lẽ dựa đi qua công đạo mặt sau vài người cho hắn thông khí hắn đi qua đi nhìn thác bạc thọ chiến mã, xác thật mở vì thể tráng, hoặc nhìn chính là có thể ngày thứ mấy trăm dặm hảo mã. Thác bạc võ nhe răng cười, ấn xuống bảo kích kiện, ban một tiếng. Thác bạc võ một dùng sức, liền thọc thượng chiến mã sau mông. Tư tư tư. Khi thất đáng thương chiến mã, nháy mắt cả người đã bị điện bốt khói. Chương 551 võ ca, ta là A Vũ. Thác bạc võ điện đã chết thác bạc thọ chiến mã, hắn trong lòng thống khoái cực kỳ, mang theo thủ hạ của hắn liền tiếp tục ở hắc sơn bộ lạc bên trong hành tẩu. Bên này hàng nhị mang theo người ở trong bộ lạc bắt hai cái tiểu binh, ấn ở lương thảo lỗ châu mai sau thẩm vấn một chút. Hàng nhị là hổ uy quân xuất thân, thẩm phạm nhân thủ đoạn, quả thực chính là tàn nhẫn khí phách. Hàng nhị một chủy thủ liền trác ở một cái tiểu lâu la trên vai, còn gắt gao bưng kính hắn miệng. Quay đầu liền hỏi bên cạnh một cái khác tiểu lâu la, nói. Thác bạc vũ nhốt ở địa phương nào? hôm nay thác bạc thọ chuẩn bị cái cái gì bẫy rập. Không nói nói, tiếp theo đao chính là trác ở ngươi trên người. Cái kia tiểu lâu la đều dọa nước tiểu, hắn đều hồn nhiên không biết, trung trung rẫy rẩy chỉ vào cách đó không xa một cái lều lớn, tuy rằng hiện tại thiên đã tờ mờ sáng, có thể nhìn ra cái kia lều lớn bị vây trong ba tầng ngoài ba tầng. Cái kia bị trác một đao tiểu lâu la, nỗ lực ô ô ô kêu. Hàng nhị trong mắt xoay chuyển, cái kia lều lớn không có khả năng có thác bạc vũ, hắn một đao lau cái này tiểu lâu la bị trát một đao tiểu lâu la nháy mắt liền trừng lớn trong mắt hắn hoảng sợ muôn dạng nhìn hàng nhị hàng nhị ngậm thị huyết tươi cười nhìn hắn nghe răng hiện tại cho ngươi một lần cơ hội cái kia tiểu lâu la run run hắn nhìn hàng nhị gật gật đầu hàng nhị vung tay lên một cái thủ hạ liền buông lỏng ra cái kia tiểu lâu la miệng ta nói tha ta đi tha ta đi ta nói thác bạc vũ bị chúng ta đại vương ném vào đại hắc trong núi đại hắc trong núi đều là lan trùng hổ báo, đại vương nói muốn cho thác bạc vũ, ở nơi đó tự sinh tự diệt, đêm qua liền ném vào trong núi. Cái kia lều lớn chính là cái bẫy rập, cái kia chung quanh đều bố trí bẫy rập. Thỉnh các ngươi tha ta mệnh đi, ta mẹ cùng A cha đều tuổi tác lớn, bọn họ không có ta sẽ chết. Hàng nhị trong mắt xoay chuyển, thấy người này nhắc tới mẹ cùng A cha thời điểm, trong ánh mắt đều là nước mắt, hắn có thể kết luận người này không có nói sai. Vậy được rồi trong chốc lát ta đem ngươi đánh hôn mê, ném ở bên cạnh địa phương, ngươi sẽ không phải chết. Chỉ cần ngươi không có nói sai, chúng ta đại vạn hổ uy quân nói chuyện giữ lời liền không giết ngươi, khi nào ngươi tỉnh, liền chạy nhanh trốn về nhà đi thôi. Cái kia tiểu lâu la nháy mắt trong mắt hiện lên kinh hỉ, hàng nhị một nhắm mắt, một tay đao liền chém hôn mê hắn. Hàng nhị thông tri thác bạc võ đi trong núi tìm xem thác bạc vũ, lại chậm liền sợ hắn giữ nhiều lành ít. Hàng nhị mang theo người liền hướng phía sau trong núi đầu hướng, Phỏng chừng Thác Bạc Vũ còn bị thương ở rừng già Tử Phỏng chừng gặp được mảnh thú chính là bữa sáng. Thác Bạc võ cùng mọi người đều được đến tin tức, bọn họ đều vọt vào trong rừng, vừa lên núi liền gặp một con lạc đơn lang. Hắn nháy mắt liền không hảo, cái gì cũng không để ý. Hắn ở trong rừng la to, kêu tự mình a à Vũ đệ đệ. Càng đi trên núi trên núi giả thú càng nhiều, gà rừng thỏ hoang tùy ý có thể thấy được. Đại hắc trên núi xác thật là giả thú thiên đường. Nơi này núi cao rừng rậm hắc sơn bộ lạc người tựa vào núi mà cư có thể thấy được nơi này thật là bọn họ thiên nhiên khu vực săn bắn thác bạc võ trên mặt đất thấy vết máu cũng có vài cái hổ uy quân đều kêu phát hiện vết máu hàn nhị cùng thác bạc võ trong lòng đều càng ngày càng khẩn trương bọn họ lo lắng tự mình nhìn đến bọn họ không thể tiếp thu kết quả bọn họ vẫn luôn tìm được rồi mặt trời lên cao thác bạc võ kêu giọng nói đều ách hắn nước mắt mơ hồ tầm mắt càng tìm càng kinh ngạc trên mặt đất vết máu quá nhiều hắn có thể tưởng tượng tự mình đường đệ A Vũ, phỏng chừng là tao ngộ giả thú, cũng có khả năng đã bị phân thực. Võ ca, ta là A Vũ. Thác bạc võ cho rằng tự mình ảo giác, hắn quay đầu xem không phát hiện có người. Võ ca, ta là A Vũ, ta rơi vào bẫy rập. Lần này thác bạc võ xác định, tự mình thật sự nghe thấy được đường đệ A Vũ thanh âm. Hắn thấy cách đó không xa có một bụi cỏ, thanh âm chính là từ nơi đó truyền ra tới. Thác bạc võ phía sau thủ hạ cũng nghe thấy, bọn họ kêu vương gia, vương gia. Khi đôi bụi có phía dưới hẳn là có bẫy rập, phỏng chừng là ngài đường đệ, rơi vào bẫy rập. Thác bạc võ nghiêng ngã lão đảo chạy tới, dùng sức lột ra cỏ tranh, phía dưới thật là một cái rất lớn bẫy rập, đại thái có 2 mét thâm. Trang 508 Quần áo rách nát, phi đầu tán phát, chật vật bất kham thác bạc vũ, cả người là huyết nằm nghiêng ở nơi đó. Thác bạc dư bị ánh mặt trời kích thích đôi mắt có chút không mở ra được, hắn nỗ lực mà chớp chớp mắt, còn lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. "Ca, ta bị hai chỉ lang tập kích, ta dãy dụa chạy tới chạy lui, kết quả liền rơi vào nơi này." "Ha hả a." "Ca, ta nhờ họa được phúc, nói cách khác, ta phỏng chừng đã bị nó hai ăn đi." Hàng nhị cùng mọi người đều vây lại đây, Thác Bạc võ quỳ gối bẫy rập biên gào khóc, hắn thật là thiếu chút nữa liền hỏng mất. Hiện tại thấy tự mình A à Vũ đệ đệ còn sống, hắn khóc không kềm chế được, lớn tiếng kêu cảm tạ thiên thần cảm tạ thiên thần che chở ta đệ đệ A Vũ. Hàng nhị. Nhà hắn thiên thần thật là không gì làm không được A. À. Chương 552 thác bạc thọ cũng bị điện bốc khói. Hàng nhị cùng thác bạc võ đều nhảy vào bẫy rập, đại gia hỏa đồng tâm hiệp lực, đem thác bạc vũ cứu đi lên, thác bạc võ khóc nước mũi một phen nước mắt một phen. Tự mình đường đệ, cả người không có một khối hảo thịt, huyết nhục mơ hồ, hàng nhị chạy nhanh lấy ra tùy thân mang kim sang dược, thác bạc võ càng là cởi tự mình trên người áo trong, hắn chỉ ăn mặc bên ngoài phản quân quần áo, đem tự mình sạch sẽ áo trong, tấp tự mình đường đệ thượng xong rồi dược sau bên người ăn mặc. Thác bạc vũ trải qua một phen lăn lộn, đã có chút thần chí không rõ, hàng nhị cùng thác bạc võ thương lượng một chút. Vương gia, hiện giờ ngài đường đệ đã bị cứu ra, ta xem chúng ta hẳn là phát tín hiệu, trực tiếp làm ta ca bên kia bắt đầu phát động tổng tiến công. Thác bạc võ trong mắt xoay chuyển nói, hàng tướng quân, không bằng như vậy đi, chúng ta đem A vũ vận đi ra ngoài trực tiếp đi ra ngoài cùng hàng một tướng quân hội hợp, sau đó trực tiếp phát động tổng tiến công, ta phát hiện bọn họ trại nuôi ngựa ở bộ lạc mặt sau chân núi hạ. Cái kia trại nuôi ngựa không nhỏ, thác bạc thọ chiến mã phỏng chừng đều ở nơi đó, ta vừa rồi còn nhân cơ hội đánh chết thác bạc thọ chiến mã đâu. Ta cảm thấy nếu đem bọn họ chiến mã tạc hủy hoại, bọn họ không có chiến mã liền chạy không được. Thác bạc thọ hiện tại cấp chúng ta chuẩn bị bẫy rập, không chờ đến chúng ta thượng bộ, bọn họ khẳng định liền sẽ vẫn luôn ở nơi đó chờ, bởi vì bọn họ đã phóng tin tức cho Vương Thẩm. Vương Thẩm chỉ còn lại có duy nhất may mắn còn tồn tại nhi tử, liền sẽ không màng tất cả tìm chúng ta hỗ trợ, hắn kết luận chúng ta nhất định sẽ đến. Hàng nhị gật gật đầu, hảo, cùng với như vậy, không bằng chúng ta liền cho hắn tới một cái mèo vần chuột. Hàng nhị cùng thác bạc võ thương lượng hảo sau, thác bạc võ liền cùng tự mình thủ hạ, làm cái đơn giản cán, nâng thác bạc vũ liền từ trên núi xuống tới. Bọn họ vòng qua hắc sơn bộ lạc phía dưới nơi đóng quân, vòng xa ra đại hắc sơn trực tiếp tìm được hổ uy quân nơi dừng chân tìm được rồi hàng một lúc này đã là buổi chiều hàng vừa nhìn thấy mọi người đều đã trở lại vừa thấy nâng cán liền biết bọn họ đây là thuận lợi cứu ra thác bạc vũ hàng một hưng phấn nên lại đây hỏi thành sao hàng nhị cao hứng nói thành ca hiện tại người đều đã cứu ra chính là hắn bị nghiêm trọng thương đến mau chóng chạy chữa a hàng một chút đầu nhìn cách đó không xa hắc sơn bộ lạc hắn quay đầu lại nhìn thác bạc võ còn ở chiếu cố hôn mê bất tỉnh thác bạc vũ vương gia ngươi mang theo ngài đường đệ thác bạc vũ trở về vương đô đi nơi này giao cho chúng ta huynh đệ chúng ta một vạn hổ uy quân đủ có thể toàn tiêm hắc sơn bộ lạc thác bạc võ cũng thực sốt ruột hắn tưởng đem tự mình đường đệ đưa trở về tìm đại y chẩn trị hai vị hàng tướng quân đại ân không lời nào cảm tạ hết được a à vũ trạng huống xác thật không tốt lắm ta sốt ruột đem hắn đưa trở về làm đại y cấp nhìn xem. Hắn không riêng gì phía trước bị nghiêm hình tra tấn, còn bị lan cắn xé, ta lo lắng chậm, hắn sẽ xảy ra chuyện. Hàng vừa nhíu mày liền ôm quyền, vương gia, ngươi mau mang ngài đường đệ trở về đi. Chúng ta mang theo nở hoa cục đá cùng thái tử phi thần binh lợi khí. Thác bạc thọ căn bản là không phải chúng ta đối thủ. Thác bạc võ đem năng lượng mặt trời điện côn từ phía sau lưng rút ra, đưa cho hàng một. Hàng tướng quân, này xác thật là một phen thần binh lợi khí, lập tức là có thể đánh chết thác bạc thọ chiến mã hết thảy liền làm ơn hai vị hàng tướng quân ta đi trở về thác bạc võ trước khi đi thời điểm còn đem thủ hạ của hắn để lại mấy cái làm cho bọn họ dẫn dắt hàng phát lạnh nhị người đi tìm hắc sơn bộ lạc trại nuôi ngựa hàng phát lạnh nhị đó là cùng chiến thần vạn cửu hàng vào sinh ra tử tướng quân bọn họ cái nào kêu ra tới đều là có thể một mình đảm đương một phía tam quân tướng lãnh hàng phát lạnh nhị phân công nhau dẫn dắt người bọc đánh qua đi Hàng nhị dẫn người nhắm ngay trại nuôi ngựa vị trí chính là một đống cùng anh lạm tạc bởi vì nở hoa cục đá hữu hạn bọn họ đi theo mang căn bản là không nhiều lắm một đống nở hoa cục đá liền tăng cường trại nuôi ngựa oanh tạc nháy mắt hắc sơn bộ lạc liền cấp tạc ngốc thác bạc thọ không nghĩ tới hổ vệ quân sẽ không có thượng bộ ngược lại trực tiếp tạc hủy hoại bọn họ trại nuôi ngựa thác bạc thọ trong lòng biết không hảo từ đại doanh chạy ra hắn nháy mắt liền cảm giác không hảo chẳng lẽ là có người để lộ tiếng gió Thác Bạc Vũ bị cứu đi, Hổ Uy Quân trực tiếp liền bắt đầu đối bọn họ tiến hành hủy diệt tính đã kích. Biết rõ Hổ Uy Quân nở hoa cục đá lợi hại, hắn nào dám đánh bừa. Người tới. Mau đem bổn vương chiến mã dắt lại đây. Triệt, chúng ta triệt đến thiên mục bộ lạc đi. Đều triệt. Ngàn vạn không thể đình, chúng ta triệt hồi thiên mục bộ lạc, nơi đó chính là chúng ta tốt nhất cái trắng. Tất cả mọi người bị nổ mạnh kích thích đến tứ tán bôn đào, lại nghe thấy tiếng giết trung trời, Thác sơn bộ lạc nội người, đều bị dọa phá gan. Thác bạc thọ vừa thấy không có người nghe hắn nói, hắn bản năng liền hướng trại nuôi ngựa phương hướng hướng, muốn đi tìm tự mình chiến mã. Hắn chiến mã kêu ô thanh, ô thanh có thể ngày hành 600 dặm, là thác bạc thọ lão phụ vương, đưa cho hắn quý trọng nhất lễ vật. Nhưng đương thác bạc thọ chạy đến trại nuôi ngựa phụ cận thời điểm, liền thấy trại nuôi ngựa đã không có mã, nhưng hắn kia thất ô thanh nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích bị dẫm đã biến hình. Ô thanh, a a a trang năm trăm linh chín khí sát ta cũng bổn vương cùng các ngươi liều mạng ô thanh bị giết chết rồi hoàn toàn kích thích điên rồi thác bạc thọ hắn giơ tay liền điên cùng vung lên đại khảm đao hướng về phía hổ uy quân liền xông lên đi mấy cái hiệp liền chém giết mấy cái hổ uy quân hàn nhị thấy trong tay sách theo điện côn hung thần ác sát triều hắn liền xông tới điên cuồng thác bạc thọ dốc hết sức lực vung lên trong tay đại đao liền đón nhận đi một cái huy đao chém thẳng vào. Hàng nhị ấn động bạo kích kiện đón nhận đi. Bạch bạch bạch. Lam quan nháy mắt liền khái tới rồi thác bạc thọ đại đao thượng. Thác bạc thọ nháy mắt liền cùng hắn mã giống nhau, bị điện bốc khói. Chương 553 Bắc mang quốc vĩnh viễn là đại vạn đế quốc một bộ phận. Chỉ là một cái đối mặt, hàng nhị liền bạo kích thác bạc thọ. Hàng nhị làm người dùng một khẩu súng cột, cấp thác bạc thọ khơi màu tới cắm trên mặt đất. Sở hữu hổ uy quân đều hô to, thác bạc thọ đã chết Phản quân nghe Thác bạc thọ đã chết Nháy mắt, hắc sơn bộ lạc tất cả mọi người mất đi năng lực phản kháng Thác bạc thọ đều đã chết, bọn họ còn phản kháng cái rắm A Đại gia hỏa sôi nổi ném vũ khí, ngồi sổng trên mặt đất ôm đầu hô to thiên thần phù hộ Thỉnh thiên thần khoan thứ chúng ta Màn đêm buông xuống, lúc này thiên đã hoàn toàn đêm đen tới Thác bạc văn ở vương đô chờ tới rồi tự mình đệ đệ thác bạc võ mang theo đường đệ đã trở lại, lão vương thẩm thấy hôn mê bất tỉnh nhi tử, kích động trực tiếp liền ngất đi rồi. Thác bạc võ nói hàng phát lạnh nhị ở hắc sơn bộ lạc, phải đối thác bạc thọ khởi xướng tổng tiến công. Thác bạc văn liền dẫn dắt một vạn hổ uy quân, hỏa tốc xuất phát viện trợ hàng một cùng hàng nhị, rốt cuộc hàng phát lạnh nhị là tự mình nghĩa đệ thủ hạ, vạn nhất ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn như thế nào hướng nghĩa đệ công đạo. Đường thác bạc văn tới thời điểm, bên này đã kết thúc chiến đấu, hắc sơn bộ lạc phản quân, chết chết hàng hàng. Hàng một tay sách theo điện côn, đầy người là huyết, đi vào thác bạc văn trước mặt quỳ một gối xuống đất, hắn đầy mặt vui sướng nói, đại vương. Hắc sơn bộ lạc đã toàn bộ tiêu diệt. Hàng nhị kén một cây đao, sải bước xông tới, quỳ một gối xuống đất, đại vương. Phản quân thủ lĩnh thác bạc thọ, đã bị thuộc hạ chính tay đâm. Thi thể liền cắm ở bên kia bán súng thượng. Thác bạc văn chỉ đi vài bước vương đôi tay, nâng dậy hàng một cùng hàng nhị bả vai thảo. Thật tốt quá! hai vị hàng tướng quân vất vả. Thiết ưng thiết lê các ngươi dẫn người, gia nhập hàng phát lạnh nhị tướng quân bọn họ, cùng nhau quét tước chiến trường thu thập hắc sơn bộ lạc. Hắc sơn bộ lạc chung quanh phòng lên vô số lửa trại, bọn họ suốt đêm thiêu hủy phản quân thi thể, thác bạc thọ cũng bị cùng nhau thiêu đến hôi phi yên diệt. Hổ uy quân tại đây tràn trong chiến tranh, bỏ mình 440 người, thương hai. Ngàn hai trăm người. Hàng một cùng hàng nhị tự mình dẫn người, đem 440 cái huynh đệ, an táng ở đại hắc trên núi thác bạc văn tương đối thương cảm hổ uy quân vì viện trợ bọn họ lặn lội đường xa này 440 cái hổ uy quân huynh đệ vĩnh viễn lưu tại bắc mang quốc thổ địa thượng thác bạc văn tự mình đi vào trước mộ cấp bỏ mình hổ uy quân đem thổ được rồi quỳ lạy lễ hổ vệ quân đem thổ nhóm bổn vương hứa hẹn bổn vương sinh thời mỗi một năm đều sẽ phái người lại đây tế điện đại vạn các anh hùng từ nay về sau Bắc Mang Quốc vĩnh viễn là Đại Vạn Đế Quốc một bộ phận. Các ngươi vĩnh viễn là Bắc Mang Quốc dũng thổ. Bắc Mang Quốc con dân sẽ thế thế đại đại, tế điện của các ngươi. Hàng phát lạnh nhị đều đỏ hốc mắt, bọn họ hổ uy quân huynh đệ, mỗi một cái đều là đi theo bọn họ trải qua sinh tử. Nhưng là chiến tranh là tàn khốc, đao kiếm không có mắt, thương vong là không thể tránh được. Hàng một tự mình nâng dậy thác bạc văn, đại vương, thỉnh nén bi thương thuận biến. Hổ uy bi quân này đó các huynh đệ, đều vĩnh viễn lưu tại nơi này, hy vọng ngài có thể mỗi năm đều phái người tới tế điện bọn họ. Làm chúng ta các huynh đệ trên trời có linh thiêng, có thể được đến an ủi tịch. Thác Bạc Văn nhìn hàng một cùng hàng nhị, hắn hốc mắt trưng trưng nói, Thác Bạc Văn đại biểu Bắc mang quốc sở hữu con dân, vĩnh viễn cảm kích đại vạn đế quốc. Cảm tạ đại vạn đế quốc hổ uy quân các huynh đệ, nếu không có các ngươi, Bắc mang quốc sẽ không dễ dàng như vậy liền bình ổn chiến loạn. Ngày sau Bắc mang quốc bá tánh, an cư lạc nghiệp sinh hoạt, đều là dựa vào các ngươi rơi đầu chảy máu đổi lấy, Bắc mang quốc vĩnh viễn không quên các ngươi ân đức. Bổn vương sẽ công đạo tự mình hai cái nghi tử cùng con dân, vĩnh viễn ghi khắc đại vạn hổ uy quân ân tình. Mỗi năm đều phải tới tế điện tiên liệt. Đến tận đây, Bắc Mang quốc trải qua không đến hai năm phản loạn, rốt cuộc kết thúc. Thác Bạc Thọ vừa chết, phương Bắc bốn cái bộ lạc sôi nổi thần phục với Thác Bạc Văn, Thác Bạc Văn đao to búa lớn cải cách, Bắc Mang quốc toàn cảnh lại trị dân sinh hắn đem Nam Bắc phương tám bộ lạc, đổi thành phương Nam bốn thành cùng phương Bắc bốn thành. Hắn cổ vũ Bắc mang quốc bá tánh khai hoang làm ruộng, dùng tô diệu diệu cung cấp lương thực hạt giống, còn có chịu rét cây giống, mở rộng gieo trồng. Hổ uy quân dư lại không đến tam vạn người, ở Bắc mang quốc lại đãi gần hai tháng, trợ giúp Bắc mang quốc phát triển bá tánh làm nông nghiệp cùng kinh tế. Mắt thấy Bắc mang quốc trên dưới đều hướng tốt phương hướng, càng phát triển càng tốt. Còn có hai tháng liền phải ăn Tết, hàng một cùng hàng nhị cảm thấy thời cơ tới rồi, hai người bọn họ liền chủ động tìm được Thác Bạc Văn, cùng Thác Bạc Văn chào từ biệt, phải về nhà phục mệnh. Thác Bạc Văn tất cả không tha, hắn trắng đêm chưa ngủ tự mình cấp nghĩa đệ vạn cửu hàng cùng tự mình nghĩa phụ thương hải đế viết tin. Cuối cùng hắn còn cấp hai cái nhi tử viết một phong thơ. Hắn ở trong thư cho thấy, Bắc Mang Quốc trải qua chiến loạn, ở kinh tế thượng là tương đối lạc hậu, bá tánh đều tương đối nghèo khó, qua đông lương thực căn bản là không đủ dùng, hơn nữa Bắc Mang bên này mùa đông khí hậu đặc thù rét lạnh, nếu không phải hắn đại tráng đệ đệ, từ đại vạn bên kia cuồn cuộn không ngừng mà, vẫn tới rất nhiều rất nhiều lương thực thịt khô cùng rau khô, Bắc mang quốc khả năng liền sẽ thiệt hại một nửa cả người lẫn vật. Thác bạc văn huynh đệ còn có đường đệ thác bạc vũ, cùng nhau tiễn đưa hổ uy quân, vẫn luôn đưa ra Bắc mang quốc cảnh nội, vẫn là luyến tiếc tách ra. Thác bạc vũ khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, hắn vạn phần cảm kích đại vạn hổ uy quân, cứu hắn mệnh. Trang 510 Thác Bạc Vũ lau một phen nước mắt nói, Thác Bạc Vũ năm nay 18 tuổi, ta phải đợi mấy năm, đi theo đại vương huynh cùng đi đại vạn, đến lúc đó tìm ta đại tráng tẩu tử, ở đại vạn quốc cho ta cưới một cái đại vạn quốc tức phụ về nhà. Thác Bạc Văn đều cấp khí cười. A Vũ, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ, không chuẩn cấp đại tráng thêm phiền toái. Thác Bạc Vũ da mặt dày nói, không cần. Đại vương huynh, các ngươi đều nói đại tráng tẩu tử là cái tốt nhất nữ nhân nàng nhất định sẽ cho nàng chú em, cưới cái xinh đẹp nhất đại vạn quốc cô nương. Chương 554 mang tin cấp hàng ngũ sơn, kêu hắn tới đón hàng gia hài tử về nhà đi. Hàng phát lạnh nhị trở lại đại vạn về sau, liền đem ở Bắc Mang Quốc phát sinh sự tình, đều cùng vạn cửu hàng cùng tô diệu diệu nói. Còn mang về tới thác bạc văn tự tay viết thư từ, vạn cửu hàng gấp không chờ nổi mà, mở ra nghĩa huynh cho hắn mang đến thư từ. Để thấy tự như mặt. Ngu huynh cảm tạ nghĩa phụ cùng nghĩa đệ cùng đại tráng dốc túi tương trợ, hiện giờ Bắc Mang quốc nội loạn đã bình ổn, Bắc Mang quốc không thắng cảm kích. Nay Thác Bạc Văn hứa hẹn Bắc Mang quốc vĩnh viễn là đại vạn đế quốc một mạch. Còn có, Ngụ huynh muốn cho Kim Bảo Bạc Bảo lưu tại đại vạn tiếp tục tiếp thu học tập, bồi đại tráng mấy năm. Chờ đại bảo ở Thiên Sơn thượng đại mãn 5 năm, Ngô huynh tự mình đi Thiên Sơn tiếp chất nhi chức nữ, đưa bọn họ hồi đại vạn, sau đó lại tiếp hồi Kim Bảo Bạc Bảo, không gọi đại tráng bởi vì cốt nhục chia lìa khổ sở thương tâm. Kế tiếp Bắc Mang Quốc có yêu cầu địa phương, Ngụ Huynh vẫn là muốn phiền toái hiền đệ cùng đại tráng. Tô Diệu Diệu nghe vạn cửu hàng đọc thư từ, nàng nháy mắt liền đỏ hốc mắt, có chút cảm động nói, văn ca vĩnh viễn đều là như vậy tri kỷ. Văn ca nơi nào có thể không nghĩ hài tử. Hắn là vì ta mới làm kim bảo bạc bảo, tiếp tục lưu tại đại vạn. Điện hạ, chúng ta muốn càng tốt chiếu cố giáo dục kim bảo bạc bảo, mới có thể không làm thất vọng văn ca. Vạn cửu hàng gật gật đầu tân, hảo, diệu nhi, chúng ta nhất định phải càng thêm yêu thương, nhà chúng ta kim bảo bạc bảo. Kim bảo cùng bạc bảo tan học, liền nghe nói nghĩa phụ tìm bọn họ tới thư phòng, hiện tại hai anh em rõ ràng đều lại trường cao, trường tráng. Kim bảo hiện tại ăn ngon ngủ ngon, còn tập võ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, kim bảo hiện tại 9 tuổi tuổi tác, đã có bình thường hài tử 11 hai thân cao. Bạc bảo 8 tuổi, ở tô diệu diệu tỉ mỉ dưỡng dục hạ, hắn đã có bình thường nam hài tử thân cao, chính là thiên gầy một chút. Nhưng hắn hiện tại đi theo ca ca cùng nhau tập võ học tập, hắn cốt cách cũng mạnh mẽ rất nhiều, xem một cái là có thể nhìn ra được tới, hắn là cái có lực lượng nam hài tử. Một đôi tiểu huynh đệ đặc biệt tinh thần, khí vũ hiên ngang đi vào tới, hai anh em lễ phép cấp dị phụ dị mẫu chào hỏi. Tô diệu diệu từ ái mà vẫy tay, làm kim bảo cùng bạc bảo qua đi, nàng lấy ra thác bạc văn viết cấp mấy đứa con trai tinh. Kim Bảo Bạc Bảo, các ngươi phụ thân, chính là Bắc mang quốc đại vương Thác Bạc Văn, viết thư cho các ngươi. Hai cái thiếu niên lang nháy mắt đôi mắt lượng lượng, bọn họ hai cái hưng phấn tay, cũng không biết ở đâu thả. Tô Diệu Diệu đem tin đưa cho Kim Bảo, Kim Bảo tiếp nhận tin, hắn ở trong tay cẩn thận sờ soạn hai hạ, sau đó đưa cho Bạc Bảo. Kim Bảo, Bạc Bảo, ngươi đọc một chút phụ vương gửi thư đi. Lớn tiếng đọc ra tới, làm nghĩa phụ cùng mẫu thân đều nghe thấy. Bạc Bảo hưng phấn tiếp nhận lá thư kia, nhìn tự mình đại ca trong mắt tràn đầy vui sướng, được rồi. Ngô Nhi Kim bảo Bạc Bảo, thấy tự như mặt. Phụ vương đã ở đại vạn hổ uy quân hiệp trợ hạ, bình ổn nội loạn, hiện tại đang ở nỗ lực khôi phục Bắc mang quốc lại trị dân sinh. Phụ vương, thu được các ngươi gửi thư, biết các ngươi tâm ý, phụ vương đồng ý các ngươi tiếp tục lưu tại đại vạn học tập, hy vọng Ngô Nhi Kim bảo Bạc Bảo, có thể hiếu thuận các ngươi nghĩa phụ nghĩa mẫu, chiếu cố hảo hai cái ấu đệ đợi cho đại bảo ở thiên sơn chữa khỏi sau, phụ vương sẽ tự mình đi tiếp đại bảo tiểu bảo, đưa bọn họ hồi đại vạn hoàng đô, sau đó lại tiếp ngô nhi kim bảo bạc bảo, hồi mẫu quốc bắc mang. Phụ vương hy vọng các ngươi có thể, lợi dụng hữu hạn thời gian, nhiều học tập đại vạn tri thức văn hóa, phụ vương bởi vì có các ngươi hai cái ưu tú nhi tử, mà cảm thấy kiêu ngạo. Vạn cửu hàng cùng tô dịu dịu đều khóe môi hơi cong, nhìn một đôi ưu tú nghĩa tử, kim bảo cùng bạc bảo liếc nhau, hai anh em trong mắt lệ quan chấp động. Bọn họ nhìn lẫn nhau, Kim Bảo nhận lấy thư từ, cẩn thận sủy lên, mang theo đệ đệ đi vào cửa, hướng tới phương Bắc dập đầu ba cái. Tô Diệu Diệu đau lòng đi ra ngoài, đem hai cái nhi tử nâng dậy tới, ôm nhu từ ái đem hai đứa nhỏ kéo vào trong lòng ngực. Ngoan! Kim Bảo bạc bảo, các ngươi vĩnh viễn là mẫu thân hảo hài tử. Các ngươi phụ vương biết, các ngươi ở chỗ này biểu hiện phi thường ưu tú, hắn vì các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo đâu một đôi nhi tử tràn đầy nhụ mộ ngẩng đầu nhìn tự mình mẫu thân, bọn họ từ nhỏ không có mẫu thân, nhưng tô dịu dịu cho bọn họ vô cùng dày nặng tình thương của mẹ. Bọn họ trong mắt mẫu thân, là như vậy ôm nhu mỹ lệ thiện lương, là bọn họ trong lòng thái dương, ấm áp bọn họ cả đời. Thời gian thấm thoát, năm tháng tỉnh hảo, đại vạn hoàng thất bọn nhỏ, ở bất tri bất giác chung đều trường cao, trường tráng. Ba năm sau, đại vạn thái tử gia vạn cửu hàng cùng thái tử phi thập tam yêu, vẫn là một đôi ân ái phi thường phu thê. Hôm nay thái tử vạn cửu hàng tăng lâm triều, liền chạy nhanh trở về Đông Cung, bồi tự mình tiểu nhân nhi cùng nhau ăn trái cây. Vạn cửu hàng ôm nhu thiết dưa hấu, đem dưa đều cắt ra sau, lại đem hạt dưa đều lấy ra tới, lại cắt thành một tiểu khối một tiểu khối dưa thịt, dùng tâm xỉa răng rác ở mặt trên, cấp tiểu thê tử ăn. Hắn ngày hôm qua mang theo tiểu nhân nhi đi phao suối nước nóng, kết quả không nhịn xuống ở suối nước nóng hóa thân thành sói, lăn lộn tiểu nhân nhi nửa ngày, đem tiểu nhân nhi cấp chọc sinh khí. Này không hôm nay hắn liền không lưng cúi đầu hống nhân gia, cẩn thận quan sát đến nhà hắn tiểu nhân nhi sắc mặt, nhân gia trước sau không vui, đem hắn gấp đến độ vào đầu bức tai. Liền ở vạn cửu hàng tính toán dùng ra cả người thủ đoạn hống người thời điểm, đột nhiên ngàn thuận công công chạy tới, lão gia tử mũ đều oai, cả người đều là bùng lầy tử, chạy hỗn hển mang suyễn. Trang 511 Điện hạ, điện hạ Thái Thượng Hoàng làm lão nô tới cấp ngài truyền cái lời nói nhi. Cấp hàng ngũ sơn mang cái tin nhi, kêu hắn tới đón hàng gia hài tử về nhà đi. Vạn cửu hàng. Cô dịu dịu. Ai sao? Thật sầu người. Chương 555 ba phải tiểu oa nhi, khí tạc thái tử vạn cửu hàng. Vạn cửu hàng cùng tô dịu dịu vừa thấy, lão nhân cái dạng này, không cần ngàn thuận công công nói chuyện, liền biết nhất định là trong nhà nhị bảo tam bảo, lại nghịch ngợm, vạn cửu hàng mắt thấy liền phải ở tức phụ trước mặt, trang không đi xuống từ phụ, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn tự mình tiểu thê tử nói, Diệu Nhi, ngươi thân mình khó chịu, liền ở đông cung nghỉ ngơi, ta đi xem bọn nhỏ, phỏng chừng là bọn họ lại chọc lão gia tử sinh khí. Diệu Nhi, ngươi yên tâm, ta là cái từ phụ, là sẽ không đánh hài tử. Hai cái gia tiểu tử chính là quá gia, ta đi xem, khẳng định sẽ nói phục giáo dục bọn họ, lại cấp lão gia tử một công đạo thì tốt rồi, ai? Tô Diệu Diệu nhìn nàng thuận công công bộ dáng kia, liền cảm thấy hai đứa nhỏ khẳng định là chọc đại sự. Nàng có chút không yên tâm nhìn vạn cửu hàng nói, điện hạ, ngươi đi trước xe một chút, ta đi đổi thân quần áo sau đó liền qua đi. Ngươi ngàn vạn muốn nhịn xuống tính tình, không thể ở thượng dương trong cung phát hỏa, bọn nhỏ tiểu không hiểu chuyện, yêu cầu phê bình giáo dục, không thể đánh hài tử miễn cho lão gia tử thượng hỏa. Vạn cửu hàng gật gật đầu, nhìn sắc mặt có chút tái nhật tiểu thê tử, hắn biết tự mình ngày hôm qua quá mức, tiểu nhân nhi thân thể mảnh mai nàng xác thật ăn đau khổ bằng không ngày hôm qua cũng không thể khóc lâu như vậy thực xin lỗi diệu nhi đều là phu quân không tốt về sau phu quân khẳng định sẽ sửa lại ngươi nghe lời ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi ta đi xử lý một chút liền cấp hai cái gia tiểu tử lãnh về nhà tới giáo dục vạn cửu hàng trấn an tự mình tiểu nhân nhi liền đi theo ngàn thuận công công sải bước đi thượng dương cung hôm nay thượng dương trong cung rối loạn bộ Tiểu nhị bảo cùng tiểu tam bảo lưu tiếng thượng dương trong cung chơi đùa, tiểu ca hai cũng không biết là ai nổi lên đầu. Bởi vì bọn họ ở bồn hoa phát hiện, bùng đất phao vào trong nước sau, ba phải thực hảo chơi A. À. Hai cái tiểu oa nhi đầu đều tùy bọn họ mẫu thân, đặc biệt thông minh. Hai cái tiểu oa nhi liền ở bồn hoa bắt đầu ba phải, cùng một đống lại một đống. Sau lại lại suy nghĩ cái chủ ý, trộn chạy về đông cung, tìm ra bọn họ mẫu thân cho bọn hắn, từ trong không gian lấy ra tới một bao khí cầu tiểu nhị bảo cùng tiểu tam bảo liền cầm mấy chục cái khí cầu từng cái đem khí cầu tạo ra thổi bay tới sau đó dùng tự chế cái phễu rót tiếng hy bùng hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy đặc biệt có ý tứ này hy bùng rót tiếng thổi bay tới khí cầu lại đại lại mềm lại đáng yêu còn đạn đạn nị nị tiểu ca hai cùng nhau rót mấy chục cái hy bùng cầu đột nhiên liền thấy có chim nhỏ ở bồn hoa cây nhỏ thượng ríu rít đó là thái thượng hoàng dưỡng chim họa mi mỗi ngày đều tại đây trong hoa viên ca hát tú lông chim Tiểu nhị bảo nhìn những cái đó chim nhỏ ở trên cây, liền cảm thấy tiểu điểu nhi manh manh, nháy mắt liền đột phát kỳ tưởng, lấy hắn hy bùng cầu ném chim nhỏ. Tiểu nhị bảo hiện tại đã là rất có sức lực nam hài tử, cầm lấy một cái trứng ngỗng lớn nhỏ hy bùng cầu, hướng tới trên cây chim họa mi, liền hung hăng ném lên rồi. Có thể nghĩ, cái kia xinh đẹp hy bùng cầu, bốc bốc một tiếng. Liền nện ở trên thân cây, khí cầu nháy mắt liền phá, một bao bùng lầy tử nện ở trên cây, rối tinh rối mù sợ tới mức kia chỉ tiểu chim họa mi, pi pi pi. Liền bay đi một bên trên cây. Tam bảo. Truy nó a à. Nhị bảo liền mang theo tam bảo dùng hy bùng cầu đuổi theo chim họa mi đánh, nháy mắt bồn hoa tử liền gặp tai. Nơi nơi đều bị hy bùng cầu tạt nước sau bùng lầy tử, cấp soàn soạt tất cả đều là hy bùng lầy tử. Thái thượng hoàng cùng ngàn thuận công công, sáng sớm liền ngồi ở hành lang hạ, thái thượng hoàng đang ở hết sức chuyên chú vẽ tranh đâu. Bỗng nhiên ban kỹ một tiếng, một bao bùng lầy tử nện ở hành lang hạ cây cục thượng, bắn thái thượng hoàng cùng ngàn thuận công công một thân vẽ mặt. Ngàn thuận công công tai. Hộ giá A. Long nhất đẳng người lập tức từ nóc nhà rơi xuống, bao quanh vây quanh thái thượng hoàng, bọn họ cũng đều trợn tròn mắt. Liền xem hai cái tiểu tổ tông mãn viện tử, tuy chim chóc đánh chơi. Nơi nào nghĩ đến sẽ chạy đến bên này tạp Thái Thượng Hoàng một thân bùng lầy tử. Thái Thượng Hoàng vẽ một bức nhất vừa lòng mặt trời mới mọc mọc lên ở phương Đông Đồ, đang ở đắc chí đâu bỗng nhiên chi gian bị tạp đầy người đầy mặt bùng lầy tử không nói còn có một đại đoàn bùng lầy tử vừa lúc dừng ở mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông bức họa cuộn tròn thượng lão gia tử là cái ái họa người hắn nháy mắt liền tạt mau ngẩng đầu liền thấy tự mình hai cái tiểu tằng tôn cầm banh vải nhiều màu nơi nơi chạy triếu trích phỏng chừng là muốn họa họa hắn chim họa mi đâu nhị bảo tam bảo đều cho trẫm dừng tay không chuẩn đánh chim họa mi ai u đó là trẫm to lớn cùng rã rời Ai sao? Phi. Còn không đợi thái thượng hoàng lão gia tử kêu xong đâu, hắn lại trúng chiêu. Lão gia tử chưa từng có như vậy chật vật quá, cả người đều bị bắn bản bùng lầy tử, trong miệng cũng là một cổ bùng mùi tanh, lúc ấy hắn liền sinh đại khí. Nhìn tiểu nhị bảo còn cầm hy bùng đạn, hướng nóc nhà trên hành lang tạp chim họa mi đâu. Hắn liền khí không được, liền hô ngàn thuận kêu hắn tìm vạn cửu hàng, cấp hàng ngũ sơn mang tin cấp hàng gia hài tử, mang về nhà tự mình dưỡng đi, quả thực tức chết hắn. Vạn cửu hàng cùng ngàn thuận công công đi vào thượng dương cung thời điểm, thượng dương trong cung quỷ khóc sói gào, tiểu thái giám cùng các cung nữ đều kêu tiểu quận vương không cần ném, tiểu quận vương không cần ném. Vạn cửu hàng sắc mặt xanh mét, hắn sải bước đi qua đi, còn chưa đi đến thái thượng hoàng nơi hành lang hạ. Liền sau khi nghe thấy bối có phá tiếng gió truyền đến, hắn không hề nghĩ ngợi quay người lại liền vương nắm tay. Ban kỹ một tiếng. Khi bùng đạn bị vạn cửu hàng thiết quyền đánh nát. Nháy mắt phun vạn cửu hàng, đầy người đầy mặt đều là bùng lầy tử. Hàng long sinh. Vạn tím sinh. Hai người các ngươi cút cho ta quá. Ban kỹ một tiếng. Lời nói còn không có kêu xong, vạn cửu hàng cái ót lại trúng đạn. Trang 512. Chương 556 Thái tử Điện Hạ đánh hài tử, thất thủ đánh Thái tử Phi. Vạn cửu hàng lúc ấy liền khí tạc, này hai đứa nhỏ là muốn lên trời A. Đã năm tuổi cư nhiên một chút cũng đều không hiểu sự đem thượng dương cung làm đến nơi nơi đều là bùng lầy, còn đánh tự mình tổ phụ, tự mình cái này đương lão tử, cũng bị tạp đầy người đều là bùng. Vạn cửu hàng vừa quay đầu lại liền thấy cách đó không xa hai cái tiểu gia hỏa, còn hứng thú bừng bừng nhìn nóc nhà mấy chỉ chim họa mi, cho nhau thương lượng muốn như thế nào đánh điểu đâu. Vạn cửu hàng đã khí tạp phổi, nhắc tới khí liền phi thân tiến lên, một tay sách một cái tiểu tể tử sau cái gáy, liền cấp một đôi tiểu nam oa sách lại đây. Một đôi tiểu nam oa nhi ngây thơ, bị tự mình lão tử sách lại đây, đã bị quán trên mặt đất quăng ngã một đôi nhi. Hai người bọn họ thịt cuồng cuộn tiểu thân thể, trên mặt đất dãy dụ bò dậy cũng không khóc, quay đầu nhìn lại là tự mình lão tử vạn cửu hàng. Lại vừa thấy lão tử trên người đều là một ít bùng, hai người bọn họ tức khắc sợ tới mức trung bần bật, ôm nhau. Lúc này hai cái tiểu oa nhi đầu, rốt cuộc thanh tĩnh, biết hai người bọn họ lại gây họa. Muốn tìm tầng tổ phụ cái kia ô dù, chính là vừa thấy bọn họ tầng tổ phụ cũng lão thảm hắn cũng là cả người đều là bùng đâu, chung quanh trên mặt đất cũng tất cả đều là bùng. Nhị bảo nhược nhược nói, cha, chúng ta sai rồi. Tam bảo nhỏ giọng nói, cha, chúng ta chính là đánh biểu tới, thực xin lỗi. Vạn cửu hàng khí cả người bốc hỏa, hắn tả hữu nhìn xem, thấy cách đó không xa bồn hoa tử biên, có một cây ngón tay cái thô thụ gậy gộc. Vạn cửu hàng vài bước liền thoáng qua đi một phen, xách lên thụ gậy gộc trở về, chiếu hai cái béo nhi tử sau mông liền triều hai người các ngươi có phải hay không không bị đánh khó chịu. Hôm nay lão tử liền trừ chết hai người các ngươi được, hai người các ngươi tưởng trời cao đâu. Nhìn xem đem thượng dương cung họa họa. Ba phải chơi không quan trọng, còn đánh chim chóc tạp người. Các ngươi tằng tổ phụ là Thái Thượng Hoàng, hắn là vua của một nước. Là hai người các ngươi tổ tông. Các ngươi hai cái tiểu hỗn đảng. Liền dám lấy bùng đi tạp hắn. Còn dám lấy bùng, tạp các ngươi lão tử. Hai người các ngươi là tưởng trời cao vẫn là như thế nào? Lão tử hôm nay không đánh các ngươi hai, hai người các ngươi vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng. Thái thượng hoàng biết Tôn Tử tính tình lên đây, đây là phát ngoan muốn đánh chết bọn nhỏ a. À? Hắn nơi nào có thể chịu nổi, đứng lên hô to, đừng đánh, đừng đánh hài tử. Đừng cho hài tử đánh hỏng rồi, Cửu Hàng, ngươi dừng tay a. À? Tô Diệu Diệu lo lắng bọn nhỏ. Gây họa, bạn Cửu Hàng khống chế không được tính tình, lại đánh bọn nhỏ nàng chạy nhanh liền từ trong không gian, lấy ra hai viên cố nguyên đang ăn, nhưng là tô diệu diệu ngày hôm qua thật sự bị vạn cửu hàng họa họa tàn nhẫn. Hôm nay vẫn là chân cẳng nhũng ra, cả người vô lực, mới vừa ăn đang dược, cũng vẫn là tương đối hư, đi vài bước liền ra hãng. Chờ tô diệu diệu vọt vào thượng dương cung thời điểm, liền thấy vạn cửu hàng huy ngón tay cái thô gậy gỗ tử, hung hăng quất đánh một đôi tiểu nhi tử, một đôi tiểu nhi tử đau, phát ra rung trời tiếng khóc. Cách đó không xa thái thượng hoàng, ở hành lang hạ ô ngao kêu to, không cho vạn cửu hàng đánh bọn nhỏ. Tô Diệu Diệu biết mấy đứa con trai gia, nhưng là mấy đứa con trai chính là nàng tâm đầu nhục a. À. Nào có tiểu hài tử không bướng bỉnh, tự mình nam nhân cũng quá nhẫn tâm, nháy mắt Tô Diệu Diệu liền hóa thân thành một con hộ nhảy con cọp mẹ. Tô Diệu Diệu đẩy ra đỡ nàng mùa xuân cùng mùa thu, tiểu xuân thiên cùng mùa thu là Tô Diệu Diệu mẫu thân, ngụy lão phu nhân cấp Tô Diệu Diệu bồi dưỡng nha hoàng, bởi vì tiểu phúc hỷ sinh hai cái nhi tử về sau, liền không ở trong cung làm việc. Tô Diệu Diệu tốc độ bay nhanh liền tiến lên, dùng sức đẩy vạn cửu hàng một phen, trực tiếp nhào lên đi, ngồi sổng xuống thân ôm lấy hai cái khóc thét béo nhi tử. Vạn cửu hàng bị đẩy một chút, cũng không thấy rõ là ai, đã bị đẩy một cái lão đảo, nhưng là hắn thân thủ ở đàn kia đâu, bản năng một hồi tay huy gậy gộc, chính là hung hăng lập tức. Soảng một tiếng, ngón tay cái thô gậy gỗ tử ngạnh sinh sinh cấp đánh gãy. Tô Diệu Diệu chính ôm lấy hai cái tiểu nhi tử, vạn cửu hàng một gậy gộc nháy mắt liền trừ thượng nàng phía sau lưng trong lòng. A. À. Phốc. Hoàng đế vạn biển cả ở ngự thư phòng nghe nói, thượng dương trong cung tôn tử nhóm lại làm họa, hắn chạy nhanh liền tới đây. Nơi nào nghĩ đến hoàng đế vạn biển cả tiếng thượng dương cung, cách thật xa liền thấy tự mình nhi tử vạn cửu hàng, hung hăng một gậy gộc trừ ở con dâu phía sau lưng thượng, gậy gộc đều trừ chặt đứt. Cô Diệu Diệu kêu thảm thiết một tiếng, còn phun ra một mồm to huyết tới. Thương hải đế hét lớn một tiếng, vạn cửu hàng. Ngươi làm gì đâu? Nghiệp chướng. Còn dám đánh tức phụ nhi, xem cấp tiểu 13 đánh. Mẹ nó lão tử đánh chết ngươi được. Chu tước cùng huyền vũ đều ngốc trứ, nhà bọn họ ôn nhuận cả đời hoàng đế bệ hạ, thuận tay liền vớt lên một phen cái chổi tiến lên, hung hăng quốc đánh tự mình nhi tử vạn cửu hàng. Phải biết rằng thương hải đế cả đời trân quý nhất, chính là tự mình nhi tử, trước nay đều không bỏ được động một tay đầu ngón tay nhưng là hôm nay mắt thấy nhi tử đánh con dâu tô dịu dịu, hắn là thật sự bị khí hỏng mất. Lúc này vạn cửu hàng cũng ngốc, hắn đầu đều là một. Hắn thật sự hoài nghi tự mình có phải hay không nằm mơ, cư nhiên hung hăng đánh tự mình tức phụ nhi một gậy gộc, tức phụ nhi còn bị hắn đánh hộc máu. Thái thượng hoàng không rõ nguyên do, có người chống đỡ hắn, hắn không thấy rõ sao lại thế này, nhưng là hắn thấy tự mình nhi tử cầm cây chổi xông tới, hung hăng quất đánh tự mình tôn tử vạn cửu hàng. Lão hoàng đế bao che cho con quán, bị chọc tức trống to dừng tay. Làm gì vậy? Vạn biển cả ngươi muốn lên trời a. À? Đánh lão tử tôn tử làm gì? Ngàn Thuận công công ở một bên, chính là xem đến rõ ràng, hắn nhược nhược nói, Thái tử điện hạ đánh hài tử, thất thủ đánh thái tử phi. Bệ hạ sốt ruột. Chương 557 Thái thượng hoàng muốn đại nghĩa diệt thân. Thượng Dương trong cung bởi vì thái thượng hoàng gầm lên giận dữ, nháy mắt đều an tĩnh lại chỉ có thể nghe thấy bọn nhỏ gào khóc. Trang 513 Qua A Mẫu thân Qua A Mẫu thân học máu Cứu mạng A Cứu ta mẫu thân A Thái thượng hoàng bị ngàn thuận công công đỡ, ba bước hai bước xông tới, lão gia tự thấy quỳ rạp trên mặt đất tô dịu dịu, nháy mắt liền không hảo. Lão khoảnh nguyên đế gân xanh bạo khởi, nâng lên một chân liền đạp vạn cửu hàng mông. Ngươi cái này nghiệp chướng ngươi đánh ta tàng tôn tử còn không được sao? Ngươi đánh tức phụ nhi làm gì? Còn không chạy nhanh đem ngươi tức phụ nhi ôm trở về, tìm thái y nhìn xem a. À? Hỗn tiểu tử. Cho ta gia tiểu 13 đều đánh học máu, ngươi là muốn đánh chết nàng nha. Ngươi nếu là đánh chết nhà ta tiểu 13, trẫm liền. Liền đại nghĩa diệt thân. Vạn cửu hàng mới hồi phục tinh thần lại, cái gì cũng không để ý, đẩy ra tự mình lão tử tiến lên, lay khai hai cái tiểu tể tử, đem hơi thở thoi thóp tô diệu diệu bế lên tới liền hướng Đông Cung chạy Thương Hải đế cấp Nhi Tử đâm một cái lão đảo hắn ném cây chổi liền lớn tiếng kêu huyền vũ chu tước mau đi tìm Thái Y tìm Thái Y đi Đông Cung a lại cho trẫm hai cái tôn tử ông đi Đông Cung cũng tìm Thái Y cấp nhìn xem đánh không đánh hỏng rồi nơi nào ai sao phụ hoàng ngài làm sao vậy Long một tìm Thái Y lại đây a tô diệu diệu bị nam nhân một gậy gộc trừu ngũ tạng lục phủ đều đau, nàng hiện tại đau đến độ có chút ý thức mơ hồ, nhưng là có thể cảm giác tự mình bị nam nhân ôm, hướng đông cung đi rồi. Nàng còn có thể nghe thấy hài tử khóc thét thanh, tô diệu diệu đã nói không ra lời, nhưng là nàng nước mắt theo khóe mắt, tùy ý chảy xuôi, trong lòng ủy khuất cực kỳ. Vạn cửu hàng đem tô diệu diệu ôm hồi đông cung, phóng tới tẩm điện trên giường thời điểm, tô diệu diệu đã hoàn toàn ngất xỉu. Vạn cửu hàng hiện tại liền cảm thấy tự mình da đầu tê dại, tự mình như thế nào chính là khống chế không được tính tình, đánh hài tử còn thất thủ đã thương nàng đâu. Hắn tự mình vũ lực giá trị kinh người, không khống chế tốt lực đạo, cũng không phải là tiểu nhân nhi có thể thừa nhận a. À. Ai? Thái y thực mau liền vọt vào đông cung, hoàng viện phán là bị hàng một bối tiến vào, thiếu chút nữa đã bị điên tan thành từng mảnh tử, lão nhân cũng không dám oán giận. Liền xem thái tử điện hạ một thân bùng bộ dáng, liền cảm giác hắn giống cái giống như sát thần. Lão nhân run run rẩy rẩy, chạy nhanh liền cấp tô diệu diệu bắt mạch tai u thái tử phi đây là bị nội thương ngũ tạng lục phủ đều chấn bị thương a mau mau tìm trăm năm nhân sâm cấp nương nương ngao một chén canh sâm rót hết treo mệnh a đông cung nháy mắt liền tạc một lát sau hai cái gia tiểu tử bị chu tước cùng huyền vũ cấp ôm lại đây hai cái tiểu nam oa nhi đều bị đánh da róc thịt bông khóc giọng nói đều ách mấy cái thái y ba chân bốn cẳng cấp hài tử tiểu y phục lục xuống tới đều cấp đồ dược May mà vạn cửu hàng đánh hài tử thời điểm, đều là khống chế được lực đạo, hài tử không có gì gãy xương thương linh tinh, chính là da thịt thương. Vạn cửu hàng kỳ thật chính là bị tô diệu diệu đẩy lập tức, mất khống chế đã quên khống chế lực đạo, mới đã thương tô diệu diệu. Hắn tự mình cấp tô diệu diệu uy canh sâm, nhưng là tô diệu diệu hiện tại đã hôn mê đi qua, vạn cửu hàng chỉ có thể đem canh sâm hàm tiếng trong miệng, dùng miệng đối miệng uy tô diệu diệu uống xong canh sâm. Thực xin lỗi diệu nhi. Ta đáng chết. Ngươi mở to mắt nhìn xem ta đi. Ngươi đánh ta mắng ta đều hảo. Ta thật là không khống chế được tính tình. Kim Bảo cùng bạc bảo tan học đã trở lại, liền nghe nói trong cung đã xảy ra chuyện, hai cái nho nhỏ thiếu niên lan vọt vào đông cung, thấy tự mình hai cái đệ đệ, giọng nói đều khóc ách, còn đầy đầu đầy cổ đều là bùng, đáng thương vô cùng bộ dáng. Kim Bảo bạc bảo đều đau lòng cấp bọn đệ đệ, dùng khăn ướt tử lau mặt sát tóc, cẩn thận dò hỏi, bọn đệ đệ phạm vào cái gì sai lầm. Hiện giờ Kim Bảo đã 12 tuổi, thân cao đã vượt qua mẫu thân Tô Diệu Diệu, là cái cường tráng thiếu niên lang. Hắn thông minh cơ trí, nháy mắt phát hiện vấn đề, bọn đệ đệ ăn đánh, mẫu thân đi đâu vậy? Kim Bảo, nhị bảo tam bảo ngoan, mau cùng ca ca nói, mẫu thân đi đâu vậy? Bạc Bảo năm nay 11 tuổi, là một cái nho nhã ôn nhuận thiếu niên lang, hắn tuy rằng thân cao so ca ca lùng nửa cái đầu, nhưng hắn tổng có thể cho người một loại như tắm mình trong gió xuân, phiên phiên giai công tử cảm giác bạc bảo bế lên nhị bảo cùng hắn đỉnh đỉnh đầu nói nhị bảo nói cho bạc bảo ca ca rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì mẫu thân đi đâu vậy mang theo các ca ca đi tìm mẫu thân hảo sao ca ngươi ôm tam bảo chúng ta đi tìm mẫu thân đi bọn đệ đệ phạm sai lầm chúng ta thân là ca ca đều có trách nhiệm là hai ta ngày thường không có giáo dục hảo tự đã đệ đệ chúng ta đi tìm mẫu thân thừa nhận sai lầm đi tiểu nhị bảo qua một tiếng ông bạc bảo ca ca cổ khóc lớn lên. Ca ca. Ca ca, bảo sai rồi. Bảo dùng khí cầu trang buồn đánh chim chóc. Qua A. À. Qua A. À. Cha sinh khí, đánh bảo bảo. Qua A. À. Qua A. À. Còn đánh mẫu thân. Đánh học máu. Qua A. À. Qua A. À. Kim bảo. Bạc bảo. Xong rồi. Sự lớn. Nghĩa phụ đánh đệ đệ còn cấp mẫu thân đánh học máu. Kim Bảo Bạc Bảo mang theo hai cái đệ đệ liền đi tẩm điện, vạn cửu hàng nhìn tự mình bốn cái nhi tử đều lại đây, hắn mặt vô biểu tình gật gật đầu. Kim Bảo Bạc Bảo cũng đều chưa nói cái gì, bọn họ nhìn mẫu thân, sau đó hiểu chuyện liền mang theo hai cái đệ đệ đi ra ngoài. Nửa đêm tô dịu dịu tỉnh lại, nàng cảm thấy tự mình ngủ tạng lục phủ đều đau. Nhớ tới trong không gian còn có càng không đang, nàng nháy mắt lóe tiếng trong không gian chương 558 Thái tử Phi khả năng mang hai cái tiểu quận vương, rời nhà đi ra ngoài. Vạn cửu hàng là ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên phát hiện trên giường thê tử không thấy, hắn biết tiểu nhân nhi vào trong không gian. Ai? Vạn cửu hàng đột nhiên có một loại vô lực cảm giác, tự mình thê tử có một cái bí cảnh. Nếu nàng không mang theo tự mình, tự mình là vào không được, cũng tìm không thấy nàng, tự mình thật sự tưởng cùng nàng xin lỗi. Trang 514 Cùng nàng thừa nhận sai lầm, hắn muốn cho thê tử đánh hắn mắng hắn, làm thê tử phát tiết xuất từ đã ủy khuất tới, bằng không liền lấy thê tử tính tình, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vạn cửu hàng si ngốc đợi nửa đêm, thẳng đến ánh mặt trời phóng lượng, hắn không thể lại đợi, hôm nay lâm triều thượng phỏng chừng còn muốn nói thông minh giáo sự. Thông minh giáo hiện tại lại cho tàn lại cháy, ở Bắc Cương thành phụ cận bắt đầu chiêu binh mãi mã, cũng có tin tức nói là xài thế huân ở Bắc Cương phụ cận thò đầu ra. Bắc Cương phương hướng truyền đến tin tức nói, hợp với hai cái phủ thành phỏng chừng đều đã thất thủ hiện tại đã liên hệ không thượng này rõ ràng là bọn họ cánh chim đầy đặn tính toán muốn cùng đại vạn đối nghịch vạn cửu hàng đã ở mấy tháng phía trước liền cấp bắc mang thác bạc văn đi tin trong khoảng thời gian này cũng nên hồi âm tới hắn vạn phần không muốn sờ sờ thê tử gối đầu cùng chăn lại ôm vào trong ngực nghe nghe thuộc về thê tử trên người hương thơm diệu nhi phu quân làm ngươi đánh làm ngươi mắng ngươi nhất định phải tha thứ ta hảo sao Bắc Cương phương hướng lại có thông minh giáo tác loạn, ta phải đi thượng triều, tang lâm triều ta liền sẽ trở về. Vạn cửu hàng ra đông cung trực tiếp đi lâm triều, tô diệu diệu ở trong không gian ăn hai viên càng không đan, liền hôn hôn trầm trầm ngủ một giấc, cũng không biết ngủ bao lâu. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng liền cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, tô diệu diệu hiện tại trong lòng đặc biệt khó chịu, nàng cảm thấy tự mình cùng nam nhân có thể là tới rồi hôn nhân bình cảnh kỳ. Nam nhân kia phương diện dục vọng càng ngày càng tràn đầy, tự mình thân thể này, tuy rằng hiện tại cũng thực khỏe mạnh, nhưng là thân thể hắn quá cường tráng. Hắn hung hăng lăn lộn tự mình, tự mình thật sự không chịu nổi, tự mình bị hắn lăn lộn như vậy thảm, hắn còn như vậy hưởng thụ, tự mình ngẫm lại liền trong lòng ủy khuất đến không được. Hơn nữa hắn hiện tại bại lộ ra bản tính, căn bản là không yêu thương tự mình một đôi tiểu nhi tử, bọn nhỏ là nàng mệnh căn tử, hắn cư nhiên như vậy nhẫn tâm đánh hài tử, còn thất thủ đánh nàng, tự mình thiếu chút nữa bị hắn đánh chết, này nếu là đánh vào nhi tử trên người đâu. Tô Diệu Diệu trong lòng khó chịu, ở trong không gian khóc lớn một hồi. Nàng cảm thấy tự mình thật là đối vạn cửu hàng thất vọng rồi, đối bọn họ hôn nhân cũng có chút thất vọng rồi. Có lẽ vạn cửu hàng là ái nàng, nàng cũng là ái vạn cửu hàng, nhưng là bọn họ khả năng đều yêu cầu bình tĩnh một đoạn thời gian. Tô Diệu Diệu hỗn hỗn độn độn ở trong không gian ngủ hai ngày, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, tự mình cùng vạn cửu hàng là yêu nhau, nhưng là nàng hiện tại bởi vì yêu hắn đã mất đi tự mình nguyên bản tâm tính. Tự mình không đành lòng cự tuyệt hắn mãnh liệt dục vọng, dẫn tới tự mình thân thể ăn không tiêu, yêu cầu ăn đang dược duy trì. Tự mình mấy đứa con trai bướng bỉnh, bị hắn đòn hiểm, tự mình chỉ có thể thế mấy đứa con trai bị đánh. Tô Diệu Diệu tự mình làm một bữa cơm, ngồi ở chỗ kia chậm rãi ăn, nhớ tới tự mình trước kia, tự do tự tại sinh hoạt, không có như vậy nhiều buồn rầu, không có như vậy nhiều bực bội. Nháy mắt Tô Diệu Diệu liền muốn rời đi nơi này tự mình đi ra ngoài bình tĩnh một đoạn thời gian, hai cái tiểu nhi tử không chịu nam nhân đãi thấy, bởi vì bọn họ hai nghịch ngợm, xác thật là da. Hai cái nam hài tử vẫn là song bào thai, đãi ở bên nhau liền sẽ xuất hiện đủ loại sự tình. Cùng với lưu tại trong hoàng cung, cấp nam nhân cùng hoàng đế lão công công cùng thái thượng hoàng thêm phiền toái, còn không bằng tự mình đem bọn nhỏ mang đi đâu. Cô dịu dịu một khi có ý tưởng, liền bắt đầu trả giá hành động, nàng lập tức bắt đầu ở trong không gian kiểm tu tự mình máy xe, nên đổi linh kiện liền đổi linh kiện nên kiểm tra đo lường tính năng kiểm tra đo lường tính năng nàng quyết định tự mình lần này không đi gian nam phủ bởi vì nam nhân cùng tự mình các ca ca đều biết tự mình khẳng định là sẽ đi gian nam bọn họ sẽ đi nơi đó tìm tự mình nàng nghĩ kỹ rồi tự mình lần này phải mang hai cái nhi tử hướng bắc đi đến tìm tự mình đại bảo tiểu bảo bọn nhỏ đều là của nàng ai đều chẳng phân biệt lại đi tìm nàng văn ca văn ca như vậy hảo nhất định sẽ không ghét bỏ tự mình hai cái tiểu nhi tử bướng bỉnh. Ai? Mấy ngày nay xác thật là trong triều ra rất nhiều chuyện, bởi vì Bắc Cương Thành bên kia, hiện tại thông minh giáo đã cùng xài thế huân tiếp phía trên, bọn họ hai nhà liên thủ hiện tại ở phương Bắc khắp nơi tác loạn. Vạn Cửu Hàng đã bắt đầu tập kết binh lực, điều phái nhân mã, kiếm lương thảo, hiện tại thông minh giáo đã không thể không trừ bỏ. Dùng thương hải đế nói, thời cơ đã tới rồi, hiện tại đại vạn binh hùng tướng mạnh, lương thảo sung túc, hoàn toàn có thể một lần là bắt được thông minh giáo. Vạn cửu hàng lại là ở quân doanh, vội tới rồi đang lúc hoàng hôn mới trở về Đông Cung. Nhưng là hắn vừa trở về liền phát hiện không thích hợp nhi, Đông Cung lộn xộn. Hiện tại Thái Thượng Hoàng cùng hắn lão tử người, đều ở Đông Cung khắp nơi tìm người đâu. Nháy mắt vạn cửu hàng trong lòng liền có cái dự cảm bất hảo, hắn một phen giữ chặt ngàn thuận công công cánh tay hỏi công công, đã xảy ra chuyện gì? Ngàn thuận công công tìm nửa buổi chiều, mũ đều méo mó, hắn có chút vô lực nhìn thái tử vạn cửu hàng nói thái tử phi khả năng mang hai cái tiểu quận vương rời nhà đi ra ngoài chương 559 ái còn ở nhưng là yêu cầu làm lạnh một chút vạn cửu hàng không màng tất cả vọt vào trong cung hắn khắp nơi tìm kiếm tự mình thê tử hắn tâm càng ngày càng lạnh thẳng đến thấy gối đầu hạ một phong thư từ nháy mắt chìm vào đáy cốc vạn cửu hàng run rẩy xuống tay cầm lấy kia phong thư từ lọc vào trong tầm mắt là tiểu nữ nhân quyên tú mà khí phách tự thể điện hạ đương ngươi thấy này phong thư thời điểm ta đã mang theo nhị bảo cùng tam bảo ra cửa không biết nên cùng ngươi nói cái gì chỉ có thể nói ái còn ở chỉ là yêu cầu làm lạnh một chút không cần đi tìm ta làm ta mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài bình tĩnh một chút tự hỏi một chút chúng ta nhân sinh chúng ta hôn nhân đi có lẽ ngươi không có sai ta cũng không có sai chúng ta vẫn là lẫn nhau yêu nhau nhưng là chúng ta yêu cầu tách ra một đoạn thời gian bình tĩnh một chút suy xét một chút chúng ta thích không thích hợp tái sinh sống ở cùng nhau. Vạn cửu hàng nháy mắt tim như bị đau cắt, hắn biết tự mình mấy ngày nay tới giờ, không có săn sóc tự mình thê tử, phu thê kia phương diện sự thượng, luôn là sát không được, làm nàng ăn rất nhiều đau khổ. Lần này còn ở nàng trước mặt đánh hài tử, thậm chí thất thủ còn đánh nàng. Trang 515 Tiểu nhân nhi là cái thiên kiều bách sủng lớn lên, lúc trước tự mình bị thương nàng tâm, cũng là thiên nan vạn nan mới truy hồi nàng. Hiện tại tự mình lại bị thương nàng, hắn thật là hối hận không thôi hắn nơi nào có thể không yêu nàng không yêu bọn họ hài tử đâu ai vạn cửu hàng đem thư từ bên người sủy ở trong ngực ra tẩm điện nói cho đông cung người không cần tìm đều không cần tìm thái tử phi mang theo nhị bảo tam bảo đi ra ngoài các ngươi là tìm không thấy cô đi tướng phủ một chuyến thông tri bệ hạ cùng hoàng tổ phụ cô buổi tối sẽ đi tìm bọn họ công đạo một chút vạn cửu hàng hỏa tốc đi tướng phủ hắn đều nghĩ kỹ rồi đến làm tự mình đại cửu ca đi gian nam vân nam phương hướng, tìm các nàng mẫu tử ba cái. Nhanh liền đứng dậy đi ngoài cửa. Tô Tuấn Khanh cùng Tô Phi Khanh thấy mẫu thân ra tới, chạy nhanh cho mẫu thân thỉnh tội. Tô Tuấn Khanh, thực xin lỗi, mẫu thân là nhi tử sơ với quản giáo, bọn nhỏ không hiểu chuyện, không có chiếu cố hảo bọn họ tiểu cô cô. Triệu thị đẩy ra hai cái nghi tử, đem bốn cái lớn nhỏ không đồng nhất tôn tử đều nâng dậy tới, nàng từ ái nói, không liên quan bọn nhỏ sự đều là các ngươi tiểu cô cô hiếu động, về sau các ngươi chơi thời điểm, cũng không cần đi làm nguy hiểm sự thì tốt rồi. Đừng sợ. Tổ mẫu biết không phải các ngươi sai, không có việc gì, các ngươi đều cùng các ngươi mẫu thân về nhà đi thôi. Mấy cái tôn tử vốn dĩ đều sợ tới mức trung bần bật, hiện tại bị tổ mẫu an ủi, đều như trút được gánh nặng. Hai cái con dâu từ trong phòng chạy nhanh ra tới, đối tự mình bà mẫu ngàn ân vạn tạ, đều mang theo bọn nhỏ đi rồi. Các nàng lão công công là cái đau khuê nữ, tự mình gia này đó gia tiểu tử, hôm nay mang theo bọn họ tiểu cô cô ở hoa viên chơi. Kết quả cho bọn hắn tiểu cô cô đầu quan ngã phá, lão công công nếu là nổi giận lên, phỏng chừng tự mình gia này đó gia tiểu tử, đều đến ai một đống tấu. Tô Nguyệt Hân là cái trời sinh tiểu bá vương, bị ủy khuất, đầu đau nhất trừ nhất trừ, sao có thể không nháo. Thịt mung mút tiểu nữ hoa nhi, hoảng quá mức nhi, lại bắt đầu khóc thét đi lên, Cô Nguyệt đau lòng mắt thấy liền phải hỏng mất. Đột nhiên, lão tứ tô cường tới đại ca trong viện tìm tự mình lão cha tô cường đứng ở ngoài cửa kêu phụ thân ngài ở sao thái tử điện hạ lại đây tìm ngài có việc thừa tướng lão cha bản năng tưởng trong triều đã xảy ra chuyện thái tử con rể vạn cửu hàng phỏng chừng là lại muốn xuất chinh bắc cương mấy năm nay thừa tướng lão cha đã là thuộc về nửa về hưu trạng thái trên cơ bản sự tình đều đã giao cho lão đại tô ngụy thừa tướng lão cha lập tức đứng thẳng thân thể nhìn tự mình đại nhi tử nói lão đại tất tiểu nguyệt nhi giao cho mạng nhi hãy chờ xem chính sự quan trọng ngươi cùng vi phụ đi xem điện hạ lại đây phỏng chừng là muốn phát binh đi chương 560 thừa tướng gia phụ tử hai tạc mau thừa tướng lão cha mang theo trưởng tử cùng tứ nhi tử đi nhà chính liền thấy vạn cửu hàng sắc mặt xanh mét ngồi ở chỗ kia phát ngốc thừa tướng lão cha kia chính là nhân tinh đầu óc của hắn thông minh không thứ với tự mình tiểu khuê nữ a à. này cậu con rể sắc mặt không tốt còn ở nơi đó phát ngốc, phỏng chừng không phải cùng tự mình tiểu khuê nữ cãi nhau, chính là náo loạn biệt nữ, thượng hắn nơi này tới tìm kiếm an ủi đi. Nên, xứng đáng, tự mình gia tiểu khuê nữ, kia chính là cái trời sinh tiểu bá vương. Ngươi đều cùng nàng qua nhiều năm như vậy, còn không hiểu biết nàng sao. Cậu con rể chính là biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành nhân vật, ăn thu thập cũng không nhiều lắm. Vạn cửu hàng căn bản là không biết tự mình lão trượng cha, ở trong lòng đầu đem hắn suy đoán cái thất thất bát bát cô ngụy trước mở miệng gặp qua điện hạ điện hạ như vậy vãn lại đây là ra chuyện gì sao thừa tướng lão cha cũng đi theo nói điện hạ như vậy vãn lại đây là diệu nhi cùng hài tử ra chuyện gì sao vạn cửu hàng lập tức bừng tỉnh đứng dậy cấp tự mình cha vợ cùng đại cửu ca thâm thi lễ cô ngụy chạy nhanh tiến lên một bước đỡ lấy vạn cửu hàng điện hạ Hà, nhưng không thịnh hành như vậy ngài liền nói rốt cuộc ra chuyện gì đều là cô không tốt. Hôm trước nhị bảo tam bảo ở Thượng Dương trong cung làm họa, cô đi Thượng Dương cung vừa thấy, hai đứa nhỏ dùng bùng lầy ba đánh thái Thượng Hoàng, đem Thượng Dương cung ném nơi nơi là hy bùng, ngay cả cô cũng bị bọn họ ném đầy người đầy mặt hy bùng. Trang 516 Cô lúc ấy thật là khống chế không được tự mình tính tình, duỗi tay liền dùng thụ gậy gộc, quất đánh nhị bảo cùng tam bảo. Lão thừa tướng nghe nói thái thượng hoàng bị bọn nhỏ đánh, hắn cũng vẻ mặt tức giận nói, này hai cái gia tiểu tử, không đánh là sẽ không trường trí nhớ. Điện hạ đánh đối. Này đó tiểu nam oa tử không bớt lo a. À. Ai, hôm nay nhà ta bên trong cũng là mấy cái tiểu nam oa tử mang theo tiểu Nguyệt Nhi ở trong hoa viên chơi, kết quả bọn họ đều không có việc gì nhi, lại đem nhà ta tiểu Nguyệt Nhi đầu, tấp đánh vỡ. Thái tử vạn cửu hàng tiếp theo nói, cái kia nơi nào nghĩ đến, Diệu Nhi vọt vào tới đẩy cô một chút, cô lúc ấy không phòng bị liền nhất thời liền đã quên khống chế lực đạo, thất thủ một gậy gộc trừ đi xuống ngộ thương rồi diệu nhi, nàng bị đánh trúng phun ra huyết. Thừa tướng lão cha gì? Đánh ai? Câu ngụy điện hạ nói cái gì? Ngươi đánh nhà ta tiểu 13. Nháy mắt, thừa tướng hai cha con liền tạc mau. Gia tiểu tử ăn đánh, nam hài tử nhóm ăn tấu, kia đều là bình thường chuyện này, nhưng là đánh nhà bọn họ tiểu 13, khó mà làm được a. À? Nơi này cũng không có người ngoài, vạn cửu hàng đi vào tự mình lão nhạc phụ trước mặt, quỳ một gối xuống đất hắn có chút hổ thẹn nói ngàn sai vạn sai đều là cô sai cô có thể thề lúc ấy thật là thất thủ mới đánh diệu nhi hôm nay cô ở ngoài thành quân doanh vội đến đang lúc hoàng hôn trở lại đông cung liền phát hiện diệu nhi để lại một phong thơ nói nàng mang theo nhị bảo cùng tam bảo rời nhà đi ra ngoài thừa tướng lão cha rốt cuộc khống chế không được về phía sau lùi lại vài bước vạn cửu hàng lập tức đứng dậy một phen đỡ tự mình nhạc phụ tô ngụy cũng xông tới hai người một tả một hữu đem lão nhân đỡ đến trên ghế ngồi xong Ai? Điện hạ A. À. Ngươi làm lão phu nói cái gì hảo đâu. Nhà ta tiểu 13 cái kia tính, ngươi đều cùng nàng sinh hoạt nhiều năm như vậy, còn không hiểu biết sao. Nàng từ nhỏ liền không ai quá đánh, cũng không chịu quá ủy khuất, chính là ở điện hạ trên người ăn chút đau khổ. Hiện giờ các ngươi đã phu thê nhiều năm, này đột nhiên lại bởi vì đánh hài tử, còn bị thương nàng. Nàng tiểu tính tình nơi nào có thể chịu nổi. Nàng hiện tại phỏng chừng chui vào rút vào sừng trâu, cho rằng ngươi không yêu thương các ngươi nhi tử, nàng liền mang theo bọn nhỏ chạy. Liền như lúc trước cùng ngươi hòa ly thời điểm, nàng phát hiện tự mình mang thai, liền đi xa giang nam phủ, muốn tự mình sinh qua đi, ai? Vạn cửu hàng vẻ mặt khổ sở, nhạc phụ, cô biết tự mình thực xin lỗi diệu nhi. Nhưng cô là đại vạn trữ quân, hiện giờ bắt cương thông minh giáo cùng xài thế huân kết phường tác loạn. Mắt thấy nửa giang sơn đã không an bình. Hiện giờ cô đang ở tập kết binh lực, lập tức liền phải bắt thượng ngăn địch, căn bản không rảnh phân thân đi tìm Diệu Nhi mẫu tử. Cho nên vạn cửu hàng da mặt dày, khẩn cầu nhạc phụ khiển một vị cửu huynh, đi phương Nam tìm kiếm Diệu Nhi, chiếu cố các nàng mẫu tử ba người. Cô thật sự không thể tìm người khác đi tìm Diệu Nhi, bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể làm cô yên tâm. Đứng ở cửa, cấp vào đầu bức tai Tô Cường, vọt tiếng vào nói, phụ thân, điện hạ, đại ca khiến cho Tô Cường đi tìm Diệu Nhi đi. Lúc trước Diệu Nhi đi Giang Nam Phủ thời điểm, chính là ta che chở nàng đi, phỏng chừng Diệu Nhi là đi Giang Nam phủ xong Bảo Uyển, hoặc là đi Vân Nam phủ, Long Sinh quận Vương phủ. Thừa tướng lão cha che lại ông ông đầu. Một lời khó nói hết nhìn tự mình cậu con rể, cùng hai cái nhi tử, hắn nhắm mắt, bất đắc dĩ gật gật đầu. "Lão tứ, ngươi chạy nhanh về nhà cùng thê nhi công đạo một chút, liền mang theo người suốt đêm xuất phát, mau chóng đi tìm tiểu 13 mẫu tử ba cái đi." Cái này tiểu nha đầu chính là làm người không bớt lo a. À một nữ nhân gia mang theo hai cái gia tiểu tử, vạn nhất trên đường đánh mất một cái hài tử, nàng còn có sống hay không? Ai u? Cái này nha đầu ngốc a. Ở nhà chồng bị ủy khuất, ăn đánh. Sẽ không mang hài tử về nhà mẹ để sao? Nhà chúng ta lại không phải nuôi không nổi các nàng mẹ con mấy cái. T. Vạn cửu hàng hổ khu chấn động. Chương 561 diệu tỷ lên đường, hướng. Vạn cửu hàng ở tướng phủ làm ơn tự mình nhạc phụ cùng đại cửu ca, tìm kiếm tự mình thê tử cùng hai cái nghi tử hắn liền mã bất đình đề trở về đông cung trở về về sau liền thấy kim bảo cùng bạc bảo đều ngồi ở trong đại điện chờ hắn vạn cửu hàng là một cái phụ thân hắn nỗ lực giảng ra mày nói kim bảo bạc bảo các ngươi đã biết các ngươi mẫu thân mang theo bọn đệ đệ rời nhà đi ra ngoài chuyện này hoàn toàn là nghĩa phụ không tốt không có khống chế tự mình cảm xúc cùng tính tình các ngươi mẫu thân hộ hài tử hộ đến lợi hại nàng chịu không nổi ủy khuất hiện giờ nàng ủy khuất mang theo các ngươi hai cái ấu đệ rời nhà đi ra ngoài vừa mới vi phụ đã đi tướng phủ tìm các ngươi ông ngoại cùng các cửu cửu thác bọn họ đi giang nam bên kia tìm kiếm các nàng mẫu tử ba cái các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng các ngươi mẫu thân là người có bản lĩnh lớn phỏng chừng nàng cùng bọn đệ đệ sẽ không có việc gì nhưng các nàng mẫu tử ba cái ở bên ngoài chung quy là làm người không yên tâm cho nên các ngươi tứ cửu cửu tô cường đã suốt đêm xuất phát đi tìm các nàng hơn nữa nói tốt tìm được các nàng, liền mang các nàng ở phương Nam trụ một đoạn thời gian, giải sầu lại trở về. Kim Bảo là cái tâm trí thành thục hài tử, hắn tiến lên một bước, nghĩa phụ, chúng ta đã biết, mẫu thân mang bọn đệ đệ đi ra ngoài. Bởi vì mẫu thân cho chúng ta để lại thư từ. Kim Bảo đem lá thư kia đưa cho tự mình nghĩa phụ, vạn cửu hàng vừa nghe, có chút ngoài ý muốn, hắn duỗi tay tiếp nhận lá thư kia, mở ra vừa thấy, quả nhiên là tiểu thê tử bút tích. Kim Bảo bạc bảo các ngươi đều là mẫu thân hảo hài tử mẫu thân cùng các ngươi nghĩa phụ là yêu nhau chúng ta là tương thân tương ái người một nhà nhưng là chúng ta đại nhân chi gian xuất hiện mâu thuẫn tuy rằng chúng ta xuất hiện mâu thuẫn nhưng không đại biểu chúng ta không yêu nhau chúng ta chỉ là yêu cầu thời gian lãnh tịnh một chút mà thôi mẫu thân muốn mang các ngươi hai cái đệ đệ đi ra ngoài đi một chút giải sầu bọn họ quá nhỏ còn không hiểu chuyện mẫu thân yêu cầu hảo hảo giáo dục bọn họ Tựa như các ngươi khi còn nhỏ giống nhau, yêu cầu mẫu thân dùng rất nhiều rất nhiều ái, đi giáo dục dẫn đường các ngươi. Trang 517. Mẫu thân rời đi, không phải không yêu các ngươi, mà là muốn cho các ngươi tiếp tục lưu tại trong nhà học tập. Mẫu thân từ nhỏ sinh hoạt ở tướng phủ, đó là một cái tràn ngập ái gia đình, cho nên mẫu thân muốn cho tự mình bọn nhỏ đều được đến nguyên vẹn ái. Hiện tại nhị bảo tam bảo là yêu cầu mẫu thân, mẫu thân liền mang theo bọn họ đi rồi, các ngươi không cần có mặt khác ý tưởng ở trong nhà hảo hảo ngốc, mẫu thân khi nào nghĩ thông suốt một chút sự tình, bình tĩnh lại liền sẽ trở về. Hảo hảo chiếu cố tự mình thân thể, hiếu kính tăng tổ phụ cùng tổ phụ nghĩa phụ. Cũng không cần oán trách các ngươi nghĩa phụ, đại nhân chi gian sự tình là đại nhân sự tình, cùng các ngươi tiểu hài tử không có quan hệ, biết không? Phải hảo hảo học tập, các phương diện đều phải hảo hảo học tập, bởi vì các ngươi tương lai muốn đối mặt là một cái mới tinh quốc gia. Vạn cửu hàng nhìn thê tử tinh, hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, tự mình xác thật cùng thê tử yêu cầu hảo hảo câu thông, hắn cho rằng tự mình toàn tâm toàn ý, ái thê tử là đủ rồi, nhưng hắn xem nhẹ tiểu nữ nhân ý nghĩ trong lòng. Bọn họ là yêu nhau, nhưng là yêu nhau cũng không phải vạn năng, tránh không được sinh ra mâu thuẫn. Kim Bảo cùng Bạc Bảo nhìn nghĩa phụ tinh thần xa suốt bộ dáng, bọn họ cũng không đành lòng. Bạc Bảo cùng ca ca liếc nhau, liền tiến lên một bước nói, nghĩa phụ, ta cùng ca ca nghe nói, ngài muốn mang binh đi bắt cương bên kia đánh giặc. Ta cùng ca ca việc học đã học tập thời gian dài như vậy, chúng ta muốn đi theo ngài đi ra ngoài rèn luyện, không biết ngài có đồng ý hay không. Chúng ta sư phó cũng nói qua, học tập lại nhiều võ nghệ cùng binh pháp, kia chỉ là lý luận suông, hắn vẫn là kiến nghị chúng ta có cơ hội thời điểm, liền đi ra ngoài trong quân rèn luyện một phen. Cho nên ta cùng ca ca thương lượng một chút, tuy rằng chúng ta còn nhỏ, đến chúng ta là ngài nhi tử, tưởng cùng ngài đi ra ngoài rèn luyện một chút. Thực tế đi chiến trường nhìn xem chiến tranh rốt cuộc là bộ dáng gì? Kim Bảo cũng gật gật đầu nói, đúng vậy. Nghĩa phụ, ta cùng Bạc Bảo vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà học tập binh pháp cùng võ nghệ. Chúng ta khả năng chính là ít ngồi đáy giếng, chúng ta muốn bay ra đi gặp, rốt cuộc chiến tranh là bộ dáng gì, chúng ta có thể hay không thích ứng tàn khốc chiến tranh. Vạn cửu hàng lắp bắp kinh hải, hắn ngẩng đầu nhìn xem tự mình đại nhi tử, Kim Bảo đã 12 tuổi, hắn hiện tại đã đến tự mình bả vai cao. Bạc Bảo cũng đã 11 tuổi, chỉ sau ca ca lùng nửa cái đầu hai cái thiếu niên lang đã trưởng thành tự mình cùng thê tử còn vẫn luôn đem bọn họ trở thành tiểu hài tử đâu ngẫm lại cũng là nếu phải cho nghĩa huynh thác bạc văn bồi dưỡng hai đứa nhỏ chỉ là nhốt ở trong nhà học tập tri thức lý luận xuân là vô dụng liền như hắn lúc trước cũng là dấn thân vào vào quân doanh từng điểm từng điểm rèn luyện mới có hôm nay thành tựu hảo kim bảo bạc bảo nếu các ngươi không sợ chịu khổ nói Ngày mai vi phụ liền cùng các ngươi tổ phụ nói một chút, lần này bắt thượng chinh phạt thông minh giáo, các ngươi hai cái liền tùy quân đi theo đi học tập rèn luyện một phen đi. Kim bảo bạc bảo một đôi hai anh em, đều quỳ một gối xuống đất cảm ơn nghĩa phụ. Tất cả mọi người lo lắng tô diệu diệu mẫu tử ba người, lúc này đã lên đường. Vẫn là cái kia anh tư tác sản tô diệu diệu, nàng một thân áo da kính trang, cưỡi ở khí phách màu đen máy xe thượng, mang màu đen mũ giáp, kéo xuống mặt nạ bảo hộ, nhìn xa xôi phương bắc, nàng khóe môi lộ ra vừa lòng tươi cười. Diệu tỷ lên đường, hướng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chương 562 địa chủ gia béo nhi tử, mang theo hai cái tiểu béo nhi tử. Tô Diệu Diệu giả tính lên đây, nơi nào là có thể ở kinh thành vây được trụ. Màn đêm buông xuống thời điểm, Tô Diệu Diệu liền cưỡi lên nàng máy xe, từ kinh thành ra ngoài phát, liền hướng bắc cương phương hướng đi. Kỳ thật Tô Diệu Diệu đã nghĩ kỹ rồi, xa xôi Bắc Mang Quốc, nàng cũng không có đi qua, liền đi trước Thiên Sơn tiếp Đại Bảo cùng Tiểu Bảo sau đó mang theo Đại Bảo Tiểu Bảo cùng nhau đi Bắc Mang Quốc tìm Văn Ca chờ tự mình cùng bọn nhỏ tới rồi Bắc Mang Quốc cùng Văn Ca đoàn tụ liền ở Bắc Mang Quốc ngốc một đoạn thời gian thay đổi tâm tình trên thực tế tô Diệu Diệu đem sự tình tưởng đơn giản nàng nam nhân một bên đánh giặc một bên còn không buông tay tìm các nàng mẫu tử đâu còn có nàng cái kia Văn Ca cũng từ Bắc Mang Quốc mang binh ra tới bởi vì hắn muốn cùng vạn cửu hàng cùng nhau Tiền hậu giáp kích tiêu diệt thông minh giáo cùng Sài Thế Huân. Lòng chú ý mấy đứa con trai, không có chú ý phía sau cửa thang lầu đi lên hai cái nam nhân, bọn họ vừa lên tới liền nhìn hai cái tiểu béo oa nhi đôi mắt đăm đăm. Chương 563 xong rồi. Tiểu ác ma cho ta tức phụ nhi chỉnh thất bại. Tô Diệu Diệu mang theo bọn nhỏ tận tình ăn uống, nàng phi thường vui vẻ, mang mấy đứa con trai ra hoàng cung, hiện tại nàng cảm thấy cái này chú ý quá chính xác. Tự mình một đôi tiểu nhi tử ra tới về sau, liền phản phất là trưởng thành, bọn họ hai cái còn sẽ chiếu cố nàng ăn cơm, đem tốt xương sườn thịt đều chọn cho nàng ăn đâu. Một đôi tiểu béo hoa nhi, đều tự mình ăn miệng phình phình, hai người bọn họ đặc biệt tò mò bên ngoài thế giới. Nhị bảo, nơi này xương sườn hảo hảo ăn a, à, bảo còn tưởng lại ăn một chén cơm. Tam bảo, đại ca, ta có thể lại uống một chén canh sao? Cô dịu dịu vui vẻ cực kỳ, nàng ôm nhu cấp mấy đứa con trai thịnh cơm thịnh canh, căn bản không có chú ý, có hai cái nam nhân đối tự mình nhi tử, lộ ra tham lam chi sắc. Hai cái nam nhân kêu thái năm cùng thái sáu, là này huyện thành thái gia một đôi thân huynh đệ hai, gia cảnh không tồi, nhưng là từ lão phụ thân buông tay nhân gian, hai người bọn họ liền nhiễm đánh bạc tật xấu. Ngày hôm qua ca hai bài bạc thua hết trong tay bạc, cái kia thái sáu mắt thấy liền phải cưới vợ, nhật tử đều định ra, vị hôn thê là trong thành thợ rèn cửa hàng trương gia tiểu cháu gái. Hôm nay thái sáu thỉnh tự mình ngủ ca, tới tủ lầu thương lượng đối sách, hắn ngủ tẩu chính là có tiếng cọp mẹ đâu. Thái gia hai anh em vừa lên tửu lầu, liền phát hiện nhị bảo cùng tam bảo này một đôi tiểu manh qua nhi, bọn họ lớn lên cũng quá manh, quá đáng yêu. Này một đôi tiểu nam qua nhi nếu bán nói, ít nói một cái cũng đến bán cái 182 đi. Thái gia huynh đệ trong tay rỗng tuyết, tức khắc liền nổi lên xấu xa tâm tư, nhìn kỹ là một cái địa chủ gia đại béo nhi tử, mang theo hai cái tiểu đệ đệ. Ha ha! Phỏng chừng cái kia đại béo nhi tử, một chút là có thể đem hắn lượt đảo đi. Thái gia huynh đệ vẫn luôn quan sát đến tô diệu diệu, còn có nhị bảo cùng tam bảo. Đột nhiên hai cái tiểu béo qua, liền muốn đi đi tiểu. Tô diệu diệu liền chạy nhanh cùng tiểu nhị ca nói một tiếng, đừng thu cái bàn, tự mình muốn mang theo hai cái nhi tử đi nhà xí phương tiện, tử lầu hậu viện có nhà xí, vẫn là phân nam nữ. Tô diệu diệu tự nhiên không thể mang theo mấy đứa con trai tiến về đúc xê nam, nàng liền ở cửa chờ, làm hai cái tiểu nhi tử tiến nhà xí phương tiện bởi vì nàng biết hai cái tiểu nhi tử thực thông minh, đã 5 tuổi, hơn nửa sớm đã bị bọn họ cha giáo dục nam nữ có khác, cho nên nhân gia là hai cái nam nhân, đi đi tiểu cũng không cho nàng cái này mẫu thân đi. Chính là tô dịu dịu đợi trong chốc lát, mấy đứa con trai còn không ra, nàng liền cho rằng nhi tử giải quyết đại hào, nàng lại đợi 15 phút, mấy đứa con trai còn không có ra tới. Tô dịu dịu một phách tráng, tự mình hiện tại là nam nhân, vì cái gì không thể tiến về đúc xê nam. Tô Diệu Diệu ba bước hai bước liền vào nhà xí, chính là bên trong một người đều không có a. À. Ông một tiếng. Tô Diệu Diệu nháy mắt ra đầu tê dại, mấy đứa con trai không thấy. Tự mình đem hai cái nghi tử đánh mất. Quan sát một chút nam nhà xí, Tô Diệu Diệu phát hiện nhà xí mặt đông đầu tường có một cái lỗ thủng. Nàng cái gì cũng không để ý, bò lên trên cái kia lỗ thủng liền lao ra đi, ra cái kia lỗ thủng chính là một cái ngõ nhỏ, đi ra ngoài chính là một cái đường cái. Theo đường cái tả hữu nhìn xem, người đến người đi thật sự không thể nào xuống tay a. A. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện ngồi hai cái tiểu khất cái, Tô Diệu dịu trong mắt vừa chuyển, liền hướng về phía tiểu khất cái đi, từ trong lòng ngực móc ra một phen tiền đồng. Hai vị tiểu huynh đệ, nơi này có một phen tiền đồng, ta không có khác yêu cầu, chỉ là muốn cùng các ngươi hỏi thăm chuyện này nhi các ngươi xem không nhìn thấy có người, từ đối diện ngỏ nhỏ nhỏ ôm hài tử ra tới. Trang 519 nếu các ngươi nói cho ta người nọ ôm hài tử đi đâu cái phương hướng rồi. Này đó tiền đồng chính là các ngươi. Hai cái tiểu khất cái bị kia một phen chừng ba bốn mươi cái tiền đồng, kinh trọng mắt trừng lão đại, bọn họ liếc nhau, đồng thời duỗi tay chỉ hướng bên trái. Hảo, hai cái tiểu huynh đệ đều là nhân nghĩa người. Này đem tiền đồng là các ngươi, các ngươi cầm tiền đồng liền đi xa điểm, không cần ở chỗ này đợi. Một đôi tiểu khất cái chia đều kia một đống tiền đồng, cảm kích nhìn chạy xa đại béo hài tử, hai người bọn họ nhìn nhau cười, phát tài. Tô Diệu Diệu hơi kém chạy ra vận tốc ánh sáng, hướng bên trái vẫn luôn chạy vẫn luôn chạy, nàng lòng nóng như lửa đốt, tự mình mang theo hài tử ra tới, vạn nhất hài tử ném, nàng thật sự muốn điên rồi. Tô Diệu Diệu mới vừa chạy qua một cái cửa hàng bạc, đột nhiên một cái mảnh sát, nàng phản phất nghe thấy được nhị bảo thanh âm. Tô Diệu Diệu mồ hôi đầy đầu, xoay người lại đi tới cửa hàng bạc cửa, nàng hiện tại là đại béo nhi tử trang phẫn, bụng đại đại, bụ bẩm, nãi bạch nãi bạch vừa thấy chính là nhà giàu công tử ca. Cô Diệu Diệu cất bước liền vào cửa hàng bạc. Nháy mắt Cô Diệu Diệu một lòng liền rơi xuống, thật là nàng nhị bảo cùng tam bảo. Nhị bảo tam bảo bị hai cái nam nhân ôm, bọn họ trong tay đều cầm tiểu năng lượng mặt trời điện giật thương. Chống kia hai cái nam nhân phía sau lưng đâu. Cô Diệu Diệu nháy mắt liền cười, nhịn không được ở trong lòng âm thầm nói một câu, quả nhiên là ta hai cái hảo đại nhi a. À. Nhị bảo hứng thú bừng bừng nói, muốn cái kia đầu hoa mang trân châu cái kia. Ta mẫu thân làn da bạch, mang theo đẹp. Tam bảo, ta muốn cái kia màu vàng đại hoa hoa, mẫu thân mang màu vàng đại hoa hoa đẹp. Thái năm cùng thái sáu đều khóc, hai người bọn họ bị hai cái tiểu ác ma dùng ám khí sửa trị, dính vào tiểu ác ma trên người, ném không được. Hiện tại này hai cái tiểu thịt tảng ác ma, còn muốn vào tới dạo cửa hàng bạc còn. Bọn họ ca hai nghèo trong túi sau mặt đều sạch sẽ, nào có tiền mua vàng bạc A. Thái năm tiểu tổ tông chúng ta không có tiền bạc mua trang sức A. Thái Sáu, Tiểu Tổ Tông A. Ca đưa các ngươi trở về. A A A. Nhị Bảo ấn động chốt mở bảo kích một chút, hắn tự mình cũng đi theo rung lên một chút, hắn không cao hứng, ban kỹ lập tức. Đánh Thái Sáu khuôn mặt tự nói, ngươi hư. Mẫu thân nói nói dối không phải hảo hài tử. Ngươi nói muốn mang ta cùng đệ đệ, cấp mẫu thân mua mua mua. Ngươi như thế nào liền không có tiền bạc khóe miệng trừ trừ cửa hàng bạc trưởng quầy nhược nhược nói cái kia bổn tiệm cũng thu khế nhà khế đất chiếc đổi bạc khiến cho tam bảo liền nói đối lấy phòng lấy mà tới mua 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 các ngươi nói phải cho chúng ta mẫu thân mua hoa hoa mẫu thân nói nói dối không được thái năm thái sáu đều bị điện cả người tê dại đại não đường ngắn đều gật đầu như đảo tỏi hô to hảo 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 đột nhiên một nữ nhân ngao một giọng nói rống hảo các ngươi thái gia huynh đệ a à. cương nhiên mang nhân tình nhi tử tới cấp nhân tình lấy phòng lấy mà mua trang sức. Quyên tử, đừng khóc. Cùng mẫu thân về nhà, làm ngươi tổ phụ đi thái gia từ hôn. Ca hai không một cái hảo hóa, mang nhân tình hài tử ra tới soàn soạt tiền, đây là không hảo. Cô dịu dịu đều trợn tròn mắt, liền thấy tức sùi bọc mép một cái bà tử, kéo một cái khóc hoa lê dính hạt mưa tiểu cô nương, chạy ra khỏi cửa hàng bạc. Ai sao? Này hai mẹ con có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thái sáu đều khóc, xong rồi. Tiểu ác ma cho ta tức phụ chỉnh thất bại. Chương 563 hai cái tiểu béo cầu đi đâu vậy? Tô Diệu Diệu nhìn mấy đứa con trai, ở nơi đó buộc hai cái nam nhân mua một đống đồ trang sức, hai người bọn họ ký một trương 182 giấy nợ, hứa hẹn còn không thượng tiền bạc, liền dùng phòng ở đồng ruộng gán nợ. Tô Diệu Diệu khóe miệng cuồng trường, ai sao? Tự mình này hai cái nhi tử thật là. A a a. Lão nương giết ngươi. Thái Ngũ Lan, ngươi tên hỗn đảng này, Ngươi cư nhiên dám cổng lão nương, mang theo đua đầu nhi tử tới cửa hàng bạc tiêu xài. Tô Diệu Diệu bị hoảng sợ. Ai sao? Còn có chung cực bốt xuất hiện đâu. Chỉ thấy một cái cao lớn thô kệch bà nương, kén một con một cây gậy liền vọt vào cửa hàng bạc. Khi hai cái ôm hài tử nam nhân, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hô to không phải. Không phải. Dị bảo tam bảo cũng hoảng sợ. Tam bảo qua A. À. Ta muốn tìm mẫu thân. Qua A. À qua a à. ngươi hư ngươi nói ngươi thích ta thích ta mẫu thân phải cho ta mẫu thân mua 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 nàng sao lại thế này a à? thái ngũ lan thái ngũ lan thật là hết đường chối cãi a à. đều là bọn họ vừa rồi ở nhà xí lừa tiểu hoa tử nói bọn họ thích tiểu oa nhi hai cái tiểu hoa nhi liền nói phải cho mẫu thân mua đủ đồ vật hống mẫu thân vui vẻ bọn họ liền thuận miệng nói bậy nói thích bọn họ mẫu thân cũng muốn cho bọn hắn mẫu thân mua 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 Hai cái tiểu oa nhi cũng không phản kháng, đã bị bọn họ ôm ra tới. Nhị bảo trong lòng ngực ôm một cái trang sức hộp, hắn vẻ mặt tức giận nói, hư gì? Liền cho ta mẫu thân mua mua mua, làm sao vậy? Ngươi hư. Thái sáu đều khóc, tiểu tổ tông A. Cầu các ngươi đừng nói nữa. Chúng ta ca hai xui xẻo A. Ô ô ô. Nhảy vào trường giang đều tẩy không rõ A. Thái năm bà nương bị kích thích điên rồi, nàng ngao một giọng nói liền kén cây gậy muốn tiến lên, kết quả một kích động dẫm tự mình váy. Ban kỹ một tiếng. Mập mạp thân thể té lăn trên đất, thái năm phản xạ có điều kiện đem trong lòng ngực tam bảo, đặt ở trên mặt đất, liền tiến lên nuôi tự mình thê tử. Tam bảo thấy mẫu thân đứng ở cửa, hắn liền xông tới ngẩng đầu vẻ mặt tức giận nói, đại ca. Người xấu nói thích cấp mẫu thân mua mua mua, lại không làm. Bên kia thái ngũ lan đem tức phụ kéo tới, nhà bọn họ cọp mẹ, Miu eo liền đi vớt cây gậy, mắt thấy liền phải kén cây gậy muốn tiến lên đánh người. Tô dịu dịu nơi nào có thể làm nhi tử đi theo bị đánh A, nàng hai bước thoáng qua đi, một phen đoạt quá thái lục lan trên người tiểu nhị bảo. Trang 520 Tô Diệu Diệu ôm tiểu nhị bảo, xoay người liền vọt tới tiểu tam bảo trước mặt, mẹ con ba cái đều là thông minh giật mình nhân nhi, tư lưu một tiếng, đều chui vào trên quầy hàng. Các nàng mới vừa chui vào trên quầy hàng, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, còn có nữ nhân chửi bậy thanh. Lão nương đánh chết các ngươi hai cái. Cư nhiên dám mang theo bên ngoài hài tử, tới cấp bên ngoài nữ nhân mua trang sức. Lão nương đánh chết ngươi cái đồ ăn lão lục. Thợ rèn da đều tới cửa tới từ hôn. Ngươi liền đánh cả đời quan cung đi. Thô tráng nữ nhân kén cây gậy, bùng bùng tấu ca hai cái, hai cái huynh đệ bị đổ ở góc tường, đánh đến quỷ khóc sói gào, cửa hàng bạc trưởng quầy tử gấp đến độ thẳng dậm chân. Trưởng quầy cũng là sốt ruột, hắn ban kỹ một tiếng, quăng ngã một cái đại ấm trà. Thái Nam Gia Ta nhưng nói cho ngươi, bọn họ ca hai giấy nợ đã ký. Bọn họ ở chúng ta cửa hàng bạc thiếu giá trị, 182 trang sức bạc, đến nhật tử còn không thượng tiền, phải dùng điền dùng phòng ở gán nợ. Ngươi chính là đem hai người bọn họ đánh chết, cái này tiền cũng được các ngươi còn. Ta phó gia cửa hàng bạc cũng không phải là như vậy tốt xấu trướng nữ nhân không dám tin tưởng nhìn trưởng quầy nói, ngươi nói bao nhiêu tiền. Trưởng quầy kinh miệt cười, bọn họ huynh để cấp hai đứa nhỏ mẫu thân, ở nhà ta mua giá trị 182 trang sức. Ai sao? Đây là làm gì? Muốn hoa người sao? Cô dịu dịu từ trên quầy hàng nhô đầu ra, liền thấy cái kia mập mạp nữ nhân trợn trắng mắt. Bùng một tiếng. Bị kích thích té xỉu. Xúc ở góc tường khổ bức huynh đệ hai người tổ, thấy cái kia bà nương té xỉu, liền nghiêng ngã lão đảo chạy tới, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là đấm ngực, nhưng cái kia bà nương chính là bất tỉnh nhân sự. Tô Diệu Diệu ở trên quầy hàng lộ ra một con đầu nhỏ, nàng nhược nhược nói vẫn là nâng đi đối diện y quán nhìn xem đi. Nhưng đừng chết ở chỗ này. Đã dọa ngốc vòng ca hai, lập tức nâng lên cái kia béo bà nương, liền vèo vèo chạy đi rồi. Tô Diệu Diệu kia tâm nhãn tử tặc nhiều a. À. Nàng lo lắng mấy đứa con trai cầm trang sức hộp sẽ bị cửa hàng bạc trưởng quầy nhận ra tới báo quan nàng cúi đầu nhìn nhìn ngẩng đầu to xem con trai của nàng nhóm, dùng tay so cái hư. Nháy mắt liền thu mấy đứa con trai vào trong không gian, bọn nhỏ vào trong không gian, nàng sẽ không sợ. Tô Diệu Diệu đỉnh đỉnh tự mình giả bụng, từ cửa hàng bạc trên quầy hàng chui ra tới, nghênh ngang liền đi ra ngoài. Cửa hàng bạc trưởng quầy tử vừa quay đầu lại hoảng sợ, một cái địa chủ gia đại béo nhi tử, từ nhà hắn trên quầy hàng chui ra tới. Không đúng rồi. Vừa rồi rõ ràng là hai cái tiểu béo cầu, này như thế nào biến thành một cái đại béo cầu, kia hai cái tiểu béo cầu đi đâu vậy? Chương 564 bảo tưởng cha. Tô Diệu Diệu lòng còn sợ hãi, tự mình ở trên đường cái chậm rãi lắc lư mua sắm vật tư. Nàng quyết định mua đồ xong liền ra khỏi thành, sau đó tiến trong không gian, nhất định phải hảo hảo giáo dục hai cái tiểu nhi tử, không cần tin tưởng người xa lạ nói. Tô Diệu Diệu có rất nhiều tiền, ở huyện thành mua rất nhiều điểm tâm, ăn thịt, mới mẻ rau quả. Tô Diệu Diệu cũng mặc kệ thái da nháo cái gì long trời lỡ đất, khi hai cái nam nhân vừa thấy chính là không đánh ý kiến hay. Hai người bọn họ dám ôm đi tự mình mấy đứa con trai, rõ ràng chính là tưởng lừa bán mấy đứa con trai. Ha ha! Nhưng bọn hắn không nghĩ tới tự mình mấy đứa con trai, là có thể đem bọn họ chiến thần lão tử vạn cửu hàng, đều khí hỏng mất nhân vật, này không bọn họ may mắn liền trúng chiêu. Tô Diệu Diệu ra khỏi thành, tìm được rồi một mảnh rừng cây nhỏ, nhìn tả hữu không người, liền vào trong không gian. Tô Diệu Diệu tiếng không gian, đã bị mấy đứa con trai cảm động, một đôi bụ bẩm tiểu manh hoa, đang ở nơi đó trích rau cần đâu. Hai người bọn họ thấy mẫu thân đã trở lại, đều cười tủm tỉm kêu mẫu thân. Chúng ta hái được đồ ăn muốn ăn sủi cảo. Tô Diệu Diệu một viên lão mẫu thân tâm, nháy mắt cái gì đều đã quên, dây bị một đôi béo nhi tự cấp chữa khỏi. Hảo! Mẫu thân, đi rửa rửa tay, đổi kiện quần áo, chúng ta cùng nhau làm vàng thắng, nhị bảo tam bảo giúp mẫu thân làm vàng thắng, được không? Hảo. Bảo ngoan. Ân. Giúp mẫu thân làm vàng thắng. Một đôi tiểu oa nhi ngoan ngoãn hống tự mình mẫu thân, bọn họ biết mẫu thân hôm nay sợ hãi, cho nên bọn họ đến an ủi một chút tự mình mẫu thân. Đừng nhìn hai người bọn họ còn không đến 6 tuổi, nhưng là hai người bọn họ là tô diệu diệu nhi tử, kia công công tâm nhãn tử tặc nhiều, hôm nay bọn họ ngay từ đầu biết cái kia thái năm cùng thái sáu, là bọn buôn người là người xấu lúc ấy hai người bọn họ liền muốn cùng đi ra ngoài, kịch bản kia hai cái người xấu cấp mẫu thân mua lễ vật, hống mẫu thân vui vẻ. Không nghĩ tới cấp mẫu thân hoảng sợ, cho nên hai người bọn họ ở trong không gian, nhìn đến mẫu thân mua rau cần tiến vào, liền tưởng véo rau cần làm mẫu thân mang theo bọn họ làm vàng thắng, hống mẫu thân vui vẻ. Thực hiển nhiên tô dịu dịu bị mấy đứa con trai, chủ động véo rau cần cấp lấy lòng, nàng ma lưu rửa tay thay quần áo, cùng bọn nhỏ cùng nhau thu thập làm vàng thắng. Cô dịu dịu ôm nhu giáo hội hai cái tiểu nhi tử, như thế nào cán sủi cảo da, mấy đứa con trai tiểu béo tay, cán ra sủi cảo da viên viên mãn mãn đáng yêu cực kỳ. Nhị bảo tam bảo, mẫu thân muốn cùng các ngươi nói ha, không cần tin tưởng người xa lạ nói. Bởi vì các ngươi hai rất nhỏ, có khả năng gặp gỡ bọn buôn người, bọn buôn người chính là muốn đem lớn lên đẹp tiểu oa nhi bắt lại, bán được xa lạ địa phương. Như vậy tiểu oa nhi liền rốt cuộc tìm không thấy tự mình mẫu thân. Nhị bảo tam bảo nháy mắt nước mắt lưng tròng, nhìn tự mình mẫu thân nói, không cần. Chúng ta không cần tin tưởng người xa lạ nói, chúng ta không cần tìm không thấy mẫu thân. Qua A. À. Qua A. À. Qua A. À. Qua A. À. Một đôi tiểu béo qua đều ném trong tay chày cán bột, đều nhào qua đi, ôm tự mình mẫu thân. Cô dịu dịu ôm một đôi béo nhi tử thịt muôn mút tiểu thân thể, nàng trong lòng có chút phạm đau, mấy đứa con trai hôm nay khẳng định cũng là sợ hãi tự mình một người mang theo bọn họ đi ra ngoài, quá nguy hiểm. Nàng cảm thấy tự mình có chút tùy hứng, mang theo bọn nhỏ ra tới, vạn cửu hàng nhất định lo lắng gần chết. Trang 521 Ai? Tự mình tính cách liền ở nơi đó, tự mình nếu không ra, khả năng ở trong hoàng cung liền sẽ buồn bực không vui, sớm muộn gì sẽ buồn ra bệnh tới. Nhị bảo tam bảo, mỗi cái tiểu hài tử đều sẽ lớn lên, bọn họ ở lớn lên trong quá trình đều sẽ phạm sai lầm, nhưng là phạm sai lầm, sẽ có mẫu thân cha nói cho hắn, những chuyện ngươi làm không đúng. Về sau các ngươi là có thể sửa lại, sẽ trở thành một cái đường đường chính chính nam tử hán. Mẫu thân hy vọng các ngươi về sau, sẽ giống kim bảo cùng bạc bảo ca ca giống nhau, như vậy kiệt xuất, như vậy ưu tú. Một đôi tiểu oa nhi khóc ủy ủy khuất khuất, tiểu nhị bảo thịt muôn múc đại gương mặt thượng tất cả đều là nước mắt. Mẫu thân, bảo sai rồi. Bảo về sau không bao giờ chơi hy bùng. Qua A. À. Qua A. À. Bảo không bao giờ đánh chim chóc. Mẫu thân. Cha đánh Bảo Bảo thí thí. Đánh mẫu thân, Bảo liền muốn khóc. Qua a. À. Qua a. À. Tiểu Tam Bảo cũng khóc lớn qua a. À. Qua a. À. Mẫu thân, Bảo không bao giờ chọc mẫu thân cùng cha sinh ký. Qua a. À. Qua a. À. Bảo hơi sợ cha đánh Bảo. Đánh mẫu thân. Qua a. À. Tô Diệu Diệu cũng nước mắt rơi như mưa nàng biết hai cái tiểu nhi tử đã 5 tuổi nhiều, lập tức liền phải 6 tuổi. Là có chỉ số thông minh có tư tưởng hài tử, bọn họ lần này phạm sai lầm, ăn đánh, còn bởi vì tự mình cho bọn hắn trắng gậy gộc, cũng ăn đánh, ở bọn nhỏ trong lòng, đã để lại bóng ma, đồng dạng cũng cho bọn hắn dài quá trí nhớ. Tuy rằng nàng không chủ trương đánh hài tử, nhưng là nàng cũng hy vọng bọn nhỏ có thể hấp thụ giáo huấn Nhị bảo tam bảo, các ngươi là trời cao cấp mẫu thân cùng cha tốt nhất lễ vật, các ngươi là chúng ta yêu nhất bọn nhỏ các ngươi tò mò thích xa lạ sự vật này đều thật bình thường nhưng là nếu người khác ngăn lại các ngươi nói cho các ngươi không nên làm như vậy thời điểm nên dừng lại các ngươi tằng tổ phụ như vậy đại tuổi tác bị các ngươi ném bùng đánh bùng nhiều dơ a à. vạn nhất cho hắn lão nhân gia đã thương làm sao bây giờ các ngươi cha bởi vì là các ngươi phụ thân có một câu kêu con mất dạy lỗi của cha cho nên hắn là cần thiết muốn giáo dục của các ngươi khả năng hắn lúc ấy khí tàn nhẫn không có khống chế được tính tình đánh các ngươi còn thất thủ đánh mẫu thân nhưng hắn tuyệt đối là xuất phát từ ái các ngươi muốn cho các ngươi biến thành một cái hảo hài tử mục đích cha là rất thương yêu của các ngươi hắn sẽ mỗi ngày ban đêm đều đi các ngươi ngủ tẩm điện xem các ngươi ngủ có được không ở các ngươi ăn cơm thời điểm quan sát các ngươi thích ăn cái gì không yêu ăn cái gì tiểu nhị bảo qua a à. bảo tưởng cha tiểu tam bảo qua a à. bảo cũng tưởng cha qua a. À. Qua a. À. Chương 565 mua cái nhà hoàng kêu như ý. Tô Diệu Diệu thông qua làm vàng thắng thời điểm, giáo dục hai cái tiểu nhi tử, hai cái tiểu nhi tử cũng lộ ra bọn họ chân thật ý tưởng, bọn họ xác thật rất tưởng niệm tự mình cha. Rốt cuộc chỉ có không đến 6 tuổi hài tử, nơi nào khả năng không tưởng niệm tự mình phụ thân đâu. Tô Diệu Diệu hống hảo bọn nhỏ, liền bắt đầu nấu sủi cảo, sau đó mẹ con ba cái cười hì hì rửa mặt, lau khô nước mắt sủi cảo cũng lượng lạnh, mẫu tử ba cái liền ngồi ở tiểu bàn tròn trước mặt, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau cười, ăn tròn vo rau cần nhân thịt sủi cảo. Tô Diệu Diệu cùng bọn nhỏ ăn xong rồi sủi cảo, lại cùng bọn họ nói chuyện trong chốc lát tâm, đem hai cái tiểu nhi tử hống thật sự vui vẻ. Nhị bảo tam bảo, chúng ta không phải phạm sai lầm mới chạy ra, là mẫu thân là cảm thấy các ngươi ở trong hoàng cung phạm sai lầm không hiểu chuyện, cho nên muốn mang các ngươi ra tới mở rộng tầm mắt, về sau không phạm sai lầm được không? còn có các ngươi lúc còn rất nhỏ, nhà ta đại bảo ca ca cùng tiểu bảo tỷ tỷ đi thiên sơn. Hiện tại mẫu thân muốn mang hai người các ngươi đi thiên sơn, đi xem ca ca tỷ tỷ, về sau các ngươi liền sẽ càng ngày càng ưu tú. Nhị bảo tam bảo vui vẻ cực kỳ, nhắc tới đại bảo ca ca cùng tiểu bảo tỷ tỷ, bọn họ liền nhớ tới ca ca tỷ tỷ đã từng viết thư trở về thời điểm, còn cho bọn hắn mang đến lễ vật. Nhị bảo ngẩng đầu to hỏi mẫu thân, chúng ta khi nào có thể tới thiên sơn? Tam Bảo cũng ngẩng đầu to hỏi, mẫu thân, chúng ta đi thiên sơn thượng có thể thấy sư tổ sao? Tô Diệu Diệu mãn nhãn từ ái nhìn mấy đứa con trai, giúp bọn hắn cởi áo ngoài, bọn họ thịt mung mút tiểu bộ dáng thật là đáng yêu đến bạo. Chúng ta không nóng nảy đi, lại có một tháng thời gian là có thể tới rồi. Mẫu thân mang các ngươi ở thiên sơn thượng chơi mấy ngày, bồi bồi sư tổ hắn lão nhân gia, được không? Một đôi tiểu manh qua bắt đầu ngáp, bọn họ tới rồi ngủ trưa thời gian, tô diệu diệu nhìn ngủ một đôi tiểu manh qua, cảm thấy tự mình bị chữa khỏi. Hài tử ở yêu cầu giáo dục, yêu cầu ái tuổi tác, có mẫu thân làm bạn tại bên người là cỡ nào hạnh phúc sự, một đôi tiểu béo hoa nhi đều khóe miệng mỉm cười ngủ rồi. Tô Diệu Diệu trước tỉnh, nàng liền đem không gian tốc độ chảy làm điều chỉnh, đem năng lượng mặt trời pin lấy ra đi, bổ sung một chút năng lượng. Cấp nhị bảo tam bảo để lại chút ăn cùng chơi ở tiểu bàn tròn thượng, Tô Diệu Diệu liền ra không gian. Nàng đem năng lượng mặt trời pin đặt ở triền núi ánh sáng mặt trời mặt, phơi nắng hấp thu năng lượng, sau đó liền ở phụ cận chuyển động lên, muốn đánh cái món ăn hoang giả nhi, buổi tối cùng bọn nhỏ thịt nướng ăn, còn muốn lưu lại chút thịt hầm ăn, một đôi béo nhi tử không ăn thịt như thế nào có thể hành. Đột nhiên chạy tới một con choai choai giả dương, tô diệu dịu giơ tay chính là một thương. Phanh một tiếng. Khi chỉ choai choai dương nháy mắt theo tiếng ngã xuống đất, tô diệu diệu thật vui vẻ thật là tưởng cái gì tới cái gì. Đem dương thu vào trong không gian, đột nhiên tô diệu diệu liền nghe thấy có thanh âm tìm theo tiếng nhìn lại là một cái tiểu cô nương nghiêng ngã lão đảo chạy tới tiểu cô nương tuổi không lớn đại khái liền mười mấy tuổi mặt sau là mấy cái hung thần ác sát nam nhân đuổi theo nàng chạy dưới chân núi còn có một cái lão bà ngô ngao kêu to liền ở tô diệu diệu đứng ở nơi đó phát ngốc thời điểm cái kia tiểu cô nương chạy đi lên thấy nàng liền hỉ cực mà khóc mà quỳ trên mặt đất đối với tô diệu diệu đột nhiên dập đầu tiên cô thỉnh cứu cứu ta đi Ta thật là bị ca tẩu bán cho bọn họ làm nô tỳ, không phải bán mình cấp thanh lâu. Trang 522 Lúc này, những cái đó đại hán chạy lên đây, hung thần ác sát nói, tiểu đệ tử, ngươi còn chạy. Tú bà tử nói, nếu ngươi lại chạy liền đánh gãy chân của ngươi. nha A, à, nguyên lai like ngươi có đồng lõa A, à, cái này tiểu nương tử lớn lên cũng không tồi, ai u, chúng ta huynh đệ thật đúng là thật có phúc. Cái kia lão bà tử chạy hỗn hỉnh mang xuyển theo kịp, hảo A. À là ngươi cái này tiểu tiện nhân xúi dục cái này nha đầu chết tiệt kia. Đại Dũng, các ngươi đi lên đêm này hai cái nha đầu đều cho ta bắt. Các nàng hai đều là chúng ta lâu tử cô nương. Tô Diệu Diệu nháy mắt liền minh bạch là chuyện như thế nào, nguyên lai này một đám người là thanh lâu, cái này tiểu cô nương là bị trong nhà ca ca tẩu tử cấp bán. Tô Diệu Diệu trầm khuôn mặt, nhìn này một đám người nói, nguyên lai là người trong nhà bán nàng, bao nhiêu tiền. Ta mua. Cái kia lão bà vẽ mặt khinh thường ca cùng nhà ta mua cô nương, ngươi mua nổi sao? Cái kia tiểu nha đầu vẽ mặt chờ mong nhìn tô diệu diệu nói, ta ca cùng ta tẩu tử đem ta bán 20 lượng bạc, cho các nàng làm nô tỳ. Lúc trước ta ca cùng ta tẩu tử chỉ là nói trong nhà chất nhi muốn đính hôn, không có tiền làm ta đi gia đình giàu có làm nha hoàng. Không nghĩ tới nơi đó là thanh lâu, ta đã biết mới chạy ra. Tô diệu diệu gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra 20 lượng bạc, ném vào cái kia tú bà tử dưới chân cái kia lão bà tử chạy nhanh không lưng đem 20 lượng bạc nhặt lên tới, còn ở ngoài miệng cắn một chút. Tô Diệu Diệu có chút ghê tởm, nhìn các nàng liếc mắt một cái còn chưa cút. Lão bà tử mãn nhãn tham lam mà nhìn Tô Diệu Diệu cùng cái kia tiểu nha đầu, ha hả, này 20 lượng bạc là của ta, hai người các ngươi ta cũng đến mang đi. Đại Dũng, các ngươi đi lên đêm này hai cái tiểu nha đầu đều cho ta trói lại. Tô Diệu Diệu duỗi tay xoay người sau, liền từ trong không gian lấy ra năng lượng mặt trời điện côn, ấn động chốt mở xông tới sáu đại hán, vài cái công phu đều nằm trên mặt đất, cả người run rẩy. Cái kia lão bà tử hoảng sợ mà nhìn tô dịu dịu, chỉ thấy nàng sách theo điện côn đi qua đi, dùng điện côn chống nó cổ. Ha ha, thu ta bạc, chính là đồng ý đem nàng bán cho ta. Đem cái này cô nương thân khế cho ta, ta liền không đánh ngươi, nói cách khác ngươi so với bọn hắn còn muốn thảm. Lão bà tử sợ tới mức trung bần bật, từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy, trên giấy viết là cái này tiểu cô nương bán mình khế. Tiểu cô nương tên là Trương Nha Đầu, ca ca Trương Thiết Đầu lấy 10 lượng bạc giá trị con người, đem nàng bán cho Bách Hoa Lâu. Cô Diệu Diệu tiếp nhận kia Trương Thân Khế, nhìn kỹ qua, liền thu vào trong không gian. Đuổi đi tú bà tử cùng một đám đại hán, quay đầu lại liền thấy cái kia tiểu cô nương còn quỳ trên mặt đất. Tiên cô, ta kêu Trương Nha Đầu, 13, về sau chính là tiên cô nô tỳ. Trước kia trong nhà mệt sống dơ sống đều là ta làm, cho nên ta cái gì đều sẽ làm. Tô Diệu Diệu nhìn tiểu cô nương đáng thương vô cùng bộ dáng, có chút không đành lòng nói, trương nha đầu, tên này cũng quá tùy tiện, về sau ngươi liền đi theo ta họ tô đi, kêu như ý. Chỉ mong ngươi về sau nhân sinh vạn sự như ý. Chương 566 Nướng Dương Lạp Tô Diệu Diệu nhìn như ý quần áo đều phá, ai? Tự mình so cái này tiểu nha đầu béo rất nhiều, cái này tiểu nha đầu nhiều nhất có thể có 6 chục cân, mà tự mình hiện tại có 100 nhiều cân. Như ý, về sau ngươi liền đi theo chúng ta đi, ta còn có hai cái nhi tử ở bí cảnh. Chúng ta ở chỗ này đáp một cái lều trại, ngày sau ban ngày, chúng ta liền ở lều trại nghỉ ngơi, buổi tối ta mang theo ngươi lên đường. Tiểu như ý gật gật đầu, ngây thơ nhìn tô diệu diệu nói, tiên cô, ta nghe ngài. Tô diệu diệu nhìn tiểu cô nương bộ dáng, cảm thấy kỳ thật tiểu như ý lớn lên thực thanh tú, chính là quá gầy. Phỏng chừng là trước đây ở trong nhà không ăn ngon hảo uống, cấp hài tử tra tấn. Như ý, hiện tại thời gian còn sớm, ta mang ngươi vào thành đi cho ngươi mua hai thân quần áo đi, ngươi quá gầy, ta quần áo ngươi ăn mặc quá phì. Tiểu nha đầu nháy mắt nước mắt rơi như mưa, tiên cô. Nha đầu. Không cần. Không phải. Như ý không cần quần áo mới, như ý chỉ cần có thể đi theo ngài ăn cơm no thì tốt rồi. Cô dịu dịu cảm thấy tiểu nha đầu tuổi tác, cùng nhi tử kim bảo đại tiểu nhân, cũng chính là cái hài tử. Tô Diệu Diệu ôm nhu mà nắm tiểu nha đầu gầy trơ cả xương tay nhỏ nhi, đi thôi. Như ý, về sau kêu ta phu nhân, ta nếu là giả thành nam nhân, ngươi liền kêu ta công tử thì tốt rồi. Tiểu cô nương trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Diệu Diệu, nháy mắt liền chân tướng. Khi cái gì tiên cô ngươi là có đôi khi biến ảo thành nữ nhân, có đôi khi còn có thể biến ảo thành nam nhân sao? Tô Diệu Diệu. Tiên cô liền tiên cô đi. Tiểu cô nương đi theo Tô Diệu Diệu cùng nhau vào trong thành, trực tiếp liền đi tiệm vải tử. Tô Diệu Diệu cấp tiểu như ý mua bốn thân áo trong nội y, lại mua bốn thân độ dày không đồng nhất áo ngoài. Còn mua tốt hơn áo trong vải dệt, bởi vì như ý nói tự mình sẽ làm áo trong. Tô Diệu Diệu còn mua chút bông, lo lắng bắt mang quốc bên kia độ ấm thấp, phỏng chừng như ý còn phải làm áo bông chống lạnh. Tô Diệu Diệu cùng tiểu như ý ở trong thành mua sắm vài thứ, sau đó liền cổng hai cái đại tay nải, trở về trong núi. Tô Diệu Diệu đi thu nàng năng lượng mặt trời tinh, sau đó công đạo tiểu như ý tại chỗ nhìn tay nải chờ nàng. Tô Diệu Diệu vào trong không gian, liền thấy hai cái tiểu nhi tử đã rời giường. Bọn họ đều tự mình mặc xong rồi quần áo, ngồi ở tiểu bàn tròn nơi đó nói nói cười cười ăn trái cây đâu. Tô Diệu Diệu không có quấy rầy một đôi nhi tiểu huynh đệ, nàng tự mình liền đi vật tư khu, tìm được rồi một con lều lớn, trong không gian lều trại đều là cái loại này quân lục sắc. Tô Diệu Diệu đi vào đất trống, liền đem lều trại chi lên, bắt đầu hướng lều trại đảo động sinh hoạt vật tư, còn cấp tiểu như ý lấy một bộ quân dụng đệm chăn. Hai cái tiểu nhi tử thấy, liền nhảy nhót chạy tới hỗ trợ, hướng lều trại dọn đồ vật, chén gáo bồn đều hướng trong dọn, tiểu ca hai làm khí thế ngất trời đâu. Nhị bảo tam bảo, chúng ta một lát liền đi ra ngoài, đem cái này lều trại cũng lấy ra đi, bên ngoài còn có một cái tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ kêu như ý, về sau các ngươi liền kêu nàng như ý tỷ tỷ được không? Trang 523 một đôi tiểu nam oa nhi cùng khoảng vòng tròn lớn mặt, cùng khoảng tươi cười, so với bọn hắn lão tử vạn cửu hàng, quả thực manh đến bên ngoài vũ trụ lạp. Tô Diệu Diệu nhịn không được ngồi xổm xuống, hôn hôn hai cái tiểu nhi tử đại quả táo mặt. Một đôi tiểu huynh đệ nháy mắt đỏ bừng mặt, nhìn mẫu thân mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ. Tô Diệu Diệu mang theo hai cái nhi tử vào lều trại, sau đó che thượng mấy đứa con trai đôi mắt, ý niệm vừa động liền ra không gian. Tô Diệu Diệu buông ra mấy đứa con trai đôi mắt, hai cái tiểu gia hỏa tựa như ra lung tiểu lão hổ giống nhau ngao ngao liền chạy ra khỏi lều trại như ý ngoan ngoãn ngồi ở triền núi nơi đó mỹ tư tư nhìn hai cái đại tay nải đột nhiên liền nghe thấy được bọn nhỏ thanh âm quay đầu vừa thấy cách đó không xa xuất hiện đỉnh đầu màu xanh lục lều lớn còn lao tới hai cái tiểu manh qua nhi hai cái tiểu manh qua nhi quả thực là quá manh đặc biệt đáng yêu nhị bảo cùng tam bảo chạy tới vây quanh tiểu như ý tỉ tỉ dạo qua một vòng nhị bảo ngươi là như ý tỷ tỷ sao tam bảo ngươi chính là mẫu thân nói như ý tỷ tỷ sao tiểu như ý có chút câu nệ nhìn hai cái tiểu manh hoa gật gật đầu nhược nhược nói là nô tỳ kêu như ý là phu nhân nha hoàng cái kia phu nhân này hai cái tiểu công tử là cô diệu diệu từ lều trại đi ra nhìn tiểu như ý nói như ý mang theo tay nải cùng nhị bảo tam bảo đi lên đi nhị bảo tam bảo giúp tỷ tỷ nâng một cái tay nải đi lên ta hôm nay bắt được một con dê, trong chốc lát chúng ta liền nướng dương ha. Nhị bảo tam bảo nghe nói muốn nướng dương, liền vui vẻ ngao một giọng nói, hai anh em liền phải nâng cái kia đại tay nải, nhưng cái kia đại tay nải có chút trọng, bên trong trên cơ bản đều là vải dệt tử. Tiểu như ý đau lòng hai đứa nhỏ, nàng liền xách lên cái kia đại tay nải, đem cái kia trang bông tay nải, làm nhị bảo cùng tam bảo nâng. Nhị bảo cùng tam bảo là tô diệu diệu hài tử, bọn họ tương đương thông minh, lập tức liền cảm giác được, tiểu như ý là cái thiện lương tỷ tỷ hai người bọn họ đều hướng về phía tiểu như ý mỉm cười ngọt ngào một canh giờ sau đã là đang lúc hoàng hôn trên sườn núi đại lục lều trại phụ cận phiêu ra thịt dê bá đạo mùi hương nhi hai cái tiểu oa nhi cầm thịt dê xuyến vây quanh lều trại thoang thoát ngược xuôi ăn miệng bóng nhảy tô diệu diệu cùng tiểu như ý ngồi ở đống lửa trước mặt vui vẻ ăn thịt dê xuyến tán gẫu lều trại trước mặt tiểu bếp lò còn ngao thịt dê canh đâu đột nhiên một nam một nữ hung thần ác sát hướng trên núi chạy. Nhị bảo cùng tam bảo ở lều trại mặt sau chơi, liếc mắt một cái liền thấy, tiểu huynh đệ hai liếc nhau, liền trong miệng gặm thịt dê xuyến nhi, liền ngên đi qua. Tiểu nhị bảo một tay bóp thịt thịt eo nhỏ, nhìn một nam một nữ, ngẩng đầu nói các ngươi là đang làm gì. Bọn họ hai người chính là như ý ca ca cùng tẩu tử, trương thiết đầu hai vợ chồng, hai người bọn họ hôm nay lại đi trong thành. Tính toán đi thanh lâu tìm trương nha đầu, kêu nàng ở lâu tử kiếm điểm tiền riêng, hảo trợ cấp gia dụng. Nơi nào nghĩ đến hai vợ chồng vừa đến thanh lâu, khiến cho tú bà tử cấp đuổi ra tới, còn kém điểm ăn đánh. Nói cái gì nhà hắn trương nha đầu cấu kết trên núi yêu quái, lừa bọn họ bạc, làm cho bọn họ gia quản sự đều ăn tấu. Hai vợ chồng liền chạy nhanh chạy tới bên này trên núi, nếu nhà bọn họ trương nha đầu thật sự nhận thức yêu tinh đại vương, khi nhà bọn họ ngày lành liền tới rồi nha. Chương 567 manh qua hai người tổ, dẫn chơi trương thiết đầu phu thê nhị bảo tam bảo nhìn lấm la lấm lét một đôi phu thê, tiểu huynh đệ hai là song bào thai, hai người bọn họ tâm ý tương thông, đồng thời ca hai ý tưởng chính là bọn họ là người xấu. Nhị bảo hai người các ngươi tìm ai? Tam bảo loát trong miệng thịt dê xuyến, ma lưu từ trong lòng ngực móc ra mẫu thân cho hắn tay nhỏ thương. Nói các ngươi rốt cuộc tìm ai? Không nói nói liền thu thập hai người các ngươi. Trương thiết đầu hai vợ chồng bị một đôi tiểu manh qua cấp sợ tới mức, bùng một tiếng. Đều quỳ trên mặt đất. Trương thiết đầu lão bà, tiểu tiên đồng A, chúng ta là tới tìm trương nha đầu, chúng ta nghe thanh lâu tú bà tử nói, trương nha đầu tới cấp trong núi yêu tinh đại vương làm nô tỳ, chúng ta là nàng ca ca tẩu tử, chúng ta nghĩ đến tìm nàng. Nhị bảo đầu to quơ quơ, nga. Phỏng chừng tới tìm như ý tỷ tỷ A. Tới tìm tỷ tỷ, phải ở cái này trên sườn núi, lăn cái 180 hạ. Ta xem các ngươi hai một người liền lăn 100 hạ đi. Liền ở cái này trên sườn núi, hiện tại liền bắt đầu đi xuống lăng ai u tam bảo đánh bọn họ quả nhiên mẫu thân nói rất đúng không thể tin tưởng người xa lạ nói trương thiết đầu hai vợ chồng nghe thấy tiểu oa nhi làm cho bọn họ lăng rõ ràng chính là trêu đùa hai người bọn họ hai vợ chồng ác từ gan biên sinh liền muốn bắt cóc tiểu oa nhi hai vợ chồng nghiến răng nghiến lợi liền phải xông tới nhị bảo phát hiện không thích hợp hô cầm súng lục tiểu tam bảo bọn nhỏ đều là mới sinh nghé con không sợ hổ tiểu tam bảo cầm điện giật súng lục liền tiến lên. Nhị bảo ném trong tay thịt dê xuyến, cũng móc ra điện giật súng lục, lập tức liền dỗi thượng, xông tới trương thiết đầu trên bụng. Trương thiết đầu hai vợ chồng đều bị điện giật, ngã trên mặt đất cả người tê mỏi run rẩy không thôi. Tô Diệu Diệu ở lều trại phía trước bận rộn thịnh ra cháo, liền kêu nhị bảo tam bảo, lại đây ăn cơm. Một đôi nhi tiểu oa nhi nơi nào có thể nói cho mẫu thân, bọn họ gặp được người xấu. Bọn họ tiểu ca hai chính là nam nhân đâu, đến bảo vệ tốt mẫu thân cùng tỷ tỷ bọn họ liếc nhau liền có ý kiến hay tiểu huynh đệ hai dựa vào cùng nhau huyên thuyên kề tai nói nhỏ trong chốc lát liền chạy về lều trại trước nhị bảo cười tủm tỉm nhìn tự mình mẫu thân nói ta cùng tam bảo muốn đi lại chơi trong chốc lát liền ở phía sau không xa tô diệu diệu mới vừa thịnh ra tới thịt dê canh có chút năng thấy bọn nhỏ tưởng chơi trong chốc lát liền không đành lòng cự tuyệt bọn họ tô diệu diệu bắt đầu trích hành tây chuẩn bị trong chốc lát lại cấp hài tử làm hành xào trứng gà, nàng từ ái nói, tốt, vậy các ngươi hai lại đi chơi một lát, bên kia còn có thịt dê xuyến, như ý tỷ tỷ đi thay quần áo, các ngươi đừng tiến lều trại nga. Tiểu Tam bảo chạy tới, nhìn mẫu thân trong tay hành tây tương đối tò mò, lén lút cầm hai cây hành tây, liền chạy đi rồi. Trang 524 Cô Diệu Diệu bất đắc dĩ nhìn bướng bỉnh Tiểu Tam Bảo kêu, Tam Bảo, hành tây không thể ăn a à, đó là cây. Nhị Bảo đi đóng lửa trước mặt, cầm một chuỗi thịt dê suý ngậm ở trong miệng, cầm lấy một cây một đầu thiêu quá hắc một đầu, lại thấy mẫu thân vừa mới điếu dương dùng dây thừng. Thấy mẫu thân ở cùng Tam Bảo nói chuyện, hắn thuận dây thừng liền chạy. Nhị Bảo cùng Tiểu Tam Bảo cầm rất nhiều đồ vật trở về, thấy kia một đôi hai vợ chồng còn trên mặt đất nằm, vẫn không nhúc nhích đâu. Nhị Bảo cùng Tam Bảo liếc nhau, lộ ra tà ác cười. Nằm trên mặt đất trương thiết đầu hai vợ chồng thấy một đôi tiểu ác ma, lộ ra cái kia cười, nháy mắt liền lông tơ tạc khởi nhị bảo, tam bảo, đi kéo hai thanh thảo, nhét vào bọn họ trong miệng, đừng làm cho bọn họ hô lên thanh, bị mẫu thân cùng tỷ tỷ nghe thấy. Ta lại cho bọn hắn bổ hai hạ, đừng làm cho bọn họ chạy. Tam bảo nhanh chóng ở trước mặt kéo mấy cái cỏ tranh, nhị bảo cầm điện giật thương cấp hai vợ chồng, lại một người bổ lập tức, hai vợ chồng bị điện cả người run rẩy, trong miệng bị tắt cỏ tranh. Tiểu nhị bảo lấy ra dây thừng, đem bọn họ hai vợ chồng cổ đều truyền dây thừng, tiểu tam bảo cấp hành tây lột lộ ra xanh nhạt. Hắn nải thanh nải khí nói, mẫu thân nói qua heo cái mũi cắm hành kêu trang tượng, hiện tại khiến cho bọn họ trang tượng. Tiểu nhị bảo cầm hắt một thang tay nhỏ hắt hắt, hắn liền đem hắt hắt tay nhỏ nhi, ở trương thiết đầu trên mặt dùng sức cọ. Trương thiết đầu hai vợ chồng quả thực là sống không bằng chết, bọn họ đều bị tiểu ác ma dùng dây thường trói lại cổ, giống như tùy thời phải bị lạc chết. Trong miệng bị nhét đầy cỏ tranh, mặt bị đồ hắt hắt, tựa như thang đen đầu giống nhau. Cuối cùng trong lỗ mũi bị cắm vào hành tây, nháy mắt nước mắt liền trào ra tới. Hai vợ chồng cảm thấy bọn họ phải bị tiểu ác ma chỉnh đã chết, yêu tinh tiểu oa nhi nhóm thật là đáng giận nột. Tô Diệu Diệu ở phía trước bắt đầu xào trứng gà đồ ăn, liền kêu nhị bảo tam bảo, về nhà, lại đây rửa tay muốn ăn cơm. Nhị bảo tam bảo nghe thấy được mẫu thân thanh âm, liền biết không có thể chậm trễ nữa. Tiểu huynh đệ hai vừa lòng nhìn trương thiết đầu phu thê, đều bị bọn họ dẫn chơi giống yêu tinh giống nhau. Nhị bảo cùng tam bảo lại cầm tay nhỏ thương, cho hai vợ chồng một người lại bổ một thương. Hai anh em đều di truyền phụ thân thần lực, có rất nhiều kính nhi, hợp lực cấp hai vợ chồng thuận lại đây, tiểu ca hai cùng nhau duỗi chân một đá đi ngươi. Mất đi hành động năng lực hai vợ chồng, bị tiểu huynh đệ hai một dùng sức, liền cấp đá theo triền núi, huyên thuyên lăn xuống đi. Tiểu huynh đệ hai nhìn nhau cười, dị bảo ha hả, còn nói tới tìm trong núi yêu tinh đại vương đâu. Hiện tại hai người bọn họ đều biến thành yêu tinh, hắc hắc hắc. Tam bảo đỉnh tiểu bộ ngực tân. Cha nói qua, nam nhân liền phải bảo hộ tự mình nữ nhân, hai ta chính là nam nhân. Chương 568 ai sao? Chính mình cái này vận khí A. Tô Diệu Diệu thấy một đôi tiểu nhi tử, đem quần áo chỉnh đen thùi lùi, nàng đã bất đắc dĩ. Vừa buồn cười, mấy đứa con trai là nam hài tử, bướng bỉnh thực, chỉ cần không làm lớn họa, hiếu động là bình thường. Tiểu phôi đảng, quần áo đều làm dơ. Như ý cấp hai đứa nhỏ lấy thủy ra tới, bắt tay giặt sạch ăn cơm trước, cơm nước xong, buổi tối ta cho bọn hắn quần áo lại thay đổi. Tiểu như ý thay mới tinh thúy sắc váy áo, tuy rằng sắc mặt vẫn là có chút vàng như nến, nhưng là rõ ràng tiểu cô nương đã biến thành một cái nhà bên tiểu muội. Hảo! Tiểu công tử lại đây rửa tay đi, nô tỳ cho các ngươi đánh hảo thủy. Ăn cơm thời điểm như ý không dám thượng cái bàn, tô diệu diệu ôn hòa nói, như ý, nếu là ở trong nhà, ngươi đương nhiên không thể cùng chúng ta này đó chủ nhân gia cùng nhau ăn cơm, nhưng là hiện tại là ở bên ngoài, không chú ý những cái đó. Ta mua ngươi chính là muốn cho ngươi, giúp đỡ chiếu cố ta nhi tử nhóm cùng làm trong nhà việc vặt, ở bên ngoài liền cùng nhau ăn cơm đi, ăn xong rồi hảo làm công. Tiểu như ý cảm kích quỳ xuống, cấp tô dịu dịu dập đầu lạy ba cái. Nhị bảo cùng tam bảo nhìn bọn họ mẫu thân, tô dịu dịu biết cái này niên đại chủ tớ, chính là phải có như vậy tôn ti chi phân mới đúng. Tôi dịu dịu nhìn hai cái nghi tử, bắt đầu giảng đạo lý phân tích cấp bọn nhỏ nói, như ý tỷ tỷ là mẫu thân mua tới chiếu cố nhà chúng ta, cho nên nàng là nhà chúng ta hạ nhân, là nô tỳ. Nhưng chúng ta muốn giống yêu quý trong nhà người, giống nhau yêu quý các nàng, bởi vì các nàng phải vì chúng ta làm việc, cũng thực vất vả. Ở chúng ta tự mình trong nhà, là không thể cùng hạ nhân cùng nhau ăn cơm, chủ tớ công ty là có quy củ. Nhưng hiện tại là ở bên ngoài, hết thể giảng lược chúng ta liền có thể cùng như ý tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm, biết không? Một đôi tiểu oa nhi cười hì hì gật gật đầu, bọn họ thật thông minh, mẫu thân vừa nói bọn họ liền đã hiểu. Cứ như vậy tiểu như ý thực mau liền dung nhập, tô dịu dịu mẫu tử trong sinh hoạt, nàng là cái cần lao tiểu cô nương, có lẽ là từ nhỏ ở trong nhà chịu tỏa ma làm sống nhiều, nàng làm chuyện gì đều thực nhanh nhẹn, cũng thực sạch sẽ. Màn đêm buông xuống thời điểm, tô dịu dịu cho tiểu như ý một cây năng lượng mặt trời điện côn, giáo hội nàng như thế nào sử dụng, làm nàng thực nghiệm vài cái, mới yên tâm mang theo hai cái nhi tử trở lại trong không gian. Nửa canh giờ lúc sau, tô diệu diệu kia chiếc khí phách máy xe, xuất hiện ở lều trại phụ cận. Nàng tìm được tiểu như ý, làm nàng hướng dưới chân núi đi một chút, thấy tiểu như ý sách theo điện côn liền hướng dưới chân núi đi rồi, tô diệu diệu ý niệm vừa động thu lều trại cùng sở hữu đồ vật. Âm âm âm. Âm âm âm. Một thân áo da kính trang tô diệu diệu, điều khiển khí phách máy xe, đuổi theo xuống núi tiểu như ý. Như ý, đi lên. Đối. Ngồi ở chỗ kia, ta dạy cho ngươi đem cái này khấu thượng. Tô Diệu Diệu cấp tiểu như ý khấu thượng đai an toàn, lại lấy ra một kiện áo choàng cấp tiểu như ý phản ăn mặc, liền điều khiển khí phách máy xe, chở vựng vựng hồ hồ tiểu như ý, bước lên hành trình. Lăng ở triền núi Hạ Mương bọn thượng trương thiết đầu hai vợ chồng, hiện tại đã dần dần khôi phục tri giác, nhưng là hai người bọn họ vẫn là không dám động hai người bọn họ nghe thấy được ầm 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 thanh âm, liền tưởng yêu quái lại đuổi tới. Hai vợ chồng trơ mắt thấy, một tia sáng chiếu một cái tiểu cô nương, như là nhà hắn trương nha đầu, mặt sau xuống dưới một cái đại hắc gia hỏa. Trang 525 Lại xuống dưới một cái đen bóng yêu quái, hắn sau lại chở trương nha đầu liền bay đi. Trương thiếp đầu hai vợ chồng hoảng sợ muôn dạng, lá gan muốn nứt ra. Lại nói cô dịu dịu điều khiển máy xe một đường chạy như điên, hướng bắc cương đi lộ, nàng đã đi qua một cái qua lại, cho nên tình hình giao thông nàng rất quen thuộc, trên cơ bản chính là ngựa quen đường cũ. Trải qua mấy ngày lộ trình về sau, bọn họ liền đến Thường Châu Thành. Hiện tại Tiểu Như Ý đã hoàn toàn, đã biết cô Diệu Diệu là cái có đại thần thông chủ nhân, nàng không phải yêu tinh, nàng là thần tiên A. Tiểu Như Ý ban ngày liền ở trong núi lều trại nghỉ ngơi, tự mình nấu cơm thu thập nhà ở, cũng không sợ sẽ gặp được giả thú. Cô Diệu Diệu bất thời giờ chỉ điểm nàng luyện một ít phòng thân thuật, còn có Tiểu Như Ý có thể thuần thục mà sử dụng năng lượng mặt trời điện côn, nàng còn dùng năng lượng mặt trời điện côn đánh chết quá một đầu tiểu lợn rừng đâu. Hơn nữa Tiểu Như Ý ban ngày nhìn năng lượng mặt trời pin nạp điện, Tô Diệu Diệu cũng thực yên tâm. Hôm nay Tô Diệu Diệu mang theo bọn nhỏ, điều chỉnh không gian tốc độ chảy bổ miên qua đi, liền mang theo bọn nhỏ ra tới. Tô Diệu Diệu, Như Ý, chúng ta thu thập một chút, đi Thường Châu trong thành dạo một dạo đi, đi nơi đó tìm một cái tiểu lầu, ăn chút ăn ngon mỗi ngày làm này đó bọn nhỏ đều ăn đủ rồi. Tiểu như ý ôm một bó củi lớn chạy về tới, đều là sửa sang lại hảo, bỏ vào lều trại một góc. Nàng là cái cần lao hài tử, ở nhàn hạ thời điểm luôn là sẽ đi nhặt một ít xài, sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề đôi ở lều trại, khi nào nấu cơm liền lấy ra tới sử. Tô Diệu Diệu lại là một thân đại béo nhi tử trang điểm, mang theo ba cái lớn nhỏ không đồng nhất hài tử, liền đi Thường Châu Thành. Nhưng lần này Thường Châu Thành rõ ràng cùng trước kia không giống nhau, hiện tại trên đường rõ ràng không có gì người, không khí đều có chút khẩn trương. Tô Diệu Diệu không rõ nguyên do, mang bọn nhỏ vào một nhà tử lầu, lên lầu hai muốn sáu cái đồ ăn, một bùn cơm cùng một cái canh. Nàng hỏi thăm tiểu nhị ca, tiểu nhị ca, này thường châu thành trước kia ta cũng đã tới, không phải như vậy bộ dáng, đây là ra chuyện gì sao? Cái kia tiểu nhị ca vẻ mặt sầu khổ nói, khách quan, ngươi có điều không biết, triều đình chỉ sợ muốn cùng thông minh giáo khai chiến. Chúng ta nơi này dân chúng, đều sợ hãi bị bắt lính, cho nên dân chúng cũng không dám ra cửa, có một ít trong nhà có nam đinh đều trốn đi. Tô Diệu Diệu Ai sao? Tự mình cái này vận khí A. Chương 569 như ý ngươi có thể hay không phóng hỏa. Tô Diệu Diệu mang theo tiểu như ý cùng một đôi béo nhi tử, ở tửu lầu ăn một bữa cơm, sau đó lại đóng gói muốn mấy chỉ thiêu gà, mấy cân tương thịt bò còn có một ít màng thầu cùng cơm. Đồ vật nhiều tiểu như ý đều mau sách bất động, Tô dịu dịu xem Tiểu Như Ý sách theo quá trầm, liền mang theo bọn nhỏ vào ngõ nhỏ. Tiểu Như Ý nắm hai đứa nhỏ ngồi ở ngõ nhỏ khẩu, nàng ý niệm vừa động, liền thu hai đại bao ăn thực tiến trong không gian. Tô dịu dịu thu đồ vật liền đi ra, một lại đây liền phát hiện không thích hợp nhi, ba cái hài tử đều ánh mắt đăm đăm nhìn đối diện. Nàng theo bọn nhỏ tầm mắt, chỉ thấy đối diện có một ít người xô xô đẩy đẩy, lôi kéo một ít tuổi trẻ nam nhân đi ở trên đường. Có một ít bà tử nữ nhân đuổi theo ra tới còn bị những cái đó tráng nam cất quán trên mặt đất khóc chết đi sống lại hỏng rồi quả nhiên là có người tới bắt tráng đinh bọn họ khẳng định không phải người của triều đình nhất định là thông minh giáo Nhị bảo tam bảo cùng mẫu thân tiến vào như ý ngươi ở bên ngoài thông khí có người lại đây ngươi liền hô to một đôi tiểu manh oa nhi có chút hơi sợ bọn họ nghe mẫu thân nói chạy tiếng nhỏ nhỏ tô dịu dịu nhìn hai cái nhi tử nói hiện tại có nguy hiểm hai người các ngươi quá nhỏ mẫu thân sợ bảo hộ không được hai người các ngươi, liền đem các ngươi bỏ vào bí cảnh. Nếu là đói bụng liền cùng nhau mở ra hộp đồ ăn tìm ăn, mệt nhọc liền rửa tay rửa mặt đi ngủ, biết không? Các ngươi muốn ngoan. Một đôi nhi tiểu manh qua hiểu chuyện điểm điểm đầu to, lúc này bọn họ cần thiết nghe mẫu thân nói. Tô Diệu Diệu ý niệm vừa động, liền thu hai cái nhi tử tiếng trong không gian, nàng lại chạy ra, tiểu như ý còn ở đầu hẻm khẩn trương ra bên ngoài nhìn xung quanh. Như ý, bên ngoài người đi rồi sao? Như ý khẩn trương nói, "Công tử, ngươi không cần đi ra ngoài, giống như đều là trảo một ít tuổi trẻ nam nhân, hiện tại ngươi là nam nhân, bọn họ chỉ sợ sẽ bắt ngươi." Tô Diệu Diệu gật gật đầu, nàng cùng Tiểu Như Ý liền tránh ở đầu hẻm, xem kia một đám người mênh mông cùng cuộn hướng ngoài thành đi rồi. "Đi, chúng ta cùng qua đi nhìn một cái." "Như ý." Tô Diệu Diệu mang theo tiểu cô nương, liền đi theo kia một đoàn nam nhân, không xa không gần đi tới, ra khỏi thành không xa liền thấy bọn họ hướng tới một cái thôn đi đến. Tô Diệu dịu thấy một khối giới bia, mặt trên viết ngô gia thôn. Tô Diệu Diệu trong lòng hiểu rõ, phỏng chừng này ngô gia thôn chính là thông minh giáo cứ điểm, cũng là bọn họ bắt lính trở về oa điểm. Tô Diệu Diệu trong lòng hiểu rõ, ba ngày ban mặt nàng hiện tại vẫn là cái nam nhân trang điểm, vạn nhất xảy ra sự, nàng nhưng thật ra có thể tự bảo vệ mình, tiểu như ý bị bắt lại nhưng làm sao bây giờ. Hảo, như ý chúng ta tìm một cái trong núi cắm trại đi trời tối, chúng ta lại đến. Như ý. Tô Diệu Diệu đều nghĩ kỹ rồi, bọn họ nếu bắt tráng đinh tàn tiếng ngô gia thôn, chính là không dám trắng trận táo bạo ban ngày đi, nhất định là phải đợi buổi tối chở đi tráng đinh. Hôm nay buổi tối nàng liền phải mang theo tiểu như ý, đi ngô gia thôn phóng mấy cái hỏa, sau đó đánh chết thông minh giáo mọi người. Sau đó mang theo như ý nghênh ngang mà đi. Dư lại sạp sẽ tự có nàng nam nhân vạn cửu hàng tới thu thập, nàng rõ ràng thông minh giáo một khi bắt đầu tác loạn, kinh thành bên kia vạn cửu hàng liền không thể đợi mấy năm nay tới vạn cửu hàng liền vẫn luôn ở trù tính suy nghĩ muốn tiêu diệt thông minh giáo hiện giờ thông minh giáo bị vạn cửu hàng chèn ép chịu đựng không nổi vạn cửu hàng nhất định sẽ thực mau chạy tới kỳ thật không riêng gì nhi tử tưởng hắn ai mặc kệ đi trước thiên sơn tiếp bọn nhỏ sau đó ở thiên sơn thượng đãi một đoạn thời gian rồi nói sau hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước nếu đã xảy ra chiến loạn nàng liền không thể mang theo một đám hài tử nơi nơi đi, như vậy đặc biệt nguy hiểm. Trang 526 Cô Diệu Diệu quá thông minh, xác thật nàng nam nhân đã ở trong nhà khởi hành, hướng Bắc Cương Phương hướng đánh tới. Hơn nữa lại có không dài thời gian, nàng liền sẽ gặp được nàng Văn Ca, ai? Chỉ có thể nói duyên phận A. Diệu Diệu mang theo tự mình tiểu như ý, tìm một chỗ yên lặng trong núi lấy ra lều trại, mang theo bọn nhỏ ở lều trại trước mặt chơi trong chốc lát chạng vạn như ý đem giữa trưa đóng gói trở về đồ ăn, nhiệt một chút, lại cấp ngao thịt dây canh, bọn họ cơm chiều thực phong phú, một nhà bốn người ăn thực vui vẻ. Sau khi ăn xong tô dịu dịu khiến cho tiểu như ý tự mình thu thập một chút, nàng liền mang theo bọn nhỏ tiến trong không gian. Tiến trong không gian tô dịu dịu làm mấy đứa con trai, ở trò chơi khu chơi xếp gỗ, chơi thang trượt, nàng tự mình liền đi vũ khí kho tìm trang bị. Vì phòng ngừa bọn nhỏ tiến vào bướng bỉnh bị thương bọn họ, đều là thượng khóa. Tô Diệu Diệu tìm được rồi một ít tiện tay vũ khí, một cái rương lựu đạn, còn tìm hai rất súng máy, này đó cũng đủ nàng dùng. Màn đêm buông xuống thời điểm, Tô Diệu Diệu hống ngủ mấy đứa con trai, liền một thân khí phách màu đen áo da kính trang ra không gian. Cũng cấp tiểu như ý mang ra một bộ màu đen vận động trang, thật sự là Tô Diệu Diệu trong không gian, không có như vậy tiểu hào áo da, áo da trên cơ bản đều là 100 cân hướng lên trên người xuyên, như ý căn bản đều xuyên không đứng dậy a. À như ý thay kia một thân vận động trang, nàng cảm thấy tự mình liền cùng chủ nhân giống nhau, nàng cao hứng thẳng xoay quanh nhi. Tô Diệu Diệu đem như ý mũ giáp cho nàng, như ý, ngươi có thể hay không phóng hỏa. Chương 570 ai sao? Lưỡng đạo giang là có ý tứ gì? Bên ngoài đã hoàn toàn đen, tô diệu diệu cùng tiểu như ý chờ xuất phát. Như ý, ngươi cầm cái này bình nhỏ, nó bên trong chính là dầu thắt. Này một bao là que diêm, mở ra lấy ra một cây hướng tới mặt bên, dùng sức vạch một chút liền trứ. Đến lúc đó ngươi phụ trách phóng hỏa, sau đó chờ ta song sống, lôi kéo ngươi cùng nhau lao tới. Như ý gật gật đầu, nàng nỗ lực học tập như thế nào hoa que diêm, cắt hai căn về sau nàng liền tự tin. Tô Diệu Diệu lôi kéo như ý hưng phấn liền lên đường, trực tiếp nhằm phía ngô gia thôn. Ngô gia trong thôn đích xác thật là thông minh giáo người, bọn họ là từ thông minh giáo một cái kêu tùng an tiểu đầu mục, dẫn dắt năm, 60 cái thông minh giáo tiểu lâu la, Hôm nay bắt đầu ở Thường Châu trong thành đột kích bắt lính. Hắn tiện tay hạ kế hoạch, muốn trảo đủ 100 người, liền hướng Thông Châu thành phân đà bên kia đưa. Ngô Gia thôn là cái thôn nhỏ, tổng cộng liền 30 tới hộ nhân gia, trong thôn thôn trưởng chính là Thông Minh giáo người. Hôm nay Thông Minh giáo người đem những cái đó tráng đinh, đều tập thể giam giữ ở thôn trưởng gia mặt sau đại viện tử, đều trói tay chân. Tô Diệu Diệu cưỡi khí phách máy xe, đi vào thôn phụ cận, nàng liền thu máy xe, cùng Như Ý ẩn vào trong thôn. Tô Diệu Diệu tiến thôn liền thấy có cái rất lớn sân, còn có người gác. Nàng xác định nơi đó chính là giam giữ Tráng Đinh địa phương. Diệu Diệu trong mắt chuyển động, làm như ý ở thôn lối vào phóng hỏa. Một lát sau, một đại đống củi nháy mắt đi lên. Bên này ánh lửa cùng nhau. Tô Diệu Diệu cầm đại loa liền kêu Thông Minh giáo người cho ta nghe. Chúng ta là quan binh tới giải cứu Tráng Đinh, Thông Minh giáo đều đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Thông trưởng gia trong viện Tùng An nghe thấy quan binh tới giải cứu Tráng Đinh hắn lập tức liền mang theo thông minh giáo mấy chục người, chập vũ khí liền hướng cửa thôn hướng. Tô Diệu Diệu thừa dịp hắc tránh ở một hộ nhà tường viện ngoại, thấy người đều hướng bên này vọt. Diệu tỷ sát người xấu trước nay đều là thủ hạ không lưu tình, thịt thịt thịt. Nàng bưng súng máy trực tiếp liền vọt vào cái kia đại viện tử, nàng không chút do dự liền thình thịt trong cửa tiểu lâu la. Tô Diệu Diệu giải khai mấy cái tráng tay chân, nàng hô to đều cởi bỏ dây thừng, về nhà đi thôi. Về sau phải học được phản kháng, có thông minh giáo người tới, đánh không lại liền trốn đi. Tráng đinh nhóm bị một cái yêu quái cứu, đều quỳ trên mặt đất cho nàng dập đầu, tô dịu dịu khóe miệng trừ trừ. Nàng cũng không chậm trễ, chạy ra đại viện tử, đi vào không người chỗ liền cưỡi lên máy xe, tìm được tiểu như ý kéo lên nàng liền ra bên ngoài hướng. Tô diệu dịu biết, hiện tại phương Bắc đã hoàn toàn rối loạn, nàng phải nhanh một chút chạy tới thông châu thành tiểu dược thôn dược vương sơn, lại đi thiên sơn. Nàng cũng không dám lại tiến huyện thành phủ thành đi bộ, chỉ có thể là ngày ngủ đêm ra, ban ngày liền đi trong núi tìm địa phương cấp tiểu như ý cắm trại. Ban đêm lôi kéo như ý tiếp tục lên đường, nhưng là tô diệu diệu gần nhất có chút mệt nhọc, đi đi dừng dừng, trải qua hơn một tháng, mới đến thông châu ngoài thành trong núi. Càng đi bên này đi càng là cảm giác được không khí khẩn trương, cơ hồ là mọi nhà đều đóng cửa bế hộ, căn bản không có dân chúng ở trên đường hành tẩu. Tô Diệu Diệu ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, không biết tự mình hai cái bảo bối, ở thiên sơn thượng sẽ là bộ dáng gì. Tô Diệu Diệu hôm nay mang theo mấy đứa con trai ở trong núi đi bộ một hồi, hai cái tiểu nhi tử ngao ngao vui vẻ, tựa như hai chỉ tiểu lão hổ giống nhau. Đột nhiên lao tới một con trai trai mai hoa lộc, hai cái tiểu gia hỏa sợ tới mức ngao ngao thẳng kêu. Tô Diệu Diệu cái kia phản ứng quả thực chính là tuyệt, duỗi tay đào thương trực tiếp bắn chết kia chỉ trai trai lộc. Như ý cùng hai đứa nhỏ nháy mắt kinh hách qua đi, là thật lớn kinh hỉ. Bọn nhỏ vui vẻ không thôi, bọn họ tiến lên kéo túng kia chỉ trai trai lộc, lộc tuy rằng không lớn, nhưng cũng có một trăm nhiều cân, ba cái hài tử kéo phi thường cố hết sức. Cô Diệu Diệu cũng thật vui vẻ, thu súng lục qua đi phụ một chút, bốn người kéo kia chỉ choai choai lộc, liền trở về lều trại trước mặt. Cô Diệu Diệu cùng bọn nhỏ cùng nhau, cố nén ghê tẩm đem kia chỉ lộc treo ở một cây trên đại thụ lục gia, hủy đi xương cốt cùng thịt. Nửa buổi chiều các nàng giá nổi lên nồi to, bắt đầu hồ lộc thịt, bọn nhỏ tự mình tham dự liền phá lệ tham ăn. Bá đạo mùi thịt phiêu đi ra ngoài rất xa, như ý cùng bọn nhỏ tựa như ăn Tết giống nhau, vui sướng nơi nơi đi nhặt củi. Nhị bảo cùng tam bảo, hiện tại càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng sẽ xem mặt đoán ý, chỉ cần mẫu thân cho mày đầu, bọn họ liền lập tức bắt đầu chiếu cố hống mẫu thân vui vẻ. Tô Diệu Diệu bị hai cái nhi tử hống phi thường vui vẻ, lộc thịt hảo, Tô Diệu Diệu liền cấp mấy đứa con trai vớt thịt xương đầu ra tới ăn trước. Trang 527 Tiểu như ý đem cái bàn thu thập hảo, cơm cũng lấy ra tới, Tô Diệu Diệu còn lòng tỏi tương, chuẩn bị dùng để chấm lọc thịt ăn. Tô Diệu Diệu ăn một lát lọc thịt, đột nhiên liền cảm thấy có điểm ghê tởm, nàng cũng không dám ăn lọc thịt, chỉ ăn một ít xào cải trắng. Cơm nước xong, Tiểu Như Ý liền đem dư lại thịt, đều phân cách hảo, đặt ở lều trại chuẩn bị làm Tô Diệu Diệu thu hồi tới. Tô Diệu Diệu nhìn những cái đó thịt tươi khi, đột nhiên ghê tởm cảm giác lại nổi lên, lần này nàng khống chế không được, lao ra lều trại ngoại nôn mửa lên, đem cơm chiều đều cấp nhổ ra. Như ý cùng hai đứa nhỏ đều sợ hãi, bọn họ đều xông tới, lại là cho nàng đổ nước, lại là cho nàng vỗ bối, tô dịu dịu thật vui mừng, nàng vô lực nói không có việc gì. Hôm nay buổi tối bởi vì nàng phun ra, còn có chút choáng váng đầu, cũng không dám mang bệnh lái xe xuất phát. Tô dịu dịu an bài tiểu như ý, ở lều trại bốn phía đều điểm thượng củi lửa đôi, làm nàng ở lều trại ngủ, dùng năng lượng mặt trời điện côn phòng thân. Tô dịu dịu chịu đựng ghê tởm, đem những cái đó lọc thịt cùng lọc xương cốt, đều thu vào không gian giá để hàng. Bởi vì nhiều như vậy thịt, bọn nhỏ còn có thể ăn rất nhiều rất nhiều lần, cho nên nàng không bỏ được ném xuống, chịu đựng ghê tởm cũng cấp thu hồi tới. Vào trong không gian, Tô Diệu Diệu cảm thấy cả người không có kính, liền đi tìm Cố Nguyên đang ăn xong đi, ăn đang dược về sau, rõ ràng Tô Diệu Diệu cảm thấy tự mình ghê tởm bị áp xuống đi. Một đôi tiểu manh hoa nhi, hôm nay thấy mẫu thân sinh bệnh, đều đặc biệt ngoan ngoãn, tự mình đi rửa mặt thay quần áo bò đến trên giường, muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ Tô dịu dịu cùng mấy đứa con trai nằm ở trên giường cảm thấy tự mình nhân sinh thực viên mãn mấy đứa con trai thực hiểu chuyện trải qua ra tới hơn một tháng rõ ràng mấy đứa con trai tâm trí thành thục rất nhiều rất nhiều nghe thấy hai cái nghi tử giống tiểu trư giống nhau đánh lên hạnh phúc tiểu khò khè tô dịu dịu khóe môi hơi cong liền tưởng niệm nổi lên tự mình nam nhân vạn cửu hàng đột nhiên tô dịu dịu nhớ tới một sự kiện nàng càng nghĩ càng kinh hãi liền chậm rãi xuống giường đi bách hóa khu tìm được rồi không biết quá không quá thời hạn nghiệm dựng giấy. Tô Diệu Diệu hoài lo sợ bất an tâm tình đi phòng vệ sinh, thời gian đại khái qua vài phút. Ai sao? Lưỡng đạo giang là có ý tứ gì? Chương 571 phu nhân ngươi có hỷ. Tô Diệu Diệu nhìn kỹ giấy thử thuyết minh nhìn ba lần, lưỡng đạo giang là thuyết minh mang thai. Không đúng. Nàng hiện tại lại hoài nghi cái này giấy thử, có phải hay không quá thời hạn? Không được tự mình đến nghĩ biện pháp đi bên trong thành tìm cái lan trung nhìn một cái, này cũng không phải là chuyện nhỏ, đây là muốn ra mạng người. Tô Diệu Diệu chạy nhanh đi dược phẩm khu, tìm được rồi càng không đang cũng mặc kệ những cái đó, liền ăn một viên, nếu thật sự có hài tử, liền nhất định phải giữ được tự mình hài tử. Trong không gian càng không đang không nhiều lắm, cũng liền thừa một trăm nhiều viên, đến cẩn thận chút dùng. Tô Diệu Diệu trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều sự, tự mình lỗ mãn hấp tấp mang theo bọn nhỏ ra tới, xác thật là có một ít lỗ mãn. Nàng nếu thật sự lại mang thai, còn mang theo bọn nhỏ ở bên ngoài, không chiếm được tốt chiếu cố, cũng chỉ có thể tránh ở trong không gian, chờ vạn cửu hàng tới Bắc Cương, nàng đột nhiên liền ủy khuất khóc lên. Ngủ đến mơ mơ màng màng tiểu huynh đệ hai, mở to mắt liền thấy mẫu thân ngồi ở đầu giường khóc thúc thích, hai anh em nháy mắt liền đau lòng. Nhị bảo tam bảo thịt mung mút tiểu thân thể, đều bò dậy tiến đến mẫu thân bên người, hống mẫu thân muốn ôm mẫu thân ngủ. Tô Diệu Diệu bị mấy đứa con trai lau khô nước mắt, đã bị hai cái nhi tử kéo lên giường, thực mau ủy khuất ba ba Tô Diệu Diệu, liền vì hai cái nhi tử hống ngủ. Nhị Bảo cùng Tam Bảo tuy rằng tiểu, nhưng là bọn họ lại phi thường hiểu chuyện, biết mẫu thân nhất định là sinh bệnh tưởng cha, hai người bọn họ chính là nam nhân, cần thiết muốn chiếu cố tự mình mẫu thân. Ngày hôm sau, Tô Diệu Diệu sớm liền dậy, ở trong không gian cấp bọn nhỏ chuẩn bị bữa sáng, cũng đủ bọn nhỏ một ngày ăn dùng đồ vật, đều chuẩn bị tốt lại điều chỉnh không gian tốc độ chảy. Cô dịu dịu lần này đem tự mình họa xấu một ít, trên mặt vẽ rất nhiều tàn nhang, còn đem tự mình tóc đều lộn cái khăn vải tử bao thường, mặc một cái bình thường nhất nam trang. nàng trang điểm thành một cái làm ai đều có thể xem ra tới là cái gia cảnh nghèo khó, chỉ có thể ăn mặc tướng công quần áo ra cửa trung niên phụ nhân. Cô dịu dịu ra không gian, cấp tiểu như ý hoảng sợ. Như ý, ngươi nghe lời liền tại đây trong núi nhìn ra, ta muốn đi trong thành một chuyến phỏng chừng thực mau liền sẽ trở về, ngươi yên tâm đi, nơi này khoảng cách trong thành lại không xa, đói bụng ngươi liền nấu cơm ăn, bọn nhỏ không cần ngươi quản, ta trở về liền sẽ đem bọn họ cũng mang về tới. Như ý có chút khẩn trương nói, phu nhân, ngươi hôm qua mới sinh bệnh, làm như ý bồi ngài đi thôi. Cô dịu dịu nghĩ nghĩ cũng hảo, nếu hôm nay tự mình lại ra cửa, cả người vô lực làm sao bây giờ? Mang theo tiểu như ý ra cửa cũng hảo, trở về thời điểm còn có thể ở trong thành nhiều ít mua vài thứ, làm nàng giúp đỡ tham mưu một chút. Tô Diệu Diệu liền đồng ý tiểu như ý ý kiến, nàng thu lều trại, liền mang theo tiểu như ý cùng nhau xuống núi. Tô Diệu Diệu ngày hôm qua ăn càng không đan, hôm nay trên người rõ ràng không có như vậy mệt nhọc. Tô Diệu Diệu cùng tiểu như ý rõ ràng chính là giả thành mẹ con, nàng hai đi vào thông châu trong thành, hiện tại nơi này cũng là tương đối loạn, trên đường cái người đều dáng vẻ vội vàng. Bởi vì là hai cái nhược nữ tử, đi tìm một nhà y quán, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý một cái trung niên lang trung, còn có phỏng chừng là hắn hai cái nhi tử, đang ở nơi đó mặt cũ mày ê, nhưng là vừa nhìn thấy tô diệu diệu hai người tiến vào, hai cái tiểu nhị bộ dáng tiểu tử, vẫn là nhiệt tình chào hỏi lại đây. Đại thẩm, tiểu muội muội là có tật muốn xem sao? Tô diệu diệu gật gật đầu nói cân, muốn cho lang trung cấp khám cái mạch. Cái kia trung niên lang trung, ngồi ở cái bàn bên kia lấy ra tới mạch khám nói, phu nhân mời đi theo ngồi. Phu nhân, ngươi hiện tại có cái gì bệnh trạng? Tiểu như ý đỡ tô diệu diệu ngồi ở cái bàn đối diện, tô diệu diệu nói tân. Gần nhất mấy ngày cả người vô lực, có khi còn choáng váng đầu ghê tởm. Trung niên lang trung nhìn nhìn tô diệu diệu khí sắc, duỗi tay thăm qua đi cấp tô diệu diệu đỡ mạch. Trang 528 T Chúc mừng phu nhân Ngươi có hỉ, đã hơn một tháng, trước mắt xem ngươi thai giống vững vàng, xuất hiện này đó bệnh trạng đều là thuộc về lúc đầu có thai phản ứng. Tô diệu diệu nhắm mắt, quả nhiên là như thế này, ha hả. Tự mình lại phải có hài tử. Lan Trung, ngươi xem ta yêu cầu dùng thuốc dưỡng thai sao? Phu nhân vừa mới đến dựng, cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi, không thể quá mức làm lụng vất vả, chú ý dinh dưỡng có thể. Cô dịu dịu gật gật đầu, cảm kích móc ra năm lượng bạc, có chút vui sướng nói cảm ơn Lan Trung, đây là cho ngài khám phí. Trung niên nam nhân. Hai cái tiểu nhị. Tiểu như ý rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng kích động nói, phu nhân ngươi có hỷ thật tốt quá. Hôm nay bắt đầu nô tỳ liền mỗi ngày cho ngài làm tốt ăn, treo hình dáng cho ngài làm ha. Tô Diệu Diệu tuy rằng là có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là kích động hưng phấn lại nhảy nhót, khi cách mấy năm lại lần nữa mang thai, nàng trong lòng không tránh được, lại có chút tình thương của mẹ Tràng lan. Chương 572 Thác Bạc Văn cho rằng chính mình hoa mắt. Tô Diệu Diệu chủ tớ hai người, ở Lan Trung cùng hai cái nhi tử kinh ngạc ánh mắt hạ ra y quán. Trung niên lang trung cùng hai cái nhi tử chưa từng có gặp qua như vậy người bệnh, tuy rằng là bình thường bá tánh, khám bệnh ra cái hỉ mạch cấp năm lượng khám phí. Tô Diệu Diệu mang theo tiểu như ý liền đi phố xá thượng, tuy rằng hiện tại phố xá thượng tương đối loạn, nhưng là cũng có mở cửa làm buôn bán. Tô Diệu Diệu lo lắng vạn cửa hàng một chút tới không được, tự mình còn phải ở bên này mang theo bọn nhỏ sinh hoạt. Nàng mang theo tiểu như ý ở thông châu trong thành, đột kích mua sắm rất nhiều vật tư. Tô Diệu Diệu không ngốc, nàng cái này trạng huống căn bản không có khả năng đi thiên sơn, nơi đó núi cao rừng rậm có lẽ còn có nguy hiểm, tự mình lần này không nhất định có tiện nghi tàu lượng siêu tốc, mang theo nàng bay, lại nói chính là từng có sơn xe mang theo nàng phi, nàng cũng không dám ngồi a. À. Nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ trượng phu vạn cửu hàng tới, cùng hắn hội hợp, sau đó làm vạn cửu hàng đi tiếp hài tử, nàng ở chân núi hạ đẳng thì tốt rồi. Ha ha! Tự mình nam nhân lần này chọc đại sự, đều làm ra mạng người đâu. Tự mình càng không thể dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn, hừ. Bảy hài tử đều là nàng, nàng quá có thành tựu cảm. Mua xong rồi ăn đồ vật, Tô Diệu Diệu liền mang theo Tiểu Như Ý đi tiệm vải tử, lại hung hăng mua sắm một ít vải dệt, cùng thai phụ có thể sử dụng được với quần áo. Hiện tại nơi này đã dần dần chuyển lạnh, lại cho bọn nhỏ cùng Như Ý đều mua một ít quần áo. Có cái vạn năng trữ vật không gian, thật là thật tốt quá. Tô Diệu Diệu đem mua được đồ vật đều làm chủ quán đưa ở một cái ngõ nhỏ, làm tiểu như ý nắm lấy phong, sau đó nàng đem đồ vật đều thu vào trong không gian. Tự mình trong nhà kia một đôi tiểu nhi tử, ở trong không gian liền không ngừng hủy đi bờ lai bốt, hai người bọn họ thật đúng là vội hỏng rồi. Cô Diệu Diệu không biết mấy đứa con trai, ở trong không gian đầu đảo động nàng mua kia một đống lớn đồ vật, nàng mang theo tiểu như ý chạy nhanh liền ra thông châu thành. Cô Diệu Diệu mang theo như ý, trở về thông châu ngoài thành năm dặm trên sườn núi, Nàng cảm thấy nếu muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, liền phải tìm một cái ẩn nấp chút sơn cốc, không thể làm người dễ dàng tìm được bọn họ. Nàng muốn tìm một cái ẩn nấp sơn cốc, về sau liền phải cùng mấy đứa con trai ban ngày đều ở bên ngoài. Nàng hiện tại mang thai, là yêu cầu phơi nắng, vạn vật sinh trưởng giữa thái dương, tự mình không thể ở trong không gian dựng dục tự mình bảo bảo, phải thường xuyên ra tới phơi nắng, hô hấp mới mẻ không khí, cảm thụ thiên nhiên. Lại còn có có một đôi tiểu nhi tử tiểu nhi tử nhóm có thể ở trong núi chơi đùa, bọn họ như vậy nghịch ngợm ham chơi nhi, ở trong không gian là đãi không được, ở bên ngoài thoang thoát ngược xuôi, giống một đôi nhi tiểu lão hổ giống nhau nhiều đáng yêu. Tô Diệu Diệu cùng tiểu như ý vẫn luôn hướng trong núi đi, vẫn luôn đi tới một chỗ núi sâu sơn cốc chỗ, nơi đó còn có một cái sông nhỏ, hoàn cảnh tốt cực kỳ, quả thực chính là thiên nhiên nghỉ phép thánh địa A. Tiểu như ý quá thích nơi này, Tô Diệu Diệu đem các nàng lều trại, liền đặt ở trên sườn núi mặt có thể quan sát cái kia sông nhỏ, cùng toàn bộ sơn cốc. Tô Diệu Diệu liền ngồi ở lều trại biên trên ghế nhỏ phơi nắng, một đôi tiểu nhi tử bị nàng thả ra, ở bên ngoài thoăn thoát ngược xuôi, đi theo bọn họ như ý tỉ tỉ, ở trên sườn núi tới tới lui lui ôm củi, lại đi trong sông giặt quần áo. Nhìn này năm tháng tỉnh hảo núi rừng, Tô Diệu Diệu vuốt tự mình bụng, liền cảm thấy nếu tự mình ẩn cư ở núi sâu, dưỡng dục bọn nhỏ, cũng là có khác một phen ý cảnh. Tiểu như ý hôm nay bận việc hỏng rồi, nàng ở trong sơn cốc bận bận rộn rộn, bọn nhỏ cũng đi theo vội chăng, hoàng hôn thời gian, tiểu như ý bắt đầu thu xếp làm bữa tối. Hôm nay ở trong rừng nhị bảo tam bảo kết phường đánh một con gà rừng, hai người bọn họ kiêu ngạo tựa như gà trống giống nhau đâu. Tiểu như ý ngao canh gà, sợ tô dịu dịu buồn nôn liền thả nhân sâm, còn có sơn tra cùng cẩu kỹ tử, nàng tưởng cấp tự mình gia phu nhân bổ bổ, nàng hoài hài tử hôm nay còn đuổi nửa ngày lộ đâu. Nhị bảo cùng tam bảo gặm gà rừng thịt miệng, bóng loáng đáng yêu cực kỳ. Chạy một buổi trưa, bọn nhỏ thật là mệt muốn chết rồi, hai anh em còn học được đi săn, bọn họ ăn cơm bộ dáng quá đáng yêu. Như ý là cái hiểu chuyện hài tử, đem hảo thịt đều chọn cho nhị bảo tam bảo ăn. Cô Diệu Diệu cảm thấy như ý là một cái hảo hài tử, nàng gấp một cái đùi gà, cho như ý, tiểu cô nương tức khắc liền có chút ngượng ngùng cười. Thật đúng là đừng nói, như ý đi theo các nàng đãi hơn một tháng, rõ ràng liền da bạch mạo mỹ rất nhiều, ít nhất khuôn mặt nhỏ thượng trường thịt, sắc mặt cũng không hề như vậy vàng như nến. Nhị bảo, như ý tỷ tỷ, ngươi ăn đùi gà, bảo không yêu ăn đùi gà, thích ăn cánh gà cùng cổ gà. Tam bảo đem dư lại một cái đùi gà, kẹp vào mẫu thân trong chén nói, mẫu thân ăn đùi gà. Ta cũng thích ăn cánh gà cùng chân gà. Tô Diệu Diệu cảm thấy bọn nhỏ ra cung về sau, liền gần hơn một tháng thời gian, bọn họ liền phản phất dài quá 3 tuổi 5 tuổi cảm giác, hiểu chuyện rất nhiều, không hề làm một ít nguy hiểm mà không đáng tin cậy sự tình, học xong suy xét người khác cảm thụ. Chạng Vạn, một đội nam nhân đại khái hai mươi mấy người đi, cầm đầu chính là một cái oai hùng bất phàm cao lớn nam nhân, hắn không phải người khác hắn chính là Thác Bạc Văn. Trang 529 Thác Bạc Văn nhận được nghĩa đệ vạn cửu hàng tinh, liền lập tức mang theo tam vạn Bắc mang thiết kỵ xuất phát, quân đội đã tới rồi bắt cương thành. Hắn nóng vội muốn đi thiên sơn xem tự mình một đôi tiểu chất nhi, nhưng là thông minh giáo ở Đồ Lan Thành phụ cận đều có thế lực, còn thiết có quan hệ tạp. Cho nên bọn họ không thể từ Đồ Lan Thành phương hướng đi, liền từ một khắc mặt trong núi vòng qua Đồ Lan Thành, vừa lúc đi tới nơi này. Bọn họ là xuyên sơn mà đến, theo này con sông đi tới sơn cốc này. Thác Bạc Vũ đi ở phía trước, bỗng nhiên liền thấy ở trên sườn núi mặt, có một cái lều lớn, còn có ánh sáng cùng nữ nhân hài tử nói chuyện thanh âm. Hắn lau lau đôi mắt xác nhận là thấy một cái lều lớn, liền chạy về tới kêu Vương Huynh. Vương Huynh bên kia có cái màu xanh lục lều lớn. Vương Huynh, ngươi nói có thể hay không là yêu tinh động phủ? Thác Bạc Văn dương mắt liền thấy, trên sườn núi có một cái quen mắt đồ vật, hắn cẩn thận xem qua đi, Thác Bạc Văn cho rằng tự mình hoa mắt. Cái kia quân lục sắc lều lớn, giống như là hắn trong mộng đã từng sinh hoạt quá lều lớn. Chương 573 đại tráng ngươi làm sao vậy? Thác Bạc Văn đôi mắt thẳng lăng lăng, hướng về phía cái kia lều lớn liền đi qua đi, phía sau mọi người đều ngốc thiết ưng thiết lê nhìn cái kia lều lớn, cũng có chút khiếp đến hoảng. Tô Diệu Diệu cùng mấy đứa con trai cùng nhau ăn cơm, bọn nhỏ cho nàng gấp một cái đùi gà, nàng cũng xác thật là muốn ăn mấy khẩu. Tô Diệu Diệu vừa mới ăn hai khẩu đùi gà, một cổ ghê tẩm liền xông lên, nàng khống chế không được, liền chạy ra khỏi lều trại ngoại, chạy đến một cây cây nhỏ trước mặt nôn mửa lên. Tam Bảo đi theo chạy ra, mẫu thân. Mẫu thân. Nhị Bảo chạy tới ôm lấy mẫu thân cánh tay, mẫu thân ngươi làm sao vậy? như ý tỷ tỷ mau lấy thủy tới a à. thác bạc văn thấy lao tới nữ nhân kia liền cảm thấy quen mắt hắn trong đầu trong chớp nhoáng nhớ tới tự mình đại tráng đệ đệ thác bạc văn không màng tất cả sải bước liền tiến lên hắn tim đập như nổi trống giống nhau cô dịu dịu sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn người tới nàng không tự giác nói kim bảo không văn ca thác bạc văn trong mắt tràn đầy kinh hỉ quan tâm nói đại tráng ngươi làm sao vậy như ý từ lều trại bưng thủy liền xông tới kêu phu nhân phu nhân thủy tới ngài xúc xúc miệng đi ai sao ngươi là ai a à? nhị bảo tam bảo cũng ngốc bọn họ thấy tự mình kim bảo ca ca không phải người này so kim bảo ca ca cao lớn rất nhiều đâu cô diệu diệu sắc mặt tái nhật, tiếp nhận tiểu như ý đưa qua ly nước uống một ngụm thủy nàng cười đem ly nước cho như ý đỡ có chút vượng đầu khóc cười nói ai sao chính là mang cái thai, như thế nào còn chỉnh ra ảo giác tới. Ta này đều thấy văn ca đâu, ha hả. Thác bạc văn phát giác tới không thích hợp, đại tráng sắc mặt trắng bệt trắng bệt, rõ ràng là sinh bệnh. Không đúng. Đại tráng nói cái gì? Nàng mang thai, xuất hiện ảo giác mới thấy tự mình, nhưng tự mình nhưng không xuất hiện ảo giác A. Thác bạc văn chạy nhanh qua đi đem tô dịu dịu nâng dậy tới, chặn ngang bế lên tới nói, đại tráng, đại tráng. Ngươi không xuất hiện ảo giác là văn ca là văn ca tới, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tô Diệu Diệu bị thác bạc văn nâng dậy tới, lại chặn ngang bế lên tới, nàng đầu óc liền cảm thấy lừa dối lập tức, liền ngất đi rồi. Nhị bảo tam bảo tạc mau. Cái này so kim bảo ca ca lớn hơn nhiều nam nhân, cư nhiên đem tự mình mẫu thân bế lên tới. Hai cái tiểu gia hỏa đều móc ra điện giật súng lục, che ở thác bạc văn phía trước kêu buông ta mẫu thân. Bằng không chúng ta liền không khách khí. Tiểu như ý vừa thấy không tốt, bưng ly nước liền hướng hồi lều trại, chỉ thấy tiểu cô nương sách theo căn năng lượng mặt trời điện côn, liền lao tới lớn tiếng kêu, buông nhà ta phu nhân. Ngươi cái đăng đồ tử, ta đánh chết ngươi. Thác bạc vũ cùng thiết ưng thiết lê chờ thủ hạ đều xông tới, bọn họ cũng có chút ngốc, tự mình gia đại vương, đây là chúng ta sao? Là bị yêu tinh câu hồn đi. Hướng về phía nhân gia yêu tinh động phủ đi không quan trọng, còn đem nhân gia tiểu yêu tinh ôm vào trong ngực, hiện tại những cái đó tiểu yêu tinh nhảy con tạc mau còn. Thác Bạc Văn một cúi đầu liền thấy nhị bảo cùng tam bảo, hắn lúc ấy liền phản ứng lại đây, hai cái tiểu gia hỏa lớn lên cùng đại bảo giống nhau bộ dạng, đây là đại tráng hai cái tiểu nhi tử đi. Thác Bạc Văn từ ái nói, nhị bảo tam bảo đi. Ta là văn cửu cửu Thác Bạc Văn. Các ngươi kim bảo bạc bảo ca ca phụ vương. Một đôi nải hung nải hung tiểu nải oa nhi, nhìn cái kia cùng kim bảo ca ca lớn lên giống nhau văn cửu cửu, đều có chút ngốc. Bọn họ là biết văn cửu cửu, bởi vì văn cửu cửu còn cho bọn hắn mang đến qua lễ vật đâu. Liền ở đại gia hỏa ngay người công phu, thác bạc vũ liền xông tới nói, vương huynh, ngươi ôm nhân gia tiểu yêu tinh làm gì? Ai sao? Tiểu như ý tạc mau, vung lên điện côn chính là lập tức. Nàng hung ba ba rống, lăng. Ngươi mới là tiểu yêu tinh. Còn có ngươi chạy nhanh buông nhà ta phu nhân. Thác bạc vũ không nghĩ tới, một cái chỉ có tự mình ngực cao tiểu nha đầu nhảy con, cư nhiên một cây gậy đánh hắn cả người tê dại, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thác Bạc Văn vừa thấy liền biết, cái kia tiểu cô nương dùng chính là đại tráng thần binh, hắn hô to một tiếng, dừng tay. Đây là hiểu lầm. Đại tráng là ta đệ muội, ta là Bắc mang quốc đại vương Thác Bạc Văn. Nhị bảo tam bảo, các ngươi không quen biết Văn cửu cửu sao. Nhị bảo là ca ca, hắn thò lại gần cẩn thận nhìn xem Thác Bạc Văn nói cân tam bảo, hắn xác thật hẳn là kim bảo ca ca cùng bạc bảo ca ca cha. Bởi vì hắn lớn lên cùng kim bảo ca, ca giống nhau hắn chính là chúng ta văn cửu cửu. Như ý tỷ tỷ, hắn là kim bảo ca ca cha, không phải người xấu, ngươi đừng đánh. Tiểu như ý sách theo cây gậy đứng ở nơi đó, nãy hôn nãy hôn nói, các ngươi chẳng lẽ là bị bọn họ cấp lừa. Xác thật là các ngươi nhận thức sao? Tam bảo cũng cẩn thận quan sát thác bạc văn tỷ tỷ là. Hắn chính là chúng ta văn cửu cửu, văn cửu cửu lớn lên cùng kim bảo ca ca giống nhau. Trang 530 Tiểu như ý rốt cuộc vẫn là non nớt, nàng lập tức liền đóng năng lượng mặt trời điện côn chốt mở, tiến lên nhìn thác bạc văn trong lòng ngực tô diệu diệu kinh hô ai nha. Nhà ta phu nhân té xỉu, cái kia ai ngươi mang theo nhà ta phu nhân, đi lều trại đi. Nói xong tiểu như ý liền đi đầu ở phía trước chạy, chạy về lều trại bắt đầu đem nàng kia bộ hành lý cấp phô hảo. Thác bạc văn cũng phát giác tới, tô diệu diệu hẳn là ngất đi rồi, hắn lòng nóng như lửa đốt ôm tô diệu dịu, sải bước liền hướng lều trại đi. Tiểu nhị bảo cùng tiểu tam bảo liền manh man đát, đi theo mặt sau chạy như điên. Thiết ưng thiết lê đem thác bạc vũ túng lên, thác bạc vũ vẫn là yêu cầu người đỡ mới có thể đứng vững, trong miệng hắn căm giận nói, xong rồi xong rồi. Ta bị tiểu yêu tinh đánh, vẫn là báo không được thù cái loại này. Chương 574 thật tốt. Đại tráng ta lại phải làm cửu cửu. Thác bạc văn khẩn trương đem tô diệu diệu ôm vào danh trướng, đặt ở phô tốt trên đệm, cho nàng cái hảo chăng. Tiểu nhị bảo cùng tam bảo xông tới, Thác bạc văn từ ái vuốt tiểu tam bảo đầu nói, nói cho văn cửu cửu, ngươi là mấy bảo. Tiểu tam bảo tò mò nhìn hắn văn cửu cửu nói, văn cửu cửu, ta là tam bảo. Tiểu nhị bảo thò qua tới nói, văn cửu cửu, ta là nhị bảo. Ta so đệ đệ cao một chút, ta trên trán có một viên chí. Ta mẫu thân làm sao vậy? Tiểu như ý bận trước bận sau, cũng thò qua tới nói, nhà ta phu nhân có hỷ, hôm nay đi nhìn Lan Trung, Lan Trung nói nhà ta phu nhân có hỷ hơn một tháng có có thai phản ứng là bình thường, hắn nói làm nhà ta phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý dinh dưỡng. Chính là nhà ta phu nhân hôm nay đuổi nửa ngày lộ, cùng ta cùng nhau đi vào sơn cốc này, phỏng chừng phu nhân là mệt nhọc quá độ, ta cho nàng ngao canh sâm, trong chốc lát ta đoan lại đây đút cho nàng uống. Thác Bạc Văn Thác Bạc Văn khiếp sợ qua đi, lại cảm giác được không thích hợp, vì cái gì đại tráng tự mình mang theo ba cái hài tử ở chỗ này. Nghĩa đệ vạn cửu hàng đi đâu vậy? Nhị bảo, nói cho văn cửu cửu ngươi cha vạn cửu hàng đi đâu vậy là đi thiên sơn tìm các ca ca tỷ tỷ sao nhị bảo tam bảo đồng thời cúi đầu nhị bảo lại ngẩng đầu nói văn cửu cửu thực xin lỗi là ta cùng tam bảo bướng bỉnh ở trong cung ném bùn đem tằng tổ phụ đánh còn ném trứ cha cha sinh khí liền đánh bảo nhóm thí thí mẫu thân chạy tới cha còn đánh mẫu thân phía sau lưng đem mẫu thân đánh hộc máu tiểu tam bảo mẫu thân liền mang theo ta cùng nhị bảo ca ca ra tới, mẫu thân nói muốn mang chúng ta đi thiên sơn, tìm ca ca tỷ tỷ cùng sư tổ. Thác Bạc Văn Thác Bạc Văn nghe minh bạch, chính là tự mình nghĩa đệ đánh nghịch ngợm hài tử, đại tráng vì. Che chở hài tử, nghĩa đệ đem đại tráng cũng cấp đánh. Đại tráng đây là khó thở mắt, liền mang theo mấy đứa con trai rời nhà đi ra ngoài. Không đúng rồi. Đại tráng chỉ mang theo tự mình hai cái tiểu nhi tử trốn đi, không đem các con của hắn mang lại đây, phỏng chừng là hai cái nhi tử có việc học đi. Không thể không nói, Thác Bạc Văn vẫn là rất thông minh, một chút liền nghĩ tới căn nguyên. Ân, cái kia tiểu cô nương ngươi đi đem canh đoan lại đây, ta cấp đại tráng uy điểm canh sâm. Thác Bạc Văn ở doanh trướng chiếu cố hắn đại tráng đệ đệ, bên ngoài kia hai mươi tới cá nhân đều ngốc vòng, bọn họ đều ở lều lớn bên ngoài ngồi xổm, nghe hương khí bốn phía canh gà mùi vị thẳng liếu lưỡi. Tiểu như ý là cái tâm địa thiện lương cô nương, nàng ra tới thịnh nhân sâm canh gà, đưa cho thác bạc văn sau liền ra tới soát nồi. Nhiều như vậy nhà nàng phu nhân thân thích tới, phỏng chừng đều đến ăn cơm đi. Ai u, liền thừa nửa túi mễ, phu nhân cũng không lấy ra tới quá nhiều mễ, này đó nam nhân một đốn khả năng phải cấp tạo hết đi. Tiểu như ý có chút cố hết sức, đem kia nửa túi mễ cấp kéo ra tới, thác bạc vũ này trận công phu hoãn lại đây, cùng thiết ưng thiết lê chính tán gẫu đâu. Vừa nhấc đầu liền thấy cái kia tiểu cô nương kéo, phỏng chừng so nàng còn trọng nửa túi đồ vật ra tới. Tiểu cô nương vừa lúc quay đầu nhìn qua, thác bạc vũ nháy mắt liền ngốc, cái này tiểu cô nương hảo hảo xem a. À. Nàng một đôi mắt to thủy linh linh, thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ, vĩnh cao cái mũi nhỏ, nở nang miệng nhỏ, nàng nhìn tự mình bộ dáng, chính là làm người ta nói không ra trong lòng thoải mái. Tiểu như ý tạc mau, ngươi như vậy đại vóc, sẽ không tới hỗ trợ sao? Ngươi hôm nay buổi tối không muốn ăn cơm sao? Nhà ta phu nhân còn không có tỉnh đâu. Ta có thể đem mễ lấy ra tới, cho các ngươi tự mình nấu cơm ăn liền không tồi. Lều trại bên trong còn có một ngụm nồi to, các ngươi tự mình đi dọn ra tới, nhưng đừng hy vọng ta cho các ngươi dọn. Thiết ưng thiết lê vừa thấy cái này tiểu nha đầu mệt tạc mau, đây là phải cho bọn họ thu xếp nấu cơm đâu. Bọn họ nhóm người này đại lão gia như thế nào có thể là một cái hài tử, cho bọn hắn nấu cơm đâu. Thiết ưng vẫy tay một cái mọi người đều ba chân bốn cẳng, bắt đầu đi tiếp nhận bao gạo, lại có đi tìm củi. Thiếp ưng thiếp lê liền đi lều trại nâng nồi và bếp, thiếp ưng đi thác bạc văn trước mặt nhỏ giọng nói, đại vương, chúng ta thu xếp nấu cơm. Chỉ thấy thác bạc văn ôm nhu cẩn thận, cấp tự mình đại tráng đệ đệ nâng dậy tới, hai cái đáng yêu tiểu hoa nhi, giúp đỡ cùng nhau đỡ cấp cái kia xinh đẹp nữ nhân uy canh gà đâu. Lều trại bởi vì có năng lượng mặt trời đại bóng đèn chiếu sáng, thiếp ưng thò lại gần tận mắt nhìn thấy, nhà hắn đại vương trong lòng ngực nữ nhân. Thiên nột. Nữ nhân này lớn lên thật là quá xinh đẹp, Trách không được thác bạc vũ nói nhân gia là yêu tinh đâu. Xem nhà hắn đại vương dáng vẻ kia, chật chật chật. Đại vương không phải là nhìn trúng hắn, đại tráng đệ đệ, đi. Thác bạc văn đầu cũng chưa nâng liền nói, đi thôi, đi nấu cơm đi, làm các huynh đệ cùng nhau động thủ. Thiết ưng đều có chút thuận quải, cùng thiết lê cùng nhau nâng kia khẩu nồi to bếp ra lều trại. Tô Diệu Diệu uống lên mấy khẩu canh gà, nàng dần dần có tri giác, chậm rãi mở mắt, lọc vào trong tầm mắt là thác bạc văn một trương quan tâm mặt. Tô Diệu Diệu nháy mắt liền đỏ hốc mắt văn ca. Thác Bạc Văn ôm nhu nói, đại tráng, thật tốt. Ta lại phải làm cửu cửu. Chương 575 nếu nghĩa đệ vạn cửu hàng không thay đổi chính, các ngươi mẫu tử văn ca liền dưỡng. Trang 531 Tô Diệu Diệu ủy khuất ba ba bắt đầu rất hạt đậu vàng, văn ca tựa như nàng các ca ca giống nhau. Cẩn thận tỉ mỉ quan tâm nàng, ấm áp nàng. Văn ca, ta là cùng hắn náo loạn biệt nữ, mới mang theo bọn nhỏ rời nhà trốn đi ô ô ô nhị bảo tam bảo không khóc không khóc không phải các ngươi sai mỗi một cái tiểu hài tử đều sẽ phạm sai lầm không có việc gì cái kia ta mang theo bọn nhỏ ra tới hơn một tháng mấy ngày nay ta cảm thấy không thoải mái cũng không dám tiếp tục lái xe lên đường hôm nay đi trong thành tiệm thuốc tìm Lan Trung xem qua nói ta lại mang thai ô ô ô ô ô ô Văn Ca lòng ta hảo khổ sở a à thác bạc văn đem mẫu tử ba cái đều ôm vào trong ngực trấn an đại tráng ngươi không cần khổ sở văn ca biết ngươi hộ bọn nhỏ sốt ruột nhưng là nam hài tử nghịch ngợm nói nghĩa đệ làm phụ thân là yêu cầu giáo dục bọn nhỏ ngọc không mài không sáng nam hài tử từ nhỏ nghịch ngợm chính là yêu cầu hảo hảo giáo dưỡng nhưng là hắn đánh hài tử khẳng định là không đúng huống chi hắn còn thất thủ đánh ngươi liền càng không nên đại tráng ngươi không cần sinh khí hiện tại ngươi còn hoài hài tử, sinh khí đối thân thể không tốt. Chuyện này chờ nghĩa đệ tới bên này sau, từ văn ca ra mặt đi tìm hắn nói, nếu hắn không thay đổi chính nói, văn ca liền dưỡng các ngươi mẫu tử. Nhị bảo giống cái tiểu nam tử hắn giống nhau, cử ngực nhìn tự mình văn cửu cửu, rất có đảm đương cảm nói, văn cửu cửu, ngươi muốn cùng cha ta nói, hắn đánh ta cùng tam bảo không quan trọng, chúng ta không tức giận, phạm sai lầm chúng ta bị đánh là hẳn là. Chính là hắn không thể lại đánh ta mẫu thân ta mẫu thân thân thể không tốt, bị hắn đánh đều hột máu, chúng ta đau lòng. Thác Bạc Văn nhìn cùng vạn cửu hàng không có sai biệt hai cái tiểu tể tử, hắn nhịn không được từ ái xoa xoa hai cái tiểu oa nhi đầu. Hảo! Văn cửu cửu cùng các ngươi cha nói, nói cho hắn về sau hảo hảo khống chế tính tình. Hai người các ngươi biểu hiện giỏi quá, đều có thể chiếu cố mẫu thân, xem ra hai người các ngươi là hiểu chuyện hài tử. Một đôi tiểu oa nhi bị bọn họ văn cửu cửu khen ngợi, đều có chút ngượng ngùng đỏ khuôn mặt nhỏ lộc cộc lộc cộc. Thác Bạc Văn có chút ngượng ngùng, hắn cười nói, đại tráng, là cái dạng này, ta nhận được nghĩa đệ thư từ, liền mang theo thủ hạ tam vạn kỵ binh đi tới Bắc Cương Thành. Ta muốn đi thiên sơn nhìn xem đại bảo cùng tiểu bảo, chờ đánh xong trượng lại đi tiếp bọn họ, cùng đi trong kinh thành tiếp kim bảo bạc bảo. Bởi vì đồ lan thành bên kia có thông minh giáo trạm kiểm soát, căn bản là không cho người không liên quan lại đây, cho nên chúng ta là xuyên sơn lại đây, này cơm trưa cùng cơm chiều còn không có ăn, này bụng liền không làm, ha hả. Cô Diệu Diệu ôm nhu cười cười nói, Văn ca, ngươi đi phía sau giá để hàng, nơi đó còn có chút lộc thịt ngươi lấy ra tới, cầm đi làm lộc thịt canh ăn đi. Ta đã không có việc gì, ngươi làm như ý cho ngươi tìm chút gia vị, các ngươi vài người. Có nồi to bếp có thể dùng. Thác Bạc Văn có chút không yên tâm nói, đại tráng, ngươi đem này nửa chén canh uống lên, uống xong rồi, Văn ca liền đi nấu cơm, lại cho ngươi ngao chút cháo du lại đây ngươi ghê tởm có phải hay không đem ăn cơm đều phun ra. Văn ca đi cho ngươi ngao chút mễ du, ngươi lại ăn chút, bằng không thân mình chịu không nổi. Cô Diệu Diệu bị tự mình văn ca, ôn nhu tinh tế chiếu cố lại uống lên nửa chén canh gà, nàng lại bị hai cái tiểu oa nhi cấp hầu hạ nằm xuống nắp lên chăn, biết hai cái tiểu oa nhi muốn đi theo bọn họ văn cửu cửu đi chơi. Nàng cũng xác thật có chút mệt nhọc liền nói, nhị bảo cùng tam bảo, các ngươi muốn ngoan không chuẩn chạy xa, liền đi theo văn cửu cửu trước mặt chơi nhị bảo cùng tam bảo có chút không yên tâm, thấy mẫu thân ngáp một cái buồn ngủ, hai người bọn họ liếc nhau, đi hô bọn họ như ý tỷ tỷ, hai người bọn họ mới đi ra ngoài chơi. Cô Diệu Diệu có chút buồn cười, hai cái nhi tử hiện tại đã trưởng thành, tâm nhãn tử còn tặc nhiều, bọn họ muốn đi chơi còn không yên tâm nàng, liền tìm tiểu như ý. Cô Diệu Diệu sấn như ý không lại đây thời điểm, ý niệm vừa động liền ở nàng nằm lều trại biên, lại lấy ra một cái đại gấp lều trại. Thấy như ý lại đây, Tô Diệu Diệu cười nói, như ý, ngươi đi tìm ta văn ca, đúng rồi, ngươi liền kêu hắn đại vương, hắn là Bắc mang quốc đại vương. Nói cho hắn lại đây đem cái này lều trại lấy ra đi, buổi tối chi lên, lại đi nhà ta lều trại mặt sau giá để hàng, phía dưới có một ít hành lý. Tiểu như ý thấy cô Diệu Diệu hiện tại hảo chút, nàng trên mặt cũng thấy cười tai, ta lập tức liền đi tìm đại vương lại đây lấy đồ vật. Cái kia phu nhân chúng ta mễ liền thừa nửa túi, làm ta kéo đi ra ngoài cho bọn hắn làm cháo. Tôi Diệu Diệu biết Như Ý là cái nghèo khổ nhân gia xuất thân hài tử, cho nên không bỏ được kia nửa túi mễ. Như Ý, không có việc gì. Bọn họ là tự mình người, đều là ta văn ca thủ hạ, bọn họ đều đến ăn cơm. Chúng ta mễ có rất nhiều, ta ngày mai sáng sớm còn sẽ lấy ra tới một túi mễ, thịt chúng ta cũng có rất nhiều, không cần lo lắng a. À. Như Ý như trút được gánh nặng, nàng cười nói, vậy là tốt rồi. Ta thật sự lo lắng ngày mai sáng sớm cho các ngươi đói bụng đâu lại nói lều trại bên ngoài, một ngụm nồi to cùng một ngụm tiểu nồi đều bị giá thượng, nồi to ngao một nồi to tinh mễ cháo, trong nồi còn cắt chút lộc thịt đi vào, hương khí bốn phía, các nam nhân đều thẳng nuốt nước miếng. Cách đó không xa còn có thác bạc vũ bọn họ đi đánh trở về một con tiểu lợn rừng, cũng bị thu thập hảo đặt tại hỏa thượng bắt đầu nướng. Tiểu nồi bên cạnh là thác bạc văn, hắn thủ xem nồi cấp tự mình đại tráng đệ đệ ngao mễ du đâu. Nhị bảo cùng tam bảo ở phụ cận, hoang thoát ngược xuôi, bọn họ thật là vui, Văn cửu cửu cùng này đó cắt thúc thúc, đều thích hai người bọn họ đâu. Chương 576 là ta đại tẩu vẫn là ta đại tẩu đâu. Thác bạc vũ trước nướng hai cái thịt sâu, đưa cho hai cái tiểu oa nhi ăn trước, nhị bảo cùng tam bảo thịt muôn mút, lớn lên cũng đặc biệt đáng yêu. Thác bạc vũ nhìn một đôi tiểu nam oa nhi, Tự nhiên có một loại tình thương của cha tràng lan cảm giác đâu. Chính là thác bạc vũ xem nhẹ, nhị bảo tam bảo đáng yêu trình độ, nhị bảo tam bảo ăn một ngụm không có tư vị nướng thịt heo, Đều ghét bỏ đem mặt chuyển tới một bên Trang 532 Thác bạc vũ tiểu chất nhi A à, Chẳng lẽ không thể ăn sao Không nướng chín Nhị bảo thúc thúc Cái này thịt không có hương vị Ta không yêu ăn Tam bảo thúc thúc Ngươi cho ta thịt xuyến cầm Ta mẫu thân có gia vị Ta đi lấy tới rải lên đi hương vị nhưng hảo Nhị bảo đúng đúng Ta mẫu thân nhưng nhiều gia vị Ta cũng đi lấy Thác bạc vũ Hắn cầm nhị bảo tam bảo thịt xuyến nhìn một đôi tiểu oa nhi xoắn mập mạp mông nhỏ chạy đi rồi, hắn có chút ngoài ý muốn. Tự mình ở một chuỗi thịt xuyến thượng ngậm một miếng thịt xuống dưới ăn, ai u, quá thơm, miệng bóng nhảy a. À. Ăn ngon như vậy còn không thỏa mãn sao? Hiện tại tiểu oa nhi đều như vậy kén ăn sao? Nhị bảo cùng tam bảo một người cầm hai cái tiểu bình đi ra ngoài. Nhị bảo lấy ra bột thì là, nhẹ nhàng rải một chút ở thịt xuyến thượng, sau đó cùng tam bảo liếc nhau, cười tủm tỉm cắn một ngụm. Ai u, chính là cái này hương vị quá thơm, một đôi tiểu hoa nhi ăn cười tủm tỉm. Thác bạc vũ xem sửng sốt sửng sốt, cái gì hai mặt rải lên đi, bọn nhỏ như vậy thích ăn, nghe hương vị cũng không tồi đâu. Hắn đem nướng tốt thịt xuyến lại lấy ra tới hai xuyến, đưa cho nhị bảo cùng tam bảo. Một đôi tiểu hoa nhi lại rải lên cái kia tiểu hai mặt, sau đó lại bắt đầu ăn, tiểu nhị bảo còn đặc biệt khách khí nói, thúc thúc, ngươi cũng tới rải điểm cái này đi. Mẫu thân nói cái này là thịt nướng linh hồn đâu. Thác Bạc Vũ vừa nghe là đại tráng tẩu tử nói, cái này là linh hồn, như vậy hắn khẳng định đến ăn có linh hồn thịt xuyến A. Thác Bạc Vũ nghe răng, lấy ra một chuỗi nướng tốt thịt xuyến, liền đem thịt xuyến đưa qua đi nói, tiểu chất nhi A, cấp thúc thúc cái này cũng tới điểm linh hồn đi. Tiểu Tam Bảo cùng Tiểu Nhị Bảo cười tủng tỉm liếc nhau, Tam Bảo cầm lấy một cái mang điểm đỏ Tiểu Bình cấp Thác Bạc Vũ thịt xuyến rải điểm hai mặt. Nhị Bảo thúc thúc ngươi là đại nhân, một loại hai mặt khẳng định không có linh hồn, ngươi hẳn là lại thêm một chút cái này mới có thể càng có hương vị nhị bảo lại lấy ra một cái mang màu xanh lục điểm tiểu bình cho hắn lại rải một chút hai mặt thác bạc vũ cao hứng đến không được này một đôi tiểu oa nhi thật là quá đáng yêu đối hắn cũng thật tốt quá thác bạc vũ ở một đôi tiểu oa nhi quan tâm dưới ánh mắt đem thịt xuyến nghi nhét vào trong miệng hào sảng loát một mồm to thác bạc vũ nháy mắt thác bạc vũ cảm thấy tự mình muốn nổ mạnh hắn bị ớt bột cùng mù tạc phấn sặc nước mắt và nước mũi giàn dụa, hộc ra trong miệng thịt xuyến, tại chỗ nhảy mấy chục hạ, như thế nào cũng giảm sóc không được cái này cảm giác. Hai cái tiểu oa như thấy, cười đều lăn ở trên cỏ, vui vẻ đến bạo. Tiểu như ý chạy ra thấy, nàng cảm thấy cái kia chán ghét người cao to, khẳng định bị nhị bảo tam bảo cấp chỉnh, bởi vì cái kia hai mặt, nàng cũng ăn qua đau khổ. Tiểu như ý tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn thác bạc vũ cái kia đáng thương bộ dáng, liền chạy về lều trại, cho hắn cầm một khối bọn nhỏ ăn dư lại dưa hấu ra tới. Tiểu như ý có chút ghét bỏ nói, cái kia ngươi đừng nhảy đát. Đem cái này ăn xong đi sẽ hảo rất nhiều. Ngươi lớn như vậy cá nhân, thật là đầu óc đơn giản, ngươi không ăn qua đồ vật còn dám ăn như vậy mồm to. Hiện tại có hại đi. Đem cái này dưa ăn, này dưa ăn xong đi ngươi liền sẽ khá hơn nhiều, bằng không ngươi sẽ cháy. Khắc bạc vũ hiện tại toàn bộ mặt đều là màu đỏ đen, nước mắt và nước mũi đang xen, hắn vô cùng cảm kích tiếp nhận một khối to dưa hấu, từng ngụm từng ngụm liền gặm đi xuống, nháy mắt hắn cảm thấy tự mình lại sống, hắn một kích động đem vỏ dưa cùng nhau ca ca đều ăn. Tiểu như ý nhưng không muốn xem hắn cái kia đồ ngốc đức hạnh, trực tiếp liền đi tìm thác bạc văn. Đại vương, nhà ta phu nhân nói chúng ta lều trại, còn có một bộ không có chi khai lều lớn, làm ngươi trong chốc lát tìm người đi cấp khiên ra tới, buổi tối chi khởi lều trại cho ngươi người nghỉ ngơi. Thác bạc văn nhìn tiểu cô nương bộ dáng, Liền cảm thấy nàng cũng chính là cùng kim bảo bạc bảo giống nhau đại hài tử đi Tốt, trong chốc lát bổn vương cháu ngao hảo Liền đi cấp đại tráng đưa đi Sau đó thuận đường dẫn người liền đem lều trại khiên ra tới Thác bạc văn thấy thác bạc vũ bị chỉnh cổ Hắn rút cuộc biết nhị bảo cùng tam bảo Vì cái gì ở trong nhà bị đánh Hai người bọn họ xác thật là nghịch ngợm Cùng thác bạc vũ bọn họ đều không quá thuộc Hai người bọn họ liền dám chỉnh cổ nhân gia Khó trách bọn họ lão tử vạn cửu hàng sẽ tấu hai người bọn họ nhị bảo tam bảo, các ngươi lại đây. Một đôi thịt muôn mút tiểu oa nhi chạy tới, cười tủng tiễn kêu văn cửu cửu, có chuyện gì? Thác bạc văn từ ái mà nhìn hai cái tiểu gia hỏa, xác thật thấy thế nào như thế nào đáng yêu, cũng trách không được thác bạc vũ mắt mưu, nhìn như vậy một đôi đáng yêu tiểu manh oa, nơi nào sẽ nghĩ đến bọn họ là một đôi trời sinh tiểu ác ma đâu. Nhị bảo tam bảo, cái kia là các ngươi vũ cửu cửu, văn cửu cửu đường đệ chính là các ngươi trưởng bối, Hai người các ngươi có phải hay không cố ý chỉnh các ngươi Vũ Cửu Cửu? Về sau không thể làm như vậy, làm như vậy thương tổn Vũ Cửu Cửu, một khi Vũ Cửu Cửu ít hầu bị thương, đầu lưỡi bị thương, làm sao bây giờ? Hiện tại liền qua đi cùng Vũ Cửu Cửu xin lỗi, về sau không chuẩn còn như vậy khi dễ Vũ Cửu Cửu, biết không? Văn Cửu Cửu là các ngươi cha ca ca, các ngươi kim bảo bạc bảo ca ca cha, hắn không ở nơi này, Văn Cửu Cửu liền phải gánh vác lên một cái phụ thân trách nhiệm, giáo dục các ngươi các ngươi phạm sai lầm, ta liền phải nói cho các ngươi như thế nào đi sửa lại. Nhị bảo tam bảo thấy lạnh mặt văn cửu cửu, cho bọn hắn giảng đạo lý, một đôi tiểu manh qua lập tức ngoan ngoãn điểm đầu to nói tân, chúng ta sai rồi, chúng ta đi tìm vũ cửu cửu xin lỗi. Văn cửu cửu ngươi không cần nói cho mẫu thân, nàng sinh bệnh. Một đôi tiểu hoa nhi ngoan ngoãn đi thác bạc vũ trước mặt, cùng thác bạc vũ xin lỗi. Thấy một đôi tiểu manh hoa đáng thương vô cùng bộ dáng, ngẩng đầu to nói với hắn thực xin lỗi thác bạc vũ nháy mắt một viên lão phụ thân tâm liền mềm lòng. a nha, cái kia không có việc gì lạp, vương huynh, bọn nhỏ còn nhỏ sao, đùa giỡn không cần trách cứ bọn họ. Thác bạc văn cũng không phản ứng hắn, liền cẩn thận ở tiểu trong nồi viết ra một ít mễ du, lại thịnh mấy chén cháo, cái kia thật cẩn thận bộ dáng, thác bạc vũ cùng thủ hạ mọi người đều xem có chút ngốc. Trang 533 Các ngươi chuẩn bị cho tốt liền bắt đầu ăn cơm đi, không cần chờ bổn vương, Bổn vương muốn bồi đại tráng mẫu tử cùng nhau ăn. Thác bạc vũ nhìn tự mình vương huynh mang theo một đôi tiểu manh hoa nhi, bưng một ít thức ăn, liền vào lều trại. Hắn vừa mới còn nói muốn cùng các nàng mẫu tử cùng nhau ăn cơm. Thác bạc vũ ăn một ngụm tiểu hoa nhi nhóm, dư lại thịt xuyến, tê. Sắc thật là không giống nhau, hảo hảo ăn a. À. Vương huynh cái dạng này, ta thật sự hoài nghi cái kia đại tráng tổ tử là ta đại tổ vẫn là ta đại tổ đâu chương 577 ta khẳng định phụ trách. Thác bạc vũ chân tướng. Tự mình vương huynh đối đại tráng tẩu tử là chân ái A. À. Vương huynh thác bạc văn nguyên phối kim phỉ thúy sau khi qua đời, một nữ nhân đều không có quá, sau lại hắn đi một chuyến đại vạn, trở về liền nói có một cái đại tráng tẩu tử, là hắn nghĩa đệ tức phụ, bọn họ nhận nuôi kim bảo cùng bạc bảo. Hắn liền thường xuyên nhắc tới đại tráng tẩu tử, không biết đại tráng tẩu tử là cái cái dạng gì người, bất quá nghe tên này, hắn liền suy đoán cái kia đại tráng tẩu tử, hẳn là một cái tương đối thô tráng phụ nhân. Thác Bạc Vũ còn ở miên mang suy nghĩ thời điểm, liền nghe thấy hắn vương huynh kêu hắn, Thác Bạc Vũ, ngươi tiến vào. Ở cửa đem trên người rung rung lên, đừng mang tiếng vào thịt nướng hương vị. Thác Bạc Vũ Thác Bạc Vũ giống một cái tiểu tức phụ dường như, ngượng ngùng xoắn xếp vào lều lớn, đầu của hắn cũng không dám nâng. Thác Bạc Văn vừa quay đầu lại thấy hắn cái kia không tiền đồ bộ dáng, đều cấp khí cười ha hả tiểu tử ngươi da mặt như vậy hậu còn có thể ngượng ngùng cũng không biết là ai mỗi ngày muốn tìm hắn đại tráng tổ tử cho hắn cưới cái đại vạn quốc cô nương đâu đại tráng đây là ta đường đệ thác bạc vũ cũng là ngươi đường đệ nhị bảo tam bảo tương đối thích hắn kêu hắn vũ cửu cửu thác bạc vũ ngươi cho ta ngẩng đầu lên làm gì vậy đây là ngươi đại tráng tổ tử hắn cũng là ngươi hai cái chấp nhi thác bạc thước kim cùng thác bạc thước bạc nghĩa mẫu Thác Bạc Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía Thác Bạc Văn đối diện ngồi một nữ nhân, nháy mắt hắn đại não liền sẽ không xoay. Tô Diệu Diệu hiện tại uống lên chút mễ du, lại ăn điểm cơm, rõ ràng trạng thái hảo rất nhiều. Ngẩng đầu thấy lớn lên cao lớn thô kịch Thác Bạc Vũ, mặt đỏ bộ dáng thật là có ý tứ a. Là Văn Ca Đường đệ, ta đây liền kêu ngươi a Vũ đi. Thật đúng là đừng nói Văn Ca, a Vũ cùng nhà ta Kim Bảo có chút giống, cùng Bạc Bảo đôi mắt càng giống một ít đâu. A Vũ, ta ở lều trại đều nghe thấy được có phải hay không nhị bảo tam bảo trêu cực ngươi? Hai người bọn họ quá tiểu quá nghịch ngợm, không hiểu chuyện. Ngươi nhất định phải tha thứ bọn họ. Ngươi là bọn họ trưởng bối, bọn họ phạm sai lầm, ngươi liền phải hung hăng phê. Bình bọn họ, làm cho bọn họ trường cái trí nhớ, về sau liền sẽ không như vậy. Thác bạc vũ đại não trống rỗng, hắn chưa từng có gặp qua lớn lên như vậy đẹp nữ nhân, cái này đại tráng tẩu tử xác định thật là cá nhân, không phải cái yêu tinh sao như thế nào sẽ có lớn lên như vậy đẹp nữ nhân đâu. Thác bạc văn nhìn thác bạc vũ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn tô dịu dịu, lời nói đều sẽ không nói hắn liền tới khí. Thác bạc vũ, ngươi phạm cái gì ngốc? Ngươi đại tráng tẩu tử cùng ngươi nói chuyện đâu? Thác bạc vũ bị tự mình đại vương huynh trăng dậy, hắn một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Ngượng ngùng sờ sờ đầu nói, cái kia đại tráng tẩu tử, thực xin lỗi. Ta lớn như vậy không nhìn thấy quá, giống ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp người, cho nên liền có điểm phát ngốc. Cô Diệu Diệu cảm thấy cái này mau đầu tiểu tử, thật là rất có ý tứ, nàng xinh đẹp cười ca vũ, ta tưởng cùng ngươi nói chính là, nhị bảo tam bảo không ngoan, ngươi muốn giáo dục bọn họ không thể nghịch ngợm, không thể quán bọn họ. Thác bạc vũ đầu hoảng cùng trống bỏ dường như không có không có. Đại tráng tẩu tử. Nhị bảo tam bảo thật ngoan, thật sự không nghịch ngợm, ta thực thích bọn họ. Tiểu như ý ở bên cạnh nhịn không được sen mồm, ngươi vừa rồi hơi kém liền cháy nổ mạnh ngươi còn nói bọn họ không nghịch ngợm. Thác bạc vũ bị tiểu cô nương đem hắn gốc gác vạch trần, hắn cũng không tức giận liền nghe răng nói, tiểu cô nương, ngươi nói cái gì đại lời nói thật. Đại tráng tẩu tử, ngươi không nên trách nhị bảo cùng tam bảo, ta thích bọn họ. Cô Diệu Diệu hiện tại thân thể dễ dàng mệt nhọc buồn ngủ, nàng đánh cái tú khí tiểu ngáp. Thác bạc văn thấy chạy nhanh liền nói, đại tráng, ngươi không cần lý A Vũ. Thác bạc vũ ngươi đem bên kia màu xanh lục lều lớn dọn ra đi, sau đó cùng thiết ưng thiết lê bọn họ nghiên cứu một chút chi khai, liền chi ở đại tráng lều trại phía dưới. Người đem nhị bảo cùng tam bảo cũng mang đi ra ngoài, đi theo chơi trong chốc lát tiêu tiêu thực, nhìn bọn họ đừng làm bọn họ chạy ra các ngươi vòng, làm cho bọn họ chơi một chút, đợi chút muốn cho bọn họ ngủ. Đại tráng, làm tiểu cô nương đem cái bàn thu thập, ta giúp ngươi nằm xuống tới, chúng ta nói trong chốc lát lời nói, ngươi liền mang hài tử đi ngủ đi. Cô Diệu Diệu nghĩ nghĩ nói, Văn ca, các ngươi có bao nhiêu người, một cái lều lớn có thể hay không ngủ đến hạ nếu ngủ không dưới nói ta còn có lều trại đâu thác bạc văn ôn nhu nói đại tráng ngươi không cần nhọc lòng như vậy nhiều ngươi lều trại đủ lớn chúng ta tổng cộng liền hai mươi mấy người người còn muốn lưu vài người ở bên ngoài các lượt các đêm cho nên lều trại có thể ngủ hạ mười mấy người liền đủ dùng đêm nay ngươi cứ yên tâm ngủ ta cùng a vũ liền ở ngươi lều trại cửa thủ ngươi cùng bọn nhỏ thác bạc vũ chân tướng tự mình đại vương huynh đây là coi trọng đại tráng tẩu tử. Chắc hắn xem chuyện này quá rõ ràng. Một bên ôm lều lớn, một bên hô nhị bảo tam bảo cùng nhau đi ra ngoài chơi, còn một bên dựng lên lỗ tai, nghe tự mình đại vương huynh cùng đại tráng tẩu tử nói chuyện. Thác bạc vũ một lòng tam dùng, lập tức liền đem thu thập cái bàn trở về tiểu như ý đâm bay. a à, nhị bảo tam bảo thấy như ý tỷ tỷ bị đâm không ảnh, lúc ấy liền tạc mau, nhị bảo vũ cửu cửu, ngươi hư đem tỷ tỷ đâm hỏng rồi, ngươi có thể phụ trách sao? Tam bảo, vũ cửu cửu. Ngươi người xấu. Tỷ tỷ khóc khóc, ngươi có thể phụ trách sao? Thác bạc vũ một ngơ ngác nói, phụ trách. Ta khẳng định phụ trách. Trang 534 Chương 578 chỉ cần đại tráng hạnh phúc, văn ca liền vui sướng. Thác bạc vũ cho nhân gia tiểu như ý đâm bay, hắn muốn đi phụ trách A, liền khiên lều trại lao ra đi, chỉ thấy tiểu cô nương bị thiết ưng thiết lê cấp nâng dậy tới, hỏi một chút nơi nào có hay không đâm hư. Đại gia hỏa đều đem tiểu như ý trở thành một cái hài tử, bởi vì nàng lớn lên không lớn, cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, chính là cái tiểu hài tử. Tiểu cô nương tạc mau, thấy khiên lều lớn ra tới thác bạc vũ, ngươi cái này tên ngốc to con, có phải hay không ý định trả thù ta? Hừ! ta muốn đi nói cho ta gia phu nhân. Thác bạc vũ vừa nghe sốt ruột, tự mình vương huynh còn ở hống nhân gia đại tráng tẩu tử đâu, nàng đi vào làm gì nha. Thác bạc vũ một phen cấp trong tay lều lớn, ném cho thiết ưng, thiết ưng thiếu chút nữa không tiếp được. Ưng ca, đây là lều trại, các ngươi nghiên cứu một chút cấp chi lên ha. Tiểu muội muội a, à. Vũ ca không phải cố ý, thật sự. Thác bạc vũ mở ra đôi tay ngăn cản tiểu như ý đường đi, hắn cực nhã hống tiểu nha đầu, nhị bảo cùng tam bảo cũng lại đây cho bọn hắn vũ cửu cửu nói tốt. Thác bạc vũ cực nhã hống tiểu cô nương, hắn để sát vào tiểu cô nương, càng xem này tiểu cô nương càng đẹp, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tinh tế, có thể sao bọn họ bắt mang quốc những cái đó các cô nương đẹp nhiều. Nàng tay nhỏ nhi nho nhỏ, nhìn khiến cho hắn cảm giác tim đập da tốt đâu. Thiết ưng thiết lê chờ một đám đại lão gia, đều không nín được cười, thác bạc vũ giống cái con khỉ giống nhau, đùa với tiểu cô nương hống nhân gia, liền sợ nhân gia đi vào tìm hắn đại tráng tẩu tử cáo trạng. Ban đêm tô dịu dịu mang theo bọn nhỏ, vào trong không gian ngủ, tiểu như ý chính là ở các nàng lều trại ngủ. Thác Bạc Văn cùng Thác Bạc Vũ liền ngủ ở các nàng lều trại ngoài cửa, Tô Diệu Diệu cho bọn hắn đơn độc lấy ra tới một cái nghỉ phép lều trại, cái này lều trại bình thường chỉ có thể ngủ tiếp theo gia tứ khẩu, cho nên cao to Thác Bạc Văn hai anh em ngủ ở bên trong vừa lúc. Tô Diệu Diệu ở trong không gian định hảo đồng hồ báo thức, thiết hảo sai giờ, sáng sớm hôm sau thần, nàng trước ra không gian, liền ở giá để hàng thả một ít gạo và mì lương du, nhiều người như vậy ăn uống đều là yêu cầu vật tư. Lại lấy ra một ít bọn nhỏ món đồ chơi ở lều trại một góc đôi. Cô Diệu Diệu trong không gian, vật tư nhiều không đếm được, lấy ra hai mươi mấy bộ quần áo, chuẩn bị cấp văn ca cùng thủ hạ người tắm rửa. Tiểu Như Ý trong lúc ngủ mơ nghe thấy được thanh âm liền dậy, thấy cô Diệu Diệu ở nơi đó đảo động đồ vật, liền chạy nhanh bò dậy xông tới hỗ trợ. Tô Diệu Diệu hôm nay khí sắc thì tốt rồi rất nhiều, tuy rằng vẫn là cảm thấy không có kính nhi, nhưng là nàng cũng không thể vẫn luôn ăn đang dược, như vậy đối hài tử cũng không nhất định là chuyện tốt nàng tưởng rất rõ ràng, tự mình yêu cầu ở cái này trong sơn cốc đãi một đoạn thời gian, chờ nàng nam nhân tới mới có thể đi ra ngoài. Văn ca đối với các nàng mẫu tử tốt không có nói, khẳng định cũng sẽ phái người bảo hộ các nàng, nhưng là nàng cũng không thể hoàn toàn dựa vào nhân gia văn ca dưỡng, rốt cuộc văn ca là nàng huynh trưởng, không phải nàng trượng phu, nàng đến hồi quỷ văn ca cùng các thủ hạ của hắn. Tiểu như ý thấy một giá để hàng gạo và mì lương du, nháy mắt liền vui vẻ. Cô Diệu dịu nhìn tiểu nha đầu đáng yêu bộ dáng, liền cười nói, ta đi đem nhị bảo tam bảo mang ra tới, ngươi bắt đầu thu thập một chút liền đi ra ngoài kêu người, chuẩn bị nấu cơm đi. Tô Diệu Diệu vào trong không gian, đem nhị bảo tam bảo mang ra tới, một đôi tiểu gia hỏa ngủ một đêm giác, tựa như lấy ra khỏi lòng hấp mảnh hổ giống nhau. Một bị mẫu thân mang ra tới, liền ngao ngao lao ra đi tìm vũ cửu cửu. Phương bắt đầu thu một buổi sáng, vẫn là có điểm lạnh, một đôi tiểu oa nhi liền một lát sau, ở bên ngoài chạy khuôn mặt nhỏ nhi, liền đỏ bừng. Thác Bạc Văn đi lên, làm người thu thập hắn cùng Thác Bạc Vũ lều trại nhỏ, liền đi trong sông giặt sạch một phen mặt, đánh trở về thủy, bắt đầu cấp tô dịu dịu ngao cháo. Tô dịu dịu hôm nay đơn giản biên hai cái bánh quai chèo biện, đương nàng tố nhan xuất hiện ở lều trại bên ngoài thời điểm, Thác Bạc Văn những cái đó thủ hạ thật sự đều bị định trụ. Thác Bạc Văn vừa nhấc đầu, thấy tô dịu dịu liền xuyên một thân bình thường váy áo ra tới, nàng sắc mặt vẫn là tái nhật thực, rắc một đôi bánh quai chèo biện, hắn tâm liền không tự giác nắm khẩn đại tráng, ngươi như thế nào không khoác kiện quần áo liền ra tới. Thác bạc văn chạy nhanh đem hắn áo khoác cởi ra, cấp cô dịu dịu bọc lên, còn nắm nàng, làm nàng ngồi ở tiểu bếp lò trước mặt trên ghế nhỏ. Cô dịu dịu liền cười ha hả, ngồi ở tiểu nồi và bếp trước mặt, cùng thác bạc văn nói chuyện. Ở đây sở hữu Bắc mang quốc các nam nhân, đều xem ngốc, cái này tiểu tiên nữ chính là nhà hắn đại vương trong miệng đại tráng sao. Thiên nột, trưởng thành như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ lại kêu đại tráng như vậy bọn họ bắt mang quốc này đó nữ nhân nhóm, hẳn là gọi là gì? Thiết lê nhịn không được xoa xoa đôi mắt, nhìn cái kia bạch sáng lên, xinh đẹp giống thần tiên giống nhau đại tráng phu nhân, thật sự có chút ngốc vòng. Ai sao? Đó chính là nhà ta đại vương trong miệng đại tráng đệ đệ sao? Thiết ưng từ từ nói, trách không được nhà ta đại vương không tìm nữ nhân đâu, hắn trong lòng đại tráng đệ đệ phỏng chừng đã phủ qua, sở hữu bắt mang quốc nữ nhân, cho nên đại vương đối bất luận cái gì nữ nhân đều không có ý tưởng. Thác Bạc Văn thật cẩn thận quấy tiểu trong nồi cháo, còn hướng trong nồi ném mấy cái cẩu kỹ tử. Tô Diệu Diệu có chút cảm động nói, Văn ca, ta quá hạnh phúc, có ngươi vì ta làm bữa sáng. Thác Bạc Văn đầu cũng chưa hồi nói, chỉ cần đại tráng hạnh phúc, Văn ca liền vui sướng. Văn ca cảm thấy đại tráng chính là ta thân muội muội, nghĩa đệ chính là ta thân đệ đệ. Các ngươi giáo dưỡng ta nhi tử nhiều năm như vậy, ta chiếu cố đại tráng mẫu tử là hẳn là. Chương 579 ta nếu không phải các ngươi văn cửu cửu, liền tấu hai người các ngươi. Thác bạc văn cấp cô diệu diệu mẫu tử ngao cháo, còn mang theo tô diệu diệu mẫu tử cùng nhau ăn bữa sáng. Nhị bảo cùng tam bảo ăn no cơm, liền phải chạy ra đi tìm vũ cửu cửu, nói là vũ cửu cửu nói muốn dẫn bọn hắn hai hạ trong sông trảo cá đâu. Cô diệu diệu cau mày nói, cái kia sông nhỏ mẫu thân ngày hôm qua xem qua, tuy rằng không thâm nhưng cũng không cạn, hai người các ngươi quá nhỏ, thời tiết đều lạnh, hai người các ngươi ngàn vạn không cần xuống nước. Hai người các ngươi nghe lời, đứng ở bên bờ làm vũ cửu cửu bọn họ đi bắt cá, các ngươi nhìn liền hảo, nghe không nghe thấy. Trang 535 Nhị bảo tam bảo chính là ngoan bảo bảo Nga, hai người bọn họ gật gật đầu, vỗ bộ ngực hứa hẹn tân. Bảo nghe lời. Hai tiểu oa nhi chạy tới món đồ chơi đôi, tìm được rồi cái kia cho bọn hắn trang cầu võng túi, liền lao ra đi. Văn ca, ngươi tính toán khi nào đi thiên sơn. Bên này một khi phát sinh chiến loạn, bọn nhỏ nhiều cũng là nhiều một phần nguy hiểm, ta tưởng không bằng chờ chiến tranh kết thúc, lại đi đem đại bảo tiểu bảo kế tiếp. Thác bạc văn mồm to ăn cháo mồm to dùng bữa, hắn gật gật đầu nói, hảo, ta lập tức liền an bài thiết ưng cùng thiết lê hồi Bắc Cương Thành, ta tam vạn kỵ binh đều ở Bắc Cương ngoài thành đóng quân, vì không kinh động thông minh giáo cùng xài gia quân, không có vào thành chỉ là đại ở ngoài thành 50 dặm trong sơn cốc. Làm cho bọn họ trở về trấn an đại quân, ở nơi đó chờ nghĩa đệ đã đến, đến lúc đó chúng ta hai mặt giáp công. Cái này trong lúc, Văn ca liền ở chỗ này thủ các ngươi mẫu tử được không? Tô Diệu Diệu nghe xong văn ca an bài, nàng nháy mắt liền đỏ hốc mắt, tự mình một mình hoài hài tử, hiện tại còn thân thể không khỏe, còn muốn chiếu cố này hai cái tiểu nhi tử, không ai biết Tô Diệu Diệu hiện tại trong lòng dày vò. Hiện giờ văn ca đứng ra, nói hắn muốn ở chỗ này chiếu cố tự mình cùng mấy đứa con trai, chờ trượng phu đã đến, sao có thể không cho Tô Diệu Diệu cảm động đến rơi nước mắt a? À? Ân. Cảm ơn văn ca, phiền toái văn ca. Thác Bạc Văn nhìn lệ quan chấp động đại tráng, hắn trong lòng có chút chua xót. Thác Bạc Văn đêm qua suy nghĩ nửa đêm, hắn cảm thấy nếu đại tráng không phải nghĩa đệ thê tử, hắn liền phải đem đại tráng mẫu tử đều mang về Bắc Mang Quốc, chiếu cố cả đời. Hắn cảm thấy tự mình khả năng đã yêu đại tráng, nhưng là này phân yêu hắn khả năng muốn vĩnh viễn, chôn giấu dưới đáy lòng. Đại tráng, ngươi là của ta đệ đệ, ngươi chính là văn ca thân cận nhất người, đã từng văn ca thế giới trống rỗng, duy nhất thân nhân chính là đại tráng nhị bảo cùng tam bảo đi theo thác bạc vũ còn có an sơn cùng bạch kiều bắc cùng đi sông nhỏ biên này hà nói tiểu cũng không tính tiểu đủ có thể có bốn năm mét nhiều khoang hai mét bao sâu là hôm nay sáng sớm thác bạc vũ lại đây rửa mặt thời điểm phát hiện trong sông có cá hắn nhìn có nửa thước lớn lên cá đâu liền nghĩ hôm nay khi nào ấm áp liền phải hạ hà, hà trảo cá cấp hai cái tiểu chất nhi cùng tiểu như ý cá nướng ăn đâu an sơn cùng bạch kiều bắc đem lưới đánh cá cấp kéo ra sau đó hai người đều cởi áo ngoài cuốn lên quần đi nước cạn khu. Thác Bạc Vũ sợ hai cái tiểu tổ tông rơi vào trong sông, liền lại tìm tới hai người nhìn hai người bọn họ, hắn tự mình cũng cởi áo ngoài, cuốn quần, xách một cây trường thụ gậy gộc, liền đi xuống hống cá. Thật đúng là đừng nói Thác Bạc Vũ cùng hai cái huynh đệ, ở phía dưới bùng một trận công phu, liền ném lên đây năm sáu con cá, một con cá đều ở nửa cân tả hữu. Tiểu Nhị Bảo cùng Tiểu Tam Bảo đều hưng phấn đại khuôn mặt tử đều đỏ. Hai người bọn họ bắt lại hoặc lưu lưu cá, còn hôn hai khẩu đâu. Một đôi tiểu oa nhi thực mau liền chạy lên núi sườn núi, vào lều trại, tìm thùng nước liền lại lao xuống đi. Ngồi ở lều trại cửa tức khoai tây tiểu như ý, lớn tiếng kêu nhị bảo tam bảo, chậm đã chút. Thác bạc văn ăn xong rồi cơm, thấy tô dịu dịu ngáp một cái, hắn khiến cho tô dịu dịu lại nằm trong chốc lát. Liền ra lều trại nói muốn công đạo thiết ưng thiết lê, làm cho bọn họ hồi quân doanh đi. Thác Bạc Văn vừa ra tới liền thấy hai cái tiểu tể tử, một người sách theo một cái sắp có bọn họ cao thùng nước lao xuống triền núi thác bạc văn cao mày nói thiết lê ngươi đi xuống nhìn chút a à vũ cái kia tiểu tử lỗ mãng hấp tấp này hai cái tiểu oa nhi còn ái trêu cợt hắn nhưng đừng đem tiểu oa nhi rơi vào trong sông thác bạc văn nói còn chưa nói xong đâu mắt thấy một đôi tiểu nam oa nhi chui vào thùng hợp với thùng cùng nhau ngã xuống bùng bùng hai tiếng ai sao tiểu tổ tông a à. thác bạc vũ sợ tới mức ngao ngao kêu to bởi vì một đôi tiểu oa nhi tự mình chui vào thùng, còn tự mình nhảy vào trong sông. Nhị bảo cùng tam bảo một người cầm một cái tiểu thùng, hai người bọn họ tự nhận là thực thông minh đâu. Cái này thùng là sẽ không trầm vào trong nước, cũng sẽ không ướt rớt tự mình quần áo, khả năng còn sẽ bắt được cá đâu. Bên bờ hai người cùng trong nước ba người, nháy mắt cá cũng bất chấp bắt, đem lưới cá ném đến trên bờ, liền bắt đầu đuổi theo thùng gỗ tử. Bởi vì con sông là từ sơn cốc phía trên, vẫn luôn xuôi dòng thẳng hạ, tốc độ chảy tuy rằng không phải thực mau, nhưng là thùng gỗ tử ở trong nước, lại trôi nổi thực mau. Thác Bạc Văn nháy mắt da đầu tê dại, hắn mang theo một chúng thủ hạ, đều hướng dưới chân núi bờ sông hướng. Thực mau Thác Bạc Văn này đó thủ hạ, đều bùng bùng, giống hạ sủi cảo giống nhau hướng nước sông nhảy. Hai cái tiểu oa nhi ở thùng gỗ, ngay từ đầu còn cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, phát ra ha 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 cười ầm lên thanh. Nhưng là bọn họ càng đi hạ phiêu, liền càng cảm thấy sợ hãi, mặt sau vũ cửu cửu bọn họ liều mạng hô to đuổi theo hắn nhóm hai nhưng bọn hắn hai thùng lại càng ngày tốc độ càng nhanh mắt thấy phía trước liền đến một cái tiểu đoạn nhai thác bạc văn cũng thấy hắn là thật sự sốt ruột thác bạc văn dùng hết ăn nải sức lực đạp không mà đi tới rồi bọn nhỏ thùng nước trước mặt bùng một tiếng nhảy vào trong nước liền mau chuẩn tàn nhẫn bắt lấy một cái hài tử thùng gỗ tử hô to thiết ưng thiết lê tiếp theo qua a à. qua a à văn cửu cửu. Hơi sợ. Thác bạc văn cấp hai cái tiểu tể tử thùng gỗ tử, hướng trên bờ dùng sức vứt. Thiết ưng cùng thiết lê cũng là dùng hết ăn nải sức lực, nhảy lên 2, 3 mét cao, vững vàng ôm lấy trang có tiểu oa nhi thùng gỗ tử, sau đó thẳng tắp xuống phía dưới té ngã, may mắn mặt sau còn có hai người, bởi vì quán tính quá lớn, bốn cái đại nam nhân cũng rơi không nhẹ. Thác bạc văn cùng thác bạc vũ nghe thấy bọn nhỏ, phát ra rung trời tiếng khóc, nháy mắt gì cũng không để ý, ba bước hai bước liền xông lên ngạn. Huynh đệ hai người tiến lên, đem mọi người trong lòng ngực ôm thùng gỗ tử sách lên tới, thác bạc văn cấp bên trong tiểu tam bảo ôm ra tới, thấy bọn nhỏ trên người quần áo không ướt, phỏng chừng chính là sợ tới mức mới oa oa khóc lớn. Thác bạc văn cả người đều ướt đẫm, ôm oa oa khóc lớn tiểu tam bảo, tiếp nhận đồng dạng khóc thét tiểu nhị bảo, thở hỗn hển áp lực lửa giận nói ta nếu không phải các ngươi văn cửu cửu, liền tấu hai người các ngươi. Trang 536 Thác Bạc Văn ở trong lòng nhịn không được phun tàu này hai cái tiểu tổ tông, xác thật có có thể đem nhân khí hỏng mất năng lực. Chương 580 xong rồi. Điểm bọn họ vũ cửu cửu mông, lại bị phạt đứng. Nằm ở lều trại mơ mơ màng, màng màng vừa muốn ngủ tô dịu dịu, liền nghe thấy được mấy đứa con trai rung trời tiếng khóc. Nháy mắt sâu ngủ liền chạy đã không có, tô dịu dịu chạy nhanh bò dậy, đầu vẫn là có một ít phát trầm, nàng một chân thâm một chân thiển ra lều trại, nên diện liền thấy thác bạc văn một thân ướt đẫm, còn ôm hai cái béo nhi tử khóc lớn không ngừng. Văn ca, đây là làm sao vậy? Có phải hay không hai người bọn họ bướng bỉnh? Nhìn tô dịu dịu tái nhật sắc mặt, thác bạc văn thật sự có chút không đành lòng, nhưng là đã xảy ra vấn đề, còn không thể không cùng đại tráng nói. Ân. Ừ. Bọn họ hai cái thấy A Vũ cùng hai cái huynh đệ, ở trong sông vớt cá, liền chui vào thùng nhảy vào trong sông. Thùng gỗ tử đi theo nước sông phiêu đi ra ngoài hảo xa, thiếu chút nữa liền ngã xuống huyền nhai, chúng ta đều nhảy vào trong sông, mới đem hai người bọn họ vớt ra tới. Đại tráng, ngươi không cần lo lắng, bọn nhỏ không bị thương chính là bị kinh hách. Cô Diệu Diệu Xem ra này hai cái gia tiểu tử, cũng chính là ở tự mình trước mặt mới ngừng nghỉ, người ở bên ngoài trước mặt không dùng được hai ngày, liền bại lộ ra tự mình bản tính. Cái kia thực xin lỗi, văn ca. Hai người bọn họ không hiểu chuyện, trong chốc lát ta sẽ giáo dục hai người bọn họ, ngươi đem bọn họ buông đi. Như ý, Ngươi mang văn ca đi mặt sau đệ tam bài giá để hàng, nơi đó có rất nhiều quần áo, đều là nam nhân quần áo. Văn ca, lấy một ít đi ra ngoài cấp ướt quần áo các huynh đệ, thay khô mát quần áo đi. Thác bạc văn ngồi sổng xuống thân cấp hai cái tiểu oa nhi, đặt ở trên mặt đất, nháy mắt hai cái tiểu gia hỏa liền ủy khuất tiến lên, ông mẫu thân đùi tìm kiếm an ủi. Ân, ừ. Đại tráng, ngươi đừng nóng giận, mang theo bọn nhỏ đi vào trấn an bọn họ một chút đi, bọn họ phỏng chừng là bị kinh hắc ta đi tìm quần áo, các huynh đệ phần lớn quần áo đều ước, nếu không đủ cũng không quan trọng, còn có lều trại hành lý đâu, đại gia hỏa nướng một nướng, một lát liền làm. Tô Diệu Diệu ôm nhu cười cười nói, hảo, văn ca nơi đó có rất nhiều quần áo đâu, ngươi đi lấy đi. Như ý, trong chốc lát ngao điểm đường đỏ khương thủy cho đại gia hỏa uống chút, hiện. Tại rốt cuộc đã là mùa thu, đừng cảm lạnh. Tô Diệu Diệu cũng không chậm trễ, nắm hai cái nhi tử liền tới tới rồi nghỉ ngơi khu, nàng sắc mặt không tốt, ngồi ở chỗ kia nhìn hai cái nhi tử. Mập mạp một đôi nhi tiểu huynh đệ, biết tự mình chọc mẫu thân sinh khí, hai người bọn họ rung bần bật dựa vào cùng nhau, cho nhau sưởi ấm. Nhị bảo tam bảo, hai người các ngươi làm như vậy, có biết hay không nguy hiểm? Mẫu thân nói chưa nói quá không chuẩn đi trong nước chơi, liền ở bên bờ thượng ngoan ngoãn chờ vũ cửu cửu bắt cá. Các ngươi bởi vì bướng bỉnh nhảy vào trong nước, làm hại văn cửu cửu bọn họ đều ướt đẫm, đều phải hạ trong sông vớt các ngươi hai cái, bọn họ nếu là sinh bệnh làm sao bây giờ cho nên lần này mẫu thân cần thiết muốn trừng phạt các ngươi các ngươi hai cái lập tức đem nước mắt lau khô thay đổi sạch sẽ quần áo liền đi lều trại biên diện bích tư quá ta hiện tại liền định đồng hồ báo thức hai người các ngươi muốn trạm đủ nửa canh giờ hai người các ngươi liền tự mình ở trong lòng suy nghĩ một chút các ngươi làm chuyện như vậy được không về sau hẳn là như thế nào làm còn có thể hay không nhảy vào trong nước chơi một đôi tiểu béo oa nhi thấy mẫu thân sinh khí, muốn cho bọn họ diện bích tư quá. Hai người bọn họ cũng không dám khóc, đều dùng tay áo lau lau mặt, nhanh chóng thay đổi quần áo ướt, liền xoắn thịt thịt mông nhỏ chuyển qua đi, mặt hướng về phía lều trại đứng. Ở giá để hàng tìm kiếm quần áo thắt bạc văn, nghe thấy nhị bảo tam bảo bị đại tráng phạt diện bích tư quá, hắn trong lòng cư nhiên có chút không bỏ được, hai cái tiểu oa nhi ở nơi đó đứng đâu. Nhưng là lại tưởng tượng, đại tráng giáo dục kim bảo bạc bảo đại bảo tiểu bảo, hiện tại nhị bảo cùng tam bảo so với bọn hắn phỏng chừng đều bướng bỉnh, cho nên đại tráng mới trừng phạt bọn họ tàn nhẫn chút. Cũng là, hài tử nơi nào có thể không giáo dục. Không giáo dục không phải vô pháp vô thiên sao. Hắn cắn chặt răng, ông một ít quần áo liền ra lều trại. Mọi người đều ướt đẫm, hiện tại chỉ có thiết ưng thiết lê quần áo ướt có thể nhẹ một ít, bọn họ hai cái khiến cho ướt đẫm các huynh đệ, đều tiến lều trại. Bọn họ hai cái liền bắt đầu chuẩn bị, ông củi lửa lại đây nhóm lò, chuẩn bị cho đại gia hỏa nướng quần áo. Thác bạc văn hô thiết ưng thiết lê lại đây, nơi này đều là khô mát quần áo, ta trên người ướt, lấy không được quá nhiều, các ngươi thấp ôm trở về, làm các huynh đệ đều thay đổi. Đổi qua lúc sau đem trên người quần áo ướt, đều cầm đi bờ sông rửa sạch sẽ, tìm địa phương phơi lên. Mọi người nháy mắt đều cảm thấy trong lòng ấm áp, đại tráng tẩu tử cũng thật hảo a. À. Còn cho bọn hắn chuẩn bị khô mát quần áo. Thực mau 20 tới cá nhân liền thay sạch sẽ quần áo, sau đó đều cầm đi bờ sông giặt sạch vài cái, đi tìm địa phương phơi. Thác bạc vũ lau hai lần ướt đẫm đầu liền hỏi, vương huynh, cái kia nhị bảo tam bảo đi đâu vậy? Còn có vớt đi lên những cái đó cá, ở bên bờ nhảy đắt đâu, lại không ăn liền đã chết, làm cho bọn họ ra tới nha, ta cá nướng cấp bọn nhỏ ăn a. À. Thác bạc văn nhìn thoáng qua lều trại nói, nhị bảo tam bảo phạm sai lầm, bị đại tráng phạt diện bích tư quá nửa canh giờ đâu. Các ngươi đi trước nhặt xài giặt quần áo đi, một hồi bọn nhỏ ra tới lại ăn đi. Sau nửa canh giờ, một đôi tiểu oa nhi đều ủ rũ héo úa ra tới, bởi vì bọn họ bị mẫu thân dặn dò, muốn ra tới cùng thúc thúc cùng các cửu cửu xin lỗi. Thác Bạc Vũ nhe răng xoa xoa hai đứa nhỏ đầu nói, không có việc gì, về sau không chuẩn làm như vậy ha. Quá nguy hiểm. Đi thôi, Vũ cửu cửu mang các ngươi đi cá nướng ăn. Một đôi nhi héo ba ba tiểu nam oa, nghe thấy được muốn cá nướng ăn, bọn họ nháy mắt lại mãn huyết sống lại lều trại phía trước trên sườn núi, thực mau lại truyền đến hai đứa nhỏ vui đùa ầm ĩ thanh âm. Thác Bạc Văn xem canh giờ không sai biệt lắm, lại ở tiểu nồi và bếp bên kia bắt đầu cấp đại tráng mẫu tử nấu cháo, đại tráng ăn uống không tốt, chỉ có thể ăn cháo dưỡng. Bên này nồi to bếp bên kia, tiểu như ý lấy ra chút bột mì cùng vĩ hấp, Bạch Kiều bắt cùng vài người liền thu xếp muốn chưng bánh bao, trong quân doanh hán tử không có mấy cái sẽ không nấu cơm. Trang 537 như ý còn ở tước khoai tây nói, nhà ta phu nhân nói, có khoai tây cùng bốn con sát cốt gà trống, hôm nay giữa trưa phải làm khoai tây hầm thịt gà, cho đại gia hỏa cải thiện sinh hoạt đâu. Nhưng là các ngươi đến có thời gian, phải đi cho phu nhân nhà ta đi săn đi, bằng không về sau cũng đừng muốn ăn thịt, đây là cuối cùng bốn con gà trống. Hán tử nhóm đều kêu hành. Ăn no cơm, liền đi cấp đại tráng phu nhân đi săn đi. Hoàn cảnh thanh u trong sơn cốc, nhất phái hòa thuận vui vẻ, đột nhiên thác bạc vũ ngao ngao liền hô đi lên, a a a. Ta mông cháy. Mọi người liền thấy thác bạc vũ mông mạo khói trắng, hắn chạy như bay liền nhằm phía sông nhỏ biên, nhảy vào đi. Bùng một tiếng. Thác bạc văn thật sự duy trì không đi xuống, hắn từ phụ biểu tình, này hai cái gia tiểu tử, thật sự không oán bọn họ cha tấu hai người bọn họ. Cơm trưa trước, một đôi nhi tiểu nam oa nhi, lại dẫu thịt thịt mông nhỏ, mặt vô biểu tình đứng ở lều trại biên, phạt đứng. Tiểu như ý ngồi ở lều trại cửa tước khoai tây, thấy toàn quá trình, nàng khóe miệng trừ trừ, xong rồi. Điểm bọn họ vũ cửu cửu mông, lại bị phạt đứng. Chương 581 vạn cửu hàng giáo dục nhi tử. Chúng ta trước không nói thác bạc văn khổ bức sinh hoạt, lại nói vạn cửu hàng mang theo hổ uy quân 10 vạn đại quân, xông thẳng phương Bắc mà đến. 10 vạn hổ uy quân giống như rời núi mảnh hổ giống nhau, một đường chạy như điên trực tiếp vọt tới Thường Châu Thành, đi theo Kim Bảo cùng Bạc Bảo, chân chính kiến thức tới rồi cái gì là hành quân. Hổ uy quân quân kỷ nghiêm minh, đều là binh hùng tướng mạnh, lần này Bắc chinh hữu lộ tiên phong doanh doanh trưởng chính là ngụy Nguyên. ngụy Nguyên dục ngựa từ trước mặt chạy tới liền ôm quyền, điện hạ. Tiên phong doanh tới rồi thường châu ngoài thành 30 dặm, bước tiếp theo có tấn công hay không thành, thỉnh điện hạ chỉ thị. Vạn cửu hàng biểu tình nghiêm túc cười ở cao đầu đại mã thượng phía sau là hai cái nghĩa tử cùng gió lạnh hàng phát lạnh nhị đẳng nhân. Hảo. Ngụy doanh trưởng, Người đi thông tri tiên phong doanh bắt đầu tìm địa phương đóng quân. Cô sau đó sẽ phái người vào thành hiểu biết tình huống, lại nghị. Ngụy Nguyên liền ông quyền là thuộc hạ tuân lệnh. Vạn cửu hàng mang theo thủ hạ, dục ngựa đi thường châu thành ngoài thành mười mấy dặm, nhìn nhắm chặt thường châu thành cửa thành, hắn cao mày nói, hàng phát lạnh nhị, điều tra doanh người bắt đầu điều tra phụ cận tình huống. Vào đêm lại vào thành tìm kiếm một chút, rốt cuộc bên trong hiện tại tình huống như thế nào? Là thuộc hạ tuân lệnh vạn cửu hàng gió lạnh truyền lệnh đi xuống mặt sau đuổi kịp mau chóng dựng trại đóng quân kim bảo bạc bảo thấy tự mình nghĩa phụ chỉ huy thiên quân vạn mã cái kia khí thế thật sự làm cho bọn họ quá chấn động mười vạn đại quân hai cái canh giờ trong vòng liền đóng quân ở thường châu ngoài thành tiểu ngô thôn không xa núi lớn dưới chân kim bảo bạc bảo là hai cái cần mẫn hài tử hạ trại hai người bọn họ liền hỗ trợ hạ trại an trí soái trướng dọc theo đường đi bọn họ đều là đi theo nghĩa phụ cùng nhau ngủ ở soái trướng Kim Bảo cơ hồ mỗi đêm đều có thể cảm giác được nghĩa phụ ngủ đến nửa đêm, lên xem xét hắn cùng bạc bảo chăn cái không cái hảo. An trí hảo sau, hai người bọn họ liền đi theo nghĩa phụ vạn cửu hàng phía sau, bắt đầu tuần tra quân doanh. Vạn cửu hàng vừa đi một bên giáo dục hai cái nghi tử Kim Bảo bạc bảo, vi phụ đã từng cùng các ngươi nói qua, vô luận là mang binh vẫn là đánh giặc, nhất định phải yêu quý tự mình thổ binh, liền phải giống như yêu quý tự mình thủ túc giống nhau. Dựng trại đóng quân lúc sau, cần thiết muốn đi quân doanh nhìn một cái, thổ binh có phải hay không đều có thoải mái doanh trướng. Còn có chính là ẩm thực phương diện, cần thiết phải làm đến an toàn vô ngu, hành quân đánh giặc, dựng trại đóng quân, đây đều là nhất cơ sở, nhưng là cũng là dễ dàng nhất bỏ qua phân đoạn. Chúng ta mỗi đến một chỗ, hạ trại sau đều phải phái thổ binh đi năm dặm, 10 dặm thậm chí 20 dặm bên ngoài, thăm dò nguồn nước hay không có vấn đề, phụ cận có phải hay không có dễ dàng bị quân địch mai phục địa phương còn có chính là đệ nhất túc dựng trại đóng quân, làm chủ soái cần thiết ngủ khi cùng y mà nằm, bởi vì mỗi đến một cái xa lạ địa phương, đều có khả năng sẽ phát sinh một ít biến động, thân là chủ soái cần thiết muốn trước tiên xử lý ứng đối, bởi vì chủ soái chính là đại quân linh hồn. Kim Bảo biểu tình nghiêm túc nhìn, chỉnh tề có tự doanh trướng, hắn nói, nghĩa phụ, doanh trướng môn vì cái gì đều là hướng ra ngoài phương hướng. Nếu bỗng nhiên xoay hướng gió, hoặc là có chuyện gì, soái trướng chẳng phải đều là nhìn đến bọn họ phía sau lưng. Bạc Bảo lại hỏi Nghĩa Phụ vì cái gì nhà bếp cùng Lương Thảo kho không ở cùng nhau. Vạn Cửu Hàng gật gật đầu, Thảo, này chứng minh các ngươi hai cái cẩn thận quan sát qua, đầu tiên Vi Phụ muốn cùng các ngươi giảng một chút, vì cái gì doanh trướng môn phải hướng ngoại mà không phải hướng về phía Trung quân trướng. Trung quân lều lớn là chúng ta đại doanh trung tâm, tứ phía doanh trướng môn đều là hướng về phía bên ngoài phương hướng, bởi vì một khi xuất hiện địch tập, sở hữu đem thổ đều chọc vũ khí hướng phía trước hướng ra ngoài hướng, rất ít có có thể làm địch nhân ẩn vào trung quân trướng từ ra bên ngoài đánh cho nên đây là nhất tiết kiệm sức lực và thời gian hơn nữa chỉnh tề có tự phương thức còn có chính là sở hữu lương thảo kho đều không thể cùng nhà bếp tới gần nhà bếp nấu cơm là nhất định sẽ tiếp xúc đến hỏa lương thảo là quan hệ đến đại quân mọi người ăn mặc ở đi lại vấn đề cho nên lương thảo cần thiết muốn đơn độc trọng điểm quản lý tầng tầng gác nhà bếp chính là muốn đơn độc thiết trí ra tới ở quân doanh trung tâm tả hữu Nhà bếp muốn cung cấp ăn uống cấp sở hữu đem thổ. Chủ yếu lấy phương tiện là chủ, đại gia hỏa lại đây xếp hàng lấy cơm, tiết kiệm sức lực và thời gian còn an toàn. Kim Bảo Bạc Bảo đều gật gật đầu, Kim Bảo lại đề ra một vấn đề, nghĩa phụ, hiện giờ đã tới rồi thường châu ngoài thành, chúng ta vì cái gì không đem đại quân khai tiến một bộ phận tiến thường châu bên trong thành đâu? Bên trong thành có lẽ sẽ có thông minh giáo hoặc là sài gia quân thế lực, chúng ta đi vào liền có thể toàn bộ tiêu diệt bọn họ, đầu chiến báo cáo thắng lợi chẳng phải là có thể phấn chấn quân tâm. Vạn cửu hàng cười một chút, Kim bảo, ngươi nói thực hảo, như vậy sách lược cũng có thể sử dụng, nhưng là chỉ là giới hạn trong chúng ta ở trong thành, có sung túc nội ứng dưới tình huống, mới có thể trực tiếp vọt vào đi. Hiện tại chúng ta cùng thường châu thành, thông châu thành, bao gồm phương Bắc châu phủ bên trong thành liên hệ, trên cơ bản đã chặt đứt, tuy rằng không biết bên trong thành cái gì trạng huống, nhưng là có thể xác định bên trong thành khẳng định sẽ có địch quân thế lực. Trang 538 tùy tiện liền bắt đầu công thành địch quân thế lực khả năng lấy chúng ta đại vạn dân chúng ra tới đương pháo hôi nói vậy liền sẽ thiệt hại rất nhiều rất nhiều vô tội bá tánh nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền dân chúng chính là thủy chúng ta quản lý quốc gia người chính là thuyền dân chúng thương vong vô số bọn họ liền sẽ không lại ủng hộ chúng ta cái này đại vạn triều đình dân chúng cùng chúng ta giống nhau chỉ có một cái mệnh nếu bị vô tội hại chết liền sẽ đối bọn họ người nhà tạo thành vô tận thống khổ Kim Bảo Bạc Bảo nhớ tới tự mình khi còn bé gian nan, hiện tại suy nghĩ một chút nghĩa phụ lời nói, nếu lúc ấy bắt mang quốc quân chủ, có thể yêu quý bá tánh, củng cố triều đình, bọn họ khi còn bé khả năng liền sẽ không trôi dạt khắp nơi, gặp như vậy nhiều cực khổ. Chương 582 nàng quả nhiên là hổ A. Vạn cửu hàng cấp hai cái nghĩa tử nói hành quân đánh giặc, một cái chủ soái hẳn là chú ý trọng điểm cùng một ít thường thức vấn đề. Hai cái nghĩa tử từ ra tới về sau, quả nhiên là so ở trong nhà ngồi học tập cường rất nhiều, bọn họ học xong rất nhiều cả đời được lợi đồ vật. Vạn cửu hàng là một cái từ phụ, hắn tuy rằng nghiêm khắc, nhưng là đối với mỗi cái nhi tử hắn đều khuynh tẩn sở hữu, đi giáo thụ bọn họ. Mang theo mấy đứa con trai bất tri bất giác đi tới, tiểu ngô thôn biên giới chỗ, hắn nhìn nơi xa thôn trang, không cấm nhớ tới đã từng mang theo tiểu thê tử, từ Bắc Cương trở về đi cảnh tượng. Hắn gần nhất ước chừng gầy có thể có 10 cân, thê tử mang theo bọn nhỏ ra cửa, hắn không có khả năng yên tâm liền tính là có tứ đại cửu ca tô cường đi tìm hắn cũng không yên tâm hắn cả đời đều quên không được thê tử ở thiên sơn thượng cái kia gầy yếu bộ dáng khi đó nàng liền tự mình mang hai đứa nhỏ xá sinh quên tử cưỡi máy xe phóng đi thiên sơn may mắn gặp thác bạc văn một đường chiếu cố các nàng mẫu tử nói cách khác hắn thật sự không dám tưởng tượng tiểu nhân nhi có thể hay không còn có thể nhìn thấy tự mình ai tự mình tự cho là đúng quán vẫn luôn cho rằng chỉ cần tự mình toàn tâm toàn ý đi ái bọn họ mẫu tử, chính là cho nàng tốt nhất, mà bỏ qua nàng cảm thụ, khuyết thiếu cùng nàng câu thông. Nàng là cái từ nhỏ thiên kiều bách sủng trung lớn lên nhân nhi, là không có khả năng chịu ủy khuất, nàng trước kia liền nói quá, nếu cho nàng ủy khuất, nàng khẳng định liền không cần tự mình. Tự mình vì nàng có thể sửa có thể biến, nhưng là hắn thật sự không thể không có nàng. Gió lạnh từ trong thôn mang theo hai người ra tới, hai người còn sách hai cái đại sọt, bên trong có mấy chỉ gà cùng đại ngỗng, hắn còn bưng một cái tiểu cá sọc, phỏng chừng là trứng gà. Lại nói tiếp gió lạnh hiện tại cũng là một cái phụ thân, tâm tư càng tinh tế một ít. Trong khoảng thời gian này nhà hắn điện hạ cùng hai đứa nhỏ đều gầy xuống dưới, đặc biệt là Bạc Bảo, đứa nhỏ này bẩm sinh liền gầy yếu một ít, này một cái tháng sau đi ăn không ít đau khổ. Hôm nay có cơ hội hắn liền đi phụ cận thôn, hắn trên người cũng có tiền, liền ở trong thôn mua chút gà vịt ngỗng, còn đuổi kịp một cái đại thẩm tử gia có như vậy một ít trứng gà ta, hắn liền cùng nhau cấp mua tới, chính là tưởng cho hắn gia điện hạ phụ tử ba cái bổ một bổ. Gió lạnh nghe răng, điện hạ, phía trước là tiểu ngô thôn, thuộc hạ dẫn người đi vào thăm dò tình huống, gặp được có chút gà vịt ngỗng muốn bán liền mua tới, còn đuổi kịp một cái đại thẩm tử gia, có này một cái sọc trứng gà, thuộc hạ liền cùng nhau thu. Người cùng hai cái tiểu công tử đều gầy không ít, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, còn chưa tới Bắc Cương đâu, các ngươi thân thể quá gầy yếu, sẽ chịu đựng không nổi. Vạn cửu hàng quay đầu lại nhìn xem hai cái nhi tử, bọn họ xác thật cũng gầy xuống dưới, hắn gật gật đầu, mấy đứa con trai rốt cuộc mới mười mấy tuổi, nơi nào có thể thích ứng bọn họ loại cường độ này quân lữ sinh hoạt. Hảo! Gió lạnh, ngươi xem an bài đi. Gió lạnh nghe răng đi qua đi, đem kia một cái sọc chừng ba bốn mươi cái trứng gà, đưa cho Kim Bảo ôm. Cầm đi nhà bếp bên kia nấu, các ngươi huynh đệ cùng điện hạ, cùng nhau ăn cơm khi thêm cơm, gặp lại phong thúc còn cho các ngươi mua tới ăn. Kim bảo bạc bảo, thấy bọn họ phong thúc cố ý, cho bọn hắn phụ tử mua đồ vật bổ dưỡng thân thể, đều cảm kích đối gió lạnh nói cảm ơn phong thúc. Gió lạnh nghe răng gật gật đầu, Kim bảo cùng bạc bảo liền mang theo, ôm gà vịt ngỗng hai người trở về doanh trướng. Gió lạnh nhìn tiểu ngô thôn, hắn thanh âm rõ ràng phóng thấp chút nói, điện hạ, thuộc hạ ở trong thôn mua trứng gà thời điểm, nghe cái kia đại thẩm tử nói, bọn họ trong thôn trước đó vài ngày, nguyên lai like thôn trưởng cấu kết thông minh giáo người, bắt tráng đinh dấu ở bọn họ trong thôn. Vào lúc ban đêm liền tới rồi quan phủ người, đêm tập thôn trưởng gia còn giải cứu những cái đó tráng đinh. Nàng nói thời gian đặc biệt đoạn, các nàng chính là thấy cửa thôn cháy, còn có chính là nghe thấy được thình thịch thanh âm, sao lại còn có rầm rầm tiếng gầm rú âm đâu. Ngày hôm sau liền thấy trong thôn, đã chết rất nhiều thông minh giáo người, còn có thôn trưởng gia người. Vạn cửu hàng nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, Nhìn gió lạnh nói, mang cô vào thôn đi một chuyến. Nếu thôn dân không có nói sai nói, đó là nàng lái xe mang theo bọn nhỏ tới bên này. Bên này thông minh giáo cùng xài gia quân khắp nơi hoành hành, nàng lẽ loi một mình mang theo bọn nhỏ quá nguy hiểm, ai? Gió lạnh cùng vạn cửu hàng vẫn luôn hướng trong thôn đi, gió lạnh nói, điện hạ, thái tử phi mang theo bọn nhỏ lái xe trải qua nơi này, có thể là muốn môn thiên sơn đi. Bởi vì nhà ta đại bảo cùng tiểu bảo đều ở thiên sơn thượng đâu. Vạn cửu hàng một phách trán cũng không phải là sao. Hắn liền cho rằng tiểu nhân nhi giận dỗi đi giang nam phủ, liền đã quên còn có hai đứa nhỏ ở Thiên Sơn thượng, tiểu nhân nhi như vậy hộ nhãi con, nơi nào khả năng không tìm tự mình hai cái đại hài tử đâu. Quả nhiên, ở trong thôn vạn cửu hàng hỏi thăm, ở tại thôn trưởng gia đại viện tử phụ cận mấy hộ nhà, bọn họ đều không ngoại lệ đều nói, vào lúc ban đêm thấy ánh lửa, còn nghe thấy thình thịch thanh âm cùng tiếng gầm rú. Ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ liền thấy thôn trưởng gia nam nhân cùng rất nhiều nam nhân đều chết ở trong thôn, bọn họ cũng không dám lộ ra sợ gây chuyện, liền đem những cái đó thi thể trộn kéo đến trên núi chôn. Vạn cửu hàng trong lòng hiểu rõ, tự mình tiểu nữ nhân, quả nhiên vẫn là cái kia khí phách tiểu nữ nhân. Nàng ghét cái ác như kẻ thù, phỏng chừng là phát hiện thông minh giáo bắt lính, sau đó liền đơn thương độc mã, đi giải cứu mấy chục cái tráng đinh, còn giết như vậy nhiều người xấu. Trang 539 Nghĩ nàng một người mang theo hai đứa nhỏ, gặp được thông minh giáo người liền dám hướng lên trên hướng, vạn cửu hàng tức khắc cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh dày đặc. Không muốn hắn cha vợ đã từng nói, nàng là cái hổ khuê nữ đâu, nàng quả nhiên là hổ A. Chương 583 mau chóng bắt lấy thường châu thành, không thể chậm trễ thời gian. Vạn cửu hàng đã trăm phần trăm xác định, tự mình tiểu nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ đi qua. Buổi tối, trung quân trong đại trướng bắt đầu ăn cơm chiều, vạn cửu hàng cùng hai cái nhi tử, từ gió lạnh cho mỗi người nhiều thịnh tới một chén thịt gà, còn cố ý cấp bạc bảo thịnh một chén canh gà phao cơm ăn. Kim Bảo gấp một cái đại đùi gà cho gió lạnh, còn gấp chút thịt gà cấp hàng một cùng hàng nhị, hắn cùng bạc bảo cùng nhau phân ăn bạc bảo kia một chén thịt. Vạn cửu hàng vừa lòng gật gật đầu tân, Kim Bảo phân cho các ngươi ăn các ngươi liền ăn. Các ngươi đều là bọn họ trưởng bối, tuy rằng bọn họ tiểu hẳn là bổ dưỡng thân thể, nhưng là bọn nhỏ cho các ngươi ăn, các ngươi liền ăn. Đại gia nhanh lên ăn cơm đi, ăn xong rồi cơm liền đi xuống thông tri các doanh doanh trưởng tới nơi này khai cái rẻ mấy nam nhân bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn cơm chỉ có bạc bảo ăn chậm một chút đại gia hỏa thực mau liền ăn xong rồi kiên bảo sợ bạc bảo ăn nhanh lại bụng đau liền mang theo bạc bảo bưng hắn không ăn xong đồ ăn đi bình phong mặt sau từ từ ăn gió lạnh hàng phát lạnh nhị bọn họ ba người cái kia làm việc hiệu suất không phải cái thực mau tả hữu tiên phong doanh tả hữu trung phong doanh cùng lương thảo quan còn có chủ bộ Giang Sơn đều tới rồi. Vạn cửu hàng biểu tình nghiêm túc nhìn mọi người, hôm nay chúng ta đã tới rồi thường châu thành ngoài thành, cô vừa mới đi thăm dò tình huống, phát hiện thái tử phi đầu đoạn thời gian mới trải qua nơi này. Ngụy Nguyên phành phạch một tiếng. Đứng lên nói, cái gì? Điện hạ, thật sự sao? Nàng một cái nhược nữ tử, tự mình chạy tới nơi này làm gì? Bên này quá nguy hiểm. Một cái khác tiên phong quan trương văn cũng đứng lên, điện hạ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là chạy nhanh công thành đi. Chúng ta sớm một chút tìm được Thái tử phi, nàng liền sớm một chút an toàn. Chủ bộ Giang Sơn nói đối. Điện hạ, hai vị tiên phong quan nói có đạo lý, phỏng chừng Thái tử phi là muốn đi Thiên Sơn tìm quận vương cùng quận chúa, chúng ta cần thiết mau chóng chiếm lĩnh Thông Châu thành. Hàng một biểu tình ngưng trọng nói, điện hạ, mau chóng bắt lấy Thường Châu thành, không thể chậm trễ thời gian. Vạn Cửu Hàng biểu tình ngưng trọng gật gật đầu nói là chúng ta không thể chậm trễ thời gian hàng phát lạnh nhị hôm nay buổi tối hai người các ngươi tự mình dẫn người ẩn vào thường châu trong thành nhìn xem tình huống sau khi trở về bất luận cái gì canh giờ trực tiếp tới trung quân trướng tìm cô chúng ta suốt đêm liền chế định tác chiến kế hoạch ngày mai nhất định phải bắt lấy thường châu thành thái tử phi có khả năng là đã tới rồi thông châu thành cảnh nội nàng khẳng định là muốn đi thiên sơn tìm bọn nhỏ thường châu thành là nàng nhất định phải đi qua chi lộ hiện tại thông châu thành nơi đó không biết tình huống như thế nào, cho nên cô không thể đợi, cần thiết phải nhanh một chút tìm được nàng. Sở hữu đem thổ đều đứng lên, cùng kêu lên hò hét mau chóng bắt lấy thường châu thành. Tan học sau Ngụy Nguyên không chịu đi, hắn đối vạn cửu hàng nói, điện hạ, thỉnh phái Ngụy Nguyên cũng cùng hàng phát lạnh nhị tướng quân, vào thành đi. Vạn cửu hàng nhìn Ngụy Nguyên, hắn biết Ngụy Nguyên tâm ý, hắn trong lòng trước sau có tự mình tiểu nữ nhân. Nhưng cũng chỉ là ở trong lòng đầu nghĩ nàng mà thôi, cũng không có đi quá giới hạn ý tứ mấy năm gần đây ngụy nguyên đã thành gia nghe nói còn sinh có hai đứa nhỏ nhưng hôm nay thấy hắn phản ứng phỏng chừng tự mình tiểu nữ nhân là hắn cả đời chấp niệm đi vạn cửu hàng nhìn ngụy nguyên nói ngụy tướng quân ngươi lo lắng dịu nhi tâm tình cô có thể lý giải rốt cuộc các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên là ruột thịt biểu huynh muội nhưng ngươi nơi tiên phong doanh rất quan trọng một khi hàng phát lạnh nhị mang về tới tin tức xác định xuống dưới muốn tấn công thường châu thành ngươi chính là lính hầu. Lúc này ngươi không thể đi, cần thiết ở ngay lúc này mang theo thủ hạ của ngươi, kiểm tra hảo vũ khí trang bị, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ta nói rồi sở hữu trong chiến tranh, tiên phong doanh tử thương suất là tối cao, ngươi thân là tiên phong quan cần thiết mang hảo ngươi binh, không thể phân tâm. Ngụy Nguyên nhìn vạn cửu hàng, điện hạ, ta không biết ngươi cùng Thái tử Phi đã xảy ra chuyện gì, nhưng là khẩn cầu điện hạ quý trọng Diệu Nhi, nàng là cái tâm tư đơn thuần tiểu cô nương. Vạn cửu hàng vỗ vỗ ngụy nguyên bả vai nói ân, làm biểu huynh đi theo lo lắng, đều là cô không tốt, nhị bảo tam bảo quá nghịch ngợm, cô nhất thời không khống chế tốt tính tình, đánh hài tử. Hảo, biểu huynh trở về chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Lần này chinh phạt Bắc cương kết thúc về sau, phỏng chừng ngàn kinh thành tri phủ tuổi tác lớn, liền phải xin từ chức. Cô tính toán ngươi lập công về sau, khiến cho ngươi hồi ngàn kinh thành tiếp quản ngàn kinh thành tri phủ chức, cũng hảo gần đây chiếu cố trong nhà thái quân cùng cửu cửu bọn họ. Ngụy Nguyên nháy mắt trừng lớn trong mắt, hắn kích động quỳ một gối xuống đất, tạ thái tử điện hạ thành toàn. Ngụy Nguyên đại biểu Ngụy gia vô cùng cảm kích, cảm ơn điện hạ ân sủng. Vạn Cửu Hàng một tay nâng dậy Ngụy Nguyên nói, biểu huynh tài cán là ở nơi đó bãi, đi làm một cái tri phủ, xác thật có chút đại tài tiểu dụng, nhưng đây là trước mắt đối Ngụy gia tốt nhất an bài. Biểu huynh hảo hảo làm. Ngày sau lại có cơ hội, khả năng cô còn sẽ hữu dụng đến biểu huynh địa phương. Bởi vì tự mình người dùng yên tâm. Ngụy Nguyên ánh mắt trịnh trọng đôi tay ôm quyền, nhìn Vạn Cửu Hàng nói, "Điện hạ, Ngụy Nguyên cùng với Ngụy gia, nguyện vì triều đình hoàng thất vạn gia hiệu khuyển mã chi lao." Chương 584 bắt lấy Thường Châu thành. Cùng ngày ban đêm, Hàng Phát Lạnh Nhị liền dẫn người ẩn vào Thường Châu bên trong thành, Hàng Một cùng Hàng Nhị đi tìm, Thường Châu bên trong thành bọn họ liên hệ võng. Còn hảo khắp nơi liên hệ địa điểm, dư lại hai nơi mặt khác đều không thấy, hẳn là bị thông minh giáo hoặc là xài gia quân cấp nhổ, ẩn núp ở trong thành Trương Hải Vương Cường, hướng hàng một cùng hàng nhị hội báo bên trong thành tình huống. Hiện tại bên trong thành là có một cổ xài gia quân thế lực, vừa mới bắt đầu hai năm, xài gia quân chỉ là ở trong thành có mấy nhà hiệu buôn. Sau lại một chút liền có người, âm thầm nhổ bọn họ hai nhà cửa hàng, sau lại mới biết được là xài gia quân làm. Xài gia quân nhanh chóng gom tiền, bên trong thành rất nhiều tiệm vải tử tử lầu tiệm ăn đều là bọn họ sản nghiệp, bọn họ gom tiền sau đều đưa về phương Bắc, mở rộng quân đội, Trang 540 Nghe nói Sài Thế Huân hiện tại đã có gần 10 vạn Sài Gia quân. Thông minh giáo cũng có gần 8 vạn đại quân, bọn họ hiện tại đã có gần 20 vạn người. Sài Gia quân ở Bắc Cương Phương Diện, hiện tại thiết giáp quân đã huấn luyện đặc biệt thành thục. Thiết giáp quân đau thương bất nhập, còn có thể đủ phòng ngừa người khác bắn tên, cho nên Sài Gia quân hiện tại muốn so thông minh giáo còn lợi hại. Thông minh giáo Ô Kình Hải, hiện tại đã cùng Sài Gia quân kết minh hàng phát lạnh nhị hỏi bên trong thành binh lực bố trí. Trương Hải bên trong thành tri phủ, sớm đã bị giết, hoặc là trốn đi, hiện tại phủ nha đã hoàn toàn bị xài gia quân tiếp quản. Hiện tại tiếp quản thường châu lòng dạ nha chính là xài gia quân Tôn Tam Lan, người này tính tình táo bạo, nhưng là còn có chút tinh thần trọng nghĩa, thường xuyên ở phủ nha xử trí những cái đó vi phạm pháp lệnh người. Xài gia quân ở Thường Châu trong thành đại khái đồn trú một vạn người tả hữu, Thường Châu thành nhắm chặt cửa thành, dân chúng đều rung bần bật. Sài gia quân thả ra tin tức xưng, nếu một khi hổ uy quân phương diện người tới công thành, khiến cho dân chúng xông lên thành lâu bảo vệ gia viên. Nếu bọn họ không xông lên thành lâu đi ngăn địch, như vậy Sài gia quân liền phải giết sạch bên trong thành dân chúng, cho nên Sài gia quân hiện tại là tính toán, dùng dân chúng tới làm pháo hôi. Hàng một cùng hàng nhị đi theo Trương Hải, ở trong thành chủ yếu Sài gia quân binh lực tập trung địa phương, dạo qua một vòng, sau đó liền trộm lặng ra Thường Châu Thành. Khuy khoắc thời gian, Hàng một cùng hàng nhị về tới hổ uy quân đại doanh, bọn họ hướng vạn cửu hàng hội báo bên trong thành tình huống. Vạn cửu hàng cầm giảng dị thường châu thành bố phòng đồ, nghiên cứu lên, hắn phát hiện hai sườn cửa thành, đều có rất nhiều sài gia quân. Còn có chính là ở trong thành phủ nha phụ cận có rất nhiều sài gia quân, phỏng chừng này đó sài gia quân là tính toán, một khi hổ uy quân công thành, liền đi trong thành xua đuổi dân chúng. Vạn cửu hàng quyết định, thiên không lượng liền bắt đầu công thành, trực tiếp dùng nở hoa cục đá nổ tung cửa thành, căn bản không cho sài gia quân xua đuổi dân chúng cơ hội. Hàng phát lạnh nhị, đi thông tri tả hữu tiên phong doanh tiên phong quan lại đây. Cô muốn bố trí tác chiến kế hoạch. Thuộc hạ tuân lệnh. Thuộc hạ tuân lệnh. Vạn cửu hàng nhìn bên ngoài sắc trời đen nhánh, hắn căn bản là ngủ không được, trong lòng thấp thỏm bất an, nàng hiện tại một người mang theo hai đứa nhỏ, không biết đi nơi nào. Này phương Bắc chính là đầm rồng hang hổ A. Hắn cần thiết mau chóng vọt tới thông châu thành đi, tự mình cả đời này thật sự bại cho nàng bại thực hoàn toàn cũng bại cam tâm tình nguyện thực mau ngụy nguyên cùng trương văn cùng nhau chạy vào ngụy nguyên vẻ mặt hưng phấn điện hạ chúng ta tới rồi trương văn điện hạ ngươi liền hạ lệnh đi khi nào động thủ vạn cửu hàng thấy hai người bọn họ vừa lòng gật gật đầu trở về điểm người mỗi người mang một vạn tiên phong doanh thân thủ tốt nhất mỗi hai cái thân thủ người tốt mang một khối nở hoa cục đá cho ta vọt tới thường châu dưới thành nổ tung thường châu thành nam bắc cửa thành. Dư lại tiên phong doanh đem thổ, liền cầm đại đao cấp cô vọt vào đi. Sở hữu phản quân ngay tại chỗ chém giết, một cái không lưu. Nhớ kỹ lần này đánh bất ngờ, nhất định phải mau chuẩn tàn nhẫn. Thân thủ cần thiết muốn nhanh nhẹn thường. Cô sẽ phái hàng phát lạnh nhị, cho các ngươi ở phía sau bưng không cần sợ. Liền cấp cô đi phía trước hướng, một lần là bắt được thường châu thành. Hừng đông thời điểm, cô muốn xem thấy cô soái kỳ, cắm ở thường châu thành trên thành lâu. Hảo. Tức khắc xuất phát. Thuộc hạ tuân lệnh. Thuộc hạ tuân lệnh. 15 phút sau, hổ uy quân tả hữu tiên phong doanh các có một vạn nhân mã, liền giống như rời núi mảnh hổ giống nhau, cưỡi khoái mã liền nhằm phía thường châu thành nam bắc cửa thành. Thực mau liền truyền đến trung trời động mà tiếng nổ mạnh. Vạn cửu hàng cưỡi cao đầu đại mã phía sau là hai cái nghĩa tử, liền đứng ở cách đó không xa đốc chiến, hàng phát lạnh nhị các mang theo một vạn người làm hậu viên. Không hề trì hoãn hổ uy quân nở hoa cục đá, đem Thường Châu thành thành lâu đều cấp tạc sụp. Tiên Phong Doanh đem thổ đều là tinh binh cường tướng, bọn họ ngô ngao kêu to liền vọt vào Thường Châu trong thành. Vạn Cửu Hàng thấy Tiên Phong Doanh đem thổ, tất cả đều vọt vào trong thành sau, hắn giơ tay, hàng phát lạnh nhị phân biệt mang theo hậu viên bộ đội, nhanh chóng vọt vào Trường Châu thành, hơn nữa vững vàng gác cửa thành. Kim Bảo cùng Bạc Bảo Đô Kỵ ở trên ngựa, nhìn tự mình nghĩa phụ, cao cao giơ lên tay bọn họ lúc này mới chân chính lãnh hội tới rồi, nghĩa phụ thật là chiến thần. Chương 585 nàng có thai. Một cái ban đêm công phu, Thường Châu Thành liền đổi chủ, hổ vi quân giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, nhanh chóng chiếm lĩnh Thường Châu Thành. Trời đã sáng, quả nhiên đại vạn soái kỳ, cắm ở Thường Châu Thành đã sụp một nửa trên thành lâu. Vạn cửu hàng đều không có vào thành, hắn an bài chủ bộ Giang Sơn dẫn theo một vạn người vào thành trấn an bá tánh, thống trị Thường Châu Thành, hơn nữa quét sạch còn thừa xài gia quân thế lực. Vạn cửu hàng căn bản không làm dừng lại, an bài đại quân tiếp tục bắt thượng khởi hành. Hắn lòng nóng như lửa đốt, cái này niên đại, hành quân tốc độ lại như thế nào mau, một ngày cũng là bảy tám chục dặm, căn bản không có khả năng giống tự mình tiểu nhân nhi máy xe như vậy, một đêm là có thể lao ra đi vài trăm dặm. Vạn cửu hàng muốn phóng đi thông châu thành, nhưng là hắn là hổ bi quân chủ soái không thể vì tự mình tư nhân sự tình, vứt bỏ 10 vạn hổ bi quân đại quân mã bất đình đề đuổi một tháng lộ, hổ uy quân thế như trẻ tre, tiểu nhân thôn trấn căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ, trên cơ bản chính là một quá, không hề trì hoãn hoàn toàn diệt trừ địa phương thế lực. Hổ uy quân quá cảnh kia kêu một cái bẻ gãy nghiền nát. Tháng 10, vạn cửu hàng một thân nhung trang, đã đứng ở thông châu ngoài thành 15 dặm. Chiến thần vạn cửu hàng chính là hổ uy quân hồn, hắn hướng nơi đó vừa đứng, sở hữu hổ uy quân đều ý chí chiến đấu sụp sôi. Gió lạnh, truyền lệnh đi xuống dựng trại đóng quân, Kêu tiên phong doanh Ngụy Nguyên cùng Trương Văn lại đây thấy cô. Kim bảo, đi tìm quân y cấp bạc bảo nhìn xem. Là. Thuộc hạ tuân lệnh. Là. Nghĩa phụ. Đại vạn hổ uy quân ở Thông Châu ngoài thành dựng trại đóng quân, doanh địa chạy dài mười mấy dặm. Thông Châu thành thượng xài thế huân, nhìn vạn cửu hàng đội ngũ, hắn trong lòng cảm khái không thôi. Trang 541. Hắn từ từ nói, vạn cửu hàng chính là vạn cửu hàng. Hắn là chiến thần, nhưng ta lần này chính là muốn cùng ngươi không chết không ngừng thử hận miên miên vô tuyệt kỳ là thời điểm nên chấm dứt thịnh hòa phong thượng thành lâu chủ công chúng ta hẳn là đi rồi nơi này không phải ở lâu nơi thông châu trong thành chúng ta ít người thông minh giáo người muốn ở thông châu thành cấp hổ uy quân tiếp theo cái ngán chân chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi chúng ta ở bắc cương bên kia bày ra thiên la địa võng liền chờ hổ uy quân chui đầu vô lưới liền hảo bên này chúng ta không đáng mạo hiểm sài thế huân quay đầu lại nhìn thịnh cùng phong nói quân sư phỏng chừng tôn tam lang không về được làm ô kình hải tận tình phát huy đi phu nhân đã mang tin tới nói tiểu công tử sẽ bắn tên bởi vì vạn cửu hàng khẳng định sẽ không lúc này tới trực tiếp liền sát vào thành đi hắn là một cái thống soái tam quân chủ soái trong lòng là có nhất định tính toán trước sài thế huân không chút hoang mang mang theo người của hắn nghênh ngang mà đi dựng trại đóng quân sau Vạn Cửu Hàng liền phái hàng phát lạnh nhị chuẩn bị dẫn người ẩn vào Thông Châu thành, còn có phụ cận thôn trấn cũng đều phái người đi tìm hiểu tin tức. Bách chiến bách thắng cần thiết là biết mình biết ta, mới dám khai chiến, đây là bất luận cái gì một cái tam quân thống soái chuẩn bị cơ bản thường thức. Hàng vừa ra đi không dài thời gian, liền mang về tới một cái người, hắn cao hứng phấn chấn mang theo người vào soái trướng, Vạn Cửu Hàng chính mang theo hai cái nghĩa tử đang xem dư đồ đâu. Hàng một đôi tay ôm quyền điện hạ, thuộc hạ ở Thông Châu ngoài thành gặp thiết lê tướng quân, thiết lê tướng quân chính là bắc mang quốc Thác bạc văn đại vương thủ hạ thân vệ quân chủ tướng. vạn cửu hàng vừa nghe trong mắt nháy mắt dần hiện ra kinh hỉ ha ha ha. trách không được không có nhận được huynh trưởng gửi thư, nguyên lai là huynh trưởng đã dẫn người lại đây. thiết lê vừa tiến đến liền thấy ngồi ở vạn cửu hàng hai sườn hai cái thiếu niên lang, quả nhiên vừa thấy này hai cái thiếu niên lang chính là nhà hắn đại vương nhi tử, quả thực cùng nhà hắn đại vương giống nhau như đúc a thiết lê quỳ một gối xuống đất tay phải nắm tay đặt ngực trái thiết lê gặp qua thái tử điện hạ gặp qua hai vị vương tử điện hạ vạn cửu hàng vòng qua cái bàn đi qua đi cấp thiết lê nâng dậy tới nói ngươi chính là thiết lê tướng quân hảo cô thường nghe hàng phát lạnh nhị nói về lúc trước các ngươi ở bắc mang cùng nhau tác chiến khi sự tình ngươi nếu đi vào nơi này có phải hay không cô nghĩa huynh cũng đi tới đại vạn thiết lê hưng phấn nhìn tuấn tú lịch sự vạn cửu hàng Nháy mắt nghĩ tới kia hai cái gia thượng thiên tiểu tể tử. Hắn khờ khảo cười, điện hạ, nhà ta đại vương hơn hai tháng trước liền tới đây. Chúng ta tam vạn bắt mang kỵ binh, liền đóng quân ở Bắc Cương ngoài thành 50 dặm có hơn. Đại vương mang theo chúng ta những người này, vốn là muốn đi thiên sơn thăm đại vương tiểu chất nhi. Nhưng ở tới trên đường, đi vào một chỗ trong sơn cốc, vừa lúc gặp nhà ta đại vương đại tráng đệ đệ. Hiện tại nhà ta đại vương đang ở sơn cốc bên kia mang theo mười mấy người chiếu cố hắn đại tráng đệ đệ mẫu tử đâu. Vạn cửu hàng. Hàng cả kinh không khép miệng được nhà ngươi đại vương đại tráng đệ đệ, kia chẳng phải là nhà ta thái tử phi. Kim bảo bạc bảo trăm miệng một lời chúng ta mẫu thân ở nơi nào. Mẫu thân cùng bọn đệ đệ có khỏe không? Thiết lê nhìn tự mình ra hai cái vương tử, liền cảm thấy thật là như đại vương theo như lời, cùng đại vương lớn lên không có sai biệt, hơn nữa vừa thấy chính là không khéo có thể làm. Hai vị vương tử không nên gấp gáp, một tháng trước, nhà ta đại vương từ Bắc Cương bên kia tìm lại đây, muốn đi Thiên Sơn thăm hai cái tiểu chất nhi. Đi qua một cái sơn cốc, ở trong sơn cốc gặp một cái màu xanh lục lều lớn, lều lớn chính là đại tráng phu nhân mang theo hai đứa nhỏ, một cái tỳ nữ ở nơi đó nghỉ ngơi. Đại tráng phu nhân lúc ấy mang thai, còn thân thể không khỏe, nhà ta đại vương không đành lòng ném xuống đại tráng phu nhân, hắn liền tự mình dẫn người lưu tại trong núi, mang theo hài tử chiếu cố gầy yếu đại tráng phu nhân thuộc hạ lần này là đi bắt cương thành bên kia trấn an thủ hạ đem thổ, cùng bọn họ ước định, bên này một khi đại vương nghĩa đệ ngài tới rồi, chúng ta liền hai mặt giáp công. Oanh! Vạn cửu hàng suýt nữa không đứng được, nàng có thai. Chương 586 chỉ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu không quý trọng, nàng chính là của ta. Hoàng hôn thời điểm, trong sơn cốc một mảnh hòa thuận vui vẻ, triền núi bình thản chỗ một cái cao lớn thô kệch nam nhân, mở ra hai tay chống đỡ tiểu như ý, mặt sau treo hai cái tiểu tể tử, bọn họ ở chơi diều hâu bắt tiểu kê đâu. Tất cả mọi người kêu nhị bảo cẩn thận, tam bảo tiểu tâm. Trên sườn núi mặt dựa gần hai cái màu xanh lục lều lớn, có hai nơi khói bếp dâng lên. Một cái tiểu bếp lò trước mặt ngồi một cái, khoác tuyết trắng hồ cừu cười, cười nói xinh đẹp tiểu nữ nhân, bếp trước là một người cao lớn cường tráng nam nhân, hắn chính cẩn thận quấy trong nồi lộc thịt canh. Vạn cửu hàng lòng nóng như lửa đốt, mang theo hai cái nhi tử cùng một chúng thủ hạ, đi theo thiết lê tiến vào cái này hoàn cảnh thanh u trong sơn cốc. Vạn cửu hàng đứng ở cách đó không xa, nhìn này một bức hình ảnh, hắn đều sợ ngây người. Tự mình trong nhà một đôi gia tiểu tử, đi theo một người cao lớn hán tử, còn có một cái tiểu cô nương ở nơi đó đều chơi điên rồi. Tự mình da bạch sáng lên tiểu nữ nhân, khoác hồ cừu ngồi ở chỗ kia, cùng một người nam nhân vừa nói vừa cười. Vạn cửu hàng đột nhiên liền cảm thấy, tự mình thật là ghen tị. Chua sót hắn muốn chết tâm đều có liền ở vạn cửu hàng phát ngốc thời điểm, kim bảo bạc bảo đã khống chế không được lao ra đi. Nhị bảo tam bảo. Nhị bảo. Tam bảo. Ca tới. Kim bảo bạc bảo khống chế không được, hô tự mình hai cái tiểu đệ đệ. Nhị bảo cùng tam bảo là tiểu kê, bọn họ bị tự mình vũ cửu cửu giả thành gà mái già, hộ ở phía sau tránh né như ý tỷ tỷ giả thành diều hâu. Bọn họ đều chơi điên rồi, mấy ngày nay hai người bọn họ đặc biệt mê chơi trò chơi này. Đột nhiên, nhị bảo cùng tam bảo nghe thấy có người kêu bọn họ, vừa chuyển đầu liền thấy đối diện tới một đám người, chạy ở phía trước chính là tự mình Kim Bảo ca ca cùng bạc bảo ca ca. Nhị bảo ta a a. Kim Bảo ca ca. Bạc bảo ca ca. Trang 542. Tam bảo ha ha ha. Ca ca. Kim Bảo bạc bảo ca ca. Một đôi tiểu béo hoa giống tiểu đạn pháo giống nhau, liền lao ra đi, mọi người liền thấy, ở triền núi trung gian bốn cái lớn nhỏ không đồng nhất nam oa tương ngộ, bọn họ gắt gao ôm nhau. Mọi người đều biết, bọn họ tuy rằng không phải thân sinh huynh đệ, nhưng là bọn họ lại là bị cùng đối cha mẹ nuôi lớn huynh đệ, cho nên bọn họ cảm tình đặc biệt thâm hậu. Một đôi sinh đôi huynh đệ, tìm được rồi tự mình huynh trưởng, đều ủy khuất qua oa khóc lớn lên. Thác Bạc Văn vừa chuyển đầu liền thấy nơi xa vạn cửu hàng, hắn bản năng quay lại đầu nhìn qua, chỉ thấy đại tráng đang ngồi ở nơi đó, nhìn vạn cửu hàng phương hướng phát ngốc. Thác bạc văn không cao ngạo không nóng nảy đem bếp lò phía dưới hỏa rút khỏi tới, lại cấp cháo thêm một chút thủy, sau đó đắp lên cái nắp. Thác bạc văn thu thập hảo, liền sải bước hạ triền núi, thấy huynh trưởng từ trên sườn núi xuống dưới, vạn cửu hàng sải bước đi qua đi. Ở triền núi trung gian, hai cái vương giả tương ngộ, vạn cửu hàng trong lòng vô cùng cảm động, tự mình thê nhi lại là bị tự mình huynh trưởng, cấp chiếu cố. Vạn cửu hàng vương hai tay, tiến lên ôm tự mình huynh trưởng, Thác Bạc Văn cũng vươn hai tay, ôm chặt lấy tự mình nghĩa đệ. Vạn Cửu Hàng thậm chí có chút nghẹn ngào nói, huynh trưởng, cảm ơn huynh trưởng chiếu cố Vạn Cửu Hàng thê nhi. Thác Bạc Văn nhắm mắt, nhìn cách đó không xa tự mình hai cái nhi tử, đều ôm tự mình bọn đệ đệ ôm nhu hống bọn họ. Thác Bạc Văn cắn chặt răng nói, hiền đệ, chỉ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu không quý trọng, nàng chính là của ta. Vạn Cửu Hàng hổ khu chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn trên sườn núi tiểu nữ nhân, nàng bạch sáng lên, xinh đẹp phản phất là cửu thiên huyền nữ. Cái nào nam nhân sẽ không động tâm? Húng chi là thác bạc văn. Hắn cũng là cái thiên chi kiêu tử vua của một nước. Không có khả năng không động tâm. Chỉ là hắn cảm kích với tự mình dưỡng dục, hắn một đôi nhi tử cùng qua đi ân tình, cho nên hắn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ đạo nghĩa, thác bạc văn ý tứ thực rõ ràng. Nếu tự mình lại không quý trọng tự mình tiểu nữ nhân, như vậy hắn khẳng định liền sẽ đem nàng mang đi. Vạn cửu hàng cầm thác bạc văn bả vai, hắn ánh mắt trịnh trọng nhìn thác bạc văn nói huynh trưởng yên tâm vạn cửu hàng tuyệt đối sẽ không buông tay cơ hội này nàng chính là vạn cửu hàng mệnh nhìn vạn cửu hàng đôi mắt liền cảm thấy vạn cửu hàng là nói thiệt tình lời nói thác bạc văn chân thành cười tân hảo đi thôi đi tìm đại tráng hảo hảo cùng nàng xin lỗi hống hống nàng nàng lại mang thai hiện tại đã hơn hai tháng mau ba tháng nôn ngén vẫn là rất nghiêm trọng a à vũ thỉnh lang trung cấp nhìn nói là bình thường phản ứng, trong bụng thai nhi đều thực khỏe mạnh. Vạn cửu hàng cảm kích gật gật đầu, sải bước liền hướng về phía tự mình tiểu nữ nhân đi. Tô Diệu Diệu liền thẳng ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nhìn tự mình nam nhân, bông nàng sải bước đi tới. Thẳng đến nam nhân đi tới, ngồi sổn nàng trước mặt, nam nhân nhìn tự mình tiểu nữ nhân, nàng bộ dáng thật là hắn trong mộng bộ dáng, xa hoa lộng lẫy. Này trong sơn cốc hết thảy đều bị định trụ, mọi người đều nhìn, tuấn nam mỹ nữ bốn mắt nhìn nhau. Bang! bạch bạch bạch. T. Đại phôi đảng. Ta đánh chết ngươi. Ngươi đánh ta nhi tử, ta liều mạng với ngươi. Ta như vậy nhiều nhi tử, ngươi đánh cái nào đều không được. Mọi người nhìn cái kia tiên nữ giống nhau đại tráng, đổ ập xuống liền cho nàng nam nhân lại đánh lại cào lại mắng. Gió lạnh hàng nhất đẳng người, đều che lại mặt. Ai sao? Chiến thần hát lịch sử trình diễn. Thác bạc văn khóe miệng trừ trừ. Thác bạc vũ một ngơ ngác nói ai sao? ta đại tráng tẩu tử lợi hại như vậy a à. Chương 587 phụ tử tương nhận, huyết mạch tương liên. Tô Diệu Diệu cấp khí tàn nhẫn, nghĩ đến hắn đánh nghi tử mình đầy thương tích, lại nghĩ đến hắn đem tự mình đều đã thương. Tự mình khi đó đã hoài hài tử, nếu không có đang dược, hài tử chẳng phải là bị hắn xóa sạch, nàng càng nghĩ càng sinh khí. Cuối cùng, Tô Diệu Diệu một chân cấp nam nhân đá phiên trên mặt đất, liền nghiêng ngã lão đảo muốn hướng lều trại chạy, không để ý tới hắn. Vạn cửu hàng biết tiểu nữ nhân mang thai, hắn căn bản không dám ngăn lại nàng, khiến cho nàng phát tiết, làm nàng hết giận, làm nàng đánh, làm nàng cào, làm nàng đá. Nhưng là thấy tiểu nhân nhi nghiêng ngã lão đảo chạy, hắn lo lắng tiểu nhân nhi té ngã, liền đuổi theo đi một phen ôm nàng, vững vàng cho người ta nhi chặn ngang bế lên tới. Tiểu nữ nhân nơi nào là ăn chay? Nàng đôi tay không nhàn rỗi, lại đánh hắn lại cào hắn. Sau lại tiểu nữ nhân đánh mệt mỏi, khí ôm nam nhân cổ, qua qua khóc lớn lên. Vạn cửu hàng là lẳng lặng, lặng ôm nàng, tùy ý nàng phát tiết, thấy nàng phát tiết đủ rồi, mệt cực kỳ bắt đầu khóc, liền khóe môi hơi công sủng nịch cười cười, ta sai rồi, thực xin lỗi. Hắn ôm tự mình tiểu nữ nhân, sải bước vào bên trên lều trại, thực mau liền truyền đến nam nhân không lưng cúi đầu hống nhân như thanh âm. Thác bạc văn nắm nắm tay chậm rãi buông lỏng ra, hắn tự mình thật sự lo lắng vạn cửu hàng, khống chế không được tính tình, ở hắn trước mặt thương tổn đại tráng. Nếu vạn cửu hàng dám đối với hắn đại tráng động thủ nói, hắn sẽ không chút do dự xông lên đi giáo húng vạn cửu hàng. Gió lạnh thấy tự mình gia điện hạ ông thái tử phi, vào lều trại đi hống người, hắn chạy nhanh liền hòa hoãn một chút cái này xấu hổ không khí. Thuộc hạ gió lạnh tham kiến đại vương. Kim bảo công tử, bạc bảo công tử lại đây. Đại vương, chính là nhà ta kim bảo công tử cùng bạc bảo công tử, cũng là ngài nhi tử thác bạc thước kim cùng thác bạc thước bạc. Sở hữu Bắc mang đem thổ nghe thấy gió lạnh giới thiệu, đều đồng thời quỳ một gối xuống đất, hữu quyền đặt ngược trái hô to cảm tạ thiên thần thuộc hạ tham kiến đại vương tử nhị vương tử mọi người nhìn thác bạc thức kim cùng thác bạc thức ngân lượng vị vương tử đều đã là nhẹ nhàng thiếu niên lang đại vương tử liền cùng bọn họ gia đại vương giống nhau vừa thấy tương lai chính là cái thiết cốt tranh tranh dũng thổ kim bảo ông tam bảo bạc bảo ông nhị bảo ca hai chậm rãi đi tới nhìn cao lớn cường tráng nam nhân tiểu nhị bảo cười tủm tỉm nói văn cửu cửu bạc bảo ca ca hắn là chúng ta văn cửu cửu văn cửu cửu nhân hảo. Trang 543 Gió lạnh cùng hàng một đều đi qua đi, một người kế tiếp một cái béo tiểu tử, hàng một hai vị công tử, đại vương chính là các ngươi cha ruột, bắt mang quốc đại vương thác bạc văn. Kim bảo bạc bảo nhìn tự mình thân sinh phụ thân, bùng một tiếng. Hai anh em quỳ gối nam nhân trước mặt. Kim bảo gặp qua phụ vương. Bạc bảo gặp qua phụ vương. Thác bạc văn cẩn thận cẩn thận nhìn tự mình hai cái nghi tử, xác thật vạn cửu hàng hai vợ chồng đem tự mình hai cái nhi tử, đều giáo dưỡng thực hảo. Bọn họ thân hình bộ dạng cùng khí chất, vừa thấy chính là trải qua thượng đẳng giáo dục ra tới hài tử. Đại nhi tử di truyền tự mình diện mạo, một thân anh khí sống lưng thẳng tắp, rất có vạn cửu hàng khí chất. Con thứ hai di truyền tự mình thê tử kim phỉ thúy bộ dạng, chỉ là đôi mắt di truyền thác bạc gia tộc thâm thúy. Thác bạc văn đi qua đi ngồi xổm xuống, duỗi tay đem hai cái thiếu niên lang ôm vào trong ngực một đôi nhi tử nghe thấy được phụ thân cường kiện hữu lực tim đập bọn họ nháy mắt thất thanh khóc trống lên thác bạc văn cũng nước mắt rơi như mưa hắn biết mấy đứa con trai ấu tiểu đã bị thê tử muội muội mang theo trôi giạt khắp nơi lan bạc kỳ hồ đi đại vạn hắn không dám tưởng tượng một nữ tử mang theo hai cái ấu tiểu hài tử sẽ trải qua cái gì cũng may thiên thần che chở tự mình một đôi nhi tử làm cho bọn họ gặp vạn cửu hàng hai vợ chồng kim bảo bạc bảo đừng khóc các ngươi đều là bổn vương hảo hài tử, các ngươi là bổn vương cùng các ngươi mẫu hậu Kim Phỉ Thúy, được đến thiên thần ban cho tốt nhất ban ân. Bắc Mang quốc thần hộ mệnh chính là thiên thần, thiên thần tất là phù hộ các ngươi, cho các ngươi ở nhất nguy nan thời điểm gặp đại vạn thái tử vạn cửu hàng phu thê, cho các ngươi được đến gia đình ấm áp cùng tốt nhất giáo dục. Này không riêng gì các ngươi may mắn, cũng là phụ vương may mắn. Cũng là toàn bộ Bắc Mang quốc may mắn. Kim Bảo Bạc bảo bị phụ thân ôm vào trong ngực tiểu ca hai khóc chết đi sống lại. Đây là bọn họ từ nhỏ tới nay, khóc nhất thống khoái một lần, bởi vì bọn họ trước nay cũng không dám khóc, bọn họ là một đôi cô nhi huynh đệ, chính là ở dị phụ dị mẫu nơi đó, bọn họ cũng không thể khóc, bọn họ cần thiết phải kiên cường, muốn trở thành các đệ đệ muội muội tấm gương. Hiện giờ ở tự mình thân sinh phụ thân trong lòng ngực, nghe thấy được phụ thân trầm ổn tim đập, cảm thụ được huyết mạch tương liên thân tình. Thác Bạc Văn ôm tự mình mấy đứa con trai, hắn trong lòng là chua xót, cũng là ngọt ngào. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng hôn ánh chiều tà, từ từ nói, phỉ thúy, ngươi trên trời có linh thiên nhưng thấy. Chúng ta mấy đứa con trai bị thác bạc văn tìm được rồi. Chúng ta hiện tại phụ tử tương nhận, huyết mạch tương liên, về sau mỗi năm ngươi sinh nhật, ta đều sẽ mang theo mấy đứa con trai đi trước mộ cho ngươi tặng hoa. Thiên thần phù hộ, phù hộ ngươi cùng mấy đứa con trai vĩnh viễn vui sướng. Thác bạc vũ thấy tự mình đại vương huynh cùng hai cái chất nhi, khóc trống trong chốc lát hắn chạy nhanh xông tới kéo tự mình vương huynh nói đại vương huynh ngươi đừng khóc ta chất nhi nhóm như vậy tiểu đừng cho khóc hỏng rồi ngươi cho ta đại tráng tẩu tử ngao cháo không thể hồ a à. ngươi đi xem đi mọi người chạy nhanh qua đi cấp thác bạc văn phụ tử ba cái đều kéo tới tiểu nhị bảo cùng tiểu tam bảo hiện tại rốt cuộc minh bạch nguyên lai bọn họ văn cửu cửu chính là kim bảo cùng bạc bảo ca ca cha a à. thác bạc văn dùng tay áo cấp hai cái nghi tử trên mặt nước mắt đều lau khô nói kim bảo bạc bảo các ngươi là thác bạc vương thất con cháu. Nhớ kỹ, về sau có nước mắt chỉ có thể ở phụ vương trước mặt lưu, người ở bên ngoài trước mặt chỉ có thể đổ máu đổ mồ hôi. Một đôi nhi thiếu niên lãng mãn nhãn nhụ mộ, nhìn tự mình phụ vương đều gật gật đầu. Thác bạc vũ một ngơ ngác nhìn tự mình ra, một đôi nhi ưu tú chất nhi, hắn ngây ngô cười nói ta là các ngươi đường thúc thác bạc vũ A. À. Hắc hắc hắc. Ta chất nhi nhóm lớn lên quả nhiên tùy ta, tuấn tú lịch sự A. Tiểu như ý vẻ mặt ghét bỏ nói, phi, thật sẽ hướng tự mình trên mặt thiếp vàng. Vừa thấy một đôi tiểu công tử chính là tùy đại vương diện mạo, cùng ngươi có gì quan hệ? Thác bạc vũ. Phục. Ha ha ha. Chương 588 chính ngươi mấy đứa con trai cái dạng gì, ngươi trong lòng không số sao. Trong sơn cốc phát ra cười ầm lên thanh, thác bạc vũ khí sắc mặt đỏ lên, hắn nhìn tiểu như ý cắn chặt răng nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, lão ái nói đại lời nói thật. Thật phiền nhân thác bạc văn khóe môi mỉm cười nhìn nhìn mặt sau người hắn gật gật đầu nói hảo các ngươi ở chỗ này mang theo bọn nhỏ chơi trong chốc lát ta đi lên nhìn một cái đại tráng cháo còn có hôm nay buổi tối ăn cái gì tiểu như ý a à, ngươi nhìn xem tới bao nhiêu người tính toán một chút hôm nay buổi tối cơm canh hẳn là tăng thêm nhiều ít tiểu như ý bóp eo ở gió lạnh bọn họ một đám đại nam nhân trước mặt dạo qua một vòng nàng trong lòng hung hăng co rút đau đớn hai hạ ai sao lại tới nửa hai mươi mấy người đại hán này đến ăn nhiều ít lương thực a à. thác bạc vũ tương đối ái đậu tiểu như ý hắn liền nói xem ngươi cái kia thịt đau bộ dáng có phải hay không lại đau lòng ngươi những cái đó lương thực tiểu như ý bị chọc trúng tâm sự nàng thẹn quá thành giận bóp eo nói đêm nay cháu không đủ ăn ngươi cũng đừng ăn hừ nếu muốn ăn cơm liền đi theo ta đi nấu cơm đem ngươi mỹ liền muốn ăn có sẵn thác bạc vũ bị tiểu cô nương hung sửng sốt sửng sốt hắn rung lên hai hạ nói là tiểu nhân sai rồi, liền nghe như ý cô nương. Cái kia hai cái đại chất A, hai người các ngươi nhưng đến độ nhìn xem ở này hai cái tiểu tổ tông A. Vạn cửu hàng ở lều trại hống một hồi tự mình tiểu thê tử, tiểu thê tử đánh đủ rồi nháo đủ rồi, lại khóc một hồi, nàng hoài hài tử vốn là gầy yếu, hiện tại mệt cực kỳ liền nặng nề ngủ đi qua. Vạn cửu hàng ôm nhu hôn hôn tiểu thê tử cái trán cấp thê tử dịch hảo chăng, đem hồ cừu đáp ở thê tử lòng bàn chân, liền ra lều trại hắn vừa đi xuống dưới liền nghe thấy được thác bạc vũ nói làm kim bảo bạc bảo nhìn hai cái tiểu nhân vạn cửu hàng tân đây là a vũ đi nhìn nhị bảo tam bảo cái gì vạn cửu hàng nghe hàng một cùng hàng nhị nói qua thác bạc vũ là thác bạc văn lão vương thúc gia duy nhất may mắn còn tồn tại nhi tử thác bạc vũ thấy vạn cửu hàng hắn cũng là sửng sốt thật sự là vạn cửu hàng xác thật là cá nhân trung long phượng trang 544 trăm bắc mang quốc nội cũng chưa gặp qua có vạn cửu hàng lớn lên như vậy đẹp nam nhân, trách không được hắn đại tráng tổ tử, sẽ gả cho vạn cửu hàng đâu. Thác Bạc Văn Tân Hiền đệ đây là vương thúc gia nhi tử Thác Bạc Vũ, là chúng ta đường đệ, ngươi liền cùng đại tráng giống nhau, kêu hắn A Vũ đi. Thác Bạc Vũ, đây là đại vạn thái tử vạn cửu hàng, cũng là ngươi đại tráng tổ tử trượng phu. Thác Bạc Vũ gặp qua thái tử điện hạ. Ngươi quả nhiên cùng ta đại tráng tổ tử là trai tài gái sắc A. Vạn cửu hàng khóe môi hơi cong, hắn vỗ vỗ thác bạc vũ bả vai nói tân cảm ơn a vũ thời gian dài như vậy tới nay chiếu cố nhị bảo tam bảo thác bạc vũ mặt đều đỏ có chút ngượng ngùng nói cái kia điện hạ ngươi khách khí ta muốn đi giúp như ý tiểu cô nương nấu cơm kim bảo bạc bảo các ngươi nhất định phải xem trọng này hai cái tiểu tổ tông a vạn cửu hàng cùng mọi người không rõ nguyên do nhìn thác bạc vũ thác bạc vũ vừa quay đầu lại thấy đại gia hỏa đều đang xem hắn lại ngẩng đầu thấy vạn cửu hàng cũng nhìn hắn Thác bạc vũ khóe miệng trừ trừ, ta nói thái tử ca ca, ngươi tự mình mấy đứa con trai cái dạng gì, ngươi trong lòng không số sao. Vạn cửu hàng. Gió lạnh cùng hàng một trong lòng ngực ôm nhị bảo cùng tam bảo, thấy tự mình cha tới, một đôi tiểu hoa nhi đều vương tiểu cánh tay kêu cha. Bọn họ rốt cuộc mới năm tuổi, nơi nào có thể không thích tự mình cha đâu. Vạn cửu hàng nhìn một đôi tiểu ác ma giống nhau tiểu nhi tử nhóm, hắn tự ái cười cười, qua đi tiếp nhận nhị bảo cùng tam bảo, đều ôm vào trong ngực một đôi nhi tiểu oa nhi ôm tự mình cha cổ vĩ ủy khuất khuất khóc lóc nói tự mình mẫu thân sinh bệnh mẫu thân lại có đệ đệ còn nói mẫu thân ăn cái gì luôn là phun bọn họ đã trưởng thành không chọc mẫu thân sinh khí còn có thể chiếu cố mẫu thân vạn cửu hàng đau lòng ôm một đôi tiểu nhi tử không được mà hống bọn nhỏ nói hảo hảo đều là vi phụ không tốt vi phụ không khống chế được tính tình đánh các ngươi về sau vi phụ sẽ hảo hảo khống chế tính tình không hề đánh các ngươi các ngươi mẫu thân lại hoài đệ đệ, hai người các ngươi liền càng đến biểu hiện hảo, bởi vì các ngươi đã là ca ca, các ngươi xem không nhìn thấy nhà ta kim bảo ca ca cùng bạc bảo ca ca, bọn họ là cỡ nào ưu tú, cỡ nào xuất sắc. Một đôi nhi tiểu hoa nhi bị cha ôm vào trong ngực, bọn họ cảm thấy tự mình thật là vui, đều ôm tự mình cha cổ, mảnh tự mình đã cha quay hàm. Thác bạc văn nhịn không được cười, này một đôi gia tiểu tử, cả ngày khi dễ A à Vũ bọn họ mấy cái. Đều ra ra hoa tới, Đại tráng tới khí khiến cho bọn họ phạt trạm diện bích tư quá. Hảo, đừng cuốn lấy các ngươi cha, đi theo các ngươi Kim Bảo ca ca cùng Bạc Bảo ca ca chơi trong chốc lát đi. Văn cửu cửu muốn cùng các ngươi cha cùng nhau, cho các ngươi mẫu thân cùng chúng ta làm cơm chiều đâu. Kim Bảo Bạc Bảo, hai người các ngươi mang Hảo bọn đệ đệ, đừng dẫn bọn hắn đi bờ sông, đã từng bọn họ ở trong sông phiêu đi ra ngoài thật xa, Hảo Huyền rất xuống Huyền nhai, chuyện như vậy không thể lại đã xảy ra. Kim Bảo cùng Bạc Bảo cung kính nói một tiếng là, Phụ Vương. Hai người bọn họ đi qua đi tiếp được Nghĩa Phụ trong lòng ngực hai cái đệ đệ, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đều có năm, 60 cân, cũng chính là vạn cửu hàng lực cánh tay hơn người, mới có thể ôm đến động hai đứa nhỏ. Một đôi tiểu oa nhi bị hai cái đại ca ca nắm, hai người bọn họ thật là vui, vừa đi nhảy dựng xoắn thịt thịt mông nhỏ, mang theo hai cái ca ca đi bọn họ thích rừng cây nhỏ nơi đó chơi. Mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặng ánh chiều tà tẩn hiện ôn nhu thác bạc văn cùng vạn cửu hàng nhìn bốn cái tiểu huynh đệ cùng đi bên kia rừng cây nhỏ biên chơi đùa thật là có một loại năm tháng tỉnh hảo cảm giác hai anh em liếc nhau hết thảy đều ở không nói gì chương 589 cô diệu diệu có chút xấu hổ thác bạc văn mang theo vạn cửu hàng lên núi sườn núi lều trải trước mặt tiểu bếp lò lại chậm rãi bốc cháy lên khói bếp thác bạc văn đem trong nồi ngao tốt cháo thịnh ra tới dùng ấm sành ôm sau đó lại bắt đầu nấu ăn Vạn cửu hàng cũng là ở trong quân đại quá, hắn cũng cấp thê tử đã làm đồ ăn, vì thế khắc phái hai anh em phối hợp ăn ý ở nơi đó nấu cơm. Bên kia nồi to bếp, là tiểu như ý chỉ huy thác bạc vũ, còn có mấy nam nhân cùng nhau ở nơi đó nấu cơm, nói nói cười cười. Thác bạc văn nói, hiền đệ, ngươi nếu lại đây, đại tráng có người chiếu cố, ngày mai ngu huynh liền khởi hành hồi bắc cương thành, hai ta định cái nhật tử, liền tiền hậu giáp kích bắt đầu phát động tổng tiến công đi. Vạn cửu hàng, huynh trưởng, ngươi từ nơi này trở lại Bắc Cương Thành yêu cầu bao lâu thời gian? Ta ở cái này trong lúc nội muốn bắt lấy Thông Châu Thành. Sau đó chúng ta mới có thể hai mặt giáp công, vây kính thông minh giáo cùng xài gia quân, còn có các ngươi tam vạn kỵ binh không đủ dùng, ta sẽ phái hàng vùng hai vạn người cùng ngươi trở về. Còn có chúng ta đến cùng Diệu Nhi nói chuyện, Diệu Nhi ý tưởng độc đáo, hơn nữa nàng có chút thần binh lợi khí, có thể giảm bớt chúng ta đem thổ thương vong. Đột nhiên, nghiêng đối diện rừng cây nhỏ, nhị bảo tam bảo phát ra tiếng thép chói tai bọn họ hô to ca 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 vạn cửu hàng cùng thác bạc văn là hai cái phụ thân nghe thấy tự mình bọn nhỏ khóc kêu lập tức cái gì cũng không để ý hai người phi thân liền hướng cây nhỏ rừng cây bên kia hướng thác bạc vũ cũng đi theo hướng bên này hướng hắn tiểu chất nhi nếu là xảy ra chuyện hắn nhưng đến đau lòng chết vạn cửu hàng cùng thác bạc văn cùng nhau vọt vào rừng cây nhỏ chỉ thấy ở rừng cây nhỏ bên trong nhị bảo cùng tam bảo bị bạc bảo gắt gao ôm lấy kim bảo ở trong rừng cưỡi ở một đầu đại lợn rừng trên người cầm lóe ngân quan chủy thủ hung hăng trác đại lợn rừng cổ khi đầu đại lợn rừng mang theo kim bảo trên mặt đất lăn hai vòng cuối cùng mất máu quá nhiều ngã vào nơi đó hô hô thở phì phò đã vô pháp phản kháng thác bạc vũ thở hổn hển xông tới cảm tạ thiên thần nhà ta kim bảo không có việc gì ai sao cái này đại gia hỏa từ đâu ra Chúng ta ở chỗ này lăn lộn một tháng, cũng không nhìn thấy lớn như vậy gia hỏa. Chất nhi a, à. Đừng sợ thúc tới. Nhị bảo tam bảo, thấy tự mình cha tới, hai người bọn họ ủy ủy khuất khuất phát lại đây. Tiểu nhị bảo khóc nghẹn ngào nói, cha, cái kia đại gia hỏa muốn ăn tam bảo, hắn bị kim bảo ca ca đánh chết. Trang 545 Qua A à. Qua A à. Tiểu nhị bảo khóc tiểu tam bảo cũng khóc, hai cái tiểu gia hỏa sợ hãi. Thác Bạc Văn nhìn vạn cửu hàng nói, ngươi xem nhị bảo tam bảo, ta qua đi nhìn xem. Bạc bảo, ngươi có hay không bị thương? Bạc bảo sắc mặt có chút tái nhật, hắn chân trái đã bắt đầu thấm huyết, nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói, phụ vương, không có đại sự, chính là nhị bảo cùng tam bảo, đánh chết một con tiểu lợn rừng. Một lát sau này đầu đại lợn rừng liền lao. Tới, nó mắt thấy liền phải thương tổn tam bảo, ta qua đi chắn một chút, theo sau ca ca liền xông tới, cùng đại lợn rừng truyền đấu. Bên kia thác bạc vũ mang theo hai người tiến lên, thấy kia đầu đại lợn rừng đã bị kim bảo cấp giết. Hắn cười lớn nói, không hổ là thác bạc gia nam nhân. Mau trở về tìm dây thừng, lấy dây thừng lại đây, đem heo nâng đi bờ sông thu thập. Vương huynh, đêm nay ăn thịt. Tô Diệu Diệu đã tỉnh ngủ, nàng nghe thấy bên ngoài có thanh âm, còn phản phất nghe được mấy đứa con trai khóc, nàng nháy mắt nghĩ đến vạn cửu hàng cái kia người xấu tới, hắn sẽ không lại đánh con trai của nàng nhóm đi. Tô Diệu Diệu bò dậy đem hồ cừu mặt ở trên người, liền ra lều trại, tiểu như ý cùng hai cái nam nhân đang ở nơi đó nấu cơm đâu. Như ý, phu nhân, ngươi như thế nào ra tới? A à nha, hai người các ngươi nhìn hỏa là được, trộn lẫn vài cái đừng hồ đáy nồi liền hảo. Như ý xông tới đỡ Tô Diệu Diệu, Tô Diệu Diệu cảm thấy tự mình hiện tại chính là một con cọp mẹ, muốn đi hộ nhảy con. Nàng nghiêng ngã lão đảo liền từ tiểu như ý đỡ, vọt tới bên kia rừng cây nhỏ đi. Đã xảy ra chuyện gì? nhị bảo tam bảo, các ngươi làm sao vậy? Một đôi tiểu oa nhi vốn là, rút vào phụ thân trong lòng ngực tìm kiếm an ủi, hiện tại nghe thấy mẫu thân ra tới, bọn họ lập tức liền biến sắc mặt không cần tự mình cha, chạy vội vọt vào mẫu thân trong lòng ngực. Nhị bảo, mẫu thân. Đại lợn rừng muốn ăn tam bảo. Ô ô. Bảo hơi sợ. Tam bảo, mẫu thân. Bảo hơi sợ. Qua A. À. Vạn cửu hàng cùng lại đây nâng dậy tới tô diệu diệu nói, diệu nhi, ngươi đừng ngồi xổm trứ, bọn nhỏ không bị thương, không có việc gì. Khi đầu đại lợn rừng đã bị nhà ta kim bảo cấp giết chết. Thác bạc vũ ở bên kia ngao một giọng nói nói ai u, ta nói này đại lợn rừng như thế nào sẽ lao ra cánh rừng, tới thương tổn bọn nhỏ đâu. Đây là ai đem nhân gia đại lợn rừng, tiểu lợn rừng nhảy con cấp đánh chết. Tiểu nhị bảo cùng tiểu tam bảo nước mắt lưng tròng, ông tự mình mẫu thân đùi, ngẩng cổ tranh nhau nói, tiểu lợn rừng là chúng ta con mồi. Cô diệu dịu. dịu. Vạn Cửu Hàng Vạn Cửu Hàng nhắm mắt, nhân gia Thác Bạc Vũ nói không sai, tự mình gia nhi tử cái dạng gì, tự mình trong lòng không số sao. Đại lợn rừng vốn dĩ đều là ở rừng già tử, không có khả năng tới gần có người địa phương, đây là nhân gia tiểu tể tử bị tự mình gia oa nhi nhóm cấp đánh chết, cho nên đại lợn rừng hộ nhảy con sốt ruột, mới lao tới đã thương người, ai? Cô Diệu Diệu có chút xấu hổ. Nàng nhìn mọi người, lại nhìn nhìn tự mình gia vô tội một đôi béo nhi tử. Tô Diệu Diệu nghiêm túc nói, về sau không thể tự mình ra tới đi săn, cũng không thể đánh chết động vật tiểu ấu tể, biết không? Một đôi nhi ngoan bảo bảo nghe mẫu thân nói, đều ủy khuất ba ba gật đầu như đảo tỏi, Tô Diệu Diệu nhìn nhi tử đều thực nghe lời, liền lại ôm nhu cười, sờ sờ hai cái nhi tử đầu to. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ, này một đôi tiểu ác ma chỉ ở bọn họ mẫu thân trước mặt trang ngoan ngoãn, ở người khác trước mặt cũng không phải là như vậy. Tô Diệu Diệu quay đầu liền thấy Kim Bảo cùng Bạc Bảo, Đột nhiên nàng liền phát hiện Kim Bảo trên người có huyết, Bạc Bảo trên đùi cũng có vết máu. Kim Bảo, Bạc Bảo, hai người các ngươi bị thương sao? Lại đây cấp mẫu thân nhìn xem." Tô Diệu Diệu vừa nói, mọi người mới phát hiện Kim Bảo trên người đều là huyết, Bạc Bảo một chân cũng đều là huyết. Kim Bảo nhe răng nói, "Mẫu thân, ta trên người đều là đại lợn rừng huyết, không phải ta." "A." À, "Bạc Bảo ngươi chân trái bị lợn rừng cắn bị thương." Thác Bạc Văn Đại kinh thất sắc hắn khẩn trương mà ngồi xổm tiểu nhi tử trước mặt thấy bạc bảo chân trái cẳng chân huyết nhục mơ hồ quần đều phá thác bạc văn ôm nhu nói bạc bảo không sợ phụ vương mang ngươi trở về đại tráng ngươi có phải hay không còn có thuốc trị thương bạc bảo chân bị thương được với dược thác bạc văn nói xong liền chặn ngang cấp tự mình tiểu nhi tử bế lên tới hắn đau lòng co giật tiểu nhi tử thể trọng liền cùng nhị bảo tam bảo không sai biệt lắm nhẹ đáng thương chân trái huyết nhục mơ hồ còn ở thấm huyết không biết có bao nhiêu đau, nhưng là đứa nhỏ này lại không nói, có thể thấy được bọn họ ca hai đều là bị bỉ khuất, cũng không hướng ra phía ngoài người biểu đạt. Cô Diệu Diệu có chút khẩn trương, khách vạn cửu hàng eo bụng một phen nhanh lên ôm ta trở về, lều trại có dược, hài tử là bị lợn rừng cắn thương, nhất định được với uống ván dược mới được. Vạn cửu hàng bị tiểu nhân nhi tay nhỏ khách một phen, hắn phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi tay nhỏ, còn ở xoắn hắn thịt đâu, hắn nháy mắt mắt bốc hỏa ngôi sao. Hảo, chương 590 trong sơn cốc sung sướng nhiều. Thác bạc vũ nhìn tự mình vương huynh, mang theo bạc bảo kim bảo đi rồi, vạn cửu hàng ông thê tử mang theo mấy đứa con trai đều đi theo đi rồi. Dư lại một đầu đại lợn rừng, còn có một đầu tiểu lợn rừng, hắn nháy mắt liền vui vẻ. Hoàn cảnh ưu nhã trong sơn cốc hôm nay buổi tối, các nam nhân hoang thanh tiếu ngữ, bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ điên chơi, quả thực chính là thiên đường giống nhau. Tô Diệu Diệu đau lòng tự mình cấp bạc bảo chân băng bó, sau đó lại oán trách quở trách một đốn vạn cửu hàng. Bạc bảo thân thể như vậy kém, vì cái gì còn phải cho bạc bảo mang ra tới. Ngươi là như thế nào đương phụ thân? Vạn cửu hàng liền vẽ mặt từ ái nhìn kim bảo bạc bảo, tìm ca hai quần áo, cấp kim bảo cùng bạc bảo thay. Thác bạc văn lo lắng đại tráng cùng bọn nhỏ đói, liền trước đem cháu cùng làm tốt đồ ăn đoan lại đây. Hiền đệ, cấp bên kia cái bàn buông tha tới, làm đại tráng cùng bọn nhỏ ăn trước điểm cháo. A à, Vũ bọn họ ở bên ngoài lộng giết heo đồ ăn đâu? Trang 546. Đại tráng, ngươi không cần lại oán trách hiền đệ, là bọn nhỏ muốn cùng hắn ra tới được thêm kiến thức, học học bản lĩnh. Nhà chúng ta đều là nam oa tử, ra tới rèn luyện một chút cũng hảo, bạc bảo có thể là từ nhỏ liền dạ dày kém chút, ngày sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Cô Diệu Diệu có chút xin lỗi nhìn thác Bạc Văn nói, Văn ca, thực xin lỗi, cái kia điện hạ khả năng cũng chính là muốn cho bọn nhỏ ra tới được thêm kiến thức mới mang theo Bạc Bảo ra tới. Bạc Bảo đứa nhỏ này mấy năm nay, dạ dày dưỡng đã hảo chút, nhưng là hiện tại xem ra hắn ít nhất lại gầy 10 cân đâu. Định là hài tử ăn đau khổ, còn không chịu cùng bọn họ nghĩa phụ nói. Kim Bảo hống mẫu thân nói, mẫu thân, trong khoảng thời gian này Phong Thúc thường xuyên đi ra ngoài mua gà vịt ngỗng trở về, ngao canh cho chúng ta bổ thân thể, ngài không cần lo lắng. Về sau nhi tử hảo hảo chiếu cố Bạc Bảo, hắn sẽ khá lên, mẫu thân ngươi đừng nhọc lòng. Bạc Bảo cũng hống mẫu thân nói, "Mẫu thân, chúng ta ra tới dài quá rất nhiều kiến thức, ta thật là thực hảo, không có việc gì. Ta về sau ăn nhiều một chút tốt, liền trường thịt, ngài không cần lo lắng." Tô Diệu Diệu nhìn gầy yếu Bạc Bảo, nàng nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh, nàng đau lòng tự mình mỗi một cái nghi tử, bọn họ đều là nàng một tay nuôi lớn, nàng như thế nào sẽ không đau lòng đâu. Tô Diệu Diệu đem Bạc Bảo ôm vào trong ngực, nước mắt nhịn không được liền xuống dưới vạn cửu hàng cùng thác bạc văn cũng nhịn không được đỏ hốc mắt tô diệu diệu cứng cỏi không người có thể cập nhưng nàng cũng là cái nhất bao che cho con nữ nhân ở con trai của nàng trước mặt phỏng chừng nam nhân đều là mây bay kim bảo sợ mẫu thân khóc thượng hỏa rốt cuộc mẫu thân trong bụng còn có bọn đệ đệ liền chạy nhanh cấp bạc bảo đưa mắt ra hiệu cùng bạc bảo cùng nhau hống mẫu thân ăn cháo lại bồi mẫu thân nói chuyện quả nhiên tô diệu diệu bị hai cái nhi tử chữa khỏi vừa nói vừa cười cùng mấy đứa con trai cùng nhau uống lên một chén nhỏ cháo Nghe thấy bên ngoài nhị bảo tam bảo sung sướng vui đùa ầm ĩ thanh, còn có tiểu như ý thanh âm, tô diệu diệu liền cảm thấy bên ngoài nhất định thực náo nhiệt. Kim bảo, cấp mẫu thân hồ cừu lấy lại đây, mẫu thân nghĩ ra đi xem náo nhiệt tiêu tiêu thực. Thác bạc văn cấp vạn cửu hàng đưa mắt ra hiệu, sau đó liền nói, Kim bảo, ngươi đỡ bạc bảo đi ra ngoài chậm một chút nhi. Hiền đệ, ngươi chiếu cố đại tráng, ta đi xem một chút A à vũ bọn họ hồ thịt, ta phải ở tiểu nồi và bếp, hồ một ít đại tráng cùng bọn nhỏ thích ăn xương sườn cùng xương sống lưng. Còn có, hiền đệ ngươi trong chốc lát đi bờ sông đem mặt tẩy một chút, ngươi chính là cái chiến thần, đến chú ý hình tượng. Đại tráng A, không phải văn ca nói ngươi, về sau cùng hiền đệ giận dỗi, không thể cào hiền đệ mặt. Hắn cũng là sĩ diện, sau lưng ngươi có thể tùy tiện đánh hắn, chính là cào hắn mặt, để cho người khác nhìn nhiều không tốt. Tô Diệu Diệu có chút ngượng ngùng cúi đầu nói tân, hảo, ta nghe văn ca vạn cửu hàng có chút không đành lòng, tiểu nữ nhân cái kia ủy khuất ba ba hình dáng, liền thế tiểu nữ nhân giải thích nói cảm ơn huynh trưởng, đều là vạn cửu hàng không tốt, về sau ta khẳng định sẽ khống chế tốt tính tình, không hề đánh hài tử. Thác bạc văn cười cười, nhìn bọn họ hai vợ chồng bộ dáng, hắn trong lòng có chút ngọt, có chút toan, ai. Thực mau trong sơn cốc hợp lại nổi lên rất nhiều đống lửa, chiếu sáng triền núi cùng lều trại chung quanh, mọi người sung sướng giống như là qua năm giống nhau. Kim một đôi tiểu béo hoa vui sướng đều chơi điên rồi. Bọn họ một người cầm một miếng thịt xương cốt gặm thịt, đầy mặt đều bóng loáng. Ngồi ở đống lửa trước mặt, cùng tự mình mẫu thân cùng Kim Bảo ca ca bạc bảo ca ca nói nói cười cười. Tiểu Như ý giống cái tiểu ông mực giống nhau, nơi nơi bận rộn, hôm nay nàng thật là vui. Tự mình gia phu nhân nam nhân tới, phu nhân liền không phải cô nhi quả phụ, xem ra nhà nàng phu nhân nam nhân cũng là cái có bản lĩnh. Tô Diệu Diệu còn lấy ra tới một ít gia vị các nam nhân còn ở nơi đó đầu thịt nướng xuyến đâu. Mùi hương phiêu đi ra ngoài thật xa, hôm nay buổi tối trong sơn cốc sung sướng nhiều, thác bạc văn cùng vạn cửu hàng ngồi ở cùng nhau ăn thịt nướng xuyến, hai người bọn họ nhìn đối diện chính là, tô dịu dịu mẹ con mấy cái, các nàng ngồi ở chỗ kia nói nói cười cười hảo không vui nhạt. Thác bạc văn liền nói hai cái tiểu tể tử, cố ý chỉnh cổ thác bạc vũ sự tình, vạn cửu hàng khóe miệng trừ trừ, tự mình ra hai cái tiểu tể tử, xác thật có thể làm ra tới. Thác bạc văn ha ha ha, hiền đệ, ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy bướng bỉnh sao? Vạn cửu hàng nhìn đối diện tự mình tiểu nữ nhân, hắn khóe môi hơi công từ từ nói, huynh trưởng nói rất đúng. Ta khi còn nhỏ thực nghịch ngợm. Thác bạc văn. Ngươi khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự. Không rất giống A. À. Chương 591 đối phó thiết giáp quân, liền dùng nở hoa cục đá khẳng định hành. Một đầu đại lợn rừng ba bốn mươi cái quân doanh hán tử, còn có nữ nhân cùng hài tử cả đêm liền cấp ăn thất thất bát bát. Thừa một ít thịt mỡ cùng đại khối thịt, tô dịu dịu làm tiểu như ý mang theo thác bạc vũ, cùng nhau cấp phân thành tiểu khối, lưu trữ ngày mai làm bánh bao ăn, một ít mỡ béo liền lọc dầu, cấp thác bạc văn bọn họ làm hỏa cái muỗng mang theo trên đường ăn. Vạn cửu hàng ôm nhu đi tới, cấp ngồi ở chỗ kia tiểu thê tử bế lên tới, dịu nhi, chúng ta trở về đi. Đi trở về cùng huynh trưởng cùng nhau mở họp, nghiên cứu hạ như thế nào đã thông minh giáo cùng xài gia quân sự. Tô Diệu Diệu có chút không yên tâm tiểu nhi tử nhóm, Kim Bảo, ngươi chăm sóc nhị bảo cùng tam bảo. A à Vũ, ngươi trong chốc lát đem nhà ta bạc bảo ôm vào lều trại, sau đó trở lên chúng ta lều trại, lấy một cái lều lớn ra tới. Đêm nay nhà ta điện hạ tới, còn có nhiều như vậy thủ hạ, dù sao cũng phải có địa phương ngủ, ngươi một hồi đừng quên lại đây lấy lều trại. Đã biết mẫu thân. Được rồi. Đại tẩu. Vạn cửu hàng mang theo thê tử cùng thác bạc văn, cùng nhau trở về bọn họ lều trại, vạn cửu hàng cấp tiểu thê tử đặt ở trên đệm ngồi, ôm nhu hỏi nàng eo có đau hay không, bằng không khiến cho nàng nằm. Cô Diệu Diệu hôm nay thật cao hứng, tự mình nam nhân cùng mấy đứa con trai đều tới, văn ca còn cùng Kim Bảo Bạc Bảo tương nhận, xem ra bọn họ phụ tử ở chung thực hảo, dù sao cũng là thân sinh phụ tử, nơi nào sẽ ở chung không hảo đâu. Ta còn hảo, không cần nằm ngồi liền hảo, ngươi có dư đồ sao? Lấy ra tới chúng ta cùng văn ca cùng nhau nhìn một cái, nghiên cứu một chút. Trang 547 Thác Bạc Văn ở lều trại bên ngoài bếp lò thượng đổ một ly nước sôi, lại đoái một chút cẩu kỹ cùng sơn tra phao một lát, sau đó chạy nhanh lại đem cẩu kỹ cùng sơn tra vớt ra tới, cái này thủy sẽ có một chút sơn tra hương vị. Hiền đệ, thấy sao? Cái này thủy chính là phải dùng nước sôi ôm, lại bỏ vào sơn tra cùng cẩu kỹ, cẩu kỹ liền phóng ba bốn viên, sơn tra phóng hai cái. Sau đó phao đại khái nửa khắc chung, liền đem sơn tra cùng cẩu kỹ đều vớt sạch sẽ, cái này thủy sẽ có một chút sơn tra hương vị, đại tráng uống lên mới sẽ không ghê tẩm. Vạn cửu hàng Vạn cửu hàng nói không cảm động là giả, tự mình nghĩa huynh thác bạc văn có thể làm được cái này phân thượng, phỏng chừng cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô la giả. Tự mình cùng tiểu thê tử chính là tình so kim kiên, nói cách khác phỏng chừng tiểu thê tử liền hồng hạnh xuất tường, di tình biệt luyến nàng văn ca đi. Tô Diệu Diệu dùng một đôi tay nhỏ nhi, ông cái kia hoa chén, chậm rãi uống ấm áp, có chứa một chút sơn ra hương vị thủy, uống lên nửa chén nàng cảm thấy thật thoải mái. Điện Hà, ngươi cùng văn ca học xong sao? Ta uống cái này thủy ngủ phía trước liền không ghê tẩm, nếu uống nước sôi để nguội liền sẽ ghê tẩm. Vạn cửu hàng gật gật đầu, hảo. Ta cùng huynh trưởng học, Diệu Nhi yên tâm đi. Cảm ơn huynh trưởng. Huynh trưởng đối Diệu Nhi mẫu tử chiếu cố, vạn cửu hàng khắc sâu trong lòng. Thác Bạc Văn gật gật đầu, hiền đệ, chiếu cố dưỡng dục thác bạc văn nhi tử thác bạc văn cũng mẫn cảm ngủ tạng đâu ha 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 chúng ta đều là toàn gia huynh đệ không nói hai nhà lời nói tô diệu diệu tươi cười điềm mỹ nói ân văn ca là bọn nhỏ văn cửu cửu đương nhiên đến hảo hảo chiếu cố chúng ta chúng ta lại là kim bảo bạc bảo mẫu thân cùng nghĩa phụ đương nhiên cũng đến hảo hảo chiếu cố hài tử điện hạ chúng ta mau tới nói chính sự đi trong chốc lát ta mệt nhọc phỏng chừng liền phải ngủ rồi hai cái nam nhân nhìn tô diệu diệu trong mắt đều là che giấu không được nhu tình, bọn họ nhìn nhau, hết thảy đều ở không nói gì. Vạn cửu hàng phô khai một trương dư đồ, đặt ở trên bàn, hắn khoa tay múa chân nói bắt cương thành, thông minh sơn cùng đồ lan huyện địa lý vị trí. Cũng suy đoán khả năng phát sinh chiến tranh chiến trường vị trí, cùng với đối phương khả năng sử dụng sách lược cùng chiến thuật. Thác bạc văn nhịn không được gật gật đầu, vạn cửu hàng xác thật là cái quân sự thiên tài A. Hiền đệ, đại tráng, ta quân đội liền ở Bắc Cương ngoài thành 50 dặm ngoại đóng quân. Hiền đệ nói lại phái hai vạn người tiếp viện ta, chúng ta liền có 5 vạn kỵ binh, nửa tháng sau chúng ta 5 vạn kỵ binh, đồng loạt làm khó dễ tấn công Bắc Cương thành, liền tính là bắt không được Bắc Cương thành, ít nhất cũng có thể ở Bắc Cương thành khoát khai một cái khẩu tử. Vạn Cửu Hàng nhìn dư đồ nói, huynh trưởng, bên này thông châu thành, ta trong vòng 3 ngày liền chuẩn bị bắt lấy nó. Sau đó liền hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, 15 ngày sau, thẳng đến Bắc Thánh Thành Đồ Lan huyện cũng là Minh Vương huyện. Minh Vương huyện Thông Minh Sơn chính là Thông Minh Giáo Đại Bản Doanh, nơi đó phỏng chừng bọn họ đã thiết hảo mai phục, chờ chúng ta hướng nơi đó hướng đâu. Tô Diệu Diệu hiếp mắt, nhìn dư đồ thượng vị trí cùng địa điểm, nàng ở trong đầu hồi ức một chút, các nàng trước kia đi qua lộ tuyến. Tô Diệu Diệu xoa xoa có chút buồn ngủ đầu nói, Văn Ca, Điện Hạ, Bắc Cương Thành bên kia phỏng chừng là Sài Gia Quân Đại Bản Doanh, Sài Gia Quân có trước kia Nam Cương bên kia, tránh được tới thiết giáp quân dư nghiệt, cho nên hiện tại xài gia quân thiết giáp quân chiếm chủ lực. Thiết giáp quân, trước kia chúng ta liền ăn qua hắn đau khổ, khi đó gió lạnh còn kém điểm bị thiết giáp quân giáp sắt, cấp rắc phế đi bả vai tử đâu. Cho nên thiết giáp quân rất khó đối phó, các ngươi bắt mang quốc bên kia đem thổ, phỏng chừng không kiến thức quá thiết giáp quân. Cho nên điện hạ, ta cảm thấy phái hai vạn người qua đi viện trợ văn ca có điểm thiếu. Vạn cửu hàng gật gật đầu nói, như vậy liền phái bốn vạn người qua đi viện trợ bắt mang quân đội, liền phái trước kia đi qua Nam Cương chinh chiến đem thổ nhóm qua đi. Bởi vì phía sau chúng ta hậu viên bộ đội, chính là Tống Bắc Thành cùng Tống Bắc An, lập tức liền phải tới rồi, bọn họ phỏng chừng không dùng được nửa tháng là có thể đuổi kịp tới. Bọn họ hai anh em mang theo năm vạn hổ bi quân lại đây, cho nên hiện tại chúng ta liền đem thời gian định một chút, 20 ngày sau phát động tổng tiến công, tiền hậu giáp kích Minh Vương huyện cùng Bắc Cương Thành đi. Thác Bạc Văn cũng gật gật đầu, hảo, liền định ở 20 ngày sau, chúng ta cùng nhau động thủ, cho bọn hắn tới một cái hai mặt giáp công. Tô Diệu Diệu đánh cái tú khí tiểu ngáp, nước mắt lưng tròng nói, văn ca, điện hạ đối phó thiết giáp quân, liền dùng nở hoa cục đá khẳng định hành. Chương 592 ta muốn cùng mấy đứa con trai ở bên nhau ngủ, ngươi đi bồi văn ca ngủ đi. Thác bạc văn cùng vạn cửu hàng nhìn tô diệu diệu bộ dáng, liền biết nàng mệt nhọc, nhưng là nghe nàng nói nở hoa cục đá, thác bạc văn cùng vạn cửu hàng đều thực hưng phấn vạn cửu hàng ôm nhu cấp tiểu nhân nhi hồ cừu bắt lấy tới đệm chăn mở ra liền nói diệu nhi ngươi trước ngủ một lát ta đi đem nhị bảo tam bảo mang về tới chúng ta liền cùng nhau ngủ tô diệu diệu tức giận nhìn thoáng qua tự mình nam nhân xem hắn trâu ria xồm xoàm dáng vẻ kia liền đầy mặt ghét bỏ nói không cần ta muốn cùng mấy đứa con trai cùng nhau ngủ ngươi đi theo văn ca cùng nhau ngủ đi vạn cửu hàng thác bạc văn phục ha 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 hảo hiền đệ đêm nay liền cùng huynh trưởng cùng nhau ngủ đi chúng ta lại cụ thể thương lượng một chút tác chiến kế hoạch ngày mai nhìn xem ta chính là chuẩn bị rời đi sơn cốc hồi quân doanh bên kia đi cô dịu dịu nằm xuống đem chăn ở cầm phía dưới mở to mắt to nói không cần văn ca các ngươi ngày mai không thể đi ngươi cùng điện hạ hảo hảo đem tác chiến kế hoạch xác định một chút lại đem muốn mang đi đem thổ an bài hảo chúng ta không kém này một hai ngày nhất định phải đem sự tình đều an bài hảo Ngày mai ta tính toán cho các ngươi làm một ít lương khô, mang theo trên đường ăn. Vạn Cửu Hàng cũng nói, đúng vậy. Huynh trưởng ngày mai khẳng định là các ngươi đi không được, ta ngày mai mang hàng một hồi quân doanh, đem ngươi muốn mang đi đem thổ nhóm đều an bài hảo. Ngày sau cùng huynh trưởng cùng nhau nhíp người, cho nên ngày mai chuẩn bị một ngày, thời gian đã thực nóng nảy, ngươi ngày mai khẳng định là đi không được. Thác Bạc Văn gật gật đầu tân. Là huynh trưởng, đã quên chuyện này, chúng ta trở về phải nửa tháng lộ trình người nhiều nói cũng đến 16-7 ngày đi. Trang 548 Phỏng chừng 20 ngày phát động tổng tiến công, là không? Có vấn đề. Khò khè. Khò khè. Khò khè. Tô Diệu Diệu hiện tại mang thai gần 3 tháng, tương đối thích ngủ, đã ngủ rồi. Vạn cửu hàng cùng thác bạc văn nhìn, ngủ đánh khò khè Tô Diệu Diệu, đều cảm thấy đau lòng nàng, nàng thực vất vả bởi vì hoài hài tử, còn ở trong núi, ai? vạn cửu hàng cầm hồ cừu cái ở tô diệu diệu dưới chân thác bạc văn cầm cái bàn rón ra rón rén đi rồi tiểu như ý đã đem những cái đó thịt đều xử lý tốt sau đó đặt ở giá để hàng còn đem dư lại một ít nấu tốt thịt chín đều cất vào nồi to dùng cục đá ngăn chặn nắp nồi đặt ở ngoài cửa tô diệu diệu lều lớn rất lớn trung gian có tô diệu diệu tự mình dùng vải bạc cách một cái bình phong bên trong là tô diệu diệu cùng bọn nhỏ còn có tiểu như ý cùng nhau nghỉ ngơi khu vực bên kia tới gần lều trại môn phụ cận liền tất cả đều là giá để hàng khu. Vừa mới Tô Diệu Diệu đã lại lấy ra tới một cái lều lớn, thác bạc vũ cùng gió lạnh cùng nhau vào được, nâng một cái lều lớn liền đi ra ngoài. Còn có mấy người đi theo tiếng vào hướng ra ôm hành lý, thác bạc văn nhìn bọn hắn chầm chầm so cái hư thủ thế. Làm cho bọn họ đều nhẹ một chút, bởi vì nhà hắn đại tráng đã ngủ. Vạn cửu hàng đi ra ngoài đem ra chúng tiểu tử đều bắt được, sau đó mang về tới rửa mặt, kim bảo cùng bạc bảo cũng đều đã trở lại, bốn cái lớn nhỏ không đồng nhất bọn nhỏ, đều giặt sạch mặt giặt sạch chân, liền đi tô dịu dịu nghỉ ngơi khu. Như ý ôm lại đây một ít hành quân hành lý, phô ở lều trại phía dưới tatami thượng. Kim bảo bạc bảo liền ngủ ở bên ngoài, hai cái tiểu mập mạp đều là dáng tô dịu dịu ngủ, tô dịu dịu bên kia tới gần lều trại biên chính là tiểu như ý. Nữ nhân cùng bọn nhỏ đều ngủ hạ, vạn cửu hàng ở ngăn cách nơi đó thấy thê nhi nhóm đều ngủ hạ, hắn thực vừa lòng giữ cửa mành lại trắng trắng, sau đó ở dưới dùng hai căn một cây gậy cấp áp thật, chính là sợ tiếng phong, đông lạnh thê nhi. Vạn cửu hàng cùng thác bạc văn liền ngủ ở, cái này lều trại giá để hàng trước mặt đất trống nơi đó, lều trại cửa còn có một cái tiểu bếp lò. Hai anh em ngồi ở giá để hàng bên cạnh, nhìn bàn nhỏ thượng dư đồ khoa tay múa chân, nhỏ giọng nói thầm thương lượng hành quân lộ tuyến cùng tác chiến kế hoạch. Nửa đêm hạ gió bắc, trong sơn cốc quát lên gió to, nhưng là tam đỉnh đại lục lều trại lại vững chắc không chút sức mẻ lều trại đem thổ nhóm cùng bắt mang quốc đem thổ nhóm đều cảm khái, bọn họ thật là trụ vào thần tiên động phủ. Sáng sớm hôm sau thần, tô dịu dịu bị nước tiểu nghẹn tỉnh, thấy bọn nhỏ cũng chưa tỉnh, tự mình liền lóe tiếng trong không gian, nàng vào trong không gian nhanh chóng đi phòng vệ sinh, sau đó rửa mặt một chút. Ở không gian vật tư khu tìm được một ít bột mì cùng mễ du, còn lấy ra rất nhiều trứng gà. Hôm nay sáng sớm nàng tính toán cho đại gia hỏa làm trứng luộc, sau đó lại làm một cái hàm thịt rau dưa cháo. Ban ngày nàng liền tính toán, mang theo như ý thác bạc vũ bọn họ cùng nhau làm bánh bao thịt giữa trưa ăn. Buổi chiều lại làm một ít tóc mở tử hỏa cái muỗng, như vậy có thể mang đi trên đường ăn lâu một ít. Tô Diệu Diệu ra không gian về sau, mặc xong rồi hồ cừu, vẫn là một đôi bánh quai chèo biện, tố nhang ra cửa, lại là cái kia xuất trần thoát tục tiểu yêu tinh đâu. Nàng ra ngủ khu vực, thấy giá để hàng trước mặt có hai bộ hành lý, đều điệp hảo hảo, phỏng chừng là tự mình nam nhân cùng văn ca sáng sớm liền dậy. Nghiên tai nghe là văn ca cùng vạn cửu hàng ở bên ngoài nói chuyện thanh âm, phỏng chừng là ở bên ngoài bắt đầu cấp tự mình ngao cháo. Nàng cảm thấy trong lòng thực ngọt ngào, tự mình văn ca cùng tự mình nam nhân, đều đối tự mình như vậy hảo, tự mình nhân sinh xác thật là rất tốt đẹp a. À. Cô dịu dịu đi bên trong giá để hàng, lấy ra những cái đó trứng gà cùng gạo và mì, lấy ra một ít dùng ăn du. Thấy thác bạc vũ ở bên ngoài tham đầu tham não, hắn phỏng chừng là đi lên, nghĩ đến hỏi tiểu như ý làm cái gì ăn. A à Vũ, ngươi đi lên. Cái kia nhà ta tiểu như ý, tối hôm qua bận việc quá mệt mỏi, nàng rốt cuộc mới 13 tuổi, vẫn là cái hài tử đâu. Như vậy đi, hôm nay sáng sớm liền làm trứng luộc, giá để hàng có rất nhiều trứng gà, ngươi tiến vào cấp mang sang đi, sau đó lại làm một cái đơn giản rau dưa hàm cháo thịt đi. Một buổi sáng tạm chấp nhận ăn một đốn, giữa trưa chúng ta liền làm củ cải ti tóc mở đại bánh bao, ăn tinh mễ cháo. Buổi chiều lại làm một ít tóc mở hỏa cái muỗng, lưu trữ các ngươi ngày mai lên đường ăn. Thác bạc vũ nhe răng vào được, nhìn như vậy nhiều trứng gà liền cao hứng nói, đại tráng tẩu tử, ngươi nói thật sao? Hôm nay buổi sáng nước ăn nấu trứng, ta có thể hay không ăn nhiều hai cái sao? Tiểu như ý đã bò dậy, nàng mặc xong rồi quần áo ra tới, vừa nghe thác bạc vũ không biết xấu hổ nói, nàng mắt trợn trắng nói, ngươi thật phiền nhân, ăn gì gì không dư thừa, làm gì gì không được. Liền ăn nhiều một cái được. Thác bạc vũ hổ khu chấn động hảo đi. Chương 593 phụ từ tử hiếu. Trong sơn cốc một buổi sáng, đại gia hỏa dần dần đều đi lên, thực mau bọn nhỏ cũng đều đi lên, trong doanh địa lại có thể nghe thấy bọn nhỏ tiếng cười, vui sướng một ngày bắt đầu rồi. Một buổi sáng bốn năm chục người đều ăn thượng thủy nấu trứng gà, mỗi người phân đến ba cái đâu, còn có hàm thịt rau dưa cháo. Ăn xong rồi cơm lúc sau, vạn cửu hàng liền phải mang theo hàng nhất đẳng người, trở về quân doanh lâm hành phía trước, vạn cửu hàng đi lều trại cùng tự mình tiểu nữ nhân chào từ biệt. Nhìn nho nhỏ nhân nhi đang ở uống, hắn sáng sớm cấp tiểu nữ nhân phao sơn tra thủy, ngoan ngoãn đáng yêu làm người mềm lòng. Vạn cửu hàng thò lại gần ngồi quỳ ở tiểu nhân nhi trước mặt, hắn đôi mắt bốc hỏa nhìn tiểu nữ nhân nói, Diệu nhi, ngươi hết giận không tiêu. Không tiêu nói lại đánh ta một đốn được không? Đừng tức giận hỏng rồi, ngươi còn hoài con của chúng ta đâu. Tô Diệu Diệu cố ý đem mặt chuyển tới một bên nói, không cần. Bằng không văn ca lại muốn nói ta đánh ngươi. Vạn cửu hàng đem tiểu thê tử bát nước kế tiếp, đặt ở một bên trên bàn nhỏ. Hắn thò qua tới đem tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực, hắn bàn tay to đặt ở thê tử trên bụng. Tô dịu dịu bụng đã hơi hơi phồng lên, nàng trên người vẫn là cái loại này, làm hắn cảm giác thấm vào ruột gan thanh hương hương vị. Giờ phút này vạn cửu hàng cảm thấy hắn ôm ấp tự mình toàn thế giới. Trang 549 Ta sai rồi. Diệu nhi Tiếp này vạn cửu hàng đều sẽ không lại thương tổn ngươi, tin tưởng ta được không? Ngươi rời đi ta hơn hai tháng mau ba tháng, ta đau triệt nội tâm, tựa như cái xác không hồn giống nhau. Ta thậm chí không có sống sót động lực. Về sau ngươi có bất luận cái gì bất mãn cùng không thoải mái, ngươi đều phải cùng ta có chịu không? Mặc kệ là sự tình gì, ngươi đều phải cùng ta nói, hai ta khuyết thiếu câu thông, ta không hiểu ngươi, chính là tương đương không yêu ngươi. Chuyện như vậy, về sau vạn cửu hàng vĩnh viễn đều sẽ không làm nó đã xảy ra. Tô Diệu Diệu ủy khuất ba ba bắt đầu rất hạt đậu vàng, nàng ủy khuất nói, ngươi không tốt, ngươi đánh chúng ta nhi tử, ngươi biết rõ ta nhất chịu không nổi. Chính là ta bọn nhỏ bị thương tổn. Bọn họ phạm sai lầm, ngươi có thể phạt bọn họ, ngươi có thể phê bình bọn họ, phạt trạm bọn họ. Nhưng là ngươi không thể đánh gần chết mới thôi bọn họ a. À. Bọn họ đều là ta trên người rớt ra tới thịt a. À. Là ta mệnh còn có thân thể của ta như vậy mảnh mai, ngươi như vậy cường tráng, ngươi luôn là cố tình tra tấn ta, ta rất thống khổ cũng rất khó chịu, lần này càng nghiêm trọng, lại lăn lộn ra mạng người, về sau ngươi nếu là còn như vậy nói, chúng ta liền hòa ly đi. Vạn cửu hàng nhắm mắt, khóe môi hơi cong, hắn mềm nhẹ hôn tiểu nhân cái trán nói, thực xin lỗi. Về sau ta khắc chế được không? Về sau ngươi nói từ bỏ, ta thật liền không cần được không? Hiện tại ông trời lại trừng phạt vạn cửu hàng, không chuẩn lại đưa tới một cái da tiểu tử, ta chính là tự làm tự chịu. Tô Diệu Diệu lập tức liền tạc mau cái gì? Ngươi vẫn là không thích ta trong bụng hài tử sao? Vạn cửu hàng lập tức chân chó trấn an tiểu nhân nhi, Diệu Nhi, ta nơi nào có thể không thích hắn đâu? Thích. Ta đều thích. Vô luận ngươi cho ta sinh cái nào hài tử, ta đều thích. Vạn cửu hàng thề vĩnh viễn cũng không đánh hài tử, bọn họ nếu tái phạm sai lầm, ta cũng cùng ngươi giống nhau, phạt bọn họ diện bích tư quá được không? ta đều nghe văn ca nói, ngươi trừng phạt gia chúng tiểu tử diện bích tư quá, hiệu quả thực tốt. Thời gian mang thai tô dịu dịu tương đối cảm xúc hóa, nàng bị nam nhân an ủi, nhìn nam nhân mặt tiều tụy không ít, trong lòng có chút đau lòng hắn, hắn mãn cổ đầy mặt thương, đều là tự mình đánh cào. Ai, tự mình tính tình lên đây, cũng là khống chế không được, khả năng liền cùng hắn thấy mấy đứa con trai làm họa khi, khống chế không được tính tình giống nhau đi. Ân, ừ, cái kia ngươi tiểu tâm chút, đi nhanh về nhanh, ta tổng làm văn ca bọn họ chiếu cố, cũng không phải chuyện này, rốt cuộc văn ca là chúng ta huynh trưởng, ngươi mới là ta nam nhân, ngươi chiếu cố ta, ta mới yên tâm thoải mái. Không thể không nói, vạn cửu hàng bị tiểu nhân nói lấy lòng. Hắn khóe môi liệt khai, trong mắt phát ra ra thật lớn kinh hỉ, nhất thời khống chế không được liền hôn lên tiểu nhân môi. Tô dịu dịu đấm hắn vài cái, vạn cửu hàng lập tức khôi phục lý trí, tự mình nhưng đến hảo hảo biểu hiện, hắn ngây ngô cười xem tiểu nữ nhân trong mắt, hỏa hoa bùng bùng hảo phu quân đi nhanh về nhanh trở về điều người ngày mai làm cho bọn họ cùng huynh trưởng cùng nhau xuất phát bọn họ cùng văn ca xuất phát bên này tống bắc an cùng tống bắc thành thực mau liền mang viện quân lại đây yên tâm nở hoa cục đá ta trong tay như thế nào chế tác phương thuốc bên này ta làm quân doanh người đều mang theo nở hoa cục đá đi theo huynh trưởng đi một người mang một khối liền có thể một người mang một khối cũng là ba bốn vạn khối đủ để đem thiết giáp quân tạc bay đầy trời Tô Diệu Diệu xem tả hữu không có người, liền gật gật đầu nói ta bí cảnh còn có hảo chút nở hoa cục đá, đều là làm tốt. Làm đại gia hỏa một người mang hai khối, dù sao đều không phải rất lớn khối. Vạn cửu hàng lưu luyến không rời cáo biệt tự mình tiểu thê tử, mang theo hàng một bọn họ liền sải bước ra sơn cốc. Cùng ngày chạng vàng, vạn cửu hàng vội vàng lại về rồi, hắn vừa trở về liền ngửi được mùi hương, vừa nghe chính là làm tiểu nữ nhân làm tóc mở hỏa cái muỗng hương vị, hắn một đôi tiểu nhi tử giống tiểu lão hổ giống nhau, thật xa liền hướng bên này hướng, đều hưng phấn kêu tự mình cha. Tiểu nhị bảo còn té ngã, thịt cuồn cuộn tiểu thân thể ở trên sườn núi lăn hai vòng. Vạn cửu hàng liền cảm thấy trong lòng lừa dối lập tức, hắn phi thân tiến lên, đem té ngã nhị bảo bế lên tới, kiểm tra rồi một chút nhi tử chịu không bị thương, tiểu nhị bảo cũng không khóc, còn hăng hái ông cha cổ thân đâu. Tiểu tam bảo cũng phát lại đây, ông lấy hắn cha cổ bẹp một ngụm thân ở hắn cha quay hàm thượng nói, cha, chúng ta tưởng ngươi. Vạn cửu hàng nhìn mấy đứa con trai tiểu quả táo mặt, hắn trong lòng đặc biệt thỏa mãn, hắn một phen bế lên hai cái nhi tử, sải bước hướng trong doanh địa đi. Thác bạc văn nhìn nghĩa đệ phụ từ tử hiếu bộ dáng, hắn trong lòng cũng đi theo ngọt ngào. Chỉ thấy hắn hai cái nhi tử kim bảo cùng bạc bảo, cũng sải bước tiến lên, kêu nghĩa phụ, nghĩa phụ. Ngươi đã trở lại. Chương 594 văn ca ngươi ôm ta một cái hảo sao. Ngày hôm sau sáng sớm, trong sơn cốc bốn vạn hổ uy quân đi theo hàng một cùng trương văn phía sau, đều trạm thẳng tắp, chờ đợi vạn cửu hàng dạy bảo. Vạn cửu hàng nắm tự mình gầy yếu tiểu thê tử, hắn cấp thê tử hồ cừu nắm thật chặt, lại cho nàng mũ mang lên. Quay đầu nhìn thoáng qua tiểu như ý cùng kim bảo, kim bảo cùng như ý chạy nhanh thò qua tới, đỡ tô dịu dịu. Vạn cửu hàng một tay nâng tự mình huynh trưởng thác bạc văn, đi tới hổ uy quân phụ cận. Hổ uy quân sở hữu đem thổ nhóm, Bắc mang đại vương thác bạc văn là cô huynh trưởng, cũng là các ngươi huynh trưởng. Hiện giờ huynh trưởng mang theo Bắc mang quốc tam vạn thiết kỵ, tới viện trợ chúng ta đại vạn bình loạn, hai mặt giáp công thông minh giáo cùng xài gia quân. Xài gia quân hiện tại có thiết giáp quân, làm bọn họ sở trường vũ khí sắc bén. Chúng ta đem thổ nhóm ở Nam Cương thời điểm, liền ăn qua thiết giáp quân đau khổ, cũng khắc chế chiến thắng quá bọn họ thiết giáp quân. Hiện giờ, các ngươi mỗi người trên người đều bối có một khối đến hai khối nở hoa cục đá, các ngươi hôm nay liền đi theo huynh trưởng Thác Bạc Văn cùng nhau đi, từ trong núi vòng qua đi, đi Bắc Cương bên kia. 20 ngày sau, chúng ta cùng nhau hai bên giáp công bọn họ. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, bao bọn họ sủi cảo. Ngươi chờ phải nhớ cho kỹ, ở Bắc Mang Đại Vương trướng trước, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quân kỹ, nghe theo chỉ huy, không cần cấp cô mất mặt. Trang 550 Sở hữu hổ uy quân đều thanh âm cao vút kêu là Thuộc hạ tuân lệnh Thác Bạc Văn tiến lên một bước, hảo. Sở hữu hổ uy quân đem thổ, đi theo phía trước thiết ưng tướng quân xuất phát. Vạn cửu hàng đi qua đi đỡ tự mình thê tử, Kim Bảo cùng Bạc Bảo liền tiến lên, Kim Bảo có chút không tha tự mình phụ vương, hắn nhìn tự mình phụ vương nói, phụ vương, Kim Bảo không thể đi theo ngươi, đệ đệ chân không có phương tiện, nhi tử muốn lưu lại chiếu cố hắn. Hơn nữa mẫu thân thân thể cũng không tốt, nghĩa phụ muốn chỉ huy đánh giặc, nhi tử đến lưu tại mẫu thân trước mặt tẩn hiếu. Bạc bảo chống một cái gậy gộc đi tới, hắn có chút không bỏ được nhìn tự mình phụ vương nói, phụ vương, đều là ta không tốt, bằng không liền cùng ngươi qua đi đánh giặc, ngài tự mình tiểu tâm chút hết thảy bảo trọng. Thác bạc văn nhịn không được đem tự mình đại nhi tử ôm vào trong ngực ôm ôm, lại ôm một cái tiểu nhi tử, còn ngồi sổng xuống thân kiểm tra rồi một chút tiểu nhi tử miệng vết thương, có hay không thấm huyết. Hắn tự ái nói, hảo, các ngươi hai cái liền ở mẫu thân trước mặt chiếu cố nàng đi. Chờ chúng ta chiến tranh sau khi kết thúc, phụ vương sẽ mang theo các ngươi đi vạn đô thành, triều bái các ngươi tổ phụ cùng tăng tổ phụ. Nhị bảo cùng tam bảo không bỏ được bọn họ vũ cửu cửu, đều treo ở thác bạc vũ trên đùi, không cho vũ cửu cửu đi. Thác bạc vũ đều đỏ hốc mắt, hắn từng cái thân thân nhị bảo cùng tam bảo khuôn mặt nhỏ nhi. Chờ vũ cửu cửu, chúng ta thực mau liền sẽ dẫn người đánh lại đây. Tiểu như ý cũng nghiêng ngã lão đảo chạy tới, nàng có chút ngượng ngùng, đem trong tay tiểu tay nải nắm thật chặt nói, cái kia vũ ca, ngươi giày hỏng rồi, đều lộ ngón chân đầu, ta mấy ngày nay bớt thời giờ cho ngươi phùng hai đôi giày, ngươi mang theo xuyên đi. Chú ý an toàn ha. Thác Bạc Vũ Thác Bạc Vũ kích động đại khuôn mặt tử đỏ bừng đi tới, hắn khẩn trương đem ra hãng đại độc thủ, ở quần áo mặt sau dùng sức cọ hai thanh, sau đó tiếp nhận cái kia tiểu tay nải. Thác Bạc Vũ có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn như ý muội muội. Ca trong lòng hiểu rõ, hắc hắc hắc. Tiểu như ý cười cười, có chút ngượng ngùng nói, Vũ ca, cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy, vẫn luôn giúp ta làm việc nhi, ta cũng không có gì hảo báo đáp ngươi, chính là thấy ngươi giày phá, ngươi chân đại, giá để hàng giày đều tiểu, ta liền cố ý cho ngươi làm hai song đại hào giày, đều là hậu. Thác bạc vũ quả thực là ngượng ngùng, đều phải chui vào bùng, hắn đem cái kia tiểu tay nải vác ở tự mình trên người, thật sâu nhìn tiểu như ý liếc mắt một cái, xoay người liền chạy. Tiểu như ý. Tiểu nha đầu có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, đây là có chuyện gì a? À? phụ cận người đều cười vang, bọn họ không phải ngốc tử, đều có thể nhìn ra tới cái này. Mao đầu tiểu tử là coi trọng cái kia tiểu nha đầu, nhưng là tiểu nha đầu quá nhỏ, cũng không thông suốt a. À. quá vừa vặn, tiểu nha đầu biết cảm ơn, cho hắn làm hai song đại hào dày, này tiểu tử ngốc liền cho rằng tiểu nha đầu cũng thích hắn. ai sao? hiểu lầm quá độ còn. nhị bảo tam bảo thấy bọn họ vũ cửu cửu, đỏ mặt tía tai chạy đi rồi bọn họ lại bắt đầu phát lại đây ôm bọn họ văn cửu cửu đùi. Thác bạc văn lần lượt từng cái ôm ôm, ước lượng hai cái tiểu bảo bối nhi, hôn hôn bọn họ tiểu quả táo mặt, công đạo bọn họ muốn nghe lời nói, bằng không lại muốn cho mẫu thân phạt đứng, liền đâu đâu mặt. Mọi người đều cho nhau từ biệt, đội ngũ cũng đã đi phía trước đi rồi rất xa, tô dịu dịu có chút hốc mắt phím hồng, nàng không màng tất cả đi phía trước tiến đi rồi vài bước, không cho vạn cửu hàng đỡ nàng, nhào qua đi ôm lấy tự mình văn ca, nước mắt không tự giác chảy xuống tới. Nàng nghẹn ngào nói, văn ca, ngươi ôm ta một cái hảo sao? Ngươi chính là ta thân ca ca a. Thác bạc văn tâm nháy mắt liền mềm thành một bãi thủy, hắn ôm nhu mà đem tô dịu dịu ôm chặt, tô dịu dịu thất thanh khóc trống, có lẽ là mang thai sau dẫn tới cảm xúc không ổn định, tô dịu dịu khóc thật lâu, sau lại nàng đều có chút không đứng được. Thác bạc văn hung hăng tâm cắn chặt răng, nhìn vạn cửu hàng nói, nhìn cái gì đâu. Đem nhà ta đại tráng ôm trở về khởi phong, đừng làm cho nàng cảm lạnh. Vạn cửu hàng gật gật đầu, đi tới, hắn nhìn thác bạc văn nỗ lực gật gật đầu, ánh mắt trịnh trọng phản phất ở hứa hẹn cái gì. Vạn cửu hàng tiếp nhận tự mình tiểu nữ nhân, chặn ngang bế lên tới, xoay người sải bước trở về đi. Thác bạc văn cảm giác trong lòng ngực không còn, trong lòng buồn bã mất mát, hắn nhắm mắt, sau đó cùng hai cái nhi tử cùng hai cái chất nhi cũng gật gật đầu, xoay người liền sải bước đuổi theo đội ngũ đi rồi chương 595 Tống Bắc An Tống Bắc Thành ngốc vòng. Vạn cửu hàng 10 vạn hổ uy quân, lưu tại Thường Châu Thành một vạn, lại bị Thác Bạc Văn mang đi 4 vạn, dư lại 5 vạn người đóng quân ở Thông Châu ngoài thành. Vạn cửu hàng cùng Tô Diệu Diệu hai vợ chồng làm mưa hoa, từ Tô Diệu Diệu lấy ra mấy vạn khối nở hoa cục đá. Vạn cửu hàng dẫn người cầm nở hoa cục đá, còn ngay tại chỗ lấy tài liệu làm máy bắn đá, mang theo thủ hạ 5 vạn người, một đống cùng anh lạm tạc, đem thông châu thành hoàn toàn bắt lấy. Thấu Minh giáo Ô Kình Hải bị tạt ngốc, hắn biết Vạn Cửu Hàng có thuốc nổ, nhưng là không nghĩ tới hắn thuốc nổ số lượng như thế nhiều. Ô Kình Hải không có cách nào, chỉ có thể biên đánh biên lui, thực mau liền lui về Bắc Thánh thành. Bên này Vạn Cửu Hàng hoàn toàn bắt lấy Thông Châu thành, ở Thông Châu trong thành quét sạch hai ngày, bảo đảm Thông Châu bên trong thành an toàn vô ngu. Hắn liền tự mình đem Thê Nhi, tiếp vào Thông Châu thành phủ nha nội an trí xuống dưới, hắn tiểu thê tử lại mang thai, lần này có thai phản ứng trọng không thể nói mỗi ngày đều phun nhưng là lại rất gầy yếu cần thiết cấp tiểu nhân nhi hảo hảo dưỡng vạn cửu hàng sớm đã phái người đưa thư từ trở lại kinh thành cấp trong nhà các lão nhân báo bình an nói cách khác không biết trong nhà lão tử cùng tổ phụ nhạc phụ bọn họ đều cấp thành cái dạng gì đâu ở thông châu lòng dạ nha vạn cửu hàng tự mình chiếu cố tự mình thê tử cùng mấy đứa con trai hai cái tiểu tể tử vào trong thành có hai cái đại ca nhìn bọn họ cũng phiên không ra cái gì lãng tới ngược lại cùng các ca ca học càng có lễ phép rất nhiều đâu. Liền ở vạn cửu hàng vào trong thành 10 ngày sau, Tống Bắc An cùng Tống Bắc Thành dẫn dắt năm vạn hổ uy quân, liền tiến vào thông châu thành cảnh nội. Trang 551 Phong trần mệt mỏi ca hai, an trí đại quân đóng quân hạ, liền chạy nhanh vào trong thành tìm vạn cửu hàng báo danh tới. Vạn cửu hàng đang ở hậu viện, mang theo tô diệu diệu ở trong sân tản bộ, nhìn tiểu nhi tử nhóm ở nơi đó học tập đứng tấn đâu, liền có ám vệ thông báo nói là Tống Bắc An hai anh em tới. Vạn cửu hàng đều thật vui vẻ, bọn họ hai anh em là vạn cửu hàng mang ra tới, chiến tranh bạo phát đánh giặc thời điểm, vẫn là tự mình người dùng thuận tay A. Tống Bắc An cùng Tống Bắc Thành hai anh em, cũng là 30 tới tuổi, đều là mau ngựa chiến nửa đời, tư lịch lịch duyệt không người có thể cập. Bọn họ đều là vạn cửu hàng đáng tin tiểu đệ, đánh lên trượng tới đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hôm nay đuổi kịp tiểu như ý ở phòng bếp nhỏ, cấp cô dịu dịu mẫu tử hầm canh gà cùng thịt gà hai anh em đi theo gió lạnh một bên nói chuyện liền hướng hậu viện đi cùng tiểu như ý liền vừa lúc đi rồi cái chính chạm trán gió lạnh ngửi được canh gà hương vị liền cực nhã nói tiểu như ý a à, ngươi lại cho phu nhân nhà ngươi hầm gà lạp cái này hương vị hảo hảo a à. có thể hay không cấp phong ca uống hai khẩu canh a à. tiểu như ý tạc mau nàng ánh mắt cảnh giác co rúng lại một chút có chút kiếp đảm nói liền hầm như vậy điểm canh gà ngươi cũng không biết xấu hổ uống sao nhà ta nhị bảo tam bảo chỉ có thể phân một chén Kim Bảo cùng Bạc Bảo công tử đều phân không đến, ngươi cũng đừng suy nghĩ đi. Tiểu Như ý đừng nhìn nàng gầy, nhưng là nàng rất có sức lực, gắt gao ôm lẩu niêu, ánh mắt cảnh giác nhìn ba nam nhân liền cùng đề phòng cướp giống nhau. Nhìn Tiểu Như ý cái kia bộ dạng, Tống Bắc Thành ca hai đều ngốc vòng. Cái này tiểu cô nương như thế nào như vậy quen mặt? Hơn nữa nàng nói chuyện thần thái cùng đảo mắt thần vận, như thế nào chính là như vậy quen thuộc đâu? Tống Bắc An nhìn Tống Bắc Thành, Tống Bắc Thành cũng nhìn Tống Bắc An cả hai đồng thời trợn tròn tròng mắt nói, tiểu cô nương, người năm nay bao lớn rồi? 13 vẫn là 14. Tiểu như ý gắt gao ôm nàng lẩu niêu, thấy còn có hai cái đại nam nhân trừng mắt nàng, nàng có chút sợ hãi sau này lui hai bước nói, ta bao lớn làm sao vậy? Ta năm nay liền 13. Các ngươi đừng lôi kéo làm quen, cũng đừng đánh thịt gà chủ ý, đây là nhà ta phu nhân muốn bổ thân thể, nhà ta phu nhân mang thai lợi hại bổ thân mình. Tiểu cô nương sợ tới mức bước đi như bay, ông lẩu niêu liền đi phía trước hướng. Tống Bắc An hai anh em liếc nhau, 13. Chẳng lẽ thật là chúng ta muội muội. Gió lạnh trợn tròn trong mắt nói, các ngươi vì muốn uống một ngụm canh gà, thế nhưng muốn nhận tiểu Như Ý đương muội muội. Hai người các ngươi quả nhiên so với ta còn không biết xấu hổ a. À. Ta nói cho hai người các ngươi a, à, nhà ta điện hạ nhưng không thay đổi, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ tranh nhà ta thái tử phi ăn ngon. Tống Bắc Thành cười cười nói, ha hả, gió lạnh ngươi chính là lừa ăn lừa uống lâu rồi đi. Nếu là chúng ta ca hai đoán không sai nói, cái này tiểu nha đầu có khả năng là chúng ta muội muội đâu. Ngươi không phát hiện nàng tuy rằng gầy, nhưng là nàng ánh mắt chi gian lớn lên cùng bắt an thực tương tự sao. Chính là nói cái này tiểu cô nương lớn lên cùng chúng ta phụ thân, hộ bộ thượng thư tống dư quan thực tương tự sao. Nàng thật là 13 tuổi nói, vậy đối thượng. Lúc trước phụ thân bên ngoài ban sai thời điểm, cứ một cái nông gia nữ tử, về nhà sau cái kia nữ tử bị phụ thân thu thông phòng, nhưng là chúng ta mẫu thân tâm nhãn tử trọng, dung không dưới nàng. Sao lại biết được nàng có phụ thân quốc nhục, liền trộm đem nữ nhân kia cấp bán. Vừa lúc đuổi kịp trong nhà tổ mẫu ra điểm sự, phụ thân liền không có lại rối rắm chuyện này, nghe nói cũng từng phái người đi ra ngoài đi tìm, nhưng là sao lại liền làm như vậy thôi. Chúng ta ca hai cái khi đó, căn bản không thể đem tình hình thực tế cùng phụ thân nói, chỉ có thể giúp đỡ mẫu thân giấu hạ chuyện này nhi. Hiện giờ nhìn đến cái này tiểu cô nương, nhưng còn không phải là phụ thân khuê nữ sao. Quả thực chính là lớn lên giống nhau như đúc A. Gió lạnh. Ai sao? Thật là vô xảo không thành thư A. Ta cũng nghe thái tử phi giảng quá, nói cái này tiểu cô nương là nàng trong lúc vô ý cứu. Nói cái này tiểu cô nương là bị nàng ca ca tổ tử bán đi thanh lâu, kết quả thanh lâu người muốn đánh chết cái này tiểu cô nương, vừa vặn bị nhà ta thái tử phi cấp cứu hiện tại nghĩ đến nàng cái kia ca ca tẩu tử, nhất định không phải thân sinh. Nào có đem tự mình thân sinh muội muội bán đi thanh lâu. Tống Bắc an khí nắm chặt nắm tay nói, hỗn đảng. Chờ đánh xong trường, ta nhất định phải đi tìm kia hộ nhân gia, làm thịt kia đối cầm thú. Chúng ta là nhất định phải đem muội muội mang về nhà nhận tổ quy tông. Chương 596 Bắc An Bắc Thành muốn nhận muội muội. Tiểu Như ý nhát gan còn keo kiệt, lo lắng mặt sau ba cái đại lão gia cùng nàng muốn canh gà uống liền hoảng hoảng loạn loạn ôm lẩu niêu, vọt vào trong viện. Kim Bảo chạy nhanh xông tới tiếp được lẩu niêu, tiểu như ý cảm kích cười cười nói cảm ơn Kim Bảo công tử. Cái kia phu nhân, ta cùng ngươi nói nhà ta gió lạnh đại nhân còn mang theo hai người, đều tưởng uống này một nồi canh gà thịt gà đâu. Này gà vốn dĩ liền tiểu, làm được liền ít đi, chính là một con tiểu gà mái cũng không nhiều ít, bọn họ đều tưởng uống, ta liền chạy nhanh chạy tới. Cô Diệu Diệu cùng vạn cửu hàng liếc nhau, đều khóe môi hơi cong, cái này tiểu cô nương làm việc các phương diện đều là thực nhanh nhẹn, chính là keo kiệt tàn nhẫn, còn tâm nhãn tử tiểu nhân tàn nhẫn. Có lẽ là theo tiểu nhân gia đình trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ đi, nhưng là nàng lại là đối tô diệu diệu mẫu tử trung tâm như một. Tô diệu diệu nói cân, như ý không sợ, không có việc gì, bọn họ chính là đậu ngươi đâu. Tiểu như ý xoa xoa ngực nói, phải không? Nhưng là bọn họ bộ dáng, chính là muốn đoạt canh gà uống bộ dáng A. Phu nhân, ngươi vẫn là chạy nhanh uống đi, ta đem thịt gà nhặt ra tới, cấp mấy cái công tử ăn, tỉnh bọn họ tới đỏ mắt. Tô dịu dịu nhịn không được sủng nịch cười cười thảo, ta đây liền ăn canh, làm bọn nhỏ ăn thịt đi. Gió lạnh mang theo Tống Bắc Thành cùng Tống Bắc An tiến vào thời điểm, liền thấy nhà hắn thái tử điện hạ ngồi ở chỗ kia, hầu hạ tự mình mang thai thái tử phi uống canh gà đâu. Một bên hai cái đại nhi tử, hai cái tiểu nhi tử, còn có cái kia tiểu như ý, đều ở nơi đó ăn thịt gặm xương gà đâu gió lạnh cùng tống bắc thành tống bắc ăn đồng thời trừ trừ khóe miệng bốn cái hài tử ngồi ở chỗ kia ăn thịt gà cũng liền ăn trang 552 cái kia như ý tiểu nha đầu cũng ngồi ở chỗ kia ăn đùi gà là chuyện như thế nào trách không được nàng hộ thực nhị bảo tam bảo đều thích bọn họ như ý tỷ tỷ bọn họ chọn một cái lớn nhất đùi gà cùng một cái cánh con gà cho như ý cho nên nàng cũng hạnh phúc ngồi ở chỗ kia ăn đùi gà vạn cửu hàng vừa nhấc đầu thế gió lạnh mang theo tống bắc an tống bắc thành phong trần mệt mỏi vào được hắn thật cao hứng tự mình hai cái đắc lực can tướng tới hắn nơi nào có thể không cảm thấy tự hào vạn cửu hàng sải bước đi qua đi tống gia huynh đệ cũng thực kích động bọn họ đều quỳ một gối xuống đất cấp vạn cửu hàng hành quân thần đại lễ vấn an vạn cửu hàng tự mình đem bọn họ ca hai nâng dậy tới cao hứng mà nhìn bọn họ nói hảo quả nhiên là cô trợ thủ đắc lực dọc theo đường đi vất vả bắc an bắt thành tướng quân các ngươi năm vạn đại quân hiện tại đã đóng quân ở ngoài thành sao? Tống Bắc An không vất vả, Điện Hạ. Năm vạn hổ uy quân đã toàn bộ đóng quân ở ngoài thành, chính là hàng nghị tướng quân an bài đóng quân mà nơi đó. Tống Bắc Thành khởi bẩm Điện Hạ, năm vạn hổ uy quân toàn bộ đều là điều động ra tới kỵ binh, đều là tinh binh cường tướng, thỉnh Điện Hạ điều khiển. Vạn cửu hàng vừa lòng gật gật đầu, hắn trịnh trọng nói, hảo. Giàn xếp đại quân hơi làm nghỉ ngơi. Hôm nay buổi tối, cô sẽ an bài đi xuống thao thưởng tam quân đại quân nghỉ ngơi hai ngày hai ngày sau cô sẽ chế định tác chiến kế hoạch lần này chúng ta muốn cùng bắc cương ngoài thành bắc mang đại vương thác bạc văn cùng nhau tiền hậu giáp kích bắc thánh thành cùng bắc cương thành hai bút cùng vẽ đánh bọn họ cái trở tay không kịp tống bắc an cùng tống bắc thành ca hai liếc nhau đều trong mắt phục ra ra thật lớn vui sướng tống bắc an thật tốt quá bắc mang quốc đại vương cũng tới chi viện chúng ta đây là ván đã đóng thuyền thực mau là có thể kết thúc chiến đấu. Vạn cửu hàng gật gật đầu, các ngươi khả năng cũng biết đi. Kim Bảo cùng bạc bảo cha ruột, chính là Bắc mang quốc thác bạc văn đại vương. Mấy năm trước, Bắc mang quốc phát sinh nội loạn, cô liền phái hổ uy quân thiết kỵ đi viện trợ bọn họ bình loạn quá. Hiện giờ chúng ta quốc gia đã xảy ra phản loạn, cô huynh trưởng thác bạc văn tự mình mang theo tam vạn Bắc mang thiết kỵ, tới tiếp ứng chúng ta. Tống Bắc Thành vui vẻ nói, điện hạ, như thế tiền hậu giáp kích, sài thế huân cùng thông minh giáo căn bản là không đáng sợ hãi còn không phải là tương đương bắt ba ba trong rọ sao vạn cửu hàng cười ha ha đối chính là bắt ba ba trong rọ đè lại đánh tống bắc an tống bắt thành ca hai liền ôm quyền thuộc hạ nguyện ý vì điện hạ đấu tranh anh dũng hiếu khuyển mã chi lao vạn cửu hàng qua đi vỗ vỗ hai anh em bả vai thảo gió lạnh công đạo đi xuống làm phòng bếp nhiều làm hai cái đồ ăn hôm nay giữa trưa cô muốn cùng bắc an bắt thành tướng quân uống một chén gió lạnh lên tiếng liền chạy đi rồi tống bắc an nhìn bên kia ăn thịt gà đùi gà tiểu như ý hắn nhịn không được tiến lên một bước nói điện hạ thuộc hạ nghe gió lạnh nói cái kia tiểu cô nương kêu như ý là thái tử phi cứu tới tiểu nha đầu thuộc hạ muốn nghe được một chút thân thế nàng tống bắc thành điện hạ chúng ta không phải có mặt khác xấu xa tâm tư thật sự chỉ là xem cái này tiểu nha đầu lớn lên cùng nhà ta bắc an có chút tương tự càng cùng chúng ta phụ thân tương tự a à. vạn cửu hàng có chút không rõ nhưng là hắn cảm thấy Tống Bắc An cùng Tống Bắc Thành hai anh em, không phải nói dối người. Liền dẫn hai cái bộ hạ lại đây, tới rồi Tô Diệu Diệu trước mặt. Tống Bắc An Tống Bắc Thành cung kính cấp Tô Diệu Diệu cùng bọn nhỏ chào hỏi. Tống Bắc An điện hạ, Tống Bắc An có một chuyện tưởng thỉnh giáo, nghe gió lạnh nói như ý tiểu cô nương là ngài cứu tới. Không biết điện hạ có thể hay không, cùng thuộc hạ nói một chút tiểu như ý thân thế. Tống Bắc Thành điện hạ, không biết ngài phát không phát hiện. Tiểu như ý lớn lên cùng nhà ta bắt an thực tương tự, cùng chúng ta phụ thân chính là hộ bộ thượng thư tống dư quan, càng tương tự đâu. Cô Diệu Diệu Thật đúng là đừng nói. Cô Diệu Diệu cùng vạn cửu hàng nhìn kỹ xem, cầm đùi gà một ngơ ngác nhìn mọi người tiểu cô nương, cái kia ánh mắt chi gian thật sự cùng tống bắt an không có sai biệt đâu. Hồi ức một chút, thật sự cùng hộ bộ thượng thư tống dư quan càng tương tự đâu. Tống bắt an nhắm mắt nói, điện hạ cái này tiểu cô nương 13 tuổi là được rồi. Tiểu như ý hung tợn gặm một ngụm đùi gà nói, không cần làm thân thích, ta nghe minh bạch, các ngươi chính là muốn ăn thịt gà. Ta minh bạch nói cho các ngươi, thịt gà đã không có, đây là cuối cùng một cái đùi gà. Mọi người. Phục. Ha ha ha. Chương 597 ai sao? Như ý thật là tống như quan khuê nữ a. À. Tô Diệu Diệu cười nước mắt đều ra tới, nàng xoa xoa nước mắt, các ngươi không cần cười, như ý từ nhỏ ở nghèo khổ nhân gia lớn lên, cho nên nàng đặc biệt khẩn trương đồ ăn nàng tuy rằng keo kiệt nhưng là nàng moi thực đáng yêu có ăn ngon thời điểm nàng luôn là đem tốt nhất đều cho ta cùng nhị bảo tam bảo ăn nàng luyến tiếc ăn một chút chính là nhị bảo tam bảo buộc nàng ăn nàng mới có thể ăn ta cùng nhị bảo tam bảo đều là đem như ý trở thành người nhà giống nhau cho nên các ngươi nếu là thật sự xác nhận nàng là các ngươi tống gia khuê nữ ta là khẳng định sẽ làm làm nàng nhận tổ quy tông tống bắt thành cái kia như ý à, a ca không phải đồ đùi gà hiện tại liền muốn hỏi một chút, ngươi biết ngươi tự mình thân thế sao? Tiểu như ý hai ba ngụm đem đùi gà ăn xong rồi, lao lao bóng loáng miệng nhỏ nói ta không biết tự mình cái gì thân thế, chính là trước kia nghe thấy ca ca tẩu tử, nghị luận nói ta không phải bọn họ gia muội muội, Ta là bọn họ mẹ kế mang đến, ta mẫu thân ở ta ba bốn tuổi thời điểm liền đã chết, sau lại cha cũng đã chết, ta liền đi theo ca ca tẩu tử nhóm cùng nhau quá, bọn họ đối ta không tốt, trong nhà mệt sống dơ sống đều là ta làm, còn không cho ta ăn cơm no. Sao lại bởi vì ca ca gia chất nhi muốn cưới vợ, trong nhà không có lễ hỏi tiền, ca ca tẩu tử khiến cho ta đi gia đình giàu có đương nha đầu, chính là đi mới phát hiện nơi đó là thanh lâu, ta liền liều mạng trở về chạy, chạy tới trong núi liền gặp phu nhân. Tống Bắc An cùng Tống Bắc Thành nghe thấy được, tiểu cô nương nói kia đối vô lương ca tẩu, đem nàng bán đi thanh lâu, ca hai khí gân xanh bạo khởi. Trang 553 Tống Bắc Thành tương đối xúc động, hắn áp lực tức giận hỏi, như ý, ngươi nói cho ca nhà của ngươi ở đâu? Chúng ta đánh xong trượng, ta liền phải đi xem là cái dạng gì vô lương ca tẩu, muốn đem ngươi bán đi thanh lâu. Tiểu như ý bị cao to tống bắt thành, sợ tới mức có chút trung bần bật, nàng đứng lên chạy đến kim bảo mặt sau đứng nói, cái kia nhà ta là thường bình huyện trương gia thôn, ta ca kêu trương thiết đầu, ở tại thôn đông đầu đệ nhất gia. Nga, đúng rồi. Ta trên cổ cái này cục đá, là ta một tiểu liền mang, nghe nói là ta mẫu thân lưu lại. Tiểu như ý từ trên cổ lấy ra một cây tiểu hắc dây thừng, buộc một khối màu vàng ngọc thạch. Tống Bắc An kích động tiến lên hai bước, đem tiểu như ý sợ tới mức lại soạt một tiếng, chạy tới vạn cửu hàng phía sau trốn tránh. Mọi người đều thấy tiểu như ý cái này phản ứng, định là ở trong nhà thời điểm thường xuyên bị đánh, nói cách khác nàng sẽ không lá gan như vậy tiểu nhân. Tống Bắc An cùng Tống Bắc Thành đều đỏ hốc mắt, hai người bọn họ đều trong lòng chua xót, tự mình mẫu thân lòng dạ hẹp hòi, căn bản là dung không dưới người khác sinh hạ phụ thân hài tử, ai? Cô dịu dịu ôn nhu nói, tới, như ý không sợ. Lại đây đem ngươi ngọc bội hái xuống cho ta xem. Lại cho bọn hắn xem một chút, nếu xác định ngươi là tống gia hài tử, ngươi là hẳn là được đến càng tốt sinh hoạt. Bởi vì ngươi nếu là hai người bọn họ muội muội chính là đương triều hộ bộ thượng thư tống dư quan đại nhân trong nhà hài tử, đó chính là thiên kim tiểu thư đâu. Tiểu như ý có chút co rúng lại đi tới, đi vào tô diệu diệu trước mặt, cắt gao dáng ở tô diệu diệu mặt sau, chậm rãi tháo xuống cái kia tiểu ngọc bội. Tô diệu diệu cẩn thận nhìn nhìn cái kia ngọc bội, là một con tiểu thiềm thừ hình, cẩn thận phân biệt một chút, là hoàng long ngọc tài chất, vẫn là cái cực phẩm đâu. Có thể là ở nông thôn người không biết nhìn hàng, cho rằng nó là một cục đá đi, nói cách khác phỏng chừng là sẽ không làm tiểu như ý mang theo. Diệu diệu cầm nơi đó ngọc bội đưa cho vạn cửu hàng, vạn cửu hàng nhìn nhìn lại đưa cho tống bắc an tống bắc an thấy kia khối ngọc bội nháy mắt liền gật đầu như đảo tỏi cái này ngọc bội là cái kim thiền lúc trước là phụ thân một cái âu yếm chi vật thường xuyên đem nó cầm ở trong tay thưởng thức sau lại phỏng chừng là cho tiểu như ý mẫu thân chính là chúng ta di nương đi lại nói tiếp cái kia di nương cũng là cái người mệnh khổ nàng là phụ thân một lần đi công tác trở về ở bên đường mua trở về nha đầu cái kia nha đầu phi thường cảm ơn phụ thân phụ thân sau lại liền đem nàng nâng thông phòng chính là gia mẫu là cái lòng dạ hẹp hòi biết được cái kia di nương Hoài hài tử, liền sau lưng đem cái kia di nương cấp bán đi. Vì việc này phụ thân cùng mẫu thân đại xảo một trận, sau lại liền đuổi kịp tổ mẫu trúng gió, chuyện này đã bị không giải quyết được gì. Nhìn đến này khối ngọc bội, chúng ta hai anh em có thể xác định, như ý chính là nhà ta cái kia bị bán đi di nương sinh hạ hài tử. cô Diệu Diệu, ta cái này vận khí thật là tuyệt, tùy tiện cứu một cái tiểu cô nương, chính là Thiên Kim tiểu thư đâu. Tiểu Như Ý khẩn trương dựa vào Tô Diệu Diệu, phụ, hắn tự ái tiến lên ngồi xổm xuống thân ôm lấy hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ nhịn không được hôn hôn tự mình cha gương mặt. Thịnh Hòa Phong nhìn tự mình gia tiểu công tử điền mặt trời mới mọc, liền có loại có chung vinh dự cảm giác. Hắn quyết định hướng hài tử giấu giếm, Tôn Tam Thuận chính là Tôn Tam Lan cũng chưa về sự tình, bởi vì đứa nhỏ này tâm tư tỉ mỉ, từ nhỏ liền thông tuệ hơn người, hắn cửu cửu tuy rằng khờ khạo, nhưng là hắn đối cửu cửu tình cảm là không giống nhau. Trang 554 Mầm Trân Na thấy trượng phu đã trở lại, nàng huy động hai há kỳ tử, sở hữu xài gia quân đều đình chỉ động tác, đều thấy tự mình gia chủ công đã trở lại. Mầm Trân Na nhìn tự mình nam nhân, nàng mãn nhãn yêu say đắm nói, phu quân, ngươi đã trở lại. Thật tốt quá, bọn nhỏ mỗi ngày nhắc mãi ngươi đâu. Đi thôi, đi theo chúng ta xài gia quân đem thổ nhóm nói nói mấy câu, làm cho bọn họ đều biết bọn họ người tâm phúc, bọn họ chủ soái đã trở lại. Sài Thế Huân cũng mãn nhãn nhu tình nhìn tự mình thê tử, thê tử thật là trăm phần trăm ái hắn, bọn họ phu thê ân ái mấy năm, mưa gió chung thuyền đã trở thành linh hồn bạn lữ. Bọn họ nữ nhi đặc biệt ngoan ngoãn, hắn bế lên tự mình tiểu khuê nữ xài như ngọc, nắm tự mình nghĩa tử điền mặt trời mới mọc, cùng tự mình thê tử vai sát vai đi qua đi. Xài thế huân xoay người đem tiểu khuê nữ giao cho thê tử, biểu tình nghiêm túc nhìn xài gia quân đều nhịp đội ngũ, đều là thiết giác quân. Xài gia quân đem thổ nhóm, đại vạn hổ uy quân đã ở vạn cửu hàng dẫn dắt hạ, thẳng đến phương Bắc mà đến. Chúng ta phía trước là Bắc Thánh Thành, nơi đó có Minh Vương huyện thông minh giáo, bọn họ sẽ cho chúng ta ngăn cản một trận. Chúng ta chỉ cần gia tăng thao luyện, chờ thông minh giáo ngăn cản không được, chúng ta liền xông lên đi, hổ uy quân không có như vậy đáng sợ. Hiện giờ đại vạn chỉ cần đánh bại vạn cửu hàng, chẳng khác nào đoạt được đại vạn nửa giang sơn. Ta tin tưởng chúng ta thực lực, chúng ta thiết giáp quân là bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Phu nhân cho đại gia nghiên cứu chế tạo mê dược, còn có thuốc nổ đều sẽ trợ chúng ta giúp một tay. Sài gia quân thiết giáp quân đem thổ nhóm, các ngươi muốn gia tăng thời gian thao luyện, là có thể bảo đảm ở trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đi theo sài thế huân đoạt được đại vạn Giang Sơn. Ngày nào đó tranh giành thiên hạ, nhập chủ trung nguyên, ngươi chờ chính là sài gia thiên hạ khai quốc công huân, biên giới đại quan. Sở hữu sài gia quân nghe thấy sài thế huân kêu gọi, đều nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đi theo hô lớn sài gia quân không gì địch nổi bách chiến bách thắng. Mầm Trân Na ôm tự mình tiểu khuê nữ, nắm tự mình nghĩa tử, nhìn tự mình cao lớn cường tráng trượng phu, ở nơi đó cấp xài gia quân khuyến khích cố lên. Không biết vì cái gì nàng đột nhiên liền mí mắt giật giật, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu lên. Nghĩ tới vạn cửu hàng cái kia giống như trích tiên nhân vật, liền không tự giác nghĩ tới thập tam yêu, cái kia thần tiên giống nhau nữ nhân, mỹ tự tiên nếu yêu, nàng lòng dạ khí phách, chỉ sợ là không người có thể cập đi. Tự mình trượng phu hoàng đế mộng cũng không biết có thể hay không thực hiện, nhưng là trượng phu mỗi lần nghe được có quan hệ với vạn cửu hàng cùng thập tam yêu sự tình, hắn đều sẽ trong ánh mắt phím ra không giống nhau quan. Nàng thật sự có chút sợ hãi, đã từng nàng ở trượng phu nói nói mớ thời điểm, liền nghe nói qua trượng phu đối thập tam yêu nhất định phải được. Mầm Trân Na không biết trượng phu rốt cuộc là trúng cái gì tà, cư nhiên sẽ nghĩ thập tam yêu nhiều năm như vậy. Trượng phu xác thật đối nàng cũng thật hảo, chính là chính là thiếu một ít si cuồng mà thôi. Khả năng liền như nàng giống nhau đi, nàng mười tâm thực lòng ái trượng phu, nhưng là nghe thấy vạn cửu hàng tên, trong lòng vẫn là sẽ có một ít xúc động, rốt cuộc đó là nàng đã từng vì này si cùng nam nhân. Chương 599 dám khi dễ lão tử muội muội. Bắt an tấu hắn. Không khí đều thập phần khẩn trương, tứ phương thế lực đều ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, đại chiến chạm vào là nổ ngay, thực mau liền đến vạn cửu hàng cùng thác bạc văn ước định nhật tử, Ngày mai chính là đại vạn điển cả 6 năm tháng 11 sơ 10, hôm nay buổi tối Tô Diệu Diệu tự mình ở phủ nha chuẩn bị tiệc tối. Đêm nay quân doanh có uy tín danh dự tướng quân đều bị vạn cửu hàng phu thê mời đi theo. Đang lúc hoàng hôn phủ nha đại đường cũng đã đăng hỏa huy hoàng, mê người đồ ăn hương khí phiêu đi ra ngoài hảo xa. Tống Bắc An cùng Tống Bắc Thành hai anh em tiến phủ nha, liền đến chỗ tìm kiếm bọn họ tiểu muội muội, hai ngày này hai anh em ở quân doanh, có thủ hạ được một qua tuyết thỏ biết bọn họ tìm được rồi tiểu muội muội liền đưa cho hai người bọn họ. Quân doanh hán tử nhóm đều thực mềm lòng, bọn họ đều nghe nói tống tướng quân huynh đệ hai người tiểu muội muội từ nhỏ bi thảm tao ngộ, còn bị không phải người huynh tẩu, cấp bán vào thanh lâu, thiếu chút nữa liền hủy cả đời, ít nhiều bị thái tử phi cứu. Huynh đệ hai người cấp hai trương đại trúc gia, tiêu chế ra tới, chuẩn bị đưa cho muội muội lấy ra bộ. Khi hai cái tiểu tuyết nhảy ranh, còn bị trang lồng sắt cấp mang đến, chuẩn bị đưa cho thái tử phi gia nhị bảo tam bảo đùa với chơi huynh đệ hai người cách thật xa liền thấy gió lạnh cùng hàng nhị vây quanh tiểu như ý gió lạnh như ý muội muội a à. ngươi xem ngươi là bắc an cùng bắc thành muội muội đó chính là phong ca muội muội a à. ngươi nói ngươi bưng nướng thịt dê liền trước cấp ca ăn hai khẩu đi trong chốc lát phong ca khẳng định cho ngươi lấy hai cái đại quả táo ăn hàng nhị đúng vậy như ý muội muội ngươi là bắc an bắc thành muội muội chính là chúng ta muội muội ngươi cái này nướng thịt dê cấp ca ăn hai khẩu trong chốc lát thái tử phi phát những cái đó trái cây chúng ta khẳng định trộn hai cái cho ngươi ăn tiểu như ý keo kiệt một chút đều không có thay đổi đừng nhìn gần nhất hai cái ca ca luôn là trộn cho nàng tiền bạc cho nàng mua quần áo gì nhưng là nói chuyện đến muốn nàng trong tay ăn kia khẳng định là không được không cần này một mâm nướng thịt dê là nhất nộn địa phương đây là cho phu nhân nhà ta ăn cũng không phải là cho các ngươi ăn các ngươi ăn chút cái gì không được liền muốn ăn nhà ta phu nhân cùng nhị bảo tam bảo thức ăn nói nữa nhà ta phu nhân nói cái kia tống đại nhân còn không nhất định là cha ta đâu nếu không phải cha ta ta liền không phải các ngươi muội muội ta dựa vào cái gì muốn đem ăn ngon cho các ngươi ăn tống bắc thành không vui hắn là cái bao che cho con ngao ngao liền kêu đặt nương dám khi dễ lão tử muội muội bắt an tấu bọn họ gió lạnh cùng hàng nhị quay đầu lại liền thấy tống bắc an cùng tống bắc thành ca hai tới hai người bọn họ chạy nhanh nhanh chân liền hướng phủ nha chạy. Tống Bắc An cười khóe môi hơi công cùng Tống Bắc Thành cùng nhau đi qua đi, tiểu như ý hiện tại đối này hai cái có thể là tự mình ca ca nam nhân, hơi chút có tốt hơn cảm, nhưng là cũng không có khả năng đem ăn ngon lấy ra tới, nàng cố ý đem kia một mâm thịt dê sau này cầm. Biết tiểu muội muội hộ thực, Tống Bắc An nhịn không được cười, tiểu như ý, ca ca được một qua tuyết thỏ, hai chỉ đại tuyết thỏ gia ca làm người tiêu chế ra tới, cho ngươi mang đến ngươi bớt thời giờ tự mình làm bao tay mang, lại cấp Thái tử Phi làm một bộ. Trang 555 Thái tử Phi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi đến hồi báo nhân gia, biết không? Tống Bắc Thành sách theo hai cái lồng sắt nói, này hai chỉ là tuyết nhảy ranh, như ý ngươi đều lớn, ta không cần A. À. Này hai chỉ tuyết nhảy ranh liền cấp nhị bảo cùng tam bảo chơi đi. Tiểu như ý chạy nhanh đem kia một mâm thịt dê đặt ở một bên, dùng cái nắp cái kính mít chút, nàng duỗi tay đi tiếp nhận kia hai khối tuyết trắng da ca ca thật sự đem tốt như vậy gia cấp như ý sao cái này chính là thực đáng giá trước kia ở trong nhà thời điểm tẩu tử đại ca gia được tuyết thỏ bán thật nhiều bạc đâu tống bắc an cùng tống bắc thành tương đối đau lòng cái này tiểu cô nương nàng từ nhỏ quá chính là khổ nhật tử phỏng chừng ăn không đủ no mặt không đủ ấm xem nàng gầy trơ cả xương sống lưng bọn họ liền cảm thấy đau lòng tống bắc thành như ý a à, ngươi chính là chúng ta muội muội về sau các ca ca đều sẽ dưỡng ngươi, ngươi không cần tưởng như vậy nhiều. Tống Bắc An hảo, như ý ngươi đem cái kia thịt dê mâm lấy tới, ca cho ngươi bưng, ngươi đem ra đưa về trong phòng đi, sau đó lại đi làm việc. Cái kia da hảo hảo thu, nhớ kỹ nhất định phải cấp Thái Tử Phi cũng làm một bộ bao tay. Chúng ta nếu không có Thái Tử Phi nói, có thể là cả đời đều thấy không được mặt. Muốn tri ân báo đáp, về sau phụ thân đại nhân cũng sẽ cảm kích Thái Tử Phi. Đến lúc đó nhà ta phụ thân chắc chắn đi thái tử Đông Cung, đưa hậu lễ cảm tạ thái tử Phi Điện Hạ, đối với người tái tạo chi ân. Tiểu như ý nghĩ nghĩ, nhìn xem hai cái ca ca, lại nhìn xem kia mâm thịt dê, kia bàn là nàng lấy ra tới nhất nộn chăn thịt dê, chuẩn bị cấp thái tử Phi ăn. Hảo! Vậy các ngươi nhất định phải đem này mâm thịt dê cấp thái tử Phi ăn, đây là ta lấy ra tới nhất mềm lạng vị trí, nhất tươi mới địa phương, không thể cho người khác ăn, hai người các ngươi cũng không thể ăn vụng Tống Bắc Thành cùng Tống Bắc An đồng thời trừ trừ khóe miệng, cái này tiểu cô nương như thế nào liền hộ thực hộ thành như vậy. Hôm nay buổi tối phủ nha nội, thái tử vạn cửu hàng hai vợ chồng đều thật cao hứng, hiện tại đại gia đã có thể nhìn ra tới thái tử phi mang thai, nàng bụng phồng lên, trên mặt cũng có chút huyết sắc, sau đầu đoạn thời gian sắc mặt trắng bệch thời điểm hảo rất nhiều. Kim Bảo cùng Bạc Bảo một đôi thiếu niên lang cũng tràn đầy anh khí, bọn họ hai cái lãnh bọn đệ đệ liền ngồi ở cha mẹ hạ đầu hai cái tiểu béo qua được đến hai cái tống thúc thúc cấp tuyết nhảy ranh đều hưng phấn quơ chân múa tay ở nơi đó cũng ngồi không yên đều theo hầu hạ tiểu tuyết thỏ chơi thượng tô diệu diệu sủng nịch nhìn mấy đứa con trai được đến tân tiểu sủng vật nàng cũng đi theo vui vẻ hai vị tống tướng quân các ngươi có tâm còn cố ý cấp bọn nhỏ lấy tới sủng vật tống bắc an cùng tống bắc thành đều cung kính đứng dậy cấp tô diệu diệu cúi chào tống bắc an thái tử phi nói nơi nào lời nói điện hạ cứu như ý là tống gia ân nhân cứu mạng a chúng ta hai anh em không có gì báo đáp, đây là thuộc hạ bộ hạ ở trong núi được đến một qua tuyết thỏ, này hai cái tiểu tể tử thực đáng yêu, chúng ta cảm thấy hai vị tiểu quận vương có thể thích liền mang lại đây, cấp tiểu quận vương làm bạn chơi cùng cũng hảo. Thái tử cử vạn cửu hàng vừa lòng gật gật đầu, hắn nắm tự mình thê tử đứng lên, bưng lên một chén rượu lớn. Hổ uy quân thường ngày không được uống rượu, nhưng ngày mai chính là chúng ta cùng thông minh giáo khai chiến nhật tử, cho nên hôm nay phá lệ, cô muốn cùng đại gia hỏa đau uống một ly đang ngồi mọi người đều là đi theo cô vào sinh ra tử huynh đệ ngày mai chúng ta lại muốn cùng thượng chiến trường vì đại vạn lê dân bá tánh đi anh dũng giết địch cô diệu diệu tân nhà chúng ta người đều ở bên nhau liền nói một câu trong lòng lời nói các ngươi đi theo điện hạ đi đánh giặc nhất định phải nhớ kỹ các ngươi tánh mạng là quan trọng nhất bất cứ thứ gì đều không bằng các ngươi tánh mạng ở điện hạ trong mắt quan trọng các ngươi chính là điện hạ thủ túc huynh đệ hảo khai tịch đi Hôm nay buổi tối đại gia tận tình ăn uống, nhưng là rượu chỉ có thể uống này một chén ha. Thịt A, đồ ăn A, nước canh các ngươi đều tùy tiện ăn uống. Ngày mai đi đánh giặc thời điểm, nhớ lấy, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, giữ được trừng xanh sợ gì không củi đốt. Vạn cửu hàng. Phục. Ha ha ha. Khai tạo. Chương 600 Sài Thế Huân đầu rơi xuống đất. Hôm nay buổi tối bắt cương bên trong thành Sài Thế Huân mang theo thê tử nhi nữ cùng nhau ăn cơm chiều ăn xong rồi về sau lại cùng thê tử nhi nữ ở trong nhà trong viện chơi trong chốc lát tiêu thực sài thế huân tự mình cấp thê tử cùng bọn nhỏ đổ một ly rượu trái cây phu nhân mặt trời mới mọc như ngọc là cái dạng này đầu đoạn thời gian ta nhận được phụ thân mẫu thân gửi thư bọn họ hiện tại đã ở cao ly quận bên kia sinh hoạt thực hảo còn khai mấy nhà cửa hàng sinh hoạt thực tự tại bên này đại chiến chạm vào là nổ ngay các ngươi đều là phụ nữ và trẻ em thịnh tiên sinh đa mưu túc trí lại là cùng ta đối xử chân thành cho nên ta tính toán làm thịnh tiên sinh hôm nay buổi tối suốt đêm đưa các ngươi ra bắc cương thành đi cao ly quận cùng phụ thân mẫu thân đoàn tụ vấn an bọn họ phụ thân hiện giờ khả năng chân đã không hảo xử duy nhất nguyện vọng chính là muốn nhìn một chút cháu trai cháu gái mầm trân na ngẩng đầu một ngơ ngác mà nhìn tự mình trượng phu nàng có chút không biết làm sao sài thế hưng nhìn thê tử nói phu nhân một ngày kia sài thế hưng vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế là lúc hoàng hậu bảo tọa nhất định là phu nhân. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng ta mặc kệ có ai, cái kia hoàng hậu chi vị đều là của ngươi. Đây là xài thế huân cho ngươi hứa hẹn. Mầm Trân Na ảm đạm rơi lệ, nàng biết tự mình trượng phu trong lòng suy nghĩ, hắn cùng tự mình chỉ là phu thê tình thâm thôi, căn bản là không phải cái loại này chân ái. Hảo, ta nghe phu quân. Như ngọc mặt trời mới mọc, uống lên này ly rượu trái cây, liền cấp phụ thân dập đầu, sau đó chúng ta liền đi gặp tổ phụ cùng tổ mẫu, phụng dưỡng tổ phụ cùng tổ mẫu. Một ngày kia, các ngươi phụ thân liền sẽ đi cao ly quận tiếp hồi chúng ta. Vào lúc canh ba, Bắc Cương thành cửa thành mở ra, hai chiếc xe ngựa ra khỏi thành, buông cao ly phương hướng, một đường hướng Tây Nam mà đi. Đại vạn biển cả 6 năm tháng 11 năm một ngày, Sài Thế Huân còn đang trong giấc mộng, đột nhiên liền có thủ hạ vọt vào phủ nha hô to, chủ công. Chủ công không hảo. Chúng ta mặt sau có hổ uy quân công thành, ngài nghe đã nổ vang. Trang 556. Xài thế hung thê nhi rời đi sau, đại khái là sau nửa đêm mới khó khăn lắm ngủ, lúc này một cái giật mình nhảy dựng lên, hắn để chân trần vọt tới cửa hô to, cái gì? Ngươi nói cái gì? Nơi nào tới người? Cái nào địa phương nổ vang? Thủ hạ hoảng hoảng loạn loạn nói, chủ công. Ngươi nghe a, à? là chúng ta mặt bắc có tiếng nổ mạnh truyền đến. Ngay sau đó lại lao tới hai người hô to, chủ công, chủ công không hảo. Chúng ta xài gia quân đại bản doanh cùng cửa thành đều bị đánh bất ngờ, là hổ uy quân. Hổ uy quân nở hoa cục đá A. Xài thế huân. Lúc này hắn hoàn toàn bừng tỉnh, hắn cảm thấy tự mình trúng kế, hắn liền chờ thông minh giáo ở phía trước cho hắn ngăn cản vạn cửu hàng. Bọn họ lưỡng bại câu thương sau, không sai biệt lắm, hắn liền hoàng tước ở phía sau, chế vạn cửu hàng vào chỗ chết. Nhưng là hiện tại bọn họ không biết như thế nào liền chui vào tự mình mông mặt sau. Sài Thế Huân có chút kinh hoảng thất thố, hắn hô to, ngăn địch. Đi bắt thánh thành cầu viện. Nói cho ô kình hải mau tới tiếp ứng bên này, nói cách khác hắn cũng hảo không được. Đi. Cùng ta đi ra ngoài nghênh địch. Sài Thế Huân mặt giáp trụ ra trận liền mang theo người, phóng đi phủ nha thẳng đến quân doanh, lúc này Sài Gia quân quân doanh, đã bị oanh tạc lung tung rối loạn, nơi nơi đều là cục tay cục chân huyết nhục mơ hồ. Sài Thế Huân đầu óc ong ong, hắn biết hỏng rồi. Tự mình chuẩn bị những cái đó mê dược, chuẩn bị những cái đó thuốc nổ toàn bộ sử không thường. Bọn họ bị đột nhiên oanh tạc, bọn họ tự mình thuốc nổ đều bị kiếp nổ, quá không xong. Liền ở Sài Thế Huân đầu óc phát ngốc thời điểm, phịch một tiếng. Một cái nở hoa cục đá dừng ở hắn phụ cận, ngay sau đó chính là thật lớn nổ mạnh, Sài Thế Huân ở trên chiến mã nháy mắt bị ném đi đi ra ngoài. Sài Thế Huân trên mặt đất lăn vài vòng, miễn cưỡng bò dậy liền thấy có rất nhiều hổ uy quân vọt vào quân doanh cầm đầu chính là hàng một cùng một cái dị tộc tướng quân hàng một chính là hóa thành hôi hắn đều nhận được sài thế hung một cái cao nhảy lên muốn đi tìm hắn đại đao chính là hắn lên lúc sau mới phát hiện tự mình tay phải đã không có chỉ còn một tiết cánh tay huyết nhục mơ hồ sài thế hung hỏng mất bắt đầu rống to kêu to điên cuồng đi lên lúc này hàng vừa nghe thấy rống lên một tiếng liếc mắt một cái liền thấy Sài Thế Huân, bởi vì Sài Thế Huân lớn lên quá đặc thù, là cái mạo so phan an mỹ nam tử, giờ phút này lại phi đầu tán phát, do phần còn lại của chân tay đã bị cục ô ngao kêu to. Giờ phút này hắn cả người là huyết, một bàn tay bị tạc đã không có. Hàng vừa chuyển đầu liền nhìn về phía thác bạc vũ có nghĩ lập đầu công. Cầm Sài Thế Huân đầu người, cùng nhà ta thái tử phi cầu thú tiểu như ý. Thác bạc vũ trong mắt đều đỏ hàng ca. Ca ngươi chính là ta thân ca nha mau nói cho ta biết cái nào là sài thế huân, ta đi làm thịt hắn, ta muốn đi lập công A. Nói lời thật lòng, nếu sài thế huân hiện tại không có bị thương, hàng một là quả quyết không dám làm thác bạc vũ đi, vạn nhất bị thương thác bạc vũ cũng không phải là việc nhỏ, rốt cuộc hắn là thác bạc văn đường đệ, hơn nữa nghe nói là thác bạc văn duy nhất một cái đường đệ. Nhưng là hiện tại sài thế huân tạc phế đi một bàn tay, ở nơi đó thống khổ kêu thảm, thác bạc vũ phỏng chừng đi qua, chính là một cái hiệp là có thể chém xuống đầu của hắn, cái này đầu công hắn là cần thiết phải cho Thác Bạc gia nam nhân. Nếu không nói như thế nào hàng một là cái thông minh nhất, có thể bị vạn cửu hàng phái tới mang theo bốn vạn hổ uy quân, cùng Thác Bạc Văn binh hợp nhất chỗ. Một khi xài thế hung bị Thác Bạc Vũ cấp giết, như vậy chính là không thế kỳ công. Tương lai Thác Bạc Vũ cùng Thái tử phi cầu thú như ý, cũng sẽ dễ dàng một ít, hơn nữa Thác Bạc Văn trên mặt cũng có quan. Hàng một lóng tay cái kia không có tay nam nhân, hắn ở nơi đó thống khổ kêu thảm, Thác Bạc Vũ mắt to tử. Thuyên thuyên xoay hai vòng liền kén đao tiến lên hắn biết sài thế huân là cái võ công cực cao người thác bạc vũ thực thông minh cũng thực quỷ đầu hắn cố ý bôn sài thế huân phía sau một cái giá sắt quân đi sài thế huân bởi vì tay nổ bay hắn nhất thời thật sự không tiếp thu được ở nơi đó ô ngao kêu to sài thế huân là cỡ nào cao ngạo nhân vật tay bị tạc không có là cái tàn tật hắn nơi nào có thể chịu được a à? hắn hỏng mất la to căn bản không chú ý một cái bắt mang nam nhân nhằm phía hắn phía sau người Kết quả Thác Bạc Vũ hắn tiến lên, cái kia thiết giáp quân vừa muốn phòng thủ khi, Thác Bạc Vũ đại đao lại trở tay về phía sau bối vung lên. Phục một tiếng. Sài Thế hung đầu người, bị từ phía sau một đao chém dừng ở mà.